diệt giết chết. Cái này mới đưa đến vô cực môn thịnh cực mà suy, hoàn toàn xuống dốc, vì cái gì? Tiêu phàm giật nảy cả mình, song nghi bỗng nhiên dương lên. Vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết, vô cực môn, càn khôn đỉnh, là cực kỳ hiếm thấy thông huyền linh bảo chính phẩm sao? Tại toa ma giới dạng này dưới cùng giao diệt, phỏng chế thông huyền linh bảo đều đã là nghịch thiên bảo vật, huống chi là chính phẩm thông huyền linh bảo. Mặc dù nói, càn khôn đỉnh, dạng này không gian chi bảo, dùng cho giao đấu chém giết, Uy lực không bằng những công kích kia tính thông huyền linh bảo, mà lại hiểu được điều khiển đích xác rất ít người, nhưng thông huyền linh bảo chính là thông huyền linh bảo. Năm đó Thái Hưng chân nhân bọn hắn thất thủ ở trung thổ giới về sau, không bao lâu tu chân giới liền có người ban xuống treo giải trên trời, tìm kiếm càn khôn đỉnh, hạ lạc. Kết quả mọi người vì tìm kiếm manh mối, nhao nhao đem chú ý đánh tới vô cực môn lưu thủ toa ma giới đệ tử trên thân, những đệ tử kia cả đám đều bị giết, chuyện này kêu loạn náo trên trăm năm, cuối cùng không có tìm được càn khôn bình bất luận cái gì dấu vết để lại cũng liền không người lính được treo thưởng cái này mới dần dần lắng lại xuống dưới không nghĩ tới món trí bảo này lại còn lưu tại người cái này vô cực truyền nhân trên tay vì một kiện bảo vật liền giết nhiều người như vậy tiêu phàm sắc mặt hoàn toàn chìm xuống dưới cực kỳ không vui giết người đoạt bảo chuyện như vậy nay đã vượt qua tâm lý của hắn danh giới cuối cùng huống chi bị giết hay là vô cực môn đồng môn thiên diệu tiên tử liếc nhìn hắn có chút kinh ngạc nói, cái này có gì đáng kinh ngạc, Huệ Thiên Hào bọn hắn còn không phải là vì một bức không hoàn chỉnh địa đồ, liền diệt thiên diệu cung cả nhà. Mặc dù nói chính là tông môn của mình, thiên diệu tiên tử ngữ khí lại tựa hồ như 10 điểm đương nhiên. Trong nội tâm nàng cố nhiên rất thống hận Huệ Thiên Hào, nhưng nàng lại cũng không cho rằng dạng này phong cách hành sự có gì không ổn. Nếu như diệt chính là những tông môn khác, giết chính là hắn người đệ tử, vậy thì càng thêm không có quan hệ gì với nàng. Ở cái thế giới này, đây là công nhận pháp tắc, tiêu phàm sắc mặt trở nên âm trầm, cùng hắn nhất quán biểu hiện ra ngoài vân đạm phong khinh hoàn toàn khác biệt. Thiên diệu tiên tử thậm chí đều cảm thấy một loại nào đó cực độ kiềm chế, không chịu được nói, xem ra người thật đúng là vô cực môn chính tông nhất truyền thừa, cũng chỉ có các ngươi chân chính vô cực truyền thừa đệ tử, mới có dạng này tinh thần trọng nghĩa, tiêu phàm chậm rãi nói, cái này chẳng lẽ không phải là rất bình thường sao? Thiên diệu tiên tử từ tốn nói, thiên diệu cung không phải chính đạo tông môn, ngụ ý chính là nói, đừng bắt các người chính đạo tông môn bộ kia quy củ đến trói buộc ta. Lại nói, ta tán thưởng cũng vẻn vẹn chỉ là ngươi tiêu phàm một người, cũng không phải là toàn bộ chính đạo tông môn. Giống hạo thiên tông, hạo nhật môn, mộ dung thế gia như thế, cũng tự xưng là chính đạo tông môn, nhất là hạo thiên tông, còn tự nhận là chính đạo tông môn lãnh tụ. Dạng này chính đạo tông môn, có đôi khi làm việc so tà ma ngoại đạo còn muốn ngoan độc. Tiêu phàm nhẹ nhàng nói, cái này cùng chính đạo tà đạo không quan hệ, cùng nhân tính có quan hệ, Câu nói này kỳ thật đã nói đến rất nặng, nhưng thiên diệu tiên tử lại ngoài dự liệu không có phản bác. Bởi vì tiêu phàm đang dùng mình hành động thực tế nghiệm chứng lời hắn nói tuyệt không phải làm bộ làm tịch. Đến bây giờ hắn còn làm bạn tại thiên diệu tiên tử bên người, liền đã nói rõ hết thảy. Kỳ quái, rất nhiều người đều coi là, càn khôn đỉnh, hẳn là di thất ở trung thổ giới. Năm đó Thái Hưng chân Nhân bọn hắn chưa có trở lại toa ma giới, cái này bảo vật Trấn giáo khẳng định cũng lưu lại trung thổ giới nhưng là thế nào sẽ trong tay ngươi thiên diệu tiên tử đối với vấn đề này có chút trăm mối vẫn không có cách giải tiêu phàm nói hắn xuất thân từ nhạc tây địa khu kia thật là vắng vẻ phải đủ có thể như thế một chỗ vắng vẻ chỗ vô cực môn con cháu chi nhánh lại có được vô cực môn bảo vật chấn giáo quả thực không thể tưởng tượng nổi vấn đề này ngay cả tiêu phàm chính mình cũng không có đáp án bởi vì từ khi càn khôn đỉnh truyền đến trong tay hắn hắn đã cảm thấy đây là thiên kinh địa nghĩa bởi vì hắn là vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân hiện tại tiêu phàm tự nhiên biết hắn chỉ có thể coi là vô cực môn con cháu chi nhánh bảo vật trấn giáo rơi vào bọn hắn cái này một chi trong tay thật đúng là vận khí cho phép nếu như không có càn khôn đỉnh không có đại thiên tôn trong tàng bảo các mấy món chân quý bảo vật tại con đường tu chân bên trên tiêu phàm tuyệt đối khó mà đi đến địa vị hôm nay càn khôn đỉnh là thông huyền linh bảo đây là ai xác định tiêu phàm hỏi ngược lại thiên diệu tiên tử rất kỳ quái nói, cái này còn cần xác định sao? Ngàn năm trước, đây là tu chân giới mọi người công nhận sự thật. Cái này, càn khôn đỉnh, là năm đó vô cực thiên tôn lưu lại trấn giáo trí bảo, mà vô cực thiên tôn thì là mấy chục ngàn năm đến, công nhận toa ma giới tu vi cao nhất sâu cao nhân tiền bối, không người có thể nhìn theo bóng lưng. Bao quát các người vô cực môn, mặc dù tại vô cực thiên tôn phi thăng lên giới về sau, còn xuất hiện qua không ít ngộ linh kỳ đại năng, nhưng không có một cái có thể giống vô cực thiên tôn như thế, tại thấp cùng giao diện đã đột phá ngộ linh hậu kỳ, đặt chân hóa hư kỳ cảnh giới. Dạng này một vị như bức hống hống cao nhân lưu lại bảo vật chấn giáo. Nếu như đều không phải thông huyền linh bảo lời nói, kia trên đời này nơi nào còn có chân chính thông huyền linh bảo. Nhưng tiêu phàm lại ẩn ẩn cảm thấy, càn khôn đỉnh khả năng không chỉ là chính phẩm thông huyền linh bảo đơn giản như vậy. Bởi vì tại càn khôn đỉnh nội bộ, liền cất giữ lấy nam cực tiên ông linh dược vườn, như ý lôi quang thác, viêm linh chi nhận dạng này cực kỳ nghịch thiên bảo vật. Có khả năng mỗi một kiện đều là thông huyền linh bảo. Tại một kiện thông huyền linh bảo nội bộ không gian, cất giữ lấy cái khác thật nhiều kiện thông huyền linh bảo, có chút không thể nào nói nổi. Chỉ bất quá, tiêu phàm cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến công nhận chân chính thông huyền uy lực của linh bảo, tự nhiên cũng liền không cách nào xác định suy đoán của mình phải trang hợp lý. Tiêu phàm, món bảo vật này, về sau không đến bị bất đắc dĩ, không nên tùy tiện lấy ra gặp người, Mặc dù treo thưởng, càn khôn đỉnh, đã qua ngàn năm, nhưng nghĩ kỹ lại, năm đó lệnh treo giải thưởng nhưng cũng không có hủy bỏ. Nói cách khác, nếu có người đạt được ngươi, càn khôn đỉnh, theo lý hắn còn có thể đi lĩnh treo thưởng, thiên diệu tiên tử rất chân thành nói, dung mạo hết sức nghiêm túc. Ừm, tiêu phàm gật đầu nói phải, mặc dù hắn cũng không cho rằng thời gian qua đi ngàn năm về sau, kia treo thưởng còn có bao nhiêu người nhớ được, nhưng thiên diệu tiên tử tóm lại là một mảnh hảo tâm. Cái này vòng xoáy chi sâu rộng, hoàn toàn ra khỏi tiêu phàm hai người dự kiến, trọn vẹn một chén trà quang cảnh, mới rốt cuộc từ vòng xoáy bên trong ghé qua ra. Vừa vừa thoát khỏi vòng xoáy, liền trông thấy một con cá lớn, chừng dài mười mấy trượng, vừa nhìn thấy tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử từ vòng xoáy bên trong ra, mắt nhỏ bên trong lập tức tinh quang bắn ra bốn phía, mở ra một chương tràn đầy trắng hiếu răng nanh miệng rộng, liền hướng bên này vội vàng xông đến. Tại vòng xoáy bên kia, thần long uyên bên trong, tĩnh mịch một mảnh, đừng bảo là dài mười mấy trượng cá lớn, con tôm nhỏ cũng không thấy một con. Mới vừa đến bên này, cảnh sắc lập tức cực khác. Tiêu Phàm chính muốn xuất thủ, linh thú điểm lắc một cái, một đoàn bóng đen từ linh thú điểm bên trong lao thẳng tới mà ra, chính là Hắc Lân, thân thể lắc một cái, liền biến thành hai ba trượng chi cự màu đen mãnh thú, mặc dù hay là một đầu mèo to hình dạng, chỗ rất nhỏ lại hơi có khác biệt, bộ mặt không có như vậy tròn, trở nên hẹp lâu một chút, bá khí phi phàm. Kia cá lớn nguyên bản khí thế hùng hổ, bỗng nhiên bên trong nhìn thấy hắc lân biến thành mãnh thú, lập tức giật nảy cả mình, thân thể uốn éo, liền muốn quay người chạy trốn. Từ khí tức bên trên phán đoán, cái này cá lớn cũng không phải phổ thông trong nước sinh vật, mà là một đầu điển hình yêu thú, có cấp 9 yêu thú tiêu chuẩn, cùng hắc lân tương xứng, ai ngờ lại đối hắc lân sợ hãi như thế. Hắc lân ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, tiếng giống trầm thấp, cùng mèo kêu thanh âm hoàn toàn khác biệt. Lập tức dưới chân dâng lên từng đoàn từng đoàn bọt nước, nhanh như điện chấp hướng về phía trước truy sát mà đi. Tiêu phàm vẫn như cũ có thể cảm thấy hơn ngàn trượng nước sâu áp lực thật lớn, hắc lân lại tựa hồ như không chút nào cảm giác, dạng này thủy áp đối nàng không hề ảnh hưởng. Rất nhanh, hai đầu cửa thú liền chiến làm một đoàn. Kia cá lớn cố nhiên đối hắc lân sợ như sợ cọp, một khi bị buộc đến góc tường, không thể trốn đi đâu được, lập tức cũng lên liều mạng chi tâm, quyết tử đấu tranh, một bước cũng không nhường. Chỉ bất quá đây hết thảy đều là phí công, chiến đấu không lâu, cá lớn liền toàn thân máu me đầm đìa, không địch lại mà đi, bị Hắc Lân đuổi kịp, ôm đồm phá cá lớn tuyết trắng bụng, móc ra một viên to lớn nội đan, một ngụm nuốt xuống. Kia cá lớn lập tức cái bụng chỉ lên trời, một mệnh ô hô. Tiêu Phàm thấy có chút ngẩn người, mặc dù hắn biết mèo thích ăn cá, nhưng ăn như thế lớn một con cá, vẫn là để người không tưởng tượng được. Cái này khẩu vị thực tế quá tốt, Thiên Diệu tiên tử đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, kinh ngạc nói, "Thánh linh huyết mạch" Người cái này con linh sủng, lại có quỷ thủy chân linh mặc kỳ lân huyết mạch, đồng thời huyết mạch còn không tính quá đạm bạc. Tại cái này một giới, loại này ẩn chứa khá nhiều thánh linh huyết mạch dòng chính hậu duệ, thực tế quá hiếm thấy, nói, lại liếc Tiêu Phàm một chút, trong ánh mắt cực nhanh hiện lên một vòng giật mình. Vị này tuổi quá trẻ tiêu y thánh, luôn luôn như thế lặp đi lặp lại nhiều lần để người ra ngoài ý định. Tiêu Phàm không khỏi âm thầm cảm thán, những này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cả đám đều không phải đèn đá cạn dầu chỉ liếc mắt liền nhìn ra Hắc Lân mặc kỳ lân huyết mạch. Trong nháy mắt, Hắc Lân liền trở lại Tiêu Phàm bên người, hồi phục thành phổ thông mèo đen bộ dáng, liếm liếm Tiêu Phàm mờ u bàn tay, một bộ vừa lòng thỏa ý bộ dáng. Mặc dù Hắc Lân thôn phệ qua không chỉ một viên cấp 9 yêu thú nội đan, thậm chí ngay cả 10 cấp hóa hình yêu thú nội đan đều thôn phệ qua, nhưng lần này lại tựa hồ như cao hứng nhất, giống như ăn vào cái gì vật quý giá nhất. Trong cơ thể nàng đã ẩn chứa Quỷ Thủy Thánh Linh Tam nhãn mặc kỳ lân huyết mạch, Thôn vệ trong nước yêu thú nội đan, tự nhiên bồi bổ hiệu quả tốt nhất. Hắc Lân vừa diệt giết cá lớn, lập tức liền đem nó hắn trong nước yêu thú đều dọa đến chạy trối chết, trong lúc nhất thời, vùng nước này cũng biến thành âm u đầy tử khí, ngay cả tôm tép đều không gặp được một con. Hắc Lân liếm môi, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, cũng không trở về linh thú điểm đi, ngay tại phía trước dẫn đường. Đã nàng ở trong nước ứng phó ung dung, Tiêu Phàm tự nhiên là cầu còn không được. Vừa mới đi về phía trước tiến vào chưa tới một canh giờ nguyên bản bình tĩnh dưới nước bỗng nhiên trở nên ồn ào náo động chỉ thấy từng bầy các loại trong nước yêu thú tôm cá rùa ba ba loại hình lúc trước bên cạnh chen chúc mà tới hắc lân không khỏi rất là hưng phấn thân thể lắc một cái lại hóa thành dài hai ba trượng cự thú chuẩn bị ăn như gió cuốn ai ngờ những cái kia trong nước yêu thú lần này lại mảy may cũng không e ngại nàng vẫn như cũng mất mạng vào tới bên này trong đó không thiếu hung ác yêu thú lại đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới thậm chí đều không lo được hắc lân uy hiếp chỉ là từ bên cạnh bọn họ vọt qua, tiếp tục mất mạng hướng phía trước chạy thuộc mạng. Vô luận thiên diệu tiên tử hay là tiêu phàm, thậm chí bao gồm hắc lân ở bên trong, đều tính được là kiến thức rộng rãi, gặp một lần loại tình hình này, lập tức liền cảm giác 10 điểm dị thương. Những này trong nước yêu thú, tựa hồ đang tránh né một vị hung thần. Cái này hung thần đáng sợ trình độ, ở xa hắc lân phía trên. Cần biết vừa rồi đầu kia cá lớn, đã có cấp 9 yêu thú tiêu chuẩn, vẫn nhìn thấy hắc lân liền quay đầu liền chạy, có thể thấy được Hắc Lân đối trong nước yêu thú lực uy hiếp ra sao cùng to lớn. Ai ngờ hiện tại, một đoàn yêu thú vậy mà đối ẩn chứa Mặc Kỳ Lân huyết mạch Hắc Lân chẳng thèm ngó tới. Rất hiển nhiên, bọn chúng sau lưng vị kia mới thật khiến người sợ hãi. Hắc Lân, cẩn thận chút, Tiêu Phàm không chịu được thấp giọng phân phó một câu, đáy mắt lục mang lấp lánh, Thiên Nhãn thần thông vận chuyển đến thực hạt, thần niệm chi lực cũng xa xa dò xét ra ngoài. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, từ đằng xa truyền đến dù coi như tại ngàn trượng dưới nước, cũng nghe được thật sự rõ ràng, tiếng long ngâm bên trong, mang theo nói không nên lời bá khí cùng vô tận uy nghiêm. Tiêu phàm bỗng nhiên nhớ tới có quan hệ thần long uyên những cái kia nghe đồn. Hoác sơn chi bắc có đại uyên, thường có cự long ẩn hiện, cho nên lấy tên chi, là thần long uyên. Tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử gần như đồng thời cảm nhận được kia cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, đều đều hơi biến sắc. Hắc lân con mắt màu vàng bên trong lại hiện lên sắc mặt giận dữ, từ tiêu phàm trong ngực nhảy lên một cái lần nữa hóa thân thành cự hình mãnh thú hình dạng hướng về phía tiếng long ngâm truyền đến địa phương ngẩng đầu gầm lên giận dữ xa xa truyền quá khứ thiên diệu tiên tử kinh ngạc nói giao long chi thuộc cùng quỳ thủy kỳ lân cũng không phải là tử địch lại đang làm gì vậy tựa hồ hắc lân đối kia con giao long mang theo hết sức rõ ràng phản cảm quản không được nhiều như vậy a à, đi mau bất quá lập tức thiên diệu tiên tử liền vội gấp nói tại dưới nước cùng một con giao long đối đầu rất rõ ràng là cực kỳ không khôn ngoan hành vi. Hắc Lân, đi, Tiêu Phàm lập tức chào hỏi Hắc Lân một tiếng, hai người một mèo, hướng về phải phía trước bay trốn đi. Trời rượu thủy độn đại pháp kỳ diệu dị thường, dù coi như tại dưới nước một hai ngàn trượng chỗ sâu, cũng là tốc độ bay cực nhanh, tựa hồ mảy may không bị ngăn trở. Nhưng so với tại không trung phi độn, tốc độ tự nhiên vẫn là phải chậm hơn rất nhiều. Vừa mới thoát ra không bao xa, lại là một tiếng long ngâm, cuồn cuộn mà đến, lại là so vừa rồi gần rất nhiều. Kia con dao long, vậy mà kính đuổi sát mà tới. Tiêu phàm song nghi, chăm chú nhau, vừa mới thông qua vòng xoáy thoát khỏi huệ thiên hào dây dưa, nhưng lại bị một con dao long theo đuổi không bỏ, xem ra tiêu chân nhân vận khí, thật đúng là không thế nào. Nếu không phải tại dưới nước, tiêu phàm cũng tịnh không e ngại, đánh không lại còn có thể chạy qua, chỉ cần kia dao long không phải cấp 12 trở lên hóa hình long tộc, tin tưởng có xương chim tại, cũng chưa chắc liền đuổi được bọn hắn. Mà giờ khác này lại là tại một hai ngàn trường sâu dưới nước, ngừng đầu đi lên, thì là dày đặc vô so vách động. Bọn hắn đang đứng ở một cái tương đối phong bế dưới nước trong huyệt động, trừ song song trước tiến vào, không có lựa chọn khác. Mặc dù nói, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử đều hiểu được thuật độn thổ. Tiêu phàm lại không nguyện ý bốc lên như thế phong hiểm. Thực tế hắn thuật độn thổ cũng không cao minh, một khi thi triển đi ra, liền không cách nào cùng người giao thủ. Vạn nhất kia giao long cũng hiểu được thuật độn thổ, truy giết đi lên, thật đúng là khoanh tay chịu chết. Vô luận như thế nào, nhất định phải bảo trì hành động tự do. Chỉ tiếc tại dưới nước, mặc kệ thiên diệu cung thủy độn thuật cỡ nào kỳ diệu, tiêu phàm cũng vẫn là vừa mới lĩnh ngộ chưa lâu, vô luận như thế nào đều là không chạy nổi giao long. Lại chạy trốn gần nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một cái càng thêm chật hẹp dưới nước hang. Lại một tiếng long ngâm vang vọng, đã gần trong gang tắc. Tiêu phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng mấy chục trượng chỗ, một cái cực đại vô so đầu thuồng luồng hiển lộ ra. Cùng trong truyền thuyết giao long cực kỳ tương tự, chỉ có trên đầu mọc ra hai con màu tím đen sừng nhọn, cùng tráng lệ sừng rồng có rõ ràng khác nhau. Đây là giao, không phải long, nghiêm chỉnh mà nói, tại bất luận cái gì dưới cùng giao diện cũng không thể có thiên long tồn tại. Chân chính thiên long, chỉ tồn tại ở huyền linh thượng giới dạng này cao cùng giao diện. Dưới cùng giao diện cái gọi là bay long, long vương, kỳ thật đều là giao. Tỷ như hỏa vân giao, giao long mang theo thiên long huyết mạch, chỉ là huyết mạch xa gần độ dày. Các có sự khác biệt, tại hạ cùng giao diện dòng sông Đại Xuyên, biển cả viễn dương bên trong. Trong nước giao long cùng có quỷ thủy kỳ lân huyết mạch thú tộc, đều là làm nhưng vương giả, cùng trên biển lớn thương thiên bá chủ ngân xí đại bằng đồng giảng, đều đều cao cao tại thượng. Bá khí phi phàm, cái này đầu giao long nhất nhìn thấy hắc lân, lập tức hai mắt lộ hung quang, tựa hồ nhìn thấy tử địch. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn Hắc Lân trên thân cũng lộ ra một cỗ ngang ngược chi khí, hai mắt lệ khí đại thịnh, mà quyền sát trưởng liền muốn quay người đối đầu. Đi vào, Thiên Diệu tiên tử không chút do dự quát, Tiêu Phàm hạo nhiên chính khí vận chuyển, mang theo Thiên Diệu tiên tử cùng Hắc Lân, thẳng xuyên vào cách đó không xa kia càng thêm nhỏ hẹp dưới nước trong nham động. Thiên Diệu tiên tử phán đoán không thể nghi ngờ phi thường chính xác, giao long thân thể cực kỳ to lớn, đủ có dài chừng 10 trượng, tại dạng này chật hẹp không gian bên trong, như thế thân thể cao lớn nhưng không thi triển được, không ít lớn uy lực thần thông đều bị hạn chế. Vừa tiến vào chật hẹp dưới nước hang, tiêu phàm liền là xoay người lại, hai mắt sáng ngời, tiếp cận kia con dao long, thần sắc chấn định tự nhiên. Nhân loại, giao long tại hang bên ngoài dừng lại thân thể, bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, miệng nói tiếng người, chấn động đến tiêu phàm bọn người màng nghĩ ông ông tác hưởng. Đưa người linh thú lưu lại, ta liền thả các người đi. Nói, Giao lòng ánh mắt thẳng tắp dừng lại tại Hắc Lân trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam chi ý. Cái này giao long khí tức cực kỳ cường đại, chừng hóa hình trung kỳ trở lên tu vi, thậm chí so tiêu phàm thấy qua tất cả hóa hình trung kỳ yêu thú khí tức đều muốn cường thịnh hơn ba phân, nhiễm nhưng đã đạt đến tại hóa hình trung kỳ trạng thái đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào hậu kỳ cảnh giới. Cường đại như thế trong nước long tộc, tiêu phàm hay là lần đầu kiến thức. Bình thường yêu thú tiến vào hóa hình kỳ về sau, linh trí đã mở, cùng giai nhân loại tu sĩ thường thường không phải yêu thú địch thủ. Mang theo thiên long thánh linh huyết mạch giao long có xa so phổ thông yêu thú càng thêm cường đại được nhiều, hóa hình trung kỳ giao long, coi như đối đầu nhân loại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không rơi vào thế hạ phong. Cái này con giao long đối uy hiếp của bọn hắn, mảy may cũng không tại huệ thiên hào phía dưới. Cũng không trách cái này giao long nhất mở miệng liền vinh mặt hất hàm sai khiến, diễu võ dương oai, tựa hồ nó lời nói ra chính là mệnh lệnh cho dù ai đều muốn nghiêm túc tuân theo không lầm, không có chút nào có kẻ mà cả chỗ trống. Tiêu phàm liền ôm quyền, từ tốn nói, vị đạo hữu này, ta cùng chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không có cùng đạo hữu là địch ý tứ, mong rằng đạo hữu tạo thuận lợi, ha ha ha. Giao long há mồm cuồng tiếu, dưới đáy nước nhấc lên từng đợt sóng lớn. Nhân loại, ngươi dựa vào cái gì cùng ta bàn điều kiện? Ta chỉ cần ngươi lưu lại linh thú, đã rất cho các ngươi mặt mũi, lại muốn rông dài lời nói, vốn đại vương liền đem các ngươi tất cả đều nuốt vào bụng đi, một tên cũng không để lại. Nhân loại các ngươi tu sĩ nguyên anh tinh huyết, đối với chúng ta long tộc nhưng cũng là vật đại bổ, lại là như vậy ngôn luận. Tiêu phàm trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ chán ghét, lãnh đạm nói, đã như vậy, kia liền không có gì để nói nhiều. Các hạ có bản sự này, cứ đi lên, tiêu mỗ phụng bồi tới cùng, tốt, rất tốt. Giao long lại ngửa mặt lên trời cười như điên. Vốn đại vương tại cái này vực sâu bên trong tiêu giao tử tại mấy ngàn năm, nhân loại tu sĩ nuốt qua không ít nghĩ ngươi không biết tốt xấu như vậy ra hỏa thật đúng là rất hiếm thấy đợi chút nữa vốn đại vương muốn đối ngươi đặc biệt chiếu cố sẽ không một ngụm liền nuốt ngươi ta sẽ từ từ hưởng dụng huyết nhục của ngươi cùng nguyên anh để ngươi tận mắt thấy vốn đại vương như thế nào từng ngụm đem nhục thể của ngươi ăn hết hắc 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 tiêu phàm hừ lạnh một tiếng như ý lôi quang tháp nổi lên không muốn cùng nó liều mạng tiêu phàm trong tai bỗng nhiên vang lên thiên diệu tiên tử truyền âm thanh âm Người chủ tu công pháp, đều không thích hợp tại dưới nước chém giết, cùng nó liều mạng, khẳng định không chiếm được tiện nghi gì, tiêu phàm trầm ngâm, không lên tiếng. Hắn biết thiên diệu tiên tử nói có lý, hắn tinh thông nhất tinh viêm chi lực, tại dưới nước lớn thụ khắc chế, nếu như đối thủ đồng giá không cao, cũng là rất dễ đối phó, thủy hỏa tướng khắc, cũng không cần đi quản có phải là tại dưới nước, một ra tay liền đem đối phương đốt thành cho bụi. Nhưng cái này giao long cấp bậc càng trên mình, tinh viêm chi lực cơ hồ căn bản liền không cách nào thi triển tiếp theo chính là lôi điện chi lực, ở trong nước nhận khắc chế cố nhiên hơi nhỏ, cũng kém xa trên mặt đất động thủ tới thuận tiện. Duy chỉ có luyện thể thuật ở trong nước không bị hạn chế, kia cường hoành vô song nhục thân, vô luận lúc nào đều có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Nhưng mà giao long chi thuộc nhục thân cường hán cũng là nghe tiếng, phải rồng chi kiên, có một không hai thiên hạ. Nhất là lại là ở trong nước, càng là lực lớn vô cùng. Tiêu phàm dù coi như đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt phát huy đến cực hạn, cũng chưa chắc có thể chiếm cứ nửa điểm thượng phong thiên diệu tiên tử tiếp tục nói người cái kia quỷ linh thúc đẩy kiện pháp bảo kia giống như có chút ý tứ là chỉ âm trí hàn bảo vật nếu không người lấy ra cho ta dùng một chút người tiêu phàm rất kinh ngạc người bây giờ tình hình này còn có thể cùng người động thủ giao phong sao còn không chờ bọn hắn thương nghị thỏa đáng kia giao long đã ngẩng đầu hét lớn một tiếng miệng hơi mở một cỗ lực lượng tràn trề nhấc lên im ắng dòng nước hướng bọn hắn dồn sức đụng mà tới trong đó một dòng nước tựa như vật sống, giữa đường chuyển hướng, hướng Hắc Lân biến thành mãnh thú càn quét mà đi, tựa hồ muốn đem Hắc Lân bắt sống. Hắc Lân cố nhiên không phục lắm, thịnh khí tương hướng, nhưng trên bản chất chỉ là một đầu cấp 9 linh thú, cùng giao long cảnh giới chênh lệch rất xa, không thể nào là giao long đối thủ. Tiêu Phàm cũng là hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên phồng lớn mấy phân, vung vẩy hữu quyền, một quyền đánh ra. Hạo nhiên chính khí phồng lên mà ra, lập tức nước hồ lăn lộn đem dao long luồng sức mạnh lớn đó đối diện đâm đến càn quét trở về. Hư, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám bêu xấu. Giao long tựa hồ không nghĩ tới tiêu phàm pháp lực như thế hùng hậu, không khỏi hơi sướng sờ, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, lộ ra nhân cách hóa vẻ khinh thường. Tiêu phàm tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải vung lên, dựa theo trời diệu thủy độn đại pháp pháp quyết, thả ra một cái trong nước kết giới, đem thiên diệu tiên tử bao khỏa trong đó, trên thân bạch mang lấp lánh, huyền tinh giáp nổi lên, hai bộ giáp lưới bọc tại trên hai tay dáng người tăng vọt đến ba bốn trượng chi cao song quyền đụng một cái thân thể hơi nghiêng về phía trước tiếp cận đối diện giao long quát lạnh một tiếng tới đi tiểu bối chịu chết đi giao long ngẩng đầu gào thét thân thể bỗng nhiên uốn éo chỉ thấy sóng nước cuồn cuộn một đạo thô to vô so bóng đen bỗng nhiên đánh tới chính là giao long cường kiện đuôi rồng không gian chật hẹp bên trái là hắc lân bên phải là thiên diệu tiên tử tiêu phàm cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xê dịch né tránh chỗ trống, hắn cũng không có ý định né tránh, lúc này song quyền tề xuất, hung hăng nghênh kích đi lên. Phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ nghe tiêu phàm kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân bùn đất lăn lộn, thủy ba trận trận, hai chân thật sâu hãm xuống dưới đất trong nham thạch, cao mấy trượng thân thể liên tiếp lung lay mấy cái, đúng là nửa bước không lùi. Từ khi luyện thành cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông về sau, lấy cứng trọi cứng, đây là tiêu phàm lần đầu cảm thấy phí sức bóng đen lóe lên, đuôi rồng nhanh chóng thu về. Hừ hừ, nhân loại, người còn có chút y tứ. Bất quá coi là dựa vào cái này khu khu luyện thể thuật, liền muốn giao thủ với ta, thực tế là mơ mộng hão huyền. Vốn đại vương liền để ngươi tốt tốt mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là nhục thân cường hoành. To lớn đầu thường luồng ông ông kêu lên, thân thể uốn éo, dài đến mấy chục trường khổng lồ giao thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại nhỏ. Trong khoảnh khắc, liền hóa thân thành dài hơn 10 trường, thiết xác móng vuốt thép, hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy bạo ngược chi khí, trực tiếp hướng tiến vào trong nham động. Dầm 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 liên tục ba tiếng nổ, tiêu phàm dưới chân thêm ra hai đạo trưởng dài hố đá. Đã đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt tu luyện tới cực cảnh giới cao thâm tiêu phàm, lại bị giao long ngạnh sinh sinh đánh lui bảy bước. Không phải từng bước một lui lại, mà là hai chân hãm sâu trong nham thạch, bị giao long cự lực đẩy tại nham thạch bên trong lui lại, đem dưới chân nham thạch trực tiếp đẩy ra hai đầu thật dài hố nói tới cái này giao long nhục thân mạnh mẽ thần lực kinh người ở xa tiêu phàm ngoài ý liệu liên tiếp cùng giao long liều mạng ba đòn tiêu phàm chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn pháp lực nhất thời vậy mà vận lên không được chém giết gần người đây là tối kỵ giao long tựa hồ cũng minh bạch đạo lý này căn bản liền không dung tiêu phàm thở dốc thân thể uốn éo hô một tiếng đuôi rồng thẳng quét tới tiêu phàm cắn răng một cái song trưởng lần nữa đánh ra cứng đối cứng nghênh đón tiếp lấy ầm um, tiêu phàm cổ họng ngòn ngọt một ngụm máu tươi tuôn ra đem lên đến, thật vất vả mới nuốt trở vào, một gương mặt nháy mắt biến thành màu đỏ sẫm. Hắc hắc, nhân loại, bản lãnh của ngươi không gì hơn cái này, giao long cười lạnh, dương dương đắc ý. Nhanh, đem ngươi món kia bảo vật lấy ra, ẩn thân tại trong kết giới thiên diệu tiên tử gấp vội kêu lên, ngay lập tức truyền âm chi thuật đều không lo được dùng. Tiêu phàm không kịp nghĩ kỹ, lập tức đem thần niệm chi lực dò xét tiến vào linh thú điểm bên trong, cùng oán linh câu thông. Cái này cửu âm bạch cốt điểm cơ hồ thành oán linh vật phẩm tư nhân, mỗi ngày ôm xương điểm tại linh thú điểm bên trong nằm ngáy o o, một lát cũng không chịu buông tay. Tiêu Phàm cũng là ôm thử nhìn một chút tâm tư cùng muội muội câu thông, ai ngờ lần này, muội muội lại cực kỳ thông tình đạt lý, mặc dù vẫn còn có chút không vui vẻ, cuối cùng vẫn là đem cửu âm bạch cốt điểm giao cho Tiêu Phàm. Dùng ngươi, càn khôn đỉnh, vì ta bảo vệ nhục thân. Thiên diệu tiên tử lại thấp giọng quát nói, cái gì, trong lúc nhất thời, tiêu phàm có chút chưa tỉnh hồn lại thiên diệu tiên tử đây là ý gì chẳng lẽ nàng muốn tại cái này dưới nước thi triển nguyên thần xuất khiếu thần thông mà lại nàng thi triển thần thông như vậy làm cái gì trong lúc này lại dung không được tiêu phàm nghĩ lại thiên diệu tiên tử miệng lẩm bẩm tái nhợt không máu mặt lên một chút tử hiện lên hai đoàn diễm lệ đỏ ửng trên đỉnh đầu hắc khí mờ mịt sau một lát ngưng tụ thành một vài tấc cao màu đen nguyên anh áo đen váy đen dung mạo kiểu diễm như hoa như nguyệt đẹp không sao tả xiết thiên diệu tiên tử vậy mà thật thi triển ra nguyên thần xuất khiếu thần thông. Hắc hắc, nguyên thần xuất khiếu, tốt, tốt, không nghĩ tới người vậy mà là nhân loại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nguyên anh như thế ngưng kết, bắt đầu ăn hương vị nhất định rất không tệ, ha ha ha, rất tốt. Giao lòng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi, cười lên ha ha, nó tại cái này vực sâu bên trong, mấy ngàn năm qua, cố nhiên thôn vệ qua tốt chút nhân loại tu sĩ. Nhưng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nguyên anh, nhưng lại chưa bao giờ thưởng thức qua. Giao long long chảo vừa nhấc, huyễn hóa ra một con tinh xảo tiểu long chảo, uyển như thực vật đồng dạng dày đặc, nhanh như thiểm điện hướng thiên diệu tiên tử Nguyên Anh bắt tới. Siêu thiên diệu tiên tử Nguyên Anh hắc mang lóe lên, bỗng nhiên thi triển ra thuấn di thuật. Nháy mắt liền tới cửu âm bạch cốt điểm bên cạnh, giao long long chảo ôm đồm tại không trung. Màu đen Nguyên Anh lại lóe lên, liền chui tiến vào cửu âm bạch cốt điểm bên trong, không thấy bóng dáng trực tiếp đem mình Nguyên Anh trốn vào một kiện bảo vật bên trong, thần thông như vậy, tiêu phàm hay là lần đầu được chứng kiến. Chính hắn cũng nguyên thần xuất khiếu qua, nhưng mỗi lần đều là tiến vào càn khôn đỉnh, nhưng mà càn khôn đỉnh là không gian bảo vật, trong đó có động thiên khác, cái này cửu âm bạch cốt điểm, lại không phải không gian chi bảo. Dạng này cũng có thể để cho nguyên thần tiến vào, thiên diệu cung công pháp truyền thừa, thật đúng là thần bí khó lường. Làm cái gì, thiên diệu tiên tử động tác này, ngay cả giao long đều thấy có chút hồ đồ. Lúc này, tiêu phàm không kịp ngẫm nghĩ nữa, cánh tay lắc một cái, càn khôn đỉnh bắn ra, nhanh chóng xoay tròn lấy, đem thiên diệu tiên tử cương ngồi nhục thân lập tức hút vào. Tại cái này một hai ngàn trượng dưới nước chỗ sâu, chỉ có càn khôn đỉnh dạng này không gian chi bảo, mới có thể hộ đến thiên diệu tiên tử nhục thân chu toàn. Thiên diệu tiên tử nguyên thần vừa tiến vào cửu âm bạch cốt điểm, tiêu phàm liền lấy làm kinh hãi, vậy mà mất đi tin tức của nàng, rốt cuộc không cảm ứng được. Tiêu phàm mặc dù chưa hề được chứng kiến nguyên thần trực tiếp tiến vào bảo vật, nhưng cũng biết rất nhiều bảo vật nội bộ tự thành không gian, nguyên thần một khi tiến vào, vô cùng có khả năng bị bảo vật giam cầm. Huống chi, cái này cửu âm bạch cốt điểm vốn cũng không phải là toa ma giới bảo vật, mà là thiên minh tử cùng thất giả giới tu sĩ tàn hồn phỏng chế ra, quỷ đạo bảo vật càng là kỳ quỷ khó lường. Nhưng là sau một khắc, cửu âm bạch cốt điểm liền có biến hóa. Vài tắc lớn nhỏ xương điểm, dần dần lớn lên, một cỗ khí thức quỷ dị từ cửu âm bạch cốt điểm bên trong thấu ra. Giống giao long lập tức cảm nhận được loại này không giống bình thường khí tức, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, thân thể lắc một cái, trên cổ mười mấy mai xanh minh mang lân phiến bỗng nhiên chóc ra, hóa thành từng chuôi phi đao, lưỡi dao bên trên lam sáng nóng lánh, gào thét lên hướng cửu âm bạch cốt điểm tật chảm mà tới. Tiêu phàm trong tiếng hít thở, một quyền hướng về phía trước đảo ra, kinh phong gào thét, sóng nước cuồn cuộn. Cái này uy mãnh vô luân một quyền, lại nện ở không trung vảy rồng biến thành phi đao, một trận vặn vẹo, vậy mà đối tiêu phàm công kích nhìn như không thấy, từ quyền phong sóng nước khe hở bên trong đi xuyên qua đi, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Những này vảy rồng không hề nghi ngờ là giao long bản mệnh lân phiến, cứng như kim thiết, biến hóa tùy tâm. Phụt 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 mười mấy âm thanh giòn vang, phi đao liên tiếp không ngừng mà chạm tại xương điểm phía trên, mỗi một đao chém xuống, đều tại xương điểm bên trên lưu lại dấu vết thật sâu, trong đó một đao, thậm chí kém chút đem xương điểm từ đó cắt làm hai đoạn bản mệnh vẩy rồng cứng cỏi, thực tế là không thể tưởng tượng. Giao Long thấy thế, hắc hắc cười lạnh một tiếng, cái cổ run run, phi đao nháy mắt lại hóa thành xanh minh mang lân phiến, phi tốc bắn trở về, xếp thành hình nửa vòng tròn, tại nó đầu đỉnh không ngừng lấp lánh, tùy thời chuẩn bị tiến hành lần công kích thứ hai. Ai ngờ sau một khắc, những cái kia bị phi đao chém ra đến dấu vết, liền bắt đầu biến mất, đồng thời tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả nửa đường cạn ngấn cũng nhìn không ra. Cùng lúc đó, xương điểm vẫn còn tiếp tục lớn lên, đường kính đã vượt qua ba thước, khớp xương cùng cắn vào chỗ long đầu đuôi rồng thấy nhất thanh nhị sở. Lẽ nào lại như vậy? Giao long nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rộng mở ra, một viên nắm đấm lớn tiểu nhân dạ minh châu bắn ra, tại nó đỉnh đầu tỏa ra vạn trượng quang hoa, toàn bộ dưới nước hang nhiệt độ gấp gáp hạ xuống, ngay cả dòng nước cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Lại sau một khắc, rất có thể liền sẽ lập tức ngưng kết thành băng. Ly thủy long châu, tiêu phàm nhẹ khẽ hít một cái khí lạnh, chấn định trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Điền tịch ghi chép, một chút trong nước cao dài yêu thú, đều có thể tu luyện ra đặc hữu bản mệnh pháp bảo, trong đó nổi danh nhất chính là ly giọt nước. Mà ly giọt nước chỉ có giao long chi thuộc mới có thể tu luyện được ra, cho nên được xưng là ly thủy long châu. Loại này ly thủy long châu chẳng những uy lực cực lớn, mà lại đối với bất luận cái gì tu luyện thủy thuộc tính công pháp người đều là trí bảo, có thể để luyện hóa ly thủy long châu người có được giao long nhất thủy thuộc tính thần thông. Ly thủy Long Châu ở trong nước quang hoa lập lè, 12 phiến bản mệnh vẩy rồng tại Long Châu bên ngoài chỉnh chỉnh tề tề làm thành một vòng, hóa thành 12 ngọn phi đao, lưỡi dao trở nên xanh minh mang. Lóng lánh xâm nghiêm khí tức, tật, dao long chố mắt giống to, ly giọt nước từ từ đi lên, mang theo 12 ngọn phi đao, không ngừng xoay tròn lấy, tựa như một cái cự đại đao vòng, đi tới cử âm bạch cốt điểm trên không. Chảm, dao long lại là gầm lên giận dữ, ly thủy long châu cùng 12 ngọn phi đao quang hoa đại phóng nháy mắt mấy chục trên trăm đạo đao quang chém bay mà hạ. Một trận gấp rút vô so giao kích chi tiếng vang lên, tại cuồng phong bạo vũ phi đao công kích phía dưới, cửu âm bạch cốt điểm mặt ngoài xuất hiện lần nữa từng đống vết thương, mấp mô. Nhìn thấy mà giật mình, cứ việc mỗi một lần phi đao chém qua về sau, xương điểm đều có thể nhanh chóng bản thân chữa trị. Nhưng ly giọt nước bên trên bắn ra phi đao vô cùng vô tật, xương điểm dạng này chỉ thủ không công, coi như bản thân năng lực chữa trị mạnh hơn, cuối cùng vẫn là sẽ bị hủy đi chủ nhân, mau giúp ta, một bên hắc lân thấy lòng tràn đầy lo nghĩ, không chịu được lớn tiếng kêu lên. Giúp thế nào, tiêu phàm vội vàng hỏi, ta có thể đối phó cái này ly giọt nước, nhưng ta cảnh giới không đủ, không phải kia ác giao đối thủ, ta cần mượn lực. Hắc lân gấp rút nói, mượn lực, nhanh a, à, nếu là chờ nó hủy xương điểm, tiên tử tỷ tỷ liền phiền phức. Thấy tiêu phàm còn đang do dự, hắc lân gấp đến độ thẳng ồn ào, thân thể nhoáng một cái, liền đến trước mặt hắn. Nhanh, Thanh pháp lực của ngươi độ cho ta. Mắt thấy ly giọt nước quang hoa lấp lánh, lại lập tức phải phát động lại một luân phiên công kích, tiêu phàm cũng không lo được nghĩ lại, bàn tay duỗi ra, liền dán tại hắc lân sống lưng trên lưng, hạo nhiên chính khí phồng lên mà ra, liên tục không ngừng đưa vào hắc lân thể nội. Hắc lân là hắn bản mệnh linh sủng, số trong 10 năm, ngày đêm làm bạn, không có dây lát tách rời, đối hắc lân hết thảy, tiêu phàm đều rõ như lòng bàn tay, quen đến không thể lại quen. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, vẫn là để tiêu phàm trợn mắt hốc mồm. Theo hạo nhiên chính khí đưa vào, hắc lân thân thể chẳng những không có biến lớn, ngược lại đang bay nhanh co lại tiểu. Phanh màu đen mãnh thú biến mất tại chỗ không gặp, thay vào đó là một tên thân mặc hắc y, phong thái hiểu điệu, xinh đẹp đầy đặn vũ mị thiếu nữ, cùng hắc lân ngày bình thường huyễn hóa ra đến thiếu nữ giống nhau như đúc, chỉ bất quá tên này đầy đặn thiếu nữ có chân nhân chiều cao. Nhìn qua so huyễn hóa ra đến thiếu nữ càng thêm rất thật, thanh xuân kiều diễm khí tức, đập vào mặt. Bất quá tiêu phàm còn có thể nhìn ra được, thiếu nữ này vẫn như cũ là huyễn hóa mà thành, cũng không phải thật sự là thân thể. Nhưng cái này mảy may cũng không ảnh hưởng Hắc Lân sức chiến đấu. Có tiêu phàm hạo nhiên chính khí rót vào, Hắc Lân cấp tốc đột phá kim đan hậu kỳ ràng buộc, nháy mắt bước vào nguyên anh cảnh giới, cái chán một trận ngân quang lấp lẽ, một con mắt dọc dần dần nổi lên, bỗng nhiên mở ra đến, một đạo đen nhánh quang hoa bắn ra, trực tiếp bắn vào ly giọt nước huyễn hóa ra vô hạn đao phong bên trong suy một tiếng thật dài xé vài tiếng vang bỗng nhiên vang vọng toàn bộ dưới nước hang. Chỉ thấy đen nhánh quang hoa lướt qua, đầy trời đao quang tựa như tuyết lành gặp nắng gắt, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, ly thủy long châu quang hoa so sánh với lúc trước thậm chí ảm đạm mấy phân. Thật mắt chi quang, ha ha, rất tốt rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm, thật sự có quỷ thủy kỳ lân huyết mạch. Giao long thấy thế không những không giận mà còn lấy làm mừng, ha ha phá lên cười. Thừa cơ hội này, Cửu âm bạch cốt điểm lại bắt đầu nhanh chóng chữa trị, để người ngạc nhiên là, cứ việc đao phong rơi xuống như mưa, cái này xương điểm lại lại cao lớn hơn không ít, đã có 5 6 thước lớn nhỏ, tựa hồ mảy may cũng không có có nhận đến ly nước phi đao ảnh hưởng, luôn luôn lấy một loại cố định không đổi tốc độ đang không ngừng lớn lên. Audio điện tử võ tấn bền. Hừ, trước giải quyết các ngươi những này nhân loại đáng ghét tu sĩ lại nói, không sợ vật nhỏ này trốn thượng thiên đi. Thấy cửu âm bạch cốt điểm biến hóa, Giao Long thần sắc lại là lạnh lẽo, lẩm bẩm nói. Uống miệng rộng mở ra, một đạo băng lãnh long tức bỗng nhiên phun tới, trực tiếp rót vào ly thủy long châu bên trong. Nguyên vốn đã ảm đạm mấy phần long châu lần nữa quang hoa đại thịnh, 12 chiếc phẩy rồng hướng ở giữa co rụt lại, ẩn vào đến long châu phát ra nhấp nháy quang hoa bên trong. Một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, từ long châu bên trong bắn ra mà ra. Một đạo mắt trần có thể thấy lợi kiếm hư ảnh, tại long châu quang hoa khu vực trung tâm dần dần thành hình càng ngày càng là sáng tỏ, kia có cực kỳ nguy hiểm khí tức khủng bố, chính là từ chuôi này cự kiếm bên trong tán phát ra. Nó uy áp chi trọng, thậm chí không tại Huệ Thiên Hào Hạo Nhật Thần lui phía dưới. Ở trong nước, giao long sức chiến đấu vốn liền có thể phát huy đến trình độ lớn nhất. Cái này giao long cố nhưng chưa đặt chân hóa hình hậu kỳ cảnh giới, lại đuổi sát nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ uy năng. Chuôi này lợi kiếm càng lúc càng lớn, dần dần dài đến ba trượng trở lên, ly giọt nước quang hoa một chút xíu ảm đạm đi, mỗi ảm đạm một phân, cự kiếm bên trên quang hoa liền lóa mắt chói mắt một phân, tựa hồ ly giọt nước bên trong năng lượng ẩn chứa, ngay tại một chút xíu chuyển rời đến cự kiếm bên trong. Mà lại cự kiếm cũng từ hư trở lại thực, ngay tại từ hư ảnh biến thành thực thể. Chủ nhân, nhất định phải ngăn cản nó. Hắc lân lo nghĩ kêu lên, ta biết, nhưng là, tiêu phàm do dự, không sao, ta chịu được. Hắc lân hiển nhiên minh bạch tiêu phàm do dự, là đang lo lắng thân thể của nàng không chịu nổi như vậy lực lượng cường đại tiêu phàm cắn răng một cái, hạo nhiên chính khí mãnh liệt mà ra, như vỡ đê hồng thủy, mãnh mà tràn vào đến hắc lân thể nội. Hắc lân toàn thân chấn động, lại một đạo đen nhánh cột sáng từ cái chán dựng thẳng trong mắt bắn ra mà ra. Hướng cự kiếm kích bắn đi, cự kiếm tựa hồ có linh tính, nhẹ nhàng lắc một cái, có chút sơ lên, bỗng nhiên một kiếm chảm xuống dưới. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung đụng vào nhau, lập tức ô quang bắn ra bốn phía, thật mắt chi quang ngạnh sinh sinh đem cự kiếm nâng ở không trung khiến cự kiếm khó mà rơi đem xuống tới. Trong lúc nhất thời, hình thành rằng co trạng thái. Hắc hắc, chỉ là một đầu kim đan kỳ linh thú, liền muốn cùng vốn đại vương đọ sức, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, giao long nhìn xa xa đây hết thảy, rất khinh thường hừ một tiếng. Mặc dù hắc lân từ tiêu phàm nơi đó mượn lực, để nó hơi kinh ngạc. Nhưng loại này kinh ngạc chỉ là một cái thoáng tức thì. Tóm lại hai người kia loại tu sĩ nhất định sẽ bị giải quyết, đầu này có quỷ thủy mặc kỳ lân huyết mạch linh thú nhất định sẽ thành vì chính mình bồi bổ mỹ thực, nói không chừng có thể nhờ vào đó nhất cử sau khi đột phá kỳ bình cảnh, đạt đến tại chân chính cảnh giới đại thành. Coi như hắc lân mượn lực, mượn lấy lực người cũng bất quá là chỉ là nhân loại nguyên anh sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Cả hai hợp lực, cũng xa không phải mình đối thủ. Quả nhiên, chỉ là sau một lát, thật mắt chi quang liền bắt đầu ảm đạm đi. Trở nên lung lay sắp đổ, cứng đối cứng như vậy đối kháng, không có chút nào mưu lợi chỗ, lấy tiêu phàm pháp lực hùng hậu, vốn không đến mức như thế không tốt, nhưng Hắc Lân mượn lực, dù sao không phải mình tu luyện được pháp lực, trong lúc này khác nhau cực lớn. Phật nhỏ, vốn đại vương liền để ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút Long Châu uy lực, người liền ngoan ngoãn đầu hàng đi. Giao Long cười lạnh một tiếng, lại là một đạo hùng hậu chân nguyên phun nhập Long Châu bên trong. Lập tức cử kiếm quang hoa lóa mắt, lắc một cái thân thể, vốn đã phi thường ảm đạm thật mắt chi quang, rốt cục triệt để sụp đổ, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, tiêu tán thành vô hình. Lại vô bất kỳ trở ngại nào, cự kiếm cực kỳ thoải mái huyết dài một tiếng, sơ lên cao cao, bỗng nhiên hướng tiêu phàm tật bổ xuống. Tiêu phàm không cần suy nghĩ, như ý lôi quang tháp bắn ra, toàn thân lôi lóng lánh, hướng cự kiếm nghênh kích đi lên. Hư, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Giao long hừ lạnh một tiếng, thần sắc càng thêm khinh thường. Đúng lúc này, một tiếng trầm thấp kéo dài tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên mặc dù không bằng dao long phát ra tiếng long ngâm như thế uy mãnh bá khí, lại càng thêm kéo dài, mang theo vô tận tang thương chi ý. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố trí âm trí hàn khí hơi thở, phóng lên tận trời. Đây là cái gì? Giao long lấy làm kinh hãi, không lo được đi nhìn tiêu phàm, ánh mắt lập tức hướng long châu phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy cửu âm bạch cốt điểm đã không gặp, một đầu dài hơn 10 trượng to lớn cốt long, chợt phát hiện thân mà ra, trắng hiếu xương miệng ngửa đầu huyết dài, thật dài long thân uốn éo, cổ chào xòe ra, miệng rộng mở ra, bỗng nhiên hướng lên phía trên cách đó không xa Ly Thủy Long Châu đánh tới. Lớn mật, Giao Long hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, lập tức quá sợ hãi, thật dài đuôi rồng bãi xuống, thân thể to lớn như là mũi tên, dương nanh múa vuốt, hướng Xương Long phi bắn mà tới. Ly Thủy Long Châu là bản mệnh của nó pháp bảo, một khi bị đoạt, mười thành sức chiến đấu đảo mắt cũng chỉ còn lại có 5 6 xong rồi. Cái này Giao Long cũng là quá khinh thường thấy đối thủ không phải tổn thương tức yếu lại là tại một hai ngàn trượng nước sâu chỗ trong lòng sớm đã mất cảnh giác nếu là cùng cái khác lực lượng ngang nhau đối thủ giao phong quả quyết sẽ không để cho ly giọt nước rời đi mình quá xa chỉ bất quá thiên diệu tiên tử cố nhiên thân chịu trọng thương nhưng thân kinh bách chiến chém giết kinh nghiệm chi phong phú lại không phải cái này thâm cư đáy nước giao long có thể so sớm đã đoán ra cái này khâu xuất kỳ bất ý đánh giao long trở tay không kịp a à, ô cốt long mở ra miệng rộng một ngụm đem giữa không trung ly thủy long châu cắn. Chính hướng tiêu phàm tật bổ xuống cửa kiếm lập tức gào thét một tiếng, chưa bổ tới như ý lôi quang thác, ngay tại nửa đường bên trong biến thành phiến chiếc phải rồng, bay múa hướng giao long kích bắn đi. Dạng này cơ hội ngàn năm một thuở, tiêu phàm nơi nào chịu bỏ lỡ, lúc này một tiếng quát nhẹ, càn khôn đỉnh bắn ra, kia 12 chiếc phẩy rồng cố nhiên sớm đã thông linh, là giao long bản mệnh lân phiến, làm sao càn khôn đỉnh lại là Nam Châu Đại Lục một cùng một trí bảo, trừ màu đỏ hỗn độn vòng xoáy chỗ đến, phải rồng ngay cả nửa phân dãy ruộ đều không có, đều đều bị càn khôn đỉnh thu vào. Trong nháy mắt, Giao Long ngay cả mất hai kiện dị bảo, lập tức lửa giận công tâm, gào thét như sấm, vung vẩy cự trảo, hướng cốt long trực kích quá khứ. Bản mệnh lân phiến cố nhiên quan trọng, nhưng vẫn là kém xa ly thủy long châu trọng yếu. Việc cấp bách là lập tức từ cốt long miệng bên trong đem ly giọt nước đoạt lại. Cốt long lại ngửa đầu a một tiếng, chỉ thấy một cỗ màu lam dòng nước từ trên người của nó chảy qua, những nơi đi qua, tái sinh máu thịt, từng mảnh từng mảnh xanh minh mang vảy rồng mọc ra, trong khoảnh khắc liền biến thành một đầu có máu có thịt giao long, chỉ bất quá kia huyết nhục vảy rồng đều là huyễn hóa mà thành, cũng không chân thực. Dù là như thế, cốt long khí thức cũng trong nháy mắt phóng đại, lập tức từ nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn đột phá đến nguyên anh trung kỳ, không có chút nào dừng lại dấu hiệu, một đường phi nước đại, khoảnh khắc lại đột phá trung kỳ ràng buộc, thẳng tới hậu kỳ cảnh giới, vậy mà che lại giao long khí tức. Bạch, cốt long cự trảo nhô ra, chỉ thấy vảy rồng bay múa, máu tươi vảy ra, đúng là không tốn sức chút nào ngay tại giao long bên cạnh thân cầm ra một vết máu đỏ sẫm. Nguyên bản ly thủy long châu chưa luyện hóa, không hề dễ dàng bị người sử dụng. Cái này cửu âm bạch cốt điểm không biết chủ thể có phải là lấy giao long hài cốt luyện thành, lại có thể huyễn hóa ra hình rồng, tùy tiện liền chuyển hóa ly thủy long châu lực lượng. Kia giao long mất long châu, lại ném bản mệnh vảy rồng, khi tức đại suy, sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống, cứ kéo dài tình huống như thế, đã không phải cốt long đối thủ. Giao Long cũng coi là xem thời cơ quá nhanh, mắt thấy trong khoảnh khắc mạnh yếu nghịch chuyển, cứ việc trong lòng tức giận không thôi, nhưng cũng rõ ràng, tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Lập tức cũng không lo được phản kích, cực đại thân thể uốn éo, đuôi rồng hung hăng đánh tới, liền muốn nhân cơ hội trốn bán sống bán chết. Bây giờ muốn chạy, trễ, Cốt Long miệng nói tiếng người, lạnh như băng chính là thiên diệu tiên tử không mang mảy may tình cảm thanh âm. Cốt long ngẩng đầu huyết dài, mở ra miệng rộng, một ngụm liền cắn dao long quất tới đuôi rồng. Lại là răng rắc một tiếng, máu tươi vẩy ra, to lớn đuôi rồng kém chút bị xương long nhất miệng cắn đem xuống tới. Dao long nhục thân cường hoành là có tiếng, phải rồng gân cốt đều cứng rắn vô so, bảo vật tầm thường căn bản liền không đả thương được nó mảy may. Bất đắc dĩ cái này cốt long thôn phệ ly thủy long châu, lập tức liền trở nên cùng dao long cùng loại đồng nguyên, không tốn sức chút nào liền phá mất nó nhục thân lực phòng ngự. Giao long mắt thấy khó mà đào thoát, cũng kích thích hung tàn chi ý, tức giận rít gào lên một tiếng, quay người cùng cốt long liều chết dây dưa, đấu làm một đoàn. Tiêu phàm hét lớn một tiếng, toàn thân khớp xương rung động đùng đùng, thân thể lần nữa tăng vọt, trong khoảnh khắc hóa thành cao hơn 10 trượng cự nhân, dưới chân phát ra ù ù rung động thanh âm, nhanh chân hướng về phía trước bước đi, vung vẩy một đôi thiết quyền, gia nhập chiến đoàn. Hắc Lân càng là hóa thân cao ba trượng mãnh thú, cũng hướng đem quá khứ. Trong lúc nhất thời, cái này dưới nước trong nham động tiếng giống như lôi, thủy lưu phun trào, bùn cát lăn lộn, máu tươi không ngừng vẩy ra, đánh cho vô cùng náo nhiệt. Ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, lại là một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền ra, một mảnh sóng máu phun trào, lăn lộn không ngừng dưới nước hang, dần dần lại khôi phục bình tĩnh. Hắc Lân từ dao long tuyết trắng dưới bụng chui ra, miệng bên trong ngậm lấy một viên màu đỏ sẫm viên châu, ước chừng nắm đấm lớn nhỏ, mùi tanh sông vào mũi. Hắc Lân ngửa đầu một ngụm nuốt xuống, liếm môi một cái, tròn trịa mặt mèo bên trên lộ ra nhân cách hóa tiếu dung, tựa hồ cực kỳ thoải mái dễ chịu hài lòng. Giao Long muốn đưa nàng Quỳ Thủy Kỳ Lân huyết mạch xem như đại bổ linh dược, không nghĩ cuối cùng lại bị nàng nuốt mất nội đan. Viên nội đan này chi chân quý, là bất luận cái gì yêu đan đều khó mà so sánh. Thiên Long cùng Quỳ Thủy Kỳ Lân cố nhiên không là sinh tử đại địch, nhưng lẫn nhau đều thuộc về trong nước phương tộc, nó trong huyết mạch đan tự nhiên đều có thần hiệu khó tin. Hắc lân cũng là không chút khách khí, liền đem nội đan nuốt xuống. Tiêu phàm ống tay áo lắp một cái, trung thực không khách khí, đem giao long thân thể khổng lồ thu nhập đến càn khôn đỉnh bên trong. Cốt long miệng hơi mở, a à ô một tiếng, đem viên kia xanh minh mang ly thủy long châu phun ra, giao đến tiêu phàm trong tay. Tiêu phàm quan sát tỉ mỉ lấy viên này ly thủy long châu, hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng nói, nếu để cho Hắc Lân luyện hóa cái khỏa hạt châu này, chẳng phải là lập tức liền có thể tiến giai đến nguyên anh kỳ tiêu chuẩn. Cốt Long miệng nói tiếng người, lạnh lùng nói, viên nội đan kia đã đầy đủ nàng tiến giai sử dụng, lại cho nàng nuốt vào ly giọt nước, thuần túy lãng phí, 3 năm trong vòng mấy chục năm, hoàn toàn luyện hóa bất động. Đến lúc đó, ly giọt nước linh tính cũng thất lạc phải không sai biệt lắm. Hay là chính người nuốt mất đi, trong cơ thể người ẩn giấu đi cực phẩm thủy linh căn, luyện hóa viên này ly giọt nước, hẳn là rất dễ dàng. Luyện hóa về sau, cơ hồ tất cả thủy thuộc tính công pháp, người đều có thể luyện tập. Vô luận bao sâu thủy vực, cũng đều có thể đi, điểm này rất trọng yếu. Thiên Diệu Tiên tử lời nói lạnh như băng, nhiễm nhiên mang theo một điểm thuyết giáo hương vị. Nàng là thành danh đã lâu hậu kỳ đại tu sĩ, Tiêu Phàm bất quá là vừa mới tiến cấp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, trên danh nghĩa là ngang hàng luận giao, nhưng đa số người cũng sẽ không như thế nhận đồng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ không hề nghi ngờ là nguyên anh tu sĩ bên trong đặc biệt nhất một đám người bởi vì chỉ cần bước ra kia một bước cuối cùng tiến vào mộ linh kỳ trên lý luận đã có vô cùng vô tận thọ nguyên là vĩnh sinh đại đạo bắt đầu tiêu phàm không có làm sao do dự há miệng liền đem viên kia ly thủy long châu nuốt vào bụng đi dưới mắt thực tế không phải nói chuyện lúc khách khí thiên diệu tiên tử trọng thương hắc lân cấp bậc quá thấp thổ ma ngẫu xương chim lưng sắt con bạo ngựa cùng đòn sát thủ không thể giúp bao nhiêu bận bịu. Tại cái này hung hiểm khó lường dưới nước chỗ sâu, thật không biết còn sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ hắn. Một đầu cấp 11 giao long liền đã để bọn hắn dốc hết toàn lực tới đối phó, thậm chí ngay cả nguyên thần xuất khiếu phụ thể bảo vật dạng này nghịch thiên thần thông đều phát huy ra. Vạn nhất lại đụng phải so cái này giao long lợi hại hơn trong nước yêu thú, sẽ làm thế nào? Việc cấp bách, chính là muốn lập tức tăng lên tiêu phàm ở trong nước sức chiến đấu. Hắn là duy nhất gậy vào, viên này Ly Thủy Long Châu đã có công hiệu thần kỳ như vậy, tự nhiên là càng sớm luyện hóa càng tốt. Thôn vệ giao long nội đan Hắc Lân rất nhanh liền xuất hiện thèm ngủ triệu chứng, lập tức chui vào linh thú điểm, nằm ngáy o o đi. Đây thật ra là linh thú sắp lần nữa tiến giai điểm báo trước. Hắc Lân đến cùng có thể hay không thuận lợi tiến giai thành 10 cấp linh thú, đều xem viên này giao long nội đan luyện hóa tình huống như thế nào. Tiêu Phàm tự nhiên trong lòng vui vẻ nhưng Thiên Diệu Tiên Tử tình hình lại mảy may cũng không lạc quan. Tiêu Phàm đem Thiên Diệu Tiên Tử nhục thân cẩn thận từng ly từng tí từ Càn Khôn đỉnh bên trong lấy ra, xương đỉnh đầu rồng hắc khí lượn lờ, Thiên Diệu Tiên Tử nguyên anh hiện thân mà ra, lập tức liền nhập thân vào nhục thân của mình phía trên. Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được Thiên Diệu Tiên Tử khí tức giảm nhiều, trực tiếp từ hậu kỳ đại tu sĩ tiêu chuẩn rơi xuống đến sơ kỳ cảnh giới, sắc mặt tái nhợt. Thậm chí ngay cả thuật dịch dung đều khó mà tiếp tục duy trì, lộ ra nàng kiều mị tuyệt luân hình dáng. Còn không chỉ này, tiêu phàm ngón tay một khoác lên nàng mạch trên cổ tay, lông mày lập tức chăm chú nhau. Thiên diệu tiên tử thể nội chân nguyên pháp lực, loạn tung tùng phèo, mạch đập cực kỳ hỗn loạn, một cỗ trí âm trí hàn chi khí khắp nơi tán loạn. Hoàn toàn không bị khống chế, thậm chí ngay cả nguyên thần đều có chút bất an. Rất hiển nhiên, đây là nguyên thần phụ thể cửu âm bạch cốt điểm, cưỡng ép kích phát cái này trí âm chi bảo di chứng. Mặc dù chỉ là một kiện có tỷ vết phỏng chế thông huyền linh bảo, Uy lực thậm chí còn so ra kém chính phẩm Thiên Âm Bạch cốt điểm hai phần 10, nhưng dù sao đã mang theo Thông Huyền Linh bảo đặc tính, đối tu sĩ thần hồn tổn thương là tất nhiên. Thiên Diệu Tiên tử nguyên thần xuất khiếu trước, khẳng định đối loại tình hình này có đoán trước, chỉ là tình huống khẩn cấp, bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không, đoàn người đều sẽ trở thành giao long trong bụng thức ăn ngon. Tiêu Phàm không chút do dự, năm ngón tay trái luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh ra lập tức phong bế thiên diệu tiên tử toàn thân 36 chỗ đại huyệt. Thiên diệu tiên tử lẳng lặng đứng, mặc cho hắn hành động. Đối tiêu phàm nhân phẩm, nàng đã hoàn toàn tán thành. Mặc dù nói giang hồ hiểm ác, bên ngoài đồng hồ chính trực, bên trong âm hiểm độc ác tiểu nhân diễn ra vô số kể. Thiên diệu tiên tử vẫn tin tưởng phán đoán của mình. 36 chỗ đại huyệt vừa được phong bế, thiên diệu tiên tử thở vào một hơi, lập tức liền cảm giác mí mắt nặng nề, vậy mà tựa ở tiêu phàm trong lồng ngực, lâm vào trong mê ngủ. Tiêu phàm một tay ôm nàng mềm mại thân thể, một tay bấm quyết, vận khởi thủy độn thuật, một đường bổ sóng chảm biển, phi độn về phía trước mà đi. Số sau 10 ngày, mặt nước hoác suy một tiếng, tiêu phàm ôm thiên diệu tiên tử, từ trong nước bắn ra, thẳng lên vân tiêu. Đáy nước những ngày này, hắn một bên luyện hóa ly thủy long châu, một bên ở trong nước cẩn thận tiến lên, trên đường đi không ngừng có hung mãnh trong nước yêu thú muốn có ý đổ với bọn họ. Tiêu phàm không thiếu được đại khai sát giới, đem những này tham lam hung tàn yêu thú chém giết không còn, cũng là thu tập được không ít chân quý thủy thú vật liệu. Mấy chục ngày quá khứ, ly giọt nước rốt cuộc hoàn thành bước đầu tiên luyện hóa, tiêu phàm liền là rời đi đáy nước, đi tới giữa không trung phóng nhãn trông về phía xa, tốt một mảnh vuông dương cự thấm. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển đến cực hạt, vậy mà cũng không nhìn thấy cái này một mảnh lũ lụt cuối cùng, chỉ loáng thoáng tại phương hướng tây bắc hơn nghìn dặm bên ngoài, nhìn thấy một cái không lớn đảo nhỏ. Nhìn thấy hòn đảo nhỏ này, tiêu phàm tự nhiên đại hỉ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, cấp tốc hướng phía tây bắc vò tới. Lấy hắn hiện tại tốc độ bay, hơn nghìn dặm lộ trình tự nhiên là một lát tức đến. Hòn đảo nhỏ này quy mô không lớn, phương viên không qua mấy chục bên trong, ở trên đảo ngược lại là xanh um tươi tốt, sinh trưởng một chút kỳ quái cỏ cây, vậy mà đa số đều là tiêu phàm trước kia chưa từng thấy qua, xem ra tại trải qua cái kia đáy nước phòng xoáy thời điểm, bởi vì vì không gian ba động nguyên nhân, bọn hắn đi tới rất nơi xa xôi, tuyệt đối không tại Hoắc Sơn Quốc phụ cận. Nếu không, không có khả năng đại bộ phận phân cỏ cây tiêu phàm đều nhận không ra. Khó trách kia đáy nước không gian ba động chi lực mặc dù không coi là nhiều mạnh, bọn hắn thông qua vòng xoáy thời gian lại cũng không ngắn. Kia phiến vòng xoáy, trên thực tế cũng có thể xem là một chỗ không gian thông đạo, chỉ là rất bất quy tắc, không có không gian bảo vật hộ thân lời nói, tùy tiện tiến vào, rất dễ dàng bị không gian chi lực xé thành phấn thân toái cốt. Tiêu phàm tại dưới đảo nhỏ phát giác được cực kỳ yếu ớt linh lực ba động, rất hiển nhiên hòn đảo nhỏ này phía dưới ẩn chứa một đầu linh mạch, chỉ là phẩm chất thực tế thấp kém vô so, vẻn vẹn chỉ thích hợp đệ tử cấp thấp tu luyện, kim đan kỳ trở lên tu sĩ cũng đã không thích hợp. Giống hắn dạng này nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ mấy cái thổ nạp ở giữa, liền có thể đem dưới đảo này linh khí hấp thu chống không. Cũng may tiêu phàm không thèm để ý cái này, hắn có đại lượng cao dai linh thạch có thể cung cấp sử dụng còn có đại lượng bổ sung pháp lực thể lực đan dược, từ khi kinh lịch thế giới ngầm kia một nghìn cấp bậc thang về sau tiêu phàm luyện chế ra một nhóm lớn bổ sung pháp lực thể lực đan dược tùy thân mang theo để phòng vạn nhất bất quá tại cái này trên đảo nhỏ nghỉ chân một chút thoảng qua nghỉ ngơi mấy ngày điều trị một chút cũng là tốt dạng này trong biển hoang đảo tự nhiên không có cái gì lợi hại yêu thú chiếm cứ chỉ có một ít thấp nhất đẳng cấp yêu thú không đáng giá nhắc tới tiêu phàm cũng lười đi thanh để ý đến chúng nó ngay tại một chỗ trong sơn động khoanh chân ngồi tĩnh tọa thổ nạp điều tức đem luyện hóa ly giọt nước năng lượng triệt để sắp xếp như ý, dẫn vào mình chán đan điền khí hải cùng các nơi kinh mạch bên trong. Không những đối với thủy thuộc tính công pháp rất có lĩnh ngộ, pháp lực cũng rõ ràng so lúc trước muốn càng thêm hùng hậu ba phân. Cái này ly thủy long châu, không hổ là giao long tu luyện bản mệnh bảo vật, hiệu dụng phi phàm. Mấy ngày sau, tiêu phàm từ đà tọa trong sơn động phi độn mà ra, dưới chân dẫm lên một chiếc bạch ngọc tàu cao tốc, hướng phía tây bắc hướng mà đi. Chiếc này bạch ngọc tàu cao tốc, là đàm phu nhân cùng tiêu phàm trao đổi trùng vương lột xác lúc tiện thể đưa cho hắn tặng phẩm, nhưng cũng là rất không tệ một kiện phi hành pháp bảo. Mặc dù tốc độ bay không phải quá nhanh, cũng không có bao nhiêu phòng hộ năng lực, lại có thể thay đi bộ, chỉ cần lấy linh thạch khu động là được, có thể vì chính mình tiết kiệm không ít pháp lực, là đường dài phi hành thiết yếu chi vật. Tiêu phàm chủ yếu là đem thiên diệu tiên tử an trí đang tàu cao tốc trong khoang đả tọa điều tức, chậm rãi trị liệu thương thế. Tại dạng này một mảnh minh mông vô bờ uông dương phía trên, không có có bất kỳ vật tham chiếu nào, tiêu phàm hoàn toàn không có cách nào xác định mình vị trí vị trí chính xác, chỉ có thể dựa vào quẻ tượng chỉ dẫn hướng phía tây bắc hướng mà đi. Từ khi đem thiên nhân tướng tu luyện tới đệ tứ trọng về sau, tiêu phàm mệnh lý tướng thuật cùng thuật bói toán càng thêm tinh chuẩn. Tại biển rộng minh mông bên trong lại phi hành hai ngày, tiêu phàm rốt cuộc đụng phải một đám tu sĩ. Bọn này tu sĩ phần lớn là kim đan kỳ, trong đó hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ hẳn là cái này một đội người thủ lĩnh, nó dư bảy tám tên tu sĩ có là trong kim đan kỳ tu vi có thì là kim đan sơ kỳ tu vi nhóm này tu sĩ kim đan phục sức không một thân bên trên tán phát linh lực ba động cũng một trời một vực có thể thấy được không phải cùng một cái tông môn sư huynh đệ hẳn là lâm thời tổ hợp lại với nhau đội ngũ hết lần này tới lần khác mấy người trong tay còn cầm đồng dạng kỳ quái sự vật phảng phất là chỉ đường dùng la bàn ở nơi đó không ngừng chuyển động tựa hồ đang truy tung vật gì đó bỗng nhiên nhìn thấy chạy nhanh mà đến thuyền ngọc Bọn này tu sĩ Kim Đan đều kinh ngạc ngẩng đầu đến, hướng bên này nhìn quanh. Tiêu Phàm liền là thoảng qua đem Nguyên Anh kỳ khổng lồ linh áp phóng suốt một chút xíu. Kia mấy tên tu sĩ Kim Đan lập tức sắc mặt đại biến, vội vã dừng lại độn quang, trên mặt biển không đứng sóng vai, hai tay ôm quyền, thần thái kính cẩn, chờ lấy thuyền ngọc hướng bên này bay tới. Không biết là vì tiền bối nào đại giá quang lâm, vãn bối cùng hữu lễ. Mắt thấy thuyền ngọc càng ngày càng gần, cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên xá giải làm lễ kính cần nói, mọi người khác đi theo hành lễ, từng cái cẩn thận cực kỳ, không cần phải khách khí. Một cái thanh lãnh thanh âm từ thuyền ngọc bên trong truyền ra, lập tức một cỗ nhu hòa đại lực vò tới, đem bọn hắn tất cả đều đỡ lên. nguồn sức mạnh này nhìn như nhu hòa, không mang mảy may bá khí, trên thực tế lại cường đại đến không thể cùng kháng. bảy tám tên tu sĩ kim đan không có một cái ngăn cản được, bị cỗ này nhu hòa đại lực đồng loạt nâng lên. mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau hãi nhiên mặc dù cảm ứng được thuyền ngọc bên trong là nguyên anh kỳ tiền bối, nhưng vị tiền bối này đến cùng công lực thâm hậu bao nhiêu, bằng bọn hắn thần niệm chi lực tự nhiên quan sát không ra. tiêu phàm một màn này tay lập tức liền để mấy vị này tu sĩ kim đan càng thêm chú ý cẩn thận, không dám có chút bất kính chi ý. tại cái này biển rộng mênh mông bên trong, chọc giận một vị nguyên anh tiền bối hậu quả thực tế quá mức nghiêm trọng. các vị đạo hữu không cần khẩn trương, ta chỉ là có mấy câu còn muốn hỏi một chút. tiêu phàm chậm rãi đi ra thuyền ngọc chậm chậm nói, ngữ khí 10 điểm nhu hòa. Không dám, tiền bối xin hỏi, chỉ cần vãn bối cùng người biết được, tự nhiên là biết gì nói nấy. Cầm đầu kim đan hậu kỳ tu sĩ, lần nữa không người làm lễ, cung kính nói. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, thuyền ngọc tại không trung run lên, trực tiếp hướng phía tây bắc hướng bay đi, một đám tu sĩ kim đan tại phía sau không người đưa tiến, thoáng qua ở giữa, tàu cao tốc liền không thấy bóng dáng, cái này mấy tên tu sĩ kim đan mới đứng lên, lẫn nhau trò chuyện vài câu. Mấy ngày sau, thuyền Ngọc đáp xuống một hòn đảo phía trên. Hòn đảo này diện tích không nhỏ, đủ có phạm vi mấy trăm dặm, ở trên đảo còn có đơn sơ phường thì cùng một cái khoảng cách ngắn trận pháp truyền tống. Tòa này khoảng cách ngắn trận pháp truyền tống bên kia, liên lạc gần nhất một cái thành lớn Thiên Nhai Thành. Tiêu Phàm cho tới bây giờ chưa thấy qua khổng lồ như thế hòn đảo. Thiên Nhai đảo danh xưng Thiên Nhai biển thứ nhất đại đảo, ở vào Thiên Nhai biển Tây Bắc bộ trên mặt biển. Mà Thiên Nhai Thành Tên như ý nghĩa là xây ở thiên nhai trên đảo thành trì xa xa. Tiêu phàm tại phi thuyền trên liền cảm ứng được thiên nhai thành linh khí nồng nặc. Xem ra hòn đảo này chẳng những diện tích to lớn mà lại có một đầu cực kỳ thượng giai linh mạch đủ để treo chống to lớn một cái thiên nhai thành mấy ngàn năm qua vận chuyển không ngừng. đương nhiên, tương đối kim châu thành mà nói, thiên nhai thành quy mô hay là hơi có không bằng nhưng cũng chênh lệch không xa. Cân nhắc đến đây là cô treo hải ngoại một hòn đảo thành trì điểm này hoàn toàn có thể tiếp nhận có dược liệu sinh ý làm trèo chống tại toàn bộ Nam Châu đại lục lớn Tây Nam địa khu, Kim Châu Thành đều xem như quy mô khá lớn thành thị. Từ kia mấy tên tu sĩ Kim Đan Miệng bên trong biết được, thiên nhai thành hưng thịnh nhất mậu dịch, chính là động vật biển tài liệu giao dịch. Biết chỗ này huông Dương cự thấm danh xưng gọi là thiên nhai biển, tiêu phàm lập tức liền biết mình người ở chỗ nào. Tại Kim Châu Thành thời điểm, hắn thu thập tất cả địa đồ, khắc sâu tại trong đầu của chính mình. Thiên nhai biển là Nam Châu Đại Lục Tây Bộ một chỗ nội hải, tại Nam Châu đại lục tất cả bên trong trong biển, diện tích chi rộng lớn, có thể xếp vào trước ba liệt ghê. Đương nhiên, cùng Bắc Minh biển cả, Đông Phương Thất Long biển dạng này chân chính viễn dương biển cả tương đối mà nói, những này nội hải nhiều nhất cũng coi như là cái hồ nước nhỏ. Nhưng ở cái trong mắt người, thiên nhai biển đã đầy đủ minh mông rộng lớn. Lấy tiêu phàm nguyên anh tu sĩ tốc độ bay, nếu như không tá trợ truyền tống trận truyền tống lời nói, từ trên đảo nhỏ tiến về thiên nhai thành, tối thiểu nhất phải bay độn một tháng trở lên căn cứ hải đồ ghi chép, nếu như từ thiên nhai thành bay hướng gần nhất đại lục, tiêu phàm dù coi như tốc độ bay toàn bộ triển khai, cũng muốn mấy tháng thời gian. Nơi đây khoảng cách hoác sơn quốc thần Long Nguyên, đâu chỉ 10 triệu bên trong xa, không gian thông đạo quả nhiên thần kỳ, nhìn như chỉ là thông qua đáy nước một cái vòng xoáy. Kết quả lập tức liền từ Tây Nam Bộ Hoắc Sơn Quốc Thần Long Uyên đầm lầy truyền tống đến Tây Bộ Thiên Nhai Biển. Cũng may Tiêu Phàm đã trải qua chí ít hai lần cự ly xa không gian truyền tống, sớm đã tính được là quen thuộc thành tự nhiên, theo những cái kia tu sĩ Kim Đan lời nói, Thiên Nhai trong biển sinh hoạt đại lượng động vật biển, cùng man hoang thế giới yêu thú đồng dạng. Động vật biển nội đan tinh huyết vật liệu cũng cực kỳ chân quý, là luyện chế các loại đan dược, bảo vật, phù lục thiết yếu vật liệu. Bởi vậy, Thiên Nhai thành thực tế là động vật biển tài liệu nơi tập kết hàng. Điểm này, ngược lại là cùng Kim Châu thành có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng cùng Cửu Hoa thành cùng man hoang thế giới biên giới chỗ thành thị rất có chỗ tương tự tiêu phàm gặp phải kia một đám tu sĩ kim đan, chính là kết bạn tại phụ cận trong vùng biển bắt giết động vật biển. Bất quá bọn hắn chuyến này thu hoạch, chú định sẽ rất thưa thớt. Bởi vì bọn hắn đuổi bắt động vật biển lộ tuyến, rất không khéo vừa vặn cùng tiêu phàm lúc đến lộ tuyến giống nhau, dọc theo con đường này mạnh lớn một chút động vật biển, đã sớm bị tiêu phàm thuận tay diệt sát phải tinh quang. Số ít cơ cảnh chút, mắt thấy sát tinh tiến đến, đã sớm nghe tiếng trốn xa, chạy cái bóng đều nhìn không thấy. Tiêu phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dưới mắt hắn xác thực rất cần một chỗ linh khí dư giả chỗ. Đến vì thiên diệu tiên tử hảo hảo khôi phục một chút thương thế. Dưới đáy nước thế giới, bởi vì lo lắng lần nữa đụng phải hóa hình trung hậu kỳ cường đại động vật biển, cơ hồ một khắc đều không dám dừng lại, chỉ có thể tạm thời lấy ngoại lực cưỡng ép khống chế thiên diệu tiên tử thương thế không đến tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng biến hóa rất nhỏ, từ đầu đến cuối đều là khó mà hoàn toàn ngăn chặn lại. Thời gian kéo càng lâu, trị liệu độ khó lại càng lớn mà lại thiên diệu tiên tử tu vi quá cao, cũng tăng lớn trị liệu độ khó. Đây chính là tu sĩ cùng phàm nhân chỗ khác biệt, thiên diệu tiên tử là nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, tiêu phàm tạm thời còn chỉ là vừa mới đặt chân nguyên anh sơ kỳ, đối cảnh giới cao hơn rất nhiều tinh hơi biến hóa, không có trực quan nhận biết, trị liệu liền không cách nào chuẩn xác nắm chắc tiến trình. Vẹn vẹn chỉ là chữa khỏi thiên diệu tiên tử nội ngoại thương, cũng là không coi là nhiều khó, mấu chốt ở chỗ, chẳng những muốn trị tốt thương thế của nàng còn phải tận lực bảo trụ cảnh giới của nàng không đến mức rơi xuống. Cái này độ khó coi như tăng lên gấp bội, thiên nhai thành nếu là một cái giao dịch động vật biển tài liệu thành lớn, chắc hẳn có thật nhiều không tưởng được đồ tốt, có lẽ đối trị liệu thiên diệu tiên tử có trợ giúp rất lớn. Từ truyền tống trận đi tới, có chuyên môn phi hành pháp khí tiếp đưa bọn hắn tiến vào thiên nhai thành. Vì thận trọng lý do, tại trên đảo nhỏ tiến vào truyền tống trận trước đó, tiêu phàm lợi dụng thiên huyến diện che đậy lúc đầu diện mục, lại đem tự thân khí thức áp chế đến kim đan hậu kỳ cảnh giới đồng thời buông ra thiên diệu tiên tử hai nơi đại huyệt để nàng miễn cưỡng thi triển thuật dịch dung đem thiên tư quốc sắc dung nhan che lấp lại trợ giúp nàng cưỡng ép đem tu vi đồng dạng che giấu đến kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn tại một cái hoàn toàn thành thị xa lạ hay là không nên quá rêu giao tốt bình thường đến nói có kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn liền có rất ít người có can đảm chủ động trêu chọc dù coi như là những cái kia nguyên anh lão quái nếu như không có trọng đại lợi ích hút mắc bình thường cũng sẽ không tùy tiện tìm hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ phiền phức, ai biết người ta đứng sau lưng cái dạng gì đại tông môn cùng khó chọc lão quái vật. Mà kim đan hậu kỳ tu sĩ lại không bằng nguyên anh tu sĩ như vậy đáng chú ý, dùng để che giấu thân phận lời nói, vừa tốt. Thiên nhai thành cấm vệ lực lượng, không phải rất mạnh, đối với vào thành ra khỏi thành người, trên cơ bản không thế nào đề ra nghi vấn, chỉ cần giao nạp nhất định linh thạch, liền có thể lĩnh được xuất nhập lệnh bài. Dạng này lòng cấm vệ biện pháp, cùng thiên nhai thành vị trí địa lý có quan hệ. Thiên nhai thành xây ở hòn đảo phía trên, bốn phía đều đều là minh mông vô bờ biển cả, muốn đi tới thiên nhai thành, tốt nhất phương thức liền là thông qua truyền tống trận mà tới. Những này từ ngoại hải trở về người, trên lý luận đều là từ trong thành đi ra, hoàn toàn không cần hoài nghi thân phận của bọn hắn. Về phần từ đáy biển vòng xoáy truyền tống mà đến, chỉ sợ dạng này bí mật, thiên nhai thành cho tới nay đều không người biết được mà lại thiên nhai thành là một cái giao dịch thành thành phố, đối ngoại mở ra, hào không có lý do đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Không có những này liên tục không ngừng tới giao dịch động vật biển tài liệu khách thương, cũng không có thiên nhai thành hôm nay phồn vinh. Bất quá thiên nhai thành tường thành, so kim châu thành cao lớn, đủ có số cao trăm trượng, từ cực kỳ cứng rắn nham thạch kiến tạo mà thành, trên tường thành, lít nha lít nhít khác rõ vô số phù văn, phòng hộ năng lực cực mạnh. Tiêu phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc, thân là trận pháp đại sư, hắn một chút liền có thể nhìn ra được những phù văn này nhưng thật ra là kết nối lấy một cái siêu cấp phòng hộ đại trận chỉ cần phòng hộ đại trận mở ra trên tường thành phù văn lập tức liền sẽ bị kích hoạt đối với địch nhân tạo thành cực lớn sát thương thấy tiêu phàm ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc bên người một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ liền giải thích nói cái này là vì phòng bị động vật biển đại quy mô công thành mà tu kiến tường thành vị này kim đan sơ kỳ tu sĩ tựa hồ đặc biệt hay nói vừa mở ra máy hát liền là thao thao bất việt giảng thuật nguyên lai like thiên nhai trong biển yêu thú vô số thiên nhai thành xây thành đến nay bất quá mấy ngàn năm liền đã gặp được không dưới bảy lần đại quy mô công thành tất cả động vật biển đều xem thiên nhai thành là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhất định phải đem thiên nhai thành nhổ tận gốc đuổi ra thiên nhai biển không thể trải qua nhiều năm chinh chiến thiên nhai thành rốt cuộc đứng vững bước chân đem thành trì xung quanh cao giai động vật biển tiễu trừ không còn đem săn giết cao giai động vật biển chiến trường đẩy ra phía ngoài một triệu bên trong xa gần 500 năm qua đã lại không từng phát sinh qua một lần đại quy mô động vật biển công thành chiến, nhưng ai đều không dám xem thường. Bởi vì tại Thiên Nhai biển sâu chỗ, còn có đếm không hết cao dài động vật biển tứ ngược. Ở nơi đó, vẫn như cũ là động vật biển thiên hạ, rất hay đi ngoài hải chỗ sâu đi săn động vật biển tu sĩ, thường thường có đi không về, bị động vật biển ngay cả da lẫn xương ăn sạch sẽ. Nghe nói Thiên Nhai biển đáy biển, có vòng xoáy khổng lồ trực tiếp liên thông tây mạc biển cả cùng Bắc Minh biển cả. Cường đại vô luận động vật biển, từ những này vòng xoáy bên trong liên tục không ngừng đi tới Thiên Nhai trong biển, vô luận như thế nào tiếu sát, cũng không thấy giảm bớt chút nào. Tại Thiên Nhai biển sâu chỗ, cường đại động vật biển ngược lại càng ngày càng nhiều. Trước đó vài ngày, tại Thiên Nhai biển đảo xương mù phía tây, thậm chí xuất hiện mấy đầu hóa hình kỳ trở lên tu vi ác giao, đem số đội kết bạn mà ra tu sĩ toàn bộ diệt sát, toàn bộ ăn hết. Trong đó thậm chí còn bao quát một tên nguyên anh lão quái, cũng không có thể trốn được tính mệnh. Những này ác giao nghe nói là từ Bắc Minh biển cả đến. Từ khi trước đó không lâu truyền đến tin tức, nói Bắc Minh biển cả chỗ sâu cấm xuất hiện đặc biệt không gian khác ba động về sau, Thiên Nhai biển bên này động vật biển bỗng nhiên liền trở nên sao động bất an, cường đại động vật biển cùng ác giao cũng so trước kia hơn rất nhiều, cực kỳ cường đại động vật biển cùng ác giao giống như cũng không là chúng ta Thiên Nhai biển. Chẳng lẽ giao diện thông đạo lại muốn mở ra rồi sao? Giao diện đại chiến lại muốn nặng mới mở ra? Cái này kim đan sơ kỳ tu sĩ tu vi không cao, tin tức lại đầy đủ linh thông, lại nói lên để tiêu phàm đều cảm thấy giật mình lời nói tới. Có quan hệ Bắc Minh Biển cả chỗ sâu cấm xuất hiện đặc biệt không gian khác ba động, tin tức này, tiêu phàm hay là trước đó không lâu nghe Huệ Thiên Hào nói, lúc ấy cũng không phải rất để ý. Dù sao Bắc Minh Biển cả khoảng cách Kim Châu thành thực tế quá xa xôi, biển cả chỗ sâu cấm xuất hiện chút không gian ba động, tựa hồ cũng không coi là bao nhiêu khó lường. Ai ngờ tại thiên nhai thành, Vậy mà liền xuất hiện dạng này truyền ngôn. Ngay cả một tên Kim Dan Sơ kỳ tu sĩ đều nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có thể thấy được tin tức như vậy, sớm đã truyền đi mọi người đều biết. Tỉ mỉ nghĩ lại, tên này Kim Dan Sơ kỳ tu sĩ ngôn từ cũng không phải hoàn toàn lời nói vô căn cứ. Đối với mấy vạn năm trước lần kia giao diện đại chiến, Tiêu Phàm so bất luận kẻ nào đều có càng thêm trực quan nhận biết, dù sao hắn tự mình đối mặt qua kia cuộc chiến tranh còn sót lại không ít tàn hồn tại hắn trong nhẫn chứa đồ, còn cất giấu một bộ thất giả dạ giới hải kiêu hải cốt luyện hóa mà thành xương chim. Mà cái này toa ma giới cũng cùng địa cầu đồng dạng, có đại dương vô tận. Dù coi như giao diện gặp nhau địa điểm là tại xa xôi bắc minh biển cả chỗ sâu, nếu như đáy biển không gian thông đạo tồn ở đây, giới diện khác sinh vật cường đại, hoàn toàn có thể thông qua những này đáy biển thông đạo, lập tức đi tới toa ma giới các nơi nội hải, trong thời gian ngắn nhất đem chiến hỏa đốt lượt toa ma giới mỗi một quốc gia. Bắc Minh biển cả chỗ sâu cấm địa, xác thực xuất hiện không gian dị thường, chúng ta tận mắt chứng kiến qua. Kia bức bản đồ, chính là tại Bắc Minh cấm địa cách đó không xa địa phương tìm tới. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi đó kỳ thật cũng coi là cấm địa khu vực biên giới, đúng lúc này, tiêu phàm vang lên bên tai thiên diệu tiên tử truyền âm thanh âm. Tiêu phàm song mi nhẹ nhàng một dương, cái này cùng Huệ Thiên Hào miêu tả khác nhau rất lớn, bất quá tiêu phàm tự nhiên sẽ không lại tin tưởng Huệ Thiên Hào. Thiên Nhai Thành cùng Kim Châu Thành còn có một chút khác biệt, Kim Châu Thành từ bảy đại tông môn cộng đồng trưởng khống, Thiên Nhai Thành lại là lớn nhất thống, từ Trấn Hải Cung chấp trưởng thiên hạ. Trấn Hải Cung là Thiên Nhai Thành thế lực lớn siêu cấp, một môn phái liền độc bá toàn bộ Thiên Nhai Thành trị quyền. Nghe nói vẻn vẹn trăm năm trước, Thiên Nhai Thành hay là từ ba nhà tông môn cộng đồng trưởng quản, tình hình cùng Kim Châu Thành phi thường cùng loại. Nhưng mà trăm năm trước một lần viễn hải săn bắn xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến cái khác hai cái tông môn nguyên anh cấp trưởng lão số lớn vẫn lạc. Lần kia viễn hải săn bắn, nghe nói là vì bắt giết một đầu cực kỳ hiếm thấy độc giác giao long, cái này độc giác giao long chân quý, xa tại bình thường giao long phía trên, kết quả lại tại Viễn Hải gặp trong biển yêu thú mai phục, các loại cao giai yêu thú mãnh liệt mà tới, riêng là hóa hình trung kỳ trở lên cảnh giới giao long liền có ít đầu nhiều, lại càng không cần phải nói những chủng loại khác cao giai động vật biển, quả thực chính là nhiều vô số kể, săn bắn biến thành phản sát, mười mấy tên nguyên anh tu sĩ thảm tao giao long cùng động vật biển độc mút cái khác hai đại tông môn như vậy không gượng dậy nổi, chỉ có thể miễn cưỡng đi theo tại Trấn Hải Cung về sau, kéo dài hơi tàn, mà Trấn Hải Cung cung chủ lại tại trăm năm trước đột phá bình cảnh, bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, trở thành Trấn Hải Cung nhiều năm qua duy nhất hậu kỳ đại tu sĩ. Kể từ đó, cái khác hai đại tông môn dứt khoát thua khoản quy hàng, toàn tông đầu nhập Trấn Hải Cung, hợp vì một cái đại tông môn, độc trưởng thiên nhai thành đại quyền. Ba đại tông môn kết hợp một phái về sau, hiệu suất tăng nhiều, thiên nhai thành chẳng những chưa từng không hạ xuống, ngược lại càng thêm vui vẻ phồn vinh, các loại giao dịch càng làm càng lớn, thành trì càng ngày càng phồn vinh. Đối điểm này, tiêu phàm rất hài lòng, tại một cái hoàn toàn mở ra thành thị bên trong, giống hắn dạng này kẻ ngoại lai, bình thường cũng sẽ không quá làm người khác chú ý, mà lại có thể tìm tới thích hợp động phủ tu luyện. Điều kiện là người có đầy đủ nhiều linh thạch, tiêu phàm eo quấn bạc triệu, là cái thằng giàu có, bó lớn linh thạch hoa sắp xuất hiện đi. Hết thảy đều 10 điểm thuận lợi, vì che giấu tai mắt người, Tiêu Phàm lúc này trong thành trong phường thị bán ra mấy thứ động vật biển vật liệu, đổi lấy một số lớn linh thạch. Cứ như vậy, bất kỳ người nào đều muốn đem hắn xem như là ra hải bổ săn động vật biển thợ săn, thắng lợi trở về. Loại người này, tại thiên nhai thành là thường thấy nhất. Rất nhanh, Tiêu Phàm cùng thiên diệu tiên tử liền có được mình độc lập động phủ. Chỗ này động phủ ở vào nguyên anh tu sĩ khu tu luyện. Tại bất luận cái gì một tòa thành thị, khác biệt đẳng cấp người tu luyện, đãi ngộ cũng là hoàn toàn khác biệt thiên nhai thành linh khí nồng nặc nhất thất trọng sơn tây lĩnh chính là chuyên môn dùng để an trí ngoại lai nguyên anh tu sĩ nhưng ngày bình thường trừ nguyên anh tu sĩ cũng có bộ phân tài đại khí thô kim đan hậu kỳ tu sĩ lựa chọn tại thất trọng sơn tây lĩnh tu luyện dù sao kim đan hậu kỳ tu sĩ khoảng cách nguyên anh cảnh giới chỉ có cách xa một bước đặc biệt là một chút kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ càng là lúc nào cũng có thể đột phá bình cảnh lựa chọn một chỗ linh khí nồng đậm chỗ tu luyện 10 điểm tất yếu huống chi tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử hai người đều hiển lộ ra kim đan hậu kỳ tu vi, tại Tây Lĩnh chiếm cứ một chỗ cắm rùi, không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Chân chính gây nên hoài nghi là tại nửa tháng sau. Nửa tháng này bên trong, tiêu phàm đều bề bộn nhiều việc, vội vàng ở trong thành phường thị ra ra vào vào, đổi lấy dùng được linh dược, tìm kiếm các loại điển tịch. Phương thuốc đan phương cùng nhân loại tu sĩ luyện thể thuật. Tiêu phàm dưới mắt nhục thân mạnh mẽ, viễn siêu cùng giai tu sĩ thậm chí rất nhiều nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Nhưng cái này dù sao cũng là yêu thú luyện thể thuật, là dựa vào đại lượng cự linh thú nội đan tinh huyết cùng cự linh quả ngạnh sinh sinh đắp lên ra. Thân là một tên thuần chính nhân loại tu sĩ, tu luyện lại là chính tông nhất nhất quang minh chính đại hạo nhiên chính khí, tiêu phàm cảm thấy. Tại luyện thể thuật bên trên muốn tiến thêm một bước, vẫn là phải tìm kiếm phù hợp tự mình tu luyện nhân tộc công pháp luyện thể. Nếu như tiếp tục lấy yêu thú phương thức đến luyện thể, làm không tốt liền có khả năng mộ nhập lạc lối. Thiên diệu tiên tử mỗi ngày đả tỏa thổ nạp, tự hành điều dưỡng. Tu vi đến nàng dạng này cảnh giới, tiêu phàm chỉ cần đúng hạn cho nàng uống thuốc là được, nó dư thời điểm, thiên diệu tiên tử hoàn toàn có thể tự mình khôi phục. Hắc lân cũng trong động phủ ngủ say, từ khi thôn vệ hóa hình trung kỳ giao long nội đan về sau, Hắc lân hấp thu linh khí tốc độ đại đại tăng tốc, thậm chí so phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thổ nạp thời điểm, cần linh khí càng nhiều. Hắc Lân không có thổ nạp đả tọa, nàng chính là ngủ say, trong giấc mộng không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Điểm này, ngược lại là cùng Tiêu Phàm lúc trước nuốt Hỏa Vân Giao Nội Đan về sau tình hình giống nhau y hệt. Hỏa Vân Giao Nội Đan tác dụng lớn nhất chính là có thể cải thiện thể chất, để kẻ thôn phệ lợi dụng cái khác tài nguyên năng lực biên độ lớn tăng lên, tu luyện tiến cảnh tự nhiên xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên. Năm đó đầu kia Hỏa Vân Giao, chỉ là cấp 9 đỉnh phong cảnh giới, Hắc Lân nuốt viên nội đan này, cũng đã là cấp 11 giao long. Hiệu quả tự nhiên xa so Hỏa Vân giao nội đan còn mạnh hơn nhiều. Đã Thiên Nhai Thành có chút thích hợp tu luyện, Tiêu Phàm ngược lại không gấp lấy rời đi nơi này. Trước tận lực để Thiên Diệu Tiên Tử khôi phục thương thế lại nói, nếu như Hắc Lân có thể tại gần đây tiến giai thành công, vậy thì càng tốt. Tại Thu Mua Linh Dược cổ tịch đan phương quá trình bên trong, Tiêu Phàm rất ngạc nhiên phát hiện, Thiên Nhai Thành luyện khí ngành nghề cực độ hưng thịnh. Trong thành luyện khí cửa hàng nhiều, luyện khí sư cảnh giới chi cao đều tuyệt không phải Kim Châu Thành có thể chịu được so sánh. Tại Kim Châu Thành, Kim Đan Sơ kỳ luyện khí sư đều đã tương đối hiếm thấy, trong Kim Đan kỳ trở lên luyện khí sư liền xem như đại sư cấp nhân vật. Trong Kim Đan kỳ luyện khí sư, nếu như luyện khí thuật rất cao lời nói, đều đã có thể luyện chế pháp bảo thượng phẩm. Thật giống như tại những thành thị khác, một cái trong Kim Đan kỳ lang trung cũng tuyệt đối có thể nói là đại sư cấp quốc thủ. Mà tại Thiên Nhai Thành, có nguyên một phiến quảng trường, lần thứ chất so đều đều là luyện khí phường, đại đại nho nhỏ luyện khí cửa hàng, có mấy trăm nhà nhiều. Trong đó không ít luyện khí phường, đều có trong kim đan hậu kỳ luyện khí sư tỏa chấn. Thậm chí trong đó quy mô lớn nhất bốn nhà luyện khí phường, nghe nói còn thờ phụng nguyên anh cấp bậc luyện khí tông sư. Bất quá tiêu phàm không có thấy tận mắt biết qua, cũng không biết là thật là giả. Nhưng hắn xác thực cần tìm một vị cao tiêu chuẩn luyện khí sư đến vì hắn một lần nữa rèn đúc một bức khôi giáp. Một ngày này, tiêu phàm chậm rãi đi tiến vào đằng Long Điện. Đằng Long miện đây là một nhà luyện khí phường danh hiệu, chỉ nhìn cái tên này, liền biết nhà này luyện khí phường ra sao chờ ngạo khí. Trên thực tế, Đằng Long miện chính là thiên nhai thành lớn nhất luyện khí phường một trong, cũng là trong truyền thuyết có nguyên anh cấp luyện khí tông sư tỏa chấn cửa hàng. Một trăm năm trước kia, Đằng Long miện thuộc về thiên nhai thành ba đại tông môn một trong Đằng Long bang tất cả, dưới mắt từ nhưng đã nhập vào chấn hải cung. Khách hàng như nước chảy, phi thường náo nhiệt. Vô số tu sĩ tại đằng bên trong tòa Long Điện ra ra vào vào, đại đa số đều là trực tiếp đến nơi đây chọn mua các loại có sẵn khí cụ. Đằng Long Điện tựa như một cái cỡ lớn luyện khí siêu thị, có đủ loại giáp trụ, binh khí, la bàn, đuổi bắt động vật biển pháp bảo pháp khí các loại, cung cấp người chọn lựa. Dù coi như một cái chưa từng có bất luận cái gì kinh nghiệm, cũng không tinh thông thủy thuộc tính công pháp tu sĩ, chỉ muốn ở chỗ này mua đầy đủ trang bị, liền có thể rất nhẹ nhàng bắt giết chung đê dai trong biển yêu thú, khó trách nơi này sinh ý như thế thịnh vượng. Tiêu phàm chỉ là thoáng nhìn mấy lần, liền nhấc chân hướng nhị môn bước tiến vào. Tiến vào nhị môn, lại là nhất trọng viện tử. Lập tức liền có tú Mỹ thị nữ tiến lên đây, chỉnh đốn trang phục làm lễ, cung kính nói, tiểu tỳ vũ hà, xin hỏi tiền bối có gì phân phó. Cái này đằng Long Điện cũng cùng cái khác cỡ lớn phường thị cửa hàng đồng dạng, chia làm rất nhiều đẳng cấp. Mọi người tựa hồ đối với những quy củ này đều rất rõ ràng, chúc cực kỳ trở xuống tu sĩ, đều phía trước bên cạnh trong hành lang lưu luyến quên về. Nhị môn trong vòng, cơ bản sẽ không tiến vào. Một cái bên trong đồ vật quá đắt, bình thường cấp thấp tu sĩ rất khó chịu đựng nổi như thế giá cả. Thứ hai, pháp lực quá mức thấp, ngay cả pháp bảo đều sử dụng không được, nhìn thấy đồ tốt cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhị môn trong vòng, tiến vào đều là tu sĩ kim đan. Cứ việc vị này tên gọi Vũ Hà Tiểu Tì 10 điểm ra sức đẩy giới các loại trong nước pháp bảo, làm sao tiêu phàm hoàn toàn không để vào mắt, cơ hồ là không chút nào dừng lại liền hướng thứ ba tiến vào trong viện đi đến. Vũ Hà giật nảy mình, vội vàng thấp giọng nói, tiền bối, phía sau đều là pháp bảo thượng phẩm, bình thường kim đan kỳ tiền bối, ở đây đều có thể tìm tới hài lòng pháp bảo. Ngụ ý chính là nói, lại đi đến đi, đa số đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Tiêu phàm gật gật đầu, không dên một tiếng, trực tiếp tiến vào đệ tam trọng viện tử. Vũ Hà bất đắc dĩ, đành phải đuổi đi theo sát, vì tiêu phàm chỉ dẫn đường đi nhưng trong lòng cũng lên mấy phân ý tò mò một bước tiến nội viện phong cách biến đổi không còn là loại kia thế tục phù hoa ồn ào náo động cùng phú quý mà là cầu nhỏ nước chảy khúc kính thông u một phái tĩnh mịch cảnh sắc trong chốc lát làm người tâm thần thanh thản tục niệm toàn bộ tiêu tán tiêu phàm lại ẩn ẩn phát giác được một luồng lệ khí đập vào mặt rất hiển nhiên bên trong cất giấu bảo vật sát sinh không ít lúc này mới lệ khí sâu nặng thứ ba tiến vào viện tử bố trí đã không giống như là siêu thị phản cũng là đi tiến vào nhà bảo tàng. Mỗi một kiện bảo vật đều bày ra tại trong suốt triển trong tủ, những ngày tủ trưng bày đều đều là lấy nhất thượng đảng tinh ngọc điêu khắc mà thành, bản thân liền có thể nói là một kiện tác phẩm nghệ thuật, có giá trị không nhỏ. Thoảng qua để tiêu phàm kinh ngạc chính là, tinh ngọc triển trong tủ trưng bày các loại bảo vật, đại đa số đều không phải mới tinh, ngược lại 10 điểm cổ xưa, mang theo hết sức rõ ràng tu bổ vết tích. Tiền bối, nơi này bán ra, đều đều là pháp bảo thượng phẩm, còn có mấy món, là pháp bảo cực phẩm hàng nhái, tiền bối mắt sáng như đuốc, nhất định có thể nhìn ra được, Vũ Hà lại nhẹ nói. Tại một gian mở cửa bán luyện khí cửa hàng bên trong, thế mà chẳng những có đại lượng pháp bảo thượng phẩm bán ra, thậm chí còn có phỏng chế pháp bảo cực phẩm bán ra, cái này tại Kim Châu Thành, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không qua thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, thiên nhai thành tu sĩ đến Kim Châu Thành, nhìn thấy nhiều như vậy nguyên anh cấp lang chung, cũng giống vậy sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc phải nói không ra lời. Tiêu phàm ánh mắt tại những bảo vật này bên trên thoảng qua quét qua, liền là từ tốn nói, Vũ Hà cô nương, ta có một kiện giáp trụ, muốn mời quý hào đạo hữu một lần nữa rèn đúc, gia nhập một chút mới vật liệu, có thể hay không mời quý hào đại sư, ở trước mặt gặp mặt. Thì ra là thế, Vũ Hà không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, liên tục gật đầu. Mời tiêu tiền bối chờ một chút, tiểu tì cái này liền vì tiền bối thông bầm. Làm phiền, lập tức Vũ Hà lại là vén áo thi lễ, vội vàng đi. Phút chốc, tiếng bước chân vang lên, một tên khoảng 40 tuổi trung niên hán tử, chậm rãi từ nội thất đi ra. Tiêu đạo hiếu, trung niên hán tử người mặc lam sam, hai tay liền ôm quyền, nhàn nhạt lên tiếng chào. Người này chưa lộ diện, tiêu phàm bằng thần niệm chi lực liền đã nhô ra sâu cạn của hắn, thình lình có kim đan hậu kỳ tu vi. Dù coi như là tại thiên nhai thành, kim đan hậu kỳ luyện khí sư, cũng có thể xưng cấp bậc đại sư. Bình thường đến nói, tiêu phàm dạng này kim đan hậu kỳ tu sĩ, luyện khí phường nhiều nhất sẽ cắt cử một vị kim đan sơ kỳ luyện khí sư tiếp đãi chỉ có đặc biệt trọng yếu hộ khách mới có trong kim đan kỳ luyện khí sư ra mặt kim đan hậu kỳ luyện khí sư bình thường chỉ tiếp đãi nguyên anh tu sĩ kim đan hậu kỳ tu vi luyện khí sư nếu như tiêu chuẩn đầy đủ lời nói đã có năng lực luyện chế phỏng chế pháp bảo cực phẩm nguyên anh cấp luyện khí tông sư bình thường chỉ có tại luyện chế thượng đẳng phỏng chế pháp bảo cực phẩm hoặc là trực tiếp luyện chế pháp bảo cực phẩm thời điểm mới sẽ đích thân xuất thủ cũng là trùng hợp lúc này cái khác kim đan sơ trung kỳ luyện khí sư đều tại tiếp đãi khách nhân chỉ còn lại có vị này hán tử áo lam tiểu tỷ lại đem tiêu phàm phái đoàn nói đến cực lớn liền tự mình ra gặp mặt một lần bất quá loại kia lạnh nhạt ngạo khí lại là vô luận như thế nào đều không che giấu được như cùng ở tại kim châu thành đồng dạng kim đan hậu kỳ đại lang bên trong dù coi như tại nguyên anh tu sĩ trước mặt cũng không rơi vào thế hạ phong vô luận là ở đâu bên trong có đặc thù năng lực người luôn luôn bị người coi trọng mấy phần tiêu tiền bối, vị này chính là chúng ta đằng long điện đại trưởng quỹ tông tiền bối, tiểu tỳ vũ hà vội vàng ở một bên kính cần nói. Đằng long điện cho dù có nguyên anh cấp luyện khí tông sư tỏa chấn, khẳng định cũng là ẩn cư phía sau màn, không tiếp tục để ý những này tục sự. Đại trưởng quỹ tự mình ra mặt, ngược lại cũng coi là cho đủ tiêu phàm mặt mũi. Tiêu phàm mỉm cười chắp tay thi lễ, nói, tông đạo hiếu, hạnh ngộ, tông đại trưởng quỹ cũng không cùng tiêu phàm khách sáo. Trực tiếp tại cái ghế một bên bên trong ngồi xuống, còn không có cùng tiểu tỷ dâng lên nước trà. liền là nói, nghe nói đạo hữu có một kiện giáp trụ, cần vốn hào lại luyện chế một lần. Vậy liền mời đạo hữu đưa người giáp trụ lấy ra xem một chút đi, ngôn từ ở giữa, có chút tùy ý. Thực tế tu sĩ Kim Đan sử dụng giáp trụ, hắn không có chế tạo qua 100 phó cũng tự tay luyện chế qua 7, 80 cỗ, cái dạng gì giáp trụ hắn chưa từng gặp qua. Về phần nói đến một lần nữa rèn đúc, bất quá là nói dễ nghe mà thôi. Kỳ thật chính là xây xây sửa sửa dạng này công việc đại trưởng quý tuyệt không có khả năng thân tự xuất thủ không có tự hạ mình giam ba câu đem giao dịch quyết định đuổi họ tiêu này rời đi chính là được tiêu phàm cũng không tức giận ống tay áo nhẹ nhàng lắc một cái trước mắt bạch mang lấp lánh tuyết trắng huyền tinh giáp nổi lên sáng sủa như mới không có chút nào rách nát chỗ một cỗ man hoang khí tức đập vào mặt a à, nguyên bản nghiêng nghiêng dựa vào ghế thái sư thần sắc có chút không kiên nhẫn tông đại trưởng quỹ trong mắt bỗng nhiên sáng lên, bỗng nhiên ngồi thẳng người, hai mắt trợn thật lớn, một ngực tiếp cận huyền tinh giáp. đạo hữu cái này giáp trụ, người nào luyện chế, dùng chính là loại kia vật liệu, nhưng có cái danh mục, cần biết cái này huyền tinh giáp chính là hoàng đường tự tay vì tiêu phàm luyện chế. năm đó chấn nhà thần quân siêu tập đến các loại tài liệu chân quý, đều giao cho hoàng đường trưởng quản vì tiêu phàm luyện chế giáp trụ. hoàng đường tự nhiên là dựa theo cao nhất tiêu chuẩn tuyển dụng nhất tài liệu tốt. Nhiều năm qua, huyền tinh giáp theo tiêu phàm nam trinh bắc chiến, đối địch vô số. Đưa đến cực dài phòng hộ tác dụng, hoàng đường thế nhưng là trời sinh liền có luyện khí thiên phú hóa hình kỳ đồng giáp gấu, thuật luyện khí, độc bộ thương khung núi, bây giờ huyền tinh giáp lộ diện một cái, tự nhiên lập tức gây nên tông trưởng quỹ chấn kinh, mảy may chẳng có gì lạ. Thẳng như không phải là bởi vì hoàng đường dưới mắt còn tại linh thú điểm bên trong ngủ say chưa tỉnh, tiêu phàm căn bản liền không cần đến đằng long điện đi chuyến này. Cái này giáp trụ, tên gọi huyền tinh giáp là lấy các loại canh kim chi tinh cùng thú tộc vật liệu luyện chế mà thành tiêu phàm thản nhiên đáp cũng không có dấu giếm chi ý đã muốn mời người một lần nữa rèn đúc giáp trụ liền ứng thành khẩn tương đối nếu không giáp trụ luyện hỏng thua thiệt vẫn là mình tông trưởng quỹ đối tiêu phàm chi ngôn bừng tỉnh như không nghe thấy tất cả lực chú ý đều bị huyền tinh giáp hấp dẫn nâng tay khẽ vẫy đem giáp trụ câu đến trước mặt tinh tế xem xét xem ra tiêu phàm thấy thế mỉm cười, chẳng những không có để ý tông trưởng quỹ vô lễ, ngược lại đối với người này sinh ra mấy phân hảo cảm. Không hề nghi ngờ, tông trưởng quỹ là loại kia đối sự tình rất chuyên chú tính tình. Dạng này người, thường thường có thể tại nào đó cái lĩnh vực lấy được cực cao thành tựu. Điểm này, ngược lại là cùng tiêu phàm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tông trưởng quỹ tinh tế vuốt vuốt huyền tinh giáp, miệng bên trong chật chật có âm thanh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tán thán. Tông trưởng quỹ càng là bộ dáng như vậy, tiêu phàm liền cảm khái càng sâu. May mà hoàng đường đã không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là còn cần chút thời gian đến chậm rãi khôi phục lại năm đó cảnh giới. Thường thức thật lâu, tông trưởng quỹ mới nghiêng đầu lại, nói, tiêu đạo hiếu, vì ngươi chế tạo cái này huyền tinh giáp là vị đạo hiếu nào. Cái này tựa hồ không phải chúng ta thiên nhai thành tay nghề, dùng cũng không phải động vật biển vật liệu, mà là trên lục địa yêu thú vật liệu. Tiêu phàm cười cười, nói, tông trưởng quỹ hảo nhãn lực, đây là tại hạ trước kia man hoang thế giới biên giới du lịch lịch, tìm một vị luyện khí tông sư chế tạo giáp trụ, nhạc tây địa khu lại là không cần nhấc lên. Lệ thú sơn mạch bên trong có yêu thú, man hoang thế giới khẳng định cũng là có. Quả là thế, tông nào đó suy đoán, cũng hẳn là là như thế này, tông trưởng quỹ gật gật đầu, lập tức dung mạo nghiêm, nói, tiêu đạo hiếu, cái này giáp trụ, đã 10 điểm hoàn mỹ, nhưng lại không biết đạo hiếu vì sao còn phải một lần nữa chế tạo. Không phải là muốn gia nhập động vật biển vật liệu nói, nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, tựa hồ rốt cuộc đối người này có mấy phân hứng thú. Tiêu phàm sớm đã tận lực đem trên thân những cái kia yêu thú tài liệu khí tức thoảng qua thả ra một chút, tông trưởng quỹ quả nhiên suy đoán hắn là một tên yêu thú thợ săn. Dạng này yêu thú thợ săn đến đây tiên nhai hải bổ giết động vật biển, 10 điểm bình thường. Bọn hắn vốn là coi đây là nghiệp, trên thân sát khí sâu nặng. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tại hạ trước đó vài ngày, xác thực ngẫu nhiên đạt được một chút động vật biển vật liệu, miệng bên trong nói như vậy lại là không chịu lấy ra tông trưởng quỹ giật mình liền là đứng dậy nói tiêu đạo hiếu mời tiến vào mật thất nói chuyện nhưng trong lòng có chút xem thường họ tiêu này có lẽ còn là lần đầu đi tới thiên nhai biển tại cái này thiên nhai thành bên trong không nói những cái khác chân quý động vật biển vật liệu mỗi ngày chính không biết có bao nhiêu chỉ là một tên tu sĩ kim đan vậy mà tại đằng bên trong tòa long điện làm ra bộ dáng như vậy quả nhiên là buồn cười cực kỳ ta tông người nào đó từ tay luyện chế qua động vật biển tài liệu chân quý, sau người cả đời này nghe nói qua đều muốn nhiều. Đối tông trưởng quỹ xem thường, tiêu phàm lòng dạ biết rõ, chỉ không nói ra. Lập tức hai người tiến vào mật thất, tiêu đạo hiếu, có cái gì tốt bảo vật, liền lấy ra đến để tông nào đó mở mang tầm mắt đi, tông trưởng quỹ cũng không mời tiêu phàm ngồi xuống, một đóng cửa phòng, thả ra cấm chế, che đậy thần niệm quan sát, liền là mở miệng nói ra. Tiêu phàm cũng không nói nhiều, cổ tay khẽ đảo, một đoàn xanh minh mang quang hoa bỗng nhiên tại trong bàn tay hắn nổi lên, một cỗ cường đại tuyệt luân bá khí, phóng lên tận trời. Cái này, đây không có khả năng." Tông trưởng Quý bỗng nhiên há to miệng, kêu lên, hai tròng mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt trừng ra, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm trong tay xanh minh mang một chiếc phẩy rồng, nghẹn họng nhìn chân chối tại chỗ ở tại nơi đó. Chốc lát, Tông trưởng Quý duỗi tay ra, rất không khách khí từ Tiêu Phàm trong tay đem kia chiếc phẩy rồng đoạt mất, cẩn thận xem xét xem ra. Tiêu phàm trên mặt cũng hiện lên một vòng vẻ tò mò. Mặc dù hắn diệt sát đầu kia cấp 11 hóa hình ác giao, nhưng những ngày này tại thiên nhai thành trong biển tịch, nhưng lại chưa tra được cái này ác giao chủng loại cùng danh mục. Từ tông trưởng quỹ dáng vẻ đến xem, hắn hẳn phải biết. Đây, đây là ly giao bản mệnh vảy rồng. Xem thật lâu, tông trưởng quỹ rốt cục ăn một chút nói. Ly giao, tiêu phàm lặp lại một câu. Đúng vậy, ly giao huyết mạch phi thường hỗn tạp không thuần nhưng mỗi một dạng huyết mạch truyền thừa đều phi thường khó lường tông trưởng quỹ vội vã nói dựa theo sự miêu tả của hắn cái này ly giao thật đúng là cái dị loại nghe nói có ly hôn thanh giao cùng quỳ thủy mặc kỳ lân ba huyết mạch mặc dù mỗi một dạng huyết mạch đều hỗn tạp không thuần nhưng trong đó ly hôn lại là chân chính thiên long hậu duệ thế gian truyền thuyết dòng sinh chín con ấu tử chính là ly hôn kia là chính tông nhất thiên long huyết mạch mà Mạc kỳ lân cũng là trời sinh thánh linh bên trong bài danh phía trên tiếp cận nhất thiên long thiên phượng thánh linh, quỷ thủy kỳ lân chính là kỳ lân một cái chi nhánh, cũng là chính tông nhất thánh linh huyết mạch. Thanh giao không phải thánh linh, lại cùng ngân sĩ đại bằng đồng dạng, có thánh linh huyết mạch, trưởng thành thanh giao, cũng là thấp cùng giao diện trong biển bá chủ. Từ cái này tấm vảy rồng đến xem, tựa hồ đầu này ly giao thân bên trên ly hôn huyết mạch khá nặng, quỷ thủy mặc kỳ lân huyết mạch nhất nhạt. Tông trưởng quỹ không để ý tới tiêu phàm kinh ngạc, chỉ là vội vã giải thích khó trách cái này ly dao đối hắc lân theo đuổi không bỏ là vì thôn vệ hắc lân bổ sung trong cơ thể mình quỳ thủy kỳ lân huyết mạch đáng tiếc đầu này ly giao chưa chân chính trưởng thành chân chính thành niên ly dao, kia là trong biển rộng hoàn toàn xứng đáng bá chủ tiêu phàm không khỏi ngầm cười khổ một tiếng cũng may mắn cái này ly giao không có có trưởng thành bằng không mà nói hắn liền không thể đứng ở chỗ này cùng tông trưởng quỹ nói chuyện phiếm nói chuyện sớm thành giao long trong bụng thức ăn ngon chỉ bất quá kia ly dao đã từng tự xưng sống mấy ngàn năm kéo dài tuế nguyệt, nhưng như cũng chưa chân chính trưởng thành, đủ thấy dao long loại động vật biển thọ nguyên chi trưởng, khiến người khó có thể tưởng tượng. Cái này tông trưởng quý dựa vào một chiếc phẩy rồng, liền đem ly dao lai lịch cùng huyết mạch xa gần phân tích phải đạo lý rõ ràng, có thể thấy được kinh nghiệm xác thực phong phú cực kỳ, có thể bị lên làm đằng long biện đại trưởng quý, chấp trưởng như thế lớn một cái chẳng diện, quả nhiên tuyệt không phải hạnh gây nên. Tiêu đạo hiếu, cái này ly dao bản mệnh vảy rồng, người từ chỗ nào được đến hết thảy có vài miếng. Suốt cục, tông trưởng quỹ đình chỉ mình cảm khái, nhìn về phía tiêu phàm, hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ly giao bản mệnh vẩy rồng chi chân quý, không có người so hắn rõ ràng hơn. Theo lý vô luận như thế nào cũng không thể cùng một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ kéo lên quan hệ. Loại vật này, một khi tại thiên nhai thành giao dịch hội bên trên lộ diện, lập tức liền sẽ dẫn đến vô số người tranh đoạt, đánh vỡ đầu đi. Tiêu phàm cười cười, nói, hết thảy 12 phiến, cái gì? 12 phiến, kia làm sao có thể. Tông trưởng quỹ lại la hoảng lên, hai mắt trợn thật lớn. Trưởng thành ly dao là 16 phiến bản mệnh vảy rồng, vị thành niên chỉ có 12 phiến. Cái này chẳng phải là nói, trong tay người có cả một đầu ly dao vật liệu. Tông trưởng quỹ tự mình dẫn dắt tiêu phàm đi tới thứ tư tiến vào viện lạc trong một tòa lầu các. Tòa này lầu các trang trí phải phi thường lịch sự tao nhã, tình thú cao xa. Tiêu đạo Hữu mời, nơi này là sư tôn ta lực đại sư ngày thường nghỉ ngơi chỗ khi biết được tiêu phàm trong tay xác thực có nguyên một đầu ly giao vật liệu, tông trưởng quý thần sắc đại biến, lập tức mời tiêu phàm đi bên trong nói chuyện. chân quý như thế ly giao vật liệu, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc có thể luyện chế tốt, cần thiết mời sư phụ của hắn lực đại sư tự thân xuất mã. đằng long điện quả nhiên là có nguyên anh cấp luyện khí tông sư tự mình tỏa chấn. đối đây, tiêu phàm tự nhiên không phản đối, hắn cũng hy vọng cái này ly giao vật liệu có thể từ một vị nguyên anh cấp luyện khí tông sư tự mình rèn đúc dạng này luyện chế ra da cao dai bảo vật cơ hội liền muốn tăng nhiều không ít. Dù sao nguyên một đầu ly giao vật liệu, là thật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối với tiêu phàm dạng này không trần chờ chút nào liền tùy theo tiến nhập nội viện, tông trưởng quỹ trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Người này nhìn qua không giống như là loại kia trẻ người non giả hậu sinh, sao như thế khinh thường. Mặc dù nói, lấy đằng long điện quy mô cùng nhiều năm như vậy tại thiên nhai thành tín dự, bình thường sẽ không làm cái gì mất thể diện sự tình tới nhưng ly giao vật liệu thực tế quá mức chân quý, vì vật này, bất kỳ cái gì quy củ cũng có thể bị phá hư. Xem ra người này nếu không phải giấu giếm thực lực chân chính của mình, chính là có núi dựa lớn, không sợ bị người ám toán. Lực đại sư bề ngoài cùng tên của hắn hoàn toàn không đáp, một trời một vực. Chỉ nghe danh tự, để người cảm thấy nhất định là vị thân cao tám thước, bàng khoát eo tròn đại hán vạm vỡ, ai ngờ lầm to, chính là cả người cao không tới năm thước, toàn thân cộng lại đều không có bốn lượng thịt lão già họm hẹp, tóc trắng phơ, còng lưng eo, một bước một thở, ho khan liên tục. Sư phụ, vị này chính là tiêu đạo hiếu. Kỳ quái là, tại lão già họm hẹm này trước mặt, ngạo khí tông trưởng quỹ lập tức trở nên thành thật, cung cung kính kính, quy củ dị thường. Khụ khụ, tiêu đạo hiếu, lực đại sư một bên thở dốc một bên ho khan, miễn cưỡng thẳng tắp cái eo, nhìn tiêu phàm một chút, ánh mắt phần đục, không có nửa phân thần hái, từ bên trong mà bên ngoài, hình thần tan giã, tựa hồ đại nạn đang ở trước mắt lực đại sư tốt tiêu phàm không dám thất lễ đứng dậy ôm quyền vái chào vị này lực đại sư vậy mà là một vị nguyên anh trung kỳ đại cao thủ mặc dù từ trên thân linh lực ba động đến xem chưa đạt đến tại nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới lại cũng đã đại đại vượt qua tiêu phàm ngoài ý liệu lang trung có thể tu luyện tới nguyên anh trung kỳ đã phi thường hiếm thấy luyện khí sư liền càng là trăm bên trong vô một dù sao làm lang trung có thể luyện chế đại lượng tăng bồi dưỡng vì linh đan rượu dược đến cho mình đền bù bởi vì nghiên cứu y thuật mà chậm trễ thời gian tu luyện. Điểm này là luyện khí sư tuyệt đối so ra kém. Một chút có trí tại vĩnh sinh đại đạo khổ tu chi sĩ. Bình thường cũng không nguyện ý tại luyện khí bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Đây cũng là luyện khí tông sư so y đạo tông sư càng thêm hiếm thấy nguyên nhân. Đương nhiên, luyện khí sư phong phú thu nhập vẫn có thể hấp dẫn không ít người gia nhập cái này nghề. Đối với có chút người tu luyện đến nói, hắn muốn tiến giai thiếu khuyết không phải khổ tu thời gian, mà là các loại linh đan diệu dược, muốn mua linh đan diệu dược, nhất định phải có đại lượng linh thạch. Mà lại, luyện khí sư có thể vì chính mình rèn đúc thượng đẳng giáp trụ vũ khí, làm cho lực chiến đấu của mình tăng nhiều, cùng cùng giai tu sĩ tranh đấu thời điểm, thường thường có thể chiếm thượng phong. Tại phong ba quỷ dị tu chân thế giới, muốn sống được lâu dài hơn chút, điểm này rất trọng yếu. Một vị luyện khí sư có thể tu luyện tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới, chỉ ít tại tiêu phàm trong trí nhớ, đã đạt đến tại cực điểm, trước mắt còn không người có thể siêu việt hắn. Bất quá vị này lực đại sư trên thân loáng thoáng mang theo kia cỗ oán khí, lại làm cho tiêu phàm có chút không thoải mái. Tựa hồ có chuyện gì làm cho lực đại sư đặc biệt tức giận bất bình. Lực đại sư ánh mắt chỉ ở tiêu phàm trên thân hơi ngừng lại, liền là rủ xuống mí mắt, tại một bên ghế thái sư ngồi xuống, thở hào hển nói, nghe nói tiêu đạo hữu có một kiện man hoang thế giới chế tạo giáp trụ, cần một lần nữa rèn đúc, còn có nguyên một đầu ly dao vật liệu. Thật có việc này, vậy liền mời lấy ra để lão hủ nhìn thấy thế nào. Được, tiêu phàm cũng không do dự, quả thật đem huyền tinh giáp cùng ly dao vật liệu đều lấy ra ngoài. Ngô, quả nhiên có chút y tứ, lực đại sư vẫn đục ánh mắt bên trong, bỗng nhiên quang mang bắn ra bốn phía, một mực tiếp cận huyền tinh giáp, cẩn thận xem xét xem ra, miệng bên trong chật chật có âm thanh quả nhiên là hảo thủ nghệ, lão hủ qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua rèn đúc phải như thế tinh xảo khôi giáp. Vị này đồng hành, nhất định là không tầm thường đại cao thủ, thiên phú chi cao, không cùng luân so. Đối huyền tinh giáp khen ngợi, còn tại tông trưởng quỹ phía trên. Hoàng đường nếu không phải có loại này bản sự, chấn nhạc thần quân cũng không đến nỗi đem thu tập được tất cả vật liệu luyện khí đều giao đến trong tay của hắn, mặc cho xử trí. Tại chuyện này bên trên, tiêu phàm xem như chiếm chấn nhạc thần quân một cái tiện nghi. Nhiều như vậy thú tộc vật liệu, cũng làm thật khó tìm, nhất là yêu thú này lân phiến, ngô. Giống như có thể suy yếu pháp thuật công kích, cái này vô cùng ghê gớm, phi thường hiếm thấy bảo bối tốt. Lực đại sư không hổ là tông trưởng quỹ sư phụ, ánh mắt cực kỳ cao minh, liếc mắt liền nhìn ra băng tinh thú bản mệnh lân phiến diệu dụng. Tinh tế thưởng thức xong huyền tinh giáp, lực đại sư mới đem ánh mắt chuyển tới ly giao vật liệu phía trên, trừ 12 phiến bản mệnh vảy rồng, cái khác vật liệu cũng đều lấy ra ngoài, quả thật là nguyên một đầu ly giao vật liệu, cái này giao long đã có hóa hình trung kỳ tu vi, nếu như ở trong nước giao thủ, dù coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chưa chắc liền có thể diệt sát nó, lại không biết tiêu đạo hữu là từ chỗ nào đạt được. Lực đại sư chậm rãi hỏi, ánh mắt lại tại trong lúc lơ đáng từ tiêu phàm trên mặt lướt qua, trong nháy mắt đó, có một vệt ánh sáng sắc bén nhanh chóng lướt qua. Tiêu phàm đối đạo này sắc bén ánh mắt làm như không thấy, mỉm cười nói, lực đại sư, cái này lại không tiện lộ ra, Lực đại sư ừ một tiếng, cũng không còn truy hỏi, thở hào hển nói, Tiêu đạo hữu nghĩ muốn thế nào luyện chế mới giáp trụ. Tiêu phàm nói, lực đại sư cũng đã nhìn ra, huyền tinh giáp mặc dù chân quý, đáng tiếc ở trong nước hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều, Tiêu đạo hữu là muốn đem ly giao vật liệu ra nhập cái này giáp trụ bên trong, làm cho đạo hữu có thể ở trong nước hành động tự nhiên. Đúng vậy, lực đại sư khẽ vuốt cầm, lẩm bẩm nói, cũng là không khó, hết thảy làm phiền đại sư, lực đại sư khoát tay áo, nói, Tiêu đạo hữu tệ hào là làm ăn, lời khách khí liền không nói. Đã ngươi tìm được như thế thượng đẳng vật liệu, nói không chừng, lão đầu tử muốn tự thân xuất mã một lần. Nếu như luyện hỏng cái này cùng tài liệu tốt, không nói trước bồi thường, lão hủ trong lòng mình cửa này liền không qua được. Câu nói này, tiêu phàm hoàn toàn tin tưởng, dù coi như là lực đại sư, dù coi như hắn tại thiên nhai thành đã tiếp xúc qua vô số cao giai động vật biển vật liệu, nguyên một đầu hoàn chỉnh ly giao vật liệu, vẫn như cũ là có thể ngộ nhưng không thể cầu nếu thật là luyện hỏng, đối với một tên cả đời lấy luyện khí vì nghề nghiệp luyện khí tông sư mà nói, kia thật là khó mà tha thứ tội lỗi. Tiêu đạo hữu yên tâm, lão hủ sẽ vì ngươi luyện chế một kiến nhất thượng đẳng giáp trụ ra, có thể hay không đưa thân pháp bảo cực phẩm liệt kê, lão hủ không dám chắc chắn, nhưng uy lực chỉ ít sẽ không ở những cái kia phỏng chế pháp bảo cực phẩm phía dưới. Dù coi như tiêu đạo hữu hoàn toàn không hiểu được thủy độn chi thuật, cũng có thể tại dưới nước tới lui tự nhiên. Mà lại, ta nhìn tiêu đạo hữu thể nội, ly thủy khí hơi thở như thế nồng hậu dày đặc, nghĩ đến cái này ly giao luyện thành ly thủy long châu, đã bị đạo hữu nuốt luyện hóa hết đi. Lực đại sư lại nhìn tiêu phàm một chút, chậm rãi nói, nói chuyện ăn khớp được nhiều, không bằng lúc trước ho khan thở dốc lợi hại như vậy. Tiêu phàm thầm kinh hãi, hắn chẳng những sử dụng thiên huyến diện, hơn nữa còn thi triển ra yêu đao tông công pháp, đem khí thức của mình tận lực ẩn liếm cải biến. Không ngờ lão già họm hẹm này vẫn như cũ liếc mắt liền nhìn ra trong cơ thể hắn ly thủy long châu khí tức đại sư mắt sáng như đuốc, tại hạ bội phục, tiêu phàm cũng là thoải mái người, đã bị người khám phá, đương nhiên sẽ không thể thốt phủ nhận, lúc này vừa cười vừa nói. Luyện hóa ly giọt nước, lại thêm cái này giáp trụ sau khi luyện thành, tin tưởng tiêu đạo hữu nhất định sẽ có đại thu hoạch. Đạo hữu nghĩ cũng biết, luyện chế một kiện bên trên cùng giáp trụ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần tiêu hao cái khác phụ trợ vật liệu không ít. Như vậy đi, tiêu đạo hữu thanh toán 500.000 linh thạch, nửa năm trong vòng, lão hủ nhất định cho đạo hữu một kiện hài lòng giáp trụ, như thế nào? Lực đại sư đưa tay phải ra, khoa tay một chút, rất chân thành nói. Tông trưởng quỹ giật nảy cả mình, vội vàng nói, sư phụ, 500.000 linh thạch, cái này. Cái này giá tiền chúng ta đừng bảo là có cái gì lợi nhuận, có thể bảo trụ không lỗ vốn, liền đã rất không tệ, 500.000 linh thạch, nghe là cái con số rất lớn. Nhưng cùng một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm thậm chí một kiện chính phẩm pháp bảo cực phẩm tương đối mà nói, thực tế chẳng đáng là gì, Mặc dù nói, vật liệu đều là tiêu phàm cung cấp, 500.000 linh thạch mua chính là phụ trợ vật liệu cùng thanh toán tiền công, cũng hay là vô cùng tiện nghi. Lực đại sư liếc hắn một cái, từ tốn nói, ngươi hiểu cái gì? Sổ sách không phải tính như vậy, ngươi cho rằng nguyên một đầu ly giao vật liệu, dễ dàng như vậy đụng phải sao? Các ngươi sư huynh đệ mấy cái, cả đời này có lẽ cứ như vậy một cơ hội đến luyện tập. Thừa dịp ta vẫn còn, có thể tay nắm tay lại dạy ngươi nhóm một lần. Không có tiêu đạo hữu đưa tới đầu này ly giao vật liệu, e là cho dù lão phu tỏa hóa rơi, cũng chưa chắc có thể đụng tới cơ hội như vậy. Đây là dùng linh thạch có thể mua được a?" À? Tông trưởng quỹ lập tức cúi đầu xuống, kính cẩn đáp, "Vâng, sư phụ." Là đệ tử ngu dốt tựa hồ đối với sư phụ rất sợ hãi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Nhiều tạ đại sư cao thượng, tại hạ lại cũng không dám chiếm dễ dàng như vậy, làm ăn giảng cứu liền là hợp lý, già trẻ không gạt." Dạng này tại hạ nguyện giao 800.000 linh thạch, mời lực đại sư tự mình rèn đúc cái này giáp trụ, cũng tốt. Đạo hữu là hào phóng người, vậy lão hủ liền không khách khí, lực đại sư khoát tay chặn lại, không để ý chút nào nói. Kỳ thật lấy đằng long điện quy mô, lấy hắn đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ thân phận, lấy chấn hải cung giàu có, là 500.000 linh thạch cũng tốt, 800.000 linh thạch cũng được, đều không thế nào thả trong mắt hắn. Hắn xem trọng, chỉ sợ thật là lần này khó được luyện tập cơ hội, lập tức tiêu phàm trước giao phó 300.000 linh thạch tiền đặt cọc, đem huyền tinh giáp cùng ly giao vật liệu lưu tại đằng long điện. Đêm, ánh trăng như nước, đằng long điện hậu viện. Hai đạo bóng đen cùng nhau mà đến, vô thanh vô tức rơi vào trong hậu viện. Tứ sư thúc, thất sư thúc, đã sớm đứng ở nơi đó chờ đón tông trưởng quỹ bước nhanh tiến ra đón, không người làm lễ, thấp giọng nói. Đi đầu một nhân thân mặc bạch y, vóc dáng cao gầy, song nghi cao lại, hỏi, tông sư điệt, như vậy vội vã gọi chúng ta tới, đến cùng chuyện gì? Dưới mắt chính là thời buổi rối loạn, chúng ta gặp mặt quá tấp nập, cũng không phải cái gì chuyện tốt, ngữ khí vậy mà có chút không vui. Tông trưởng Quý bận biểu tức nói, "Tứ sư thúc dạy rất đúng, bất quá sư phụ có việc gấp muốn tìm hai vị sư thúc thương lượng, cho nên." Áo trắng Tứ sư thúc khoát tay chặn lại, nói, "Được rồi, đừng giải thích. Chúng ta đi vào đi." "Vâng, sư thúc." Tông trưởng Quý không những ở sư phụ trước mặt cẩn thận từng ly từng tí, tại sư thúc trước mặt cũng giống vậy cực kỳ cẩn thận, cũng không biết là bọn hắn phái này từ trước liền quy củ lớn, hay là lão sư này huynh đệ mấy người tính tình đặc biệt khắc nghiệt. Rất nhanh, thúc cháu ba người liền xuất hiện tại một gian rộng rãi trong mật thất dưới đất. Cùng địa phương khác khác biệt, thiên nhai thành mật thất dưới đất, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy mười mấy khỏa to lớn dạ minh châu, nhu hòa bạch quang đem toàn bộ mật thất chiếu lên tươi sáng, lại cũng không chướng mắt, so địa phương khác dùng để chiếu sáng nguyệt quang thạch càng hơn một bậc dạng này to lớn dạ Minh Châu, nếu như tại phàm tục thế giới, một viên là đủ phú khả địch quốc. Tại căn này trong mật thất, lại khảm nạm mười mấy khỏa nhiều, nếu là bị người phàm tục nhìn thấy, không biết muốn gì cùng kích động cảm thán. Thấp tiểu gầy yếu lực đại sư, đưa lưng về phía mật thất đại môn, đứng ở nơi đó, suy nghĩ xuất thần, tựa hồ chính đang suy nghĩ gì tâm sự. Tam sư huynh, tứ sư thúc cùng thất sư thúc hai người vừa vào cửa, liền cùng nhau ôm quyền. Kêu lên, lão tứ, lão thất, đều đến rồi. Lực đại sư cũng không quay đầu lại, thở hào hển lên tiếng chào. Áo trắng tứ sư thúc lập tức nói, sư huynh, khoảng thời gian này, chấn hải cung bên kia đối sư huynh đệ chúng ta vốn cũng không đầy. Chúng ta tụ hội hay là không nên quá tấp nập tốt, vạn nhất gây nên bọn hắn nghi kỵ, coi như phiền phức, nói, trên trán rất có thần sắc lo lắng. Một vị khác thất sư thúc, dáng người mập lùn, tựa hồ không phải nói nhiều người, từ đầu đến cuối. Trừ cho tam sư huynh chào hỏi, liền lại không kêu một tiếng hai vị này đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ áo trắng tứ sư thúc đã đạt đến tại sơ kỳ đại thành cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nguyên anh trung kỳ dáng người buồn bã thất sư thúc so sánh với tứ sư thúc muốn hơi kém một chút nhưng trên người người này lại mang theo một luồng khí thức nguy hiểm tựa hồ tu luyện có một loại nào đó cực kỳ công pháp bá đạo hư trấn hải công khí ta cũng chịu đủ lực đại sư hừ lạnh một tiếng vẫn như cũ cũng không quay đầu lại nói sư huynh áo trắng tu sĩ lấy làm kinh hãi nghi hoặc kêu lên lực đại sư lập tức ống tay áo một dương mật thất vách đá đâm đâm rung động ngay cả cái to lớn tinh ngọc tủ trưng bày chậm rãi từ vách đá bên trong tuột ra nó bên trong một cái tủ trưng bày bên trong treo chính là tiêu phàm món kia huyền tinh giáp một cái khác tủ trưng bày bên trong thì là một đầu ngẩng đầu nhìn trời trợn mắt tròn xoe giao long đây là ánh mắt hai người đều bị hấp dẫn lập tức kinh hô nghẹn ngào ly giao đây không có khả năng có cái gì không có khả năng lực đại sư hỏi ngược lại áo trắng tu sĩ thở hào hển chốc lát mới nỗ lực điều hòa hô hấp hai mắt vẫn như cũ trợn thật lớn khẩn cấp hỏi sư huynh cái này ly dao từ đâu tới đây chúng ta thiên nhai biển trước kia nhưng chưa hề bắt xiết qua dạng này cao dai ly dao còn như thế hoàn chỉnh lực đại sư từ tốn nói người cũng nói chúng ta thiên nhai biển trước kia là không có bắt xiết qua dạng này cao dai ly dao cũng không đại biểu thiên nhai biển không có dạng này ly dao chỉ cần có liền kiểu gì cũng sẽ bị người bắt được cái này có gì đáng kinh ngạc tông sư điệt đây là có chuyện gì áo trắng tu sĩ tựa hồ biết vị này tam sư huynh tính tình dứt khoát không hỏi hắn trực tiếp hướng một bên tông trưởng quỹ hỏi thăm tông trưởng quỹ liếc sư phụ một chút thấy lực đại sư cũng không có không vui chi ý liền là rất cẩn thận đem tiêu phàm tình huống làm cái nói rõ đơn giản có loại sự tình này một tên tu sĩ kim đan đưa tới cái này sao có thể áo trắng tu sĩ lên tiếng kinh hô đừng bảo là tu sĩ kim đan coi như ta cùng dạng này nguyên anh tu sĩ tại cái này ly dao trước mặt cũng chỉ có chạy chối chết phần căn bản cũng không cần nghĩ có ý đồ với nó buồn bã thất sư thúc mặc dù hay là không nói lời nào trên mặt cũng lộ ra xem thường thần sắc tại thiên nhai hải sinh sống nhiều năm như vậy ai không biết giao long loại động vật biển lợi hại lại càng không cần phải nói là loại này mang theo hai loại thánh linh huyết mạch thanh giao hậu duệ thường thường so cái khác cùng giai động vật biển phải cường đại hơn nhiều trong nước đụng phải, một đôi một, liền xem như Trấn Hải Cung Chủ đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó được đầu này hóa hình trung kỳ ly dao. Lực đại sư hừ lạnh một tiếng, nói, ai nói hắn là tu sĩ Kim Đan. Hắn mặc dù đem mình tu vi thật sự ẩn nấp rất khá, lại lại làm sao có thể giấu giếm được lão phu cảm ứng. Nếu thật là tu sĩ Kim Đan, hắn dám đem cái này huyền tinh giáp cùng ly dao lấy ra. Dám lưu tại chúng ta đằng long điện, tông trưởng quý vội vàng nói, chính là, kia họ tiêu nhưng có thể nằm mơ cũng không nghĩ tới sư phụ trong tay có kính chiếu yêu cái gọi là kính chiếu yêu chỉ là một cái cách gọi tất cả có thể khám phá địch nhân ẩn nấp chi thuật bảo vật đều có cùng loại xưng hô kính chiếu yêu là nó bên trong lưu truyền phổ biến nhất lớn nhất mọi người biết rõ danh xưng hư người cũng không tránh khỏi quá coi thường người này ẩn nấp chi thuật bình thường kính chiếu yêu chỗ này có thể nhìn thấu diện mục thật của hắn vâng sư phụ tông trưởng quỹ bận biểu tức cúi đầu đáp không dám thở mạnh một cái Áo trắng tứ sư thúc hay là lắc đầu liên tục, nói, coi như hắn là nguyên anh tu sĩ giả trang, chỉ là một người, lại có thể nào là cái này hóa hình trung kỳ ly giao đối thủ. Nhất là tại dưới nước, đừng bảo là diệt sát ly giao, chỉ sợ ngay cả chạy chối chết cơ hội đều không có, nếu như không phải một người đâu. Lực đại sư hỏi ngược lại, áo trắng tứ sư thúc kinh ngạc nói, không phải một người. Sư huynh, người cái này là ý gì? Lực đại sư xoay người lại, cũng không trả lời, còng lưng eo, chậm rãi đi đến một bên trong ghế ngồi xuống nâng chung trà lên uống một ngụm cái này mới chậm rãi nói trước đó vài ngày từ đại tề nước truyền đến cái kia lệnh treo giải thưởng các người đều thấy được sao đại tề nước lệnh treo giải thưởng sư huynh cái này cùng họ tiêu có quan hệ gì chẳng lẽ người hoài nghi hắn chính là kim châu thành cái kia họ tiêu y thánh sự tình sẽ không như thế xảo a à? áo trắng tứ sư thúc giật mình nói mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc nếu thật là bọn hắn chạy đến chúng ta thiên nhai thành tới làm cái gì? Hoàn toàn không có lý do a à. Buồn bã thất sư thúc cũng ồm ồm nói, không sai, tam sư huynh. Đại tề nước kia lệnh treo giải thưởng đã nói, kia yêu nữ là thiên diệu cung cung chủ, thiên diệu cung là tại đại tề nước bắc bộ chỗ xa hơn. Mà Kim Châu Thành thì tại Hoắc Sơn Quốc, cách chúng ta thiên nhai biển cũng là 10 triệu bên trong xa. Hai người bọn họ chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Lực đại sư hừ một tiếng, nói, đào mệnh nha, trốn tới chỗ đó cũng có thể. Lại nói, ta hôm trước chuyên môn đến hỏi qua phòng lão lục. Phòng lão lục, hắn từ Kim Châu Thành trở về rồi. Áo trắng tứ sư thúc hỏi, cái gọi là phòng lão lục, là thiên nhai thành lớn nhất dược liệu thương, lâu dài qua lại tại Kim Châu Thành cùng với khác linh dược nơi tập kết hàng, tại thiên nhai thành cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì hắn thường xuyên tại bên ngoài chạy, chính là thiên nhai thành tin tức thứ nhất linh thông người, có muốn nghe ngóng ngoại giới tình hình, bình thường đều sẽ đi tìm hắn hoặc là tìm hắn dược liệu làm được tiểu nhị không sai hắn mang về kim châu thành bên kia tin tức xác thật a à, hắn là thế nào nói tứ sư thúc cùng thất sư thúc đều hứng thú đồng loạt đưa đầu tới hắn nói thiên diệu tiên tử đúng là cùng kim châu thành gần đây quật khởi họ tiêu y thánh cùng một chỗ mất tích là tại hoác sơn quốc thần long uyên mất tích lão tứ lão thất các ngươi còn nhớ rõ cổ lão tương truyền chúng ta thiên nhai biển cùng địa phương khác rất nhiều thủy vực đều là tương thông lực đại sư vẻ mặt nghiêm túc nói áo trắng tứ sư thúc vẫn không khỏi bật cười lắc đầu nói sư huynh chuyện này cũng quá bất hợp lý đi hoác sơn quốc cách chúng ta nơi này bao xa a à? bọn hắn nếu là tại thần long uyên mất tích sao có thể có thể xuất hiện tại chúng ta thiên nhai biển hoàn toàn không đáp giới nha thế giới này sự tình gì cũng có thể phát sinh chúng ta thiên nhai biển phát sinh các loại quái sự còn thiếu sao ngay cả trong truyền thuyết chỉ ở bắc minh lớn hải sinh tồn dị thú đều từng tại chúng ta thiên nhai biển lộ mặt qua, bọn hắn từ thần Long Uyên đi tới thiên nhai biển, có cái gì không có khả năng. Cổ lão tương truyền, chúng ta thiên nhai biển vốn là các lũ lụt vực điểm tụ, viễn hải chỗ sâu, trải rộng các loại không gian thông đạo, lực đại sư thần sắc càng thêm nghiêm túc lên. Áo trắng tu sĩ chố mắt chốc lát, mới lên tiếng, sư huynh, ý của ngươi là nói, bọn hắn từ hoác sơn quốc thần Long Uyên, thông qua đáy nước không gian thông đạo, đi tới chúng ta thiên nhai biển. Sau đó ở trong biển gặp được ly dao, liền đem ly giao giết, đưa đến nơi đây chế tạo khôi giáp. Đúng vậy, lực đại sư không chút do dự gật đầu. Sư huynh, đã kia họ tiêu ẩn nấp mình diện mục chân thật, người lại làm sao có thể biết, hắn chính là lệnh treo giải thưởng bên trên đuổi bắt cái kia Kim Châu Thành y thánh. Áo trắng tu sĩ thần sắc trở nên cẩn thận, thấp giọng hỏi. Lực đại sư nhìn tông trưởng quý một chút, tông trưởng quý bận biểu tức nói, hai vị sư thúc, là như vậy, họ tiêu này hai ngày trước cũng đi trước phòng bối dược hành nghe qua có quan hệ Kim Châu Thành tình huống, Đối Kim Châu thành bảy đại tông môn một trong bách hùng bang nhất là chú ý. Nếu như hắn không phải lệnh treo giải thưởng bên trên đuổi bắt người kia, hắn tại sao phải làm như vậy? Trong mật thất, lập tức trở nên yên tĩnh, ai đều không nói thêm gì nữa. Áo trắng tu sĩ cùng mập lùn thất sư thúc thần sắc, cũng cùng lực đại sư đồng dạng trở nên 10 điểm ngưng trọng. Trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, áo trắng tứ sư thúc mới nhỏ giọng hỏi, "Sư huynh, ý của ngươi là đem bọn hắn bắt lại, đi đại tề nước lĩnh thưởng?" Lực đại sư hừ lạnh một tiếng, nói: "Không phải đi đại tề nước lĩnh thưởng, là từ nay về sau, rời đi Thiên Nhai Thành, đi đại tề nước định cư." A. À, lời vừa nói ra, tất cả mọi người không chịu được trợn mắt hốc mồm. Lực đại sư cười lạnh nói: "Chỉ cần lúc này chúng ta không có làm sai, khổng lồ như vậy một bút treo thưởng, đủ để cho chúng ta một lần nữa tại Bắc Địa Khai Tông lập phái. Vì cái gì còn phải ở lại chỗ này, bị người ta uất khí?" Trong mật thất bỗng nhiên an yên tĩnh, tứ sư thúc thất sư thúc cùng tông trưởng quý hai mặt nhìn nhau ai cũng không nói lời nào sư huynh người thật nghĩ kỹ rồi đại tê nước lệnh treo giải thưởng đã nói kỵ yêu nữ thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chốc lát áo trắng tu sĩ mới trầm giọng nói ánh mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi đúng vậy a à, bọn hắn giết một đầu ly dao ngay cả một mực không thế nào lên tiếng mập lùn tu sĩ đều ồm ồm mở miệng không có một tên hậu kỳ đại tu sĩ thân tự xuất thủ có thể nào diệt sát một đầu hóa hình trung kỳ ly dao bằng bọn hắn hiện tại thực lực này, muốn đi đánh một tên hậu kỳ đại tu sĩ chủ ý, quả thực chính là vội vã muốn chết." Lực đại sư lạnh lùng nói, đầu này ly dao, cũng chưa chắc chính là bọn hắn hiện tại chém giết, nói không chừng là nhiều năm trước kia liền diệt sát, cũng khó nói là kia yêu nữ tại giao dịch gì sẽ lên lấy được. "Đừng quên, nàng năm đó là hậu kỳ đại tu sĩ, thần thông quảng đại cực kỳ, nàng hiện tại cũng là hậu kỳ đại tu sĩ." Áo trắng tứ sư thúc lập tức nhắc nhở một câu. "Hiện tại nhưng không nhất định lực đại sư lại ngoài dữ liệu nói. Sư huynh, lực đại sư chậm rãi nói, kia đại tề nước đến lệnh treo giải thưởng đã nói được rõ ràng, yêu nữ sớm đã bản thân bị trọng thương, không có hậu kỳ đại tu sĩ chiến lực. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không móc lấy kia họ tiêu lang chung cùng một chỗ đào tẩu, sư huynh, kia họ tiêu lang chung cùng yêu nữ đến cùng quan hệ thế nào? Còn có thể là quan hệ như thế nào? Đương nhiên là bị yêu nữ mê hoặc bản tính, thiên diệu cùng yêu thuật, thế nhưng là đại đại hữu danh yêu nữ đã thân là thiên diệu cung chủ mị hoặc chỉ là một tên vừa mới đặt chân nguyên anh cảnh giới hậu sinh còn không phải dễ như trở bàn tay người trẻ tuổi huyết khí phương cương luôn luôn qua không được sắc đẹp một cửa ải kia lực đại sư khinh thường nói không thể không nói vị này nhìn qua hỏng bét đến cực điểm tựa hồ lúc nào cũng có thể một hơi ngược lại không được lực đại sư logic năng lực trinh thắm cực mạnh đối rất nhiều chuyện liền như là tận mắt thấy cực kỳ chuẩn xác vô so tu chân thế giới đủ loại thiên tài đều có, chỉ bất quá thiên diệu cung cùng vô cực môn năm đó quan hệ. Hắn nhưng lại không biết, sư huynh, nói thì nói như thế, chúng ta cũng không thể khẳng định a. À. Mặc dù hạo thiên tông mở ra treo thưởng xác thực cực kỳ khiến người động tâm, nhưng một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ uy áp cũng thật tâm bên trong lật lật. Cho nên ta mời các người tới thương lượng, lực đại sư lần này không có phủ định áo trắng tu sĩ lời nói, thở hào hển nói. Mấy ngày nay, các con đã tra rõ ràng không ít chuyện, kia họ tiêu lang chung đúng là lần đầu đến thiên nhai thành. Thậm chí bọn hắn lần thứ nhất vào thành, là từ ngoại hải truyền tống trận truyền về. Đại lục truyền tống trận, cũng không có bọn hắn vào thành ghi chép. Cùng hắn cùng một chỗ vào thành tên kia nữ tu, mặt ngoài nhìn cũng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng từ khi sau khi vào thành. liền không còn có lộ mặt qua, những ngày này, chỉ có họ tiêu lang bên trong một cái người bên ngoài bôn ba. Có 89 phần 10, yêu nữ ngay tại chữa thương. Theo phòng lão lục nói, tại Hoắc Sơn quốc thần Long Uyên đầm lầy, chỉ ít có trên trăm nguyên anh tu sĩ liên thủ đuổi giết bọn hắn. Nó trung hậu kỳ đại tu sĩ liền có hai vị, trung kỳ tu sĩ hơn 10 vị. Tại dạng này vây bắt bên trong, bọn hắn không có khả năng lông tóc không thương, điểm trọng yếu nhất là hắn xế chiều hôm nay đi trấn Hải cung hỏi thăm có quan hệ siêu cấp truyền tống trận sự tình, nói đến đây. Lực đại sư ngừng lại, a, à, hắn dự định truyền tống đi nơi nào? Áo trắng tu sĩ vội vàng hỏi, hiển nhưng đã hoàn toàn bị lực đại sư tự thuật hấp dẫn lấy. Triệu quốc, nước triệu đô lương thành, lực đại sư trầm giọng nói. Đại triệu nước, tứ sư thúc cùng thất sư thúc đồng loạt lên tiếng kinh hô. Đó không phải là thiên diệu cung tổng đàn sở tại địa sao. Thiên diệu cung truyền thừa xa xưa, chỉ bất quá đại triệu nước cách thiên nhai thành thực tế đủ xa, mọi người chỉ là nghe nói qua như thế một cái tông môn, nhưng lại chưa bao giờ xâm nhập hiểu qua. Thẳng đến trước đó không lâu đại tề nước bên kia truyền đến lấy hạo thiên tông cầm đầu chính đạo tông môn lệnh treo giải thưởng, đoàn người mới bỗng nhiên đối thiên diệu cung lớn cảm thấy hứng thú, vội vã đi thăm dò tuân có quan hệ thiên diệu cung tình huống. Quá nhỏ đồ vật nhất thời bán hội cha không được, loại này lớn trên mặt tình hình, tự nhiên là rất dễ dàng tra được. Nói như vậy, họ tiêu này hậu sinh, quả lại chính là bị treo thưởng người kia, áo trắng tứ sư thúc trầm ngâm. Chiến thành là hai người bọn họ, lực đại sư lấy 10 điểm giọng khẳng định nói thế nhưng là sư huynh tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đơn bằng huynh đệ chúng ta ba cái thật không có niềm tin chắc chắn gì áo trắng tu sĩ nóng bỏng thần sắc rất nhanh lại trở nên ảm đạm đi thay vào đó chính là một loại thật sâu sầu lo dù coi như thiên diệu tiên tử bị thương bọn hắn sư huynh đệ cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó được huống chi kia họ tiêu hậu sinh nói thế nào cũng là một tên nguyên anh tu sĩ trẻ tuổi thực lực không mạnh lại cũng không thể qua phân khinh thường lực đại sư cười lạnh nói nếu như là ngõ hẹp gặp nhau kia đúng là không có nắm chắc nhưng đây là đang thiên nhai thành địch sáng ta tối chẳng lẽ liền nghĩ không ra biện pháp đến a áo trắng tu sĩ nhẹ gật đầu nói xem ra sư huynh là tính trước kỹ càng đối vị này tam sư huynh bọn hắn đều là hiểu khá rõ không những ở luyện khí thuật bên trên tạo nghệ cao thâm mà lại là nổi danh túi khôn năm đó hắn cùng thất sư đệ có thể tránh thoát một kiếp liền nhờ có tam sư huynh đã mời hai người bọn hắn tới thương nghị khẳng định sớm đã có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch. Lực đại sư khoát tay áo, nói, cũng không nói là tính trước kỹ càng, chỉ có cái thô thiển ý nghĩ. Chúng ta nhân thủ không đủ, vậy liền mời người hỗ trợ. Chỉ cần xuất ra nổi đầy đủ giá tiền, cái này Thiên Nhai Thành bên trong có thể mời đến giúp đỡ hay là không ít, điểm này, mọi người ngược lại là đều không phản đối. Thiên Nhai Thành bên trong còn nhiều động vật biển thợ săn, những người này chỉ cần có linh thạch, cái gì sống đều làm. Dù là liền xem như nguyên anh tu sĩ, cũng giống vậy có thể thuê đạt được. Nhất là một chút không nguyện ý thụ bang phái tông môn quy củ ước thúc nguyên anh kỳ tán tu, càng là tốt mời. Mà dạng này tán tu, so với đại tông môn cùng giai tu sĩ, pháp lực có lẽ không có như vậy tinh thuần, nhưng hung ác chỗ, lại còn hơn. Mỗi người đều có mình sở trường tuyệt chiêu, tuyệt không phải loại kia chỉ có thể bày nhìn khoa chân múa tay, mà là chân chính một kích mất mạng ngoan chiêu. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn biết muốn đối phó là hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ sợ cũng không có mấy người nguyện ý đi. Áo trắng tu sĩ nhịn không được nói. Lực đại sư liếc hắn một cái, từ tốn nói, ai nói muốn bọn hắn đi đối phó hậu kỳ đại tu sĩ rồi. Bọn hắn chỉ muốn đối phó họ tiêu hậu sinh là được, hoặc nhiều hoặc ít kiềm chế một chút yêu nữ, đối phó thiên diệu tiên tử chủ lực, đương nhiên vẫn là sư huynh đệ chúng ta ba cái. Đã dạng này, vì cái gì không lập tức động thủ. Thừa dịp kia yêu nữ trọng thương chưa lành, nhất cử cầm xuống. Nếu là đợi nàng khôi phục lại, coi như phiền phức phải nhiều, lực đại sư ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng bên kia ly dao cùng Huyền Tinh Giác, phần đục trong hai mắt, nháy mắt toát ra lửa nóng quang mang, chốc lát mới lạnh lùng nói, bây giờ không phải là động thủ thời cơ tốt, đừng quên, họ Thành lão già còn lưu trong thành. Hắn muốn năm tháng về sau mới đi đồng đều lão ma nơi đó dự tiệc. Đồng đều lão ma 600 tuổi đại thọ, hắn là nhất định phải đi. Hai người bọn họ thế nhưng là mấy trăm năm giao tình, cái gọi là họ Thành lão già, chính là trấn Hải cung chủ thiên nhai thành một vị duy nhất nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thiên nhai biển chúa tể trí cao vô thượng người. Có vị này thành công chủ tỏa chấn, liền coi như bọn họ thuận lợi cầm xuống thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm, kia cách xù treo thưởng cũng cùng bọn hắn không có quan hệ gì, nói không chừng ngược lại trở thành thành lão quái triệt để thanh lý đằng long điện thế lực lấy cớ. Áo trắng tu sĩ bừng tỉnh, vội vàng nhẹ gật đầu. Lực đại sư không chớp mắt nhìn qua ly dao, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, mấy tháng này chúng ta cũng phải đem hết toàn lực, đem cái này giáp trụ luyện chế ra tới. Hắc hắc, trước kia ta còn chỉ có năm thành nắm chắc đối phó kia thụ thương yêu nữ, bây giờ nàng tự động đem bảo bối này đưa đến lão phu trong tay, sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này. Chỉ cần cái này giáp trụ luyện thành, dù coi như kia yêu nữ thật thương thế khỏi hẳn, ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, lão phu cũng có năm thành nắm chắc đối phó được nàng. Nói, lão già họp hẹm trên mặt không chịu được lộ ra một cỗ vẻ ngạo nhiên. Áo trắng tu sĩ chật chật lưới, có chút đau răng như nói, Sư huynh, ly dao vật liệu cố nhiên nghịch thiên, nhưng đầu này ly dao còn vị thành niên, coi như luyện thành giáp trụ cũng không có lợi hại như vậy a. À. Dựa vào một kiện giáp trụ, nguyên anh trung kỳ tu sĩ liền nghĩ đối cứng hậu kỳ đại tu sĩ, không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ chút. Dù sao đây cũng chỉ là một đầu tương đương với hóa hình trung kỳ ly dao, liền xem như đã đạt đến tại hóa hình hậu kỳ cảnh giới đại thành, một bộ đã chết thi thể luyện chế ra đến giáp trụ, lại có thể nào cùng một tên chân chính đại tu sĩ đánh đồng? nếu như ly giao thêm hải thần thú gân thú lại thêm thiết mẫu bột mài đâu lực đại sư mặt lạnh lấy chậm rãi nói không phải đâu sư huynh người dự định đem hải thận thú gân thú cùng thiết mẫu bột mài đều trộn lẫn đi vào a người phải biết kia hải thần thú gân thú nhưng không phải chúng ta mình là bình lão quái cơ hồ táng ra bại sản mới từ đấu giá hội đoạt tới tay chúng ta thanh cái này gân thú dùng xong làm sao hướng bình lão quái bàn giao mà lại thiết mẫu bột mài chúng ta cũng không có còn lại chỉ có một khối, đều đã dung nhập vào chuôi này kim cương kiếm bên trong, đó cũng là có khách đã sớm định tốt bảo vật, chẳng lẽ sư huynh muốn đem kim cương kiếm hủy đi không thành. Áo trắng tu sĩ kinh hãi, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lực đại sư hỏi ngược lại, có gì không thể, chỉ cần chúng ta đại sự một thành, lập tức liền dẫn môn nhân đệ tử cao chạy xa bay. Chờ chúng ta đi đại tề nước, nhận lấy mức thưởng, có hạo thiên tông cường đại như vậy tông môn che chở, chẳng lẽ còn sợ bình lão quái tới cửa chất vấn không thành hắn nếu thật là không biết tốt xấu như vậy, lão phu cũng không để ý tiến hắn một đoạn. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, lực đại sư trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, sớm đã trở nên đằng đằng sát khí, khiến người gặp một lần phía dưới, liền kìm lòng không đặng sinh ra hàn ý trong lòng. Áo trắng tu sĩ không chịu được nuốt ngụm nước miếng, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Không hề nghi ngờ, vị này tam sư huynh đã động sát cơ nếu quả thật có thể đem hải thận thú gân thú cùng thiết mẫu bột mài đều trộn lẫn vào tiến vào lời nói, nhất định có thể luyện thành một kiện pháp bảo cực phẩm, đối phó kia thụ thương yêu nữ, xác thực không thành vấn đề, buồn bã thất sư thúc bỗng nhiên ở một bên nói, trong giọng nói cũng đầy là sát khí. Hắc hắc, hay là lão thất hiểu tâm tư của ta? Cổ nhân nói, tiền tài không để ra ngoài, tiêu chân nhân mặc dù nghe nói qua câu nói này, nhưng lại chưa rõ ràng đạo lý này. Tùy tiện đem ly giao vật liệu cùng huyền tinh giáp giao cho đằng Long Điện, nhưng lại không biết bị người ta để mắt tới, chính thương lượng có ý đồ với hắn. Nên thu thập đồ vật thu thập phải không sai biệt lắm, tiêu phàm ổn định lại tâm thần, trong động phủ lĩnh hội thủy hệ công pháp. Từ phía trên nhai biển đáy biển một đường đi tới, tiêu phàm lấy cường đại bản mệnh chân nguyên cưỡng ép luyện hóa ly giọt nước, cơ sở cũng chưa vững chắc. Bây giờ dàn xếp lại, đương nhiên phải hảo hảo lĩnh hội một phen. Loại này trời sinh thủy thuộc tính trí bảo, bản thân liền mang theo cường đại thủy thuộc tính thần thông, một khi lĩnh ngộ về sau, chiến lược mạnh, khiến người khó có thể tưởng tượng. Lĩnh hội chi dư, tiêu phàm liền khai lò luyện đan, chuẩn bị đại lượng bổ sung chân nguyên pháp lực đan dược. Bây giờ bị hạo thiên tông dạng này chính đạo lãnh thủ tông môn treo thưởng truy nã, một nước vô ý liền sẽ gặp phải vô cùng vô tận truy sát, dạng này chuẩn bị 10 điểm tất yếu. Thiên diệu tiên tử cùng hắc lân các tự tu luyện, để tiêu phàm giật mình là, kia một đoàn lương sắt con bạo ngựa lại lâm vào ngủ say bên trong. Theo bọn nó thân bên trên truyền ra khí tức đến xem, tựa hồ lại muốn bắt đầu tiến hóa. Xem ra tại thần Long Uyên đầm lầy kia dừng lại ăn như gió cuốn, thật có tác dụng rất lớn, nhất là kia hai đầu tam giai đại thành hắc phương nhện tinh hoa, có cực giai bổ dưỡng hiệu quả. Đương nhiên, trong thời gian ngắn lần nữa tiến giai, kia là si tâm vọng tưởng. Nhưng ở vốn có cơ sở bên trên trở nên càng lớn mạnh một chút, lại vô cùng có khả năng. Chuyện này hình, làm cho tiêu phàm lại vui vừa lo. Linh trùng tiến giai, hắn tự nhiên vui vẻ, nhưng ở cái này quan trọng trước mắt, mấy chục con lưng sắt con bọ ngựa đồng loạt nằm ngáy o o nhưng lại thiếu một đám giúp đỡ có đôi khi lưng sắt con bọ ngựa thật đúng là tiêu phàm đòn sát thủ cái kia mộ dung huynh đệ lão đại chính là chết tại lưng sắt con bọ ngựa lưỡi dao phía dưới bị tháo thành tám khối chém thành một đống thịt nhão thời gian trong bất chi bất giác quá khứ hơn mấy tháng chính trong động phủ khoanh chân ngồi tĩnh tọa tiêu phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra vươn người đứng dậy dưới chân độn quang cùng một chỗ liền hướng sát vách mật thất bay đi sát phách là thiên diệu tiên tử tính tọa mật thất, tiêu phàm cảm ứng được một tia dị dạng khí thức nguy hiểm, đi tới thiên diệu tiên tử mật thất trước đó. Cổ tay khẽ đảo, huyền vũ thuẫn nổi lên, khoảnh khắc hóa thành ba thước lớn nhỏ, bảo vệ trước ngực yếu hại, tay phải vừa nhấc, đang muốn đẩy cửa vào, xùy một tiếng vang nhỏ. Một đạo vô hình kinh khí bỗng nhiên bắn thủng cửa đá, kích xạ mà tới. Tiêu phàm hạo nhiên chính khí lưu chuyển, huyền vũ thuẫn tuyết trắng quang hoa đại phóng, đem cái này đạo vô hình kinh khí ngăn tại trước người. Ngay sau đó, tiêu phàm dưới chân khẽ động, nhanh chóng một bên tránh đi, thân thể chăm chú tựa ở trên thạch bích. Chỉ nghe oanh tiếng vang, cả tòa cửa đá nháy mắt bị đánh cho thất linh bát lạc, một đạo bóng người màu đen từ trong bội mù bắn ra, chính là thiên diệu tiên tử. Bất quá thời khắc này thiên diệu tiên tử, cực khác bình thường. Trong hai mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, vậy mà lộ ra một tia khó mà ức chế điên cuồng chi ý, cùng nàng ngày bình thường loại kia lãnh đạm thần sắc. Hoàn toàn khác biệt, tiêu phàm thủ đoạn vừa nhất, năm ngón tay luân chuyển mấy đạo kinh khí kích xạ thiên diệu tiên tử phía bên phải đại huyệt hư lạnh một tiếng thiên diệu tiên tử tay phải một dương đem cái này số đạo vô hình kinh khí đều đều hóa đi bàn tay trái cùng một chỗ suy suy âm thanh bên trong trong động phủ nhiệt độ không khí gấp gáp hạ xuống kinh phong đập vào mặt một cỗ lạnh lẽo thấu xương trưởng lực bỗng nhiên hướng tiêu phàm đánh tới chưa tới gần tiêu phàm cũng đã cảm nhận được cực kỳ áp lực cực lớn liền hô hấp đều không trôi chảy trải qua mấy tháng điều dưỡng vô số linh đan diệu dược nuốt vào, thiên diệu tiên tử thương thế đã rất có khởi sắc, một màn này tay, tự nhiên cường hãn tuyệt luân. Dừng tay, tiêu phàm bỗng nhiên thẳng tắp thân thể, quát khẽ một tiếng, tựa như quát như sấm mùa xuân, chấn động đến toàn bộ động phủ đều ông ông tác hưởng. Thiên diệu tiên tử toàn thân chấn động, trong mắt lấp lóe tinh quang lập tức tiêu tán, lập tức trở nên tan dã vô thần, tựa hồ nháy mắt bị rút đi linh hồn, thần thông chỉ thi triển đến một nửa, liền cứng lại ở đó. Thừa này cơ hội tốt, tiêu phàm năm ngón tay luân chuyển, từng đạo vô hình kinh khí bắn ra, nháy mắt phong bế thiên diệu tiên tử toàn thân 18 chỗ yếu huyệt, dù coi như thiên diệu tiên tử tại thời kỳ toàn thịnh, lông tóc không tổn hao, cái này 18 chỗ yếu huyệt một phong, cũng liền nửa phần thật khí pháp lực đều khó mà điều động, thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã xuống. Tiêu phàm lóe lên liền đến phụ cận, đưa tay nắm ở eo nhỏ của nàng, không tốn sức chút nào đưa nàng mềm mại thân thể ôm lên, tiến vào mình tĩnh tọa mật thất. Tốt, thả ta ra. Sau một lát, thiên diệu tiên tử quát, thanh âm lạnh như băng, ánh mắt lại nhìn về phía nơi khác, không nguyện ý cùng tiêu phàm đối mặt. Tiêu phàm hơi nhấc ngón tay, rời đi thiên diệu tiên tử mạch cổ tay. Từ thiên diệu tiên tử mạch đập bên trong, hắn tự nhiên có thể điều tra ra, giờ này khắc này, vị này thiên diệu cung chủ nội tâm kém xa nàng bên ngoài đồng hồ như thế bình tĩnh. Bất quá tiêu phàm cũng không có vội vã cho nàng giải khai bị phong huyệt đạo, xong nghi cao lại, thấp giọng nói, kia tà mị chi khí, đã xâm nhập kinh mạch cốt tủy, ngay tại ăn mòn toàn thân của ngươi. Ta biết ta bây giờ còn có thể khống chế được nổi." Thiên Diệu Tiên tử lạnh lùng nói. Tiêu Phàm lông mày lại nhăn càng ngày càng gấp, hắn là thật cảm thấy khó giải quyết. Lần thứ nhất cho Thiên Diệu Tiên tử bắt mạch thời điểm, hắn liền đã phát giác được nó thể nội có một cỗ có thể trực tiếp ảnh hưởng thần hồn tà mị chi khí. Chẳng qua là lúc đó tình huống nguy cấp, không có thời gian đến chậm rãi xử trí. Vừa đến Thiên Nhai Thành, Thiên Diệu Tiên tử liền là khắc bế quan đả tọa, điều dưỡng thương thế tăng thêm tiêu phàm nhất thời cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt tới đối phó cái này tà mị chi khí, liền tạm thời gác lại. Bất quá vì để phòng vạn nhất, tiêu phàm được thiên diệu tiên tử đồng ý, tại thần trí của nàng trong biển lưu lại một đạo cực kỳ cường đại thần niệm chi lực. Quan trọng trước mắt, đạo này thần niệm chi lực đem trong khoảng thời gian ngắn triệt để khống chế ra thiên diệu tiên tử hành động. Cái này vốn chỉ là một cái dự lưu thủ đoạn, không nghĩ tới vẫn thật là dùng tới. Vừa rồi một khắc này, Thiên diệu tiên tử rõ ràng là đã bị kia tà mị chi khí chui nhập trong biển thần thức, khống chế nàng thần trí, cứ thế bỗng nhiên điên cuồng. Nếu như không có cái kia dự lưu tiên cơ, Tiêu chân nhân coi như thật phiền phức lớn. Tiêu Phàm nhưng không cảm thấy tại dạng này chật trội hoàn cảnh bên trong, mình thật có thể ngăn cản một vị hậu kỳ đại cao thủ tập kích. Không, tạm thời không thể buông ra, Tiêu Phàm chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi chỉ là mình cảm thấy còn có thể khống chế được nổi, nhưng làm như vậy quá nguy hiểm chẳng lẽ ngươi dự định một mực dạng này khống chế ta a à? Thiên diệu tiên tử lạnh lùng hỏi, ngươi cảm thấy, dùng phương pháp như vậy, liền có thể khống chế lại kia tà mị chi khí. Tiêu phàm rất kiên trì, nói, ta biết đây là ngộ biến tùng quyền, nhưng tại không có nghĩ ra đối phó kia tà mị chi khí biện pháp trước khi đến, ta nhận vì tốt nhất vẫn là không nên mạo hiểm, thiên diệu tiên tử trầm mặc xuống dưới. Chốc lát, mới thấp giọng nói, ngươi cho rằng, tại thiên nhai thành liền rất an toàn sao. Quá khứ hai mươi mấy năm, ta chưa hề tại cùng một nơi đợi qua một năm trở lên, quá khứ hai mươi mấy năm, thiên diệu tiên tử vẫn luôn đang tránh né huệ thiên hào đám người truy sát, dạng này kinh nghiệm. Tự nhiên xa xa so tiêu phàm phong phú, lúc này đến phiên tiêu phàm trầm mặc, đây đúng là cái lưỡng nan vấn đề. Một phương diện, bọn hắn chính trong lúc chạy trốn, cần phải gìn giữ cao độ cơ động năng lực cùng cường hãn sức chiến đấu. Trên phương diện khác, thiên diệu tiên tử tình hình này, lại tốt nhất là không muốn cùng người giao thủ, thậm chí tốt nhất đừng vọng động chân khí, mỗi một lần giao chiến. Mỗi một lần vận dụng chân khí pháp lực, đều sẽ khiến tà mị chi khí càng thâm nhập một tầng, cuối cùng dây dưa tận xương, rốt cuộc không có thuốc nào chữa được. Còn có một cái biện pháp, thật lâu, thiên diệu tiên tử chậm rãi nói, tiêu phàm song mi nhẹ nhàng một dương, ánh mắt trở nên sáng lên, tại chúng ta thiên diệu cung bí điện bên trong, có dấu một đạo thượng cổ lưu truyền tới nay Ngọc Phù. Đạo này Ngọc Phù, là chúng ta thiên diệu cung khai phái tổ sư tự mình lưu lại, danh tự liền gọi trời diệu phù, cái này, trời diệu phù, lớn nhất chỗ kỳ lạ. Ngay tại ở nó có thể chứa đựng thần hồn chi lực, có thể tồn chữ thần hồn chi lực. Ngay cả tiêu phàm đều có chút giật mình. Đúng thế, trời diệu phù cũng không biết là từ làm bằng vật liệu gì luyện thành, trong truyền thuyết. Là khai phái tổ sư lấy một tên cao tăng đại đức Phật cốt xá lợi dựa vào vân sơn tiên ngọc luyện chế mà thành. Chẳng những có thể lấy tồn chữ thần hồn chi lực, còn có thể tồn chữ trời linh dược chi lực, trải qua 10.000 năm mà không tiêu tan. Mỗi một thời đại thiên diệu cung chủ đều sẽ đem thần hồn của mình chi lực phân ra bộ phân. Tồn nhập trời diệu phù bên trong, lại đem mình từ tay luyện chế linh đan dược lực, cũng tồn nhập trời diệu phù bên trong. Qua nhiều năm như vậy, trời diệu phù bên trong không biết chứa đựng bao nhiêu thần hồn chi lực cùng trời linh dược tinh hoa, thiên diệu tiên tử không chậm không nhanh nói. Tiêu phàm khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, nói, nói như vậy, chỉ cần tìm được đạo này trời diệu phù, liền có thể xua tan trong cơ thể ngươi tà mị chi khí. Hẳn là như vậy đi, cái này tà mị chi khí đã cũng là thần hồn chi lực một loại, ta thiên diệu cung lịch đại tổ sư thần hồn chi lực hợp lại cùng nhau, nhất định có thể đem nó triệt để chấn áp xuống dưới, coi như không có quý phái lịch đại tổ sư thần hồn chi lực, chỉ cần trời diệu phù có công hiệu thần kỳ như vậy, ta cũng có biện pháp, đem tà mị chi khí dẫn ra, phong nhập ngọc phù bên trong, tiêu phàm gật gật đầu, nói, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, bất quá lập tức lại trở nên trở nên nặng nề. Thiên diệu cung cả nhà bị diệt, đã hai ba mười năm, cái này bí điện còn tại a." Tựa hồ biết hắn đang lo lắng cái gì, Thiên Diệu Tiên Tử Từ Tốn nói, "Ngươi không cần lo lắng, mặc dù rất nhiều người đều biết Thiên Diệu Cung có dạng này một cái bí điện tồn tại, nhưng trừ cung trong trọng yếu nhất mấy vị người chủ trì bên ngoài, khác bất luận kẻ nào cũng không biết bí điện vị trí cụ thể. Coi như tìm được bí điện chỗ, không có ta tự mình đi mở ra, những người khác là vô luận như thế nào đều mở không ra. Mặc kệ công lực của hắn cao bao nhiêu, cho dù là ngộ linh kỳ cao nhân tiền bối, cũng không có nửa điểm biện pháp, trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ. Cái này bí điện mới là chúng ta Thiên Diệu Cung chân chính bảo khố, tổ sư khai phái đến nay, Thiên Diệu Cung quý hiếm nhất bảo vật cùng tất cả tài phú đều cất giữ tại bí điện bên trong. Huệ Thiên Hào bọn người nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải bắt đến ta, trừ Thiên Hương Ngọc Lộ Địa đồ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là, nếu như ta chết rồi, bọn hắn liền vĩnh viễn cũng không chiếm được bí điện bên trong bảo tàng. Tiêu Phàm không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, lập tức hỏi Vậy ngươi vì cái gì không tùy thân mang theo trời diệu phù? Bởi vì trời diệu phù nhất định phải cung phụng tại bí điện trong linh nhãn, bằng không mà nói, tích chứa trong đó thần hồn chi lực cùng linh dược tinh hoa, liền biết một chút xíu đánh mất hầu như không còn, không còn có loại kia thần kỳ công hiệu, tiêu phàm xong mi lại là có chút một dương. Cái này cùng thất diệu cung bảo mệnh phù có phần có chỗ giống nhau. Kia bảo mệnh phù cũng không thể tùy thân mang theo, chỉ có thể lâu dài cung phụng tại tổng đàn có thể thấy được thiên diệu cung cùng thất diệu cung khẳng định có lấy cực kỳ thâm hậu nguồn gốc. Đúng, tại thiên diệu cung bí điện bên trong, còn có một thứ đồ vật, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, chốc lát, thiên diệu tiên tử lại từ tốn nói. Thứ gì, các ngươi vô cực môn long tượng tổ sư thân bút tự viết một thiên công pháp luyện thể, tên gọi vô cực long tượng công. Là năm đó long tượng tổ sư ẩn lui về sau, cùng ta thiên diệu cung tổ sư bà bà du lịch danh Sơn Đại Xuyên thời điểm, lĩnh ngộ ra đến công pháp, tự viết một phần, tặng cho tổ sư bà bà làm lễ vật. Bất quá bộ này luyện thể thuật, cũng không thích hợp nữ tử tu luyện. Cho nên vẫn luôn cất giữ tại bí điện bên trong, không có thiên diệu cung đệ tử đi luyện tập. Đã ngươi là vô cực môn đệ tử, bộ công pháp này, kia nên vật quy nguyên chủ, tiêu phàm nghe được ngây người. Long tượng tổ sư tại vô cực môn lịch đại trưởng giáo tổ sư bên trong, là một cái truyền kỳ nhân vật. Hắn tự mình sửa sang lại vô cực chín tướng thiên, tổng hợp lịch đại tổ sư tâm đắc, một lần nữa thuyết minh vô cực thiên tôn truyền thừa trung cực áo nghĩa, bị hậu thế đệ tử xưng là long tượng vốn. Dùng cái này mà biết, long tượng tổ sư bản thân tu vi, tất nhiên cũng là cực cao. Chỉ ít, thiên diệu tiên tử chứng thực, long tượng tổ sư là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mà lại là tự động nhường ngôi, cùng người thương cùng một chỗ dạo chơi danh sơn đại xuyên đi. Nói cách khác, long tượng tổ sư vô cùng có khả năng đặt chân ngộ linh kỳ. Dạng này nhân vật truyền kỳ, thân bút tự viết công pháp luyện thể, Tự nhiên không hề tầm thường. Tiêu Phàm đang muốn một phần thích hợp nhân loại tu sĩ tu luyện luyện thể thuật, tổ sư bản môn tự mình sáng lập công pháp, kia là không có gì thích hợp bằng. Trấn Hải cung bên kia đã truyền đến tin tức, nói là sau 15 ngày, đem sẽ mở ra siêu cấp truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến đại triệu nước đô lương thành, thật lâu, Tiêu Phàm mới trầm giọng nói. Thiên nhai thành cô treo hải ngoại, cùng ngoại giới liên hệ, cơ hồ đều là ỷ lại truyền tống trận. Loại này truyền tống trận không chỉ một hai cái có không ít khoảng cách ngắn truyền tống trận, mục đích ngay tại thiên nhai biển bờ biển không thành phố nơi xa. Những này khoảng cách ngắn truyền tống trận, không ít đều khống chế tại thiên nhai thành trong tay. Tại mục đích thành thị, Trấn Hải Cung trực tiếp sắp đặt phân đà, vì chính là sợ truyền tống trận bị thế lực khác khống chế, bị người bóp lấy cổ. Trừ những này khoảng cách ngắn truyền tống trận, cũng có truyền tống khoảng cách vượt qua ngàn tỷ bên trong xa siêu cấp truyền tống trận có thể từ chiếm giữ Nam Châu Đại Lục Tây Thủy Thiên Nhai thành trực tiếp truyền tống đến Đông Bắc Bộ Đại Triệu Nước tự nhiên, truyền tống khoảng cách càng xa xôi, chỗ hao phí linh thạch thì càng nhiều. Từ thiên nhai thành trực tiếp truyền tống đến đại triệu nước đô lương thành, mỗi người truyền tống phí tổn, đối đại bộ phận phân tu sĩ kim đan đến nói, đều là một cái thiên văn sổ tự, ngay cả phổ thông nguyên anh tu sĩ đều không nhất định chịu đựng được dạng này giá cả. Đồng thời, dạng này truyền tống trận cũng nhất định phải thường xuyên giữ gìn, bình thường khởi động một lần về sau, chỉ ít cần mấy nguyệt mới có thể khởi động lần thứ hai chỉ có một ít người điểm hào phóng đại nhân vật mới sẽ sử dụng dạng này siêu cấp truyền tống trận. Thiên diệu tiên tử nhẹ gật đầu, tiêu phàm nhìn nàng một chút, chậm rãi nói, trước đó, chúng ta còn có chút chuẩn bị muốn làm, cái gì chuẩn bị. Tiêu phàm không có trực tiếp trả lời nàng, chỉ là từ tốn nói, cho ta ba ngày, ừm, um, 3 ngày sau đó, vẫn như cũng là tại tiêu phàm tính tỏa trong mật thất, bố trí lại cùng trước kia khác biệt quá nhiều. 28 chi to lớn ngọn nến giấy lên, phân cư nhị thập bát tú phương vị. Ngọn nến trong vòng thì là một cái tam sắc đá cội ghép thành hỗn độn đồ, hỗn độn đồ chính giữa. Ẩn ẩn hiện ra thái cực đồ án, tiêu chân nhân người mặc bạch hạc bát quái áo khoác, đầu đội tử kim trùng thiên quan, dưới chân thất tinh trèo lên mây dày, tay cầm phỉ thúy ngọc như ý, một phái tiên phong đạo cốt. Nhìn thấy tiêu phàm bộ dáng như vậy, ngay cả thiên diệu tiên tử cũng thoảng qua sướng sở ngơ ngác một chút. Cứ việc cái này chố mắt thoáng qua liền mất, vẫn không thể nào trốn qua tiêu phàm con mắt. 28 tinh tú đại trận, thiên diệu tiên tử ánh mắt, rất nhanh liền từ tiêu phàm trên mặt tuấn tú thu hồi lại, rơi vào hừng hực giấy lên 28 chi to lớn ngọn nến phía trên, song mi nhẹ nhàng nhau. Tiêu phàm, người muốn mượn thiên địa tinh tú chi lực, đem trong cơ thể ta tà mị chi khí chân áp xuống dưới. Rất hiển nhiên, thiên diệu tiên tử đối trận pháp chi đạo cũng phi thường tinh thông. Xem xét cái này 28 tinh tú đại trận, lập tức liền minh bạch tiêu phàm dụng ý. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tà mị chi khí đã cùng kinh mạch của ngươi tạng phủ quấn quyết lấy nhau, nghĩ muốn mạnh mẽ chân áp xuống dưới, khả năng không lớn. Bất quá tạm thời áp chế một đoạn thời gian, để tình hình không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu, còn có thể làm được, thiên diệu tiên tử nhìn qua 28 tinh tú đại trận, chậm chạp không có động tác. Tiêu phàm biết nàng đang lo lắng cái gì, cái này tà mị chi khí đã cùng kinh mạch của nàng tạng phủ dây dưa một chỗ, mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép áp chế. Thế tất sẽ khiến tà mị chi khí toàn lực phản kháng giữa hai bên, công lực mạnh yếu cách xa. Lần này thi pháp, nhất định gian nan vô so, không cẩn thận, thiên diệu tiên tử liền có khả năng mất khống chế. Tùy thời hướng tiêu phàm xuất thủ, tiêu phàm lấy ra một cái xanh biếc bình ngọc, thấp giọng nói, đây là định hồn đan, sau khi ăn vào, có thể để người an thần định tính, thiên diệu tiên tử tiếp nhận đi, mở ra nắp bình, đổ ra một viên tản ra nhàn nhạt đàn hương khí tức màu đỏ thắm đan dược, nhìn cũng không nhìn, hơi ngửa đầu liền nuốt vào bụng, lập tức xảy bước đi tiến vào pháp trận trong tâm hỗn độn đồ bên trên, lãnh đạm nói, người liễu diệp đau đâu. Phong bế ta toàn thân huyệt đạo đi, tiêu phàm lắc đầu, nói, không thể. Phong bế toàn thân huyệt đạo, cũng ngăn chặn kinh mạch lưu thông, thiên địa tinh tú chi lực, không cách nào thông suốt toàn thân, thì pháp tất nhiên thất bại, vậy người còn thử cái gì? Người hiện tại không phải là đối thủ của ta, thiên diệu tiên tử lạnh lùng nói, luôn luôn muốn thử một lần, không phải, chúng ta coi như đi triệu quốc, nước triệu, cũng chỉ là phí công thôi, tiêu phàm 10 điểm tỉnh táo nói. Đại triệu nước cố nhiên là thiên diệu cung tổng đàn sở tại địa, cũng cùng đại tề nước lân cận, mà đại tề nước chính là hạo thiên tông cùng hạo nhật môn căn cứ địa. Lúc này, thiên diệu cung bí điện, khẳng định đề phòng xâm nghiêm, không có thiên diệu tiên tử nguyên anh hậu kỳ cường đại chiến lực, muốn đi vào bí điện, tuyệt đối là mơ mộng hão huyền. Thiên diệu tiên tử lại liếc hắn một cái, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết, điều hòa khí tức, nhắm mắt lại. Tiêu phàm tay nâng như ý, dưới chân dẫm lên bắt đầu đấu số, miệng lầm bẩm tay phải từng đạo pháp quyết không ngừng đánh ra. Rất nhanh, xung quanh thiên địa linh khí bắt đầu hướng trong mật thất hội tụ. Tiêu phàm thuê chính là nguyên anh tu sĩ động phủ tu luyện, chẳng những thiên địa linh khí 10 điểm nồng đậm, chiếm diện tích cũng phi thường bao la. 28 tinh tú đại trận uy lực không hề tầm thường, sau một lát, liền hội tụ đại lượng thiên địa linh khí, tại mật thất trên không không ngừng lăn lộn lượn vòng, càng tụ việt hậu. Tật, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, tay trái ngọc như ý vung lên, một đạo linh khí ngưng tụ mà thành kình khí bắn thẳng đến mà xuống, chính giữa thiên diệu tiên tử trên đỉnh đầu huyệt bách hội. Thiên diệu tiên tử thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, liền là như không có việc gì tiếp nhận xuống dưới. Huyệt bách hội thuộc đốc mạch, đánh ra đạo này hữu hình kình khí về sau, tại thiên diệu tiên tử đỉnh đầu ngưng tụ mà thành thiên địa linh khí, bỗng nhiên tiêu tán, cả gian mật thất lập tức trở nên yên lặng. Rõ ràng cái kia đạo kinh khí chỉ là một cái thoáng tức thì, lại phảng phất đem hội tụ thiên địa linh khí hao phí phải tinh quang. Tiêu phàm dưới chân tiếp tục bước cương đạp đấu, tay phải bấm quyết, tại đại trận xung quanh du tẩu. Rất nhanh, tiêu tán thiên địa linh khí lại dần dần hội tụ một đoàn. Tật, tiêu phàm lần nữa khẽ quát một tiếng, tay trái ngọc như ý vung lên, lại là một đạo hữu hình kình khí chút xuống, chính giữa thiên diệu tiên tử cao ngất hai ngọn núi ở giữa huyệt thiên trung. Huyệt thiên trung thuộc nhâm mạch, nhâm mạch danh xưng âm mạch chi hải, tại nữ tử khẩn yếu nhất. Lần này, lại cũng không là một kích mà tán, mà là linh khí liên tục không ngừng rót vào huyệt thiên trung bên trong, trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, hội tụ thiên địa linh khí, mới tiêu tán. Tiêu phàm dừng lại động tác, nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Từ thi pháp đến bây giờ, cũng bất quá một ba phút sau quang cảnh, thân là nguyên anh tu sĩ, tiêu phàm thế mà liền có chút thở dốc, từ đó có thể biết, khu động cái này 28 tinh tú đại trận, tuyệt không như bên ngoài đồng hồ xem ra đơn giản như vậy thiên diệu tiên tử vẫn như cũ là hào không dị dạng, yên lặng đem đại lượng thiên địa linh khí đặt vào thể nội, nhưng cũng chưa vận khí điều tức đi luyện hóa những linh khí này. Sau nửa canh giờ, trong mật thất thiên địa linh khí lần nữa hội tụ, xa so lúc trước càng thêm nồng đậm, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia tiên diễm màu đỏ. Tiêu phàm chậm rãi đi tiến vào đại trận chính giữa, tay phải một chỉ điểm ra, suy một tiếng vang nhỏ, một đạo vô hình kinh khí, lăng không hướng thiên diệu tiên tử cao ngất phía dưới môn vị huyệt thẳng bắn đi thiên diệu tiên tử thân thể nhẹ nhàng chấn động. Ngay sau đó, tiêu phàm thứ hai chỉ điểm ra, chỉ hướng môn vị huyệt hơi trách xuống dưới thông cốc huyệt. Trong chốc lát, tiêu phàm liền điểm ra năm ngón tay. Chỉ thấy nhất quán yêu nhã tiêu chân nhân, giờ phút này lại là cái chán mồ hôi ra, sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ chính đang cật lực nín thở một cái. Trong chốc lát, tiêu phàm liền ngay cả ra 11 chỉ, điểm lượt thiên diệu tiên tử hướng mạch 11 chỗ đại huyệt. Đến lúc cuối cùng một chỉ điểm ra, tiêu phàm thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, nguyên bản mặt đỏ bừng sắc, nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thiên diệu tiên tử lúc đầu hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, lại trở nên 10 điểm hồng nhuận, nhìn qua diễm lệ dị thương. Hướng mạch danh xương huyết hải, chủ toàn thân khí huyết lưu thông, có thể chủ 12 trải qua khí huyết. Thời gian giữa bất chi bất giác chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền đi qua hơn 10 canh giờ, trong mật thất, lần nữa linh khí cuồn cuộn. Tiêu phàm đã toàn thân mồ hôi rơi như mưa, đỉnh đầu trắng hơi bốc hơi, hai mắt một mực tiếp cận ngồi xếp bằng ở trung ương đại trận thiên diệu tiên tử tay phải vừa nhấc một tiếng ảm câm quát khẽ lên chỉ thấy thiên diệu tiên tử thân thể mềm mại thon dài dần dần bay lên ngẩng đầu ưỡn ngực mỹ diệu mê người suy tiêu phàm một chỉ điểm ra thanh âm cực kỳ ngột ngạt tựa hồ một chỉ này cạn kiệt toàn lực vốn đã sắc mặt tái nhợt lại trợn nhìn một phân thiên diệu tiên tử diếm khuôn mặt đẹp gò má có chút run rẩy một chút tựa hồ cũng cảm thấy một loại nào đó thống khổ chi ý nhìn như đã sức cùng lực kiệt tiêu phàm, chợt quát khẽ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, nhanh như thiểm điện áp vào thiên diệu tiên tử trước người, một chỉ điểm tại đan điền của nàng trên huyệt, lại bỗng nhiên lui ra, hít sâu một hơi, chuyển tới thiên diệu tiên tử sau lưng, lại một chỉ điểm ra. Cái chán mồ hôi cuồn cuộn mà hạ, trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, tiêu phàm cuối cùng một chỉ điểm ra, mồ hôi sớm đã ướt đẫm trọng y, thân thể nhoáng một cái, không chịu được một phát ngồi ngay đó. Đúng lúc này, một trận âm phong tịch đi lên, 28 chi cháy hừng hực cửa nến, bỗng nhiên đồng thời tối sầm lại, một đoàn mơ hồ không rõ bóng đen, từ thiên diệu tiên tử trên đỉnh đầu chậm rãi xông ra, dần dần hình thành một cái mơ hồ bóng người, hơn một xích chiều cao, mặc dù thấy không rõ lắm diện mục, lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác âm trầm. Tiêu phàm đã từng trải qua lệ thú sơn mạch thế giới ngầm, thấy qua vô số quỷ vật, lại chưa bao giờ có dạng này âm trầm trầm cảm giác. Trong lúc này, Tiêu Phàm không lo được đi tinh tế phân rõ loại cảm giác này, nhún người nhảy lên, bát quái đàn áo choàng tịch tịch bay múa, hạo nhiên chính khí phồng lên mà lên, hét lớn một tiếng, vào đầu một trưởng chân áp xuống dưới. Thiên Diệu Tiên Tử bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt lóng lánh yêu dị quang trạch, tay phải bấm tay gảy nhẹ, mấy đạo trắng xóa sương mù hướng Tiêu Phàm ngược bắn ra. Còn không tỉnh lại, Tiêu Phàm tay trái một dương, ở trước ngực vẽ một vòng tròn tử, lại là không tránh không né, tay phải ra tốc chân áp mà xuống, đồng thời miệng bên trong một tiếng quát lớn. Xuy suy suy vài tiếng nhẹ vang lên, tiêu phàm trên thân áo choàng vỡ ra ba cái lỗ thủng, thân thể tựa như diều bị đứt dây, hướng vách đá một góc bay đi, trùng điệp đâm vào trên thạch bích, miệng hơi mở, liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, trên thân khí tức lập tức trở nên hơi yếu rất nhiều. Nhưng phồng lên hạo nhiên chính khí, cũng ẩm vang đánh chúng thiên diệu tiên tử đỉnh đầu kia âm trầm trầm bóng đen. Bóng người màu đen bỗng nhiên vặn vẹo, tựa hồ cũng chịu đựng đến một loại nào đó thống khổ to lớn, một lát liền duy trì không được, hóa thành điểm điểm hắc vụ, tiêu tán thành vô hình. Thiên diệu tiên tử xinh đẹp thân thể cũng từ giữa không trung ngã rơi xuống đất. 28 chi cự nến ánh lửa, nháy mắt đồng thời dập tắt. Trong mật thất, lâm vào một vùng tăm tối tĩnh mịch. Audio điện tử võ tấn bền Thiên nhai thành đông bắc mấy ngàn dặm bên ngoài, một cái lẻ loi chơi trọi hòn đảo đứng sừng sững ở minh mang sóng biếc ở giữa hòn đảo này quy mô không lớn diện tích bất quá phương viên mấy trăm bên trong mà thôi bốn phía vách núi tựa như đao bổ phủ chính địa thế cực kỳ hiểm ác hòn đảo chính giữa đứng vững một cái cung điện to lớn tường trắng ngói vàng khí thế phi phàm ẩn ẩn có một gỗ không gian ba động phát ra hòn đảo này chính là siêu cấp truyền thống trận sở tại địa bất cứ lúc nào ở trên đảo đều là đề phòng xâm nghiêm phòng hộ đại trận đều đều mở ra bên dưới cung điện phương một chỗ to lớn trong mật thất áo trắng tứ sư thúc cùng buồn bã thất sư thúc, chính đốc xuất một đám đệ tử, đang bận rộn tiến hành lấy chuẩn bị cuối cùng. Dạng này siêu cấp truyền tống trận, muốn mở ra lời nói, là một hãng rất phức tạp công trình, công tác chuẩn bị tuyệt đối không thể sơ hở, nếu không liền có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Áo trắng tứ sư thúc xong nghi cao lại, có chút lo âu nói, lão thất, chúng ta sớm mở ra đại trận, ngạnh sinh sinh đem truyền tống trận không gian chi lực dẫn tới phòng hộ trong trận, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ mập lùn tu sĩ lắc đầu, nói, yên tâm, tam sư huynh nhiều năm dốc lòng nghiên cứu, đối không gian chi lực lĩnh ngộ rất nhiều. Dạng này thí nghiệm, đã tiến hành qua ba về, cái kia một lần cũng không có vấn đề gì, lúc này khẳng định cũng sẽ không xảy ra sự tình, áo trắng tứ sư thúc tả hữu liếc thêm vài lần, thanh âm ép tới thấp hơn, nói, có thể không lo lắng sao. Lúc này muốn đối phó, thế nhưng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mà lại thiên diệu cung là lấy tà thuật nổi danh, chúng ta làm như thế, thực tế là mạo hiểm a mập lùn tu sĩ mặc dù là sư đệ lại tựa hồ như so áo trắng tu sĩ càng có thể cầm được chuẩn chủ ý lắc đầu nói tứ sư huynh kia bút treo thưởng lớn bao nhiêu người cũng là biết muốn như thế lớn cho tốt một điểm phong hiểm đều không bốc lên kia làm sao có thể kia yêu nữ nếu thật là dễ cầm như vậy dưới chúng ta nào có cơ hội như vậy áo trắng tu sĩ tính cách giống như tương đối không quả quyết lo lắng nói nói thì nói như thế a thành lão quái đi phó đồng đều lão ma thọ yến, cũng đã đi một tháng, nếu là không ở bên kia lưu lại. Cũng liền tại mấy ngày nay muốn trở về, ta còn thực sự có chút lo lắng, hắn sẽ phát hiện chúng ta mưu đồ. Dù sao tam sư huynh cùng đồng đều lão ma cũng có chút giao tình, lúc này đồng đều lão ma 600 tuổi đại thọ, tam sư huynh mượn cớ không đi tham gia, ai biết thành lão quái có thể hay không lên cái gì lòng nghi ngờ. Lão gia hỏa này cho tới bây giờ đều là cái đa nghi tính tình. Mập lùn tu sĩ xem thường nói, Tứ sư huynh, việc đã đến nước này, chỉ có tiến không có lùi. Chỉ cần hôm nay thanh kia yêu nữ cùng họ tiêu ra hỏa giải quyết. Chúng ta lập tức khởi động đại trận, trực tiếp truyền tống đến Đô Lương Thành đi, đi tìm nơi nương tựa hạo thiên tông. Dù sao đại trận này khởi động một lần về sau, lần thứ hai khởi động ít nhất phải là mấy tháng chuyện sau đó, thành lão quái coi như gào thét như sấm. Lại há làm gì được ta, chớ nhìn hắn tại chúng ta thiên nhai thành làm mưa làm gió, tại người ta hạo thiên tông trong mắt, một cái hậu kỳ tu sĩ, tính được cái gì. Lấy Nam Châu đại lục chi rộng lớn, người tu chân số lượng nhiều, Hạo Thiên Tông có thể danh xưng chính đạo 10 đại tông môn một trong. Trong tông nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ ít cũng có 2-3 tên nhiều. Nghe nói năm đó danh xưng chính đạo thứ nhất tông môn vô cực môn, thời kỳ toàn thịnh, trong môn đồng thời có được hậu kỳ đại tu sĩ 7-8 vị. Cái khác nguyên anh tu sĩ hơn trăm người, kia là uy phong bậc nào hiển hách, cường thịnh hào môn. Xa xa, trên mặt biển xuất hiện một chiếc bạch ngọc tàu cao tốc. Tàu cao tốc không lớn, chỉ có thể chứa đựng 5-6 người. Tông trưởng quỹ đứng ở đầu thuyền, mỉm cười đối bên người tiêu phàm nói, tiêu đạo hữu mời xem, phía trước chính là truyền tống đại điện. Nhắc tới cũng là trùng hợp, mấy tháng này, đúng lúc là đến phiên sư phụ ta lão nhân ra ông ta chấn thủ truyền tống đại điện, liền dứt khoát đem luyện khí thất đem đến ở trên đảo, luyện khí thủ đảo hai không lầm. Ngay hôm nay, khẳng định có thể luyện chế hoàn thành, đạo hữu trở lấy kiểm hàng chính là, tiêu phàm vẫn như cũng mang theo thiên huyễn diện, đem tu vi áp chế ở kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Tông trưởng quỹ cũng liền ra vẻ không biết, cùng hắn ngang hàng tương xứng. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, vẫn chưa đáp lại, con mắt chỉ là nhìn chăm chú lên xa xa hòn đảo cùng đại điệt song mi nhẹ nhàng nhau. Truyền tống trận hắn được chứng kiến không ít, nhưng trước mắt cái này tòa siêu cấp truyền tống trận không gian ba động, lại có chút dị thường. Tựa hồ truyền tống trận đặc hữu không gian chi lực, bị cưỡng ép dẫn ra. Đặt trước kia, Tiêu phàm mặc dù có thể cảm ứng được truyền tống trận không gian chi lực dị thường, lại phát giác không được cụ thể tình hình. Hiện tại xem ra, hắn đối không gian chi lực nghiên cứu, xác thực lấy được nhất định tiến bộ. Cái này siêu cấp truyền tống trận không gian chi lực không phải tự hành tiết lộ, mà là bị cưỡng ép dẫn đạo ra. Nhưng liền có chút ý tứ, thiên diệu tiên tử mặt mang hát xa, lặng yên ngồi đang tàu cao tốc bên trong, không nói một lời, tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều không có hứng thú gì. Loại này thái độ lạnh như băng, để tông trưởng quỹ rất thức thời không đi quấy dày nàng. Nói thật, tông trưởng quỹ cũng thật không dám, chớ nhìn hắn cùng tiêu phàm chuyện trò vui vẻ, trên thực tế trong lòng vẫn luôn đang không ngừng bồn chồn. Nếu như sư phụ không có đoán sai, phía sau hắn vị này nhìn qua cũng chỉ có kim đan hậu kỳ nữ tử, kỳ thực chính là một vị nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ. Nếu thật là bị nàng phát giác được dụng tâm hiểm ác của mình, chỉ sợ giơ tay ở giữa liền có thể làm cho mình phấn thân toái cốt, vạn kiếp bất phục bất quá cái này tông trưởng quý cũng xác thực xem như cái nhân vật tại hai tên nguyên anh tu sĩ dưới mí mắt lời nói tự nhiên phần này định lực coi là thật cao minh mặc dù thuyền ngọc phi độn tốc độ không tính quá nhanh mấy ngàn dặm đường biển cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian không lâu sau đó tàu cao tốc liền đáp xuống đại điện bên ngoài trên quảng trường xa ở chân trời thời điểm nhìn đại điện này liền đã cực kỳ hùng vĩ bây giờ đến trước mặt càng là to lớn trước đại điện quảng trường cũng phi thường rộng lớn Tông trưởng quỹ dẫn lính tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử, hướng đại điện một bên thiên môn đi đến. Đến phụ cận, tiêu phàm càng là có thể rõ ràng cảm ứng được, từ siêu cấp trong truyền tống trận dẫn ra không gian chi lực, đã tràn ngập tại cả tòa đại điện bên trong. Ngay cả tiêu phàm thể nội càn khôn đỉnh đều có chút phản ứng. Bình thường không gian ba động, sẽ không dẫn phát càn khôn đỉnh dị dạng. Bên trong có chút rất không thích hợp, khó khăn lắm đi tiến vào thiên môn, tiêu phàm vang lên bên tai thiên diệu tiên tử truyền âm thanh âm tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia nụ cười thản nhiên nói không sao chỉ ít cái này truyền tống trận đã mở ra chỉ cần bọn hắn không phải quá mức phân ngươi liền đừng xuất thủ chúng ta chỉ muốn rời đi nơi này là được thiên diệu tiên tử ừ một tiếng không tiếp tục nói tiêu phàm mục đích tính luôn luôn như vậy minh xác biết cái gì mới thật sự là quan trọng chỗ nếu là dựa vào thiên diệu tiên tử dĩ vãng tính nết ai dám có ý đồ với nàng không phải giết sạch không thể cùng tiêu phàm cùng một chỗ thời gian mặc dù không dài, lại giữa bất chi bất giác nhận ảnh hưởng của hắn. Nếu như lung tung giết người lời nói, thật là có chút sợ tiêu phàm trở mặt. Nam nhân này, kiêu ngạo đến muốn mạng, cũng cố chấp đến muốn mạng. Tiêu đạo hiếu, hai vị mời, tông trưởng quỹ đem hai người dẫn tiến vào đại điện bên trong, chuyển qua bảy tám đạo cong, rốt cục đi tới một cái thiết kế tinh mỹ, tráng lệ điện đường bên trong. Hai vị mời ngồi, một bên đứng hầu tỷ nữ bận biểu tức dâng lên trà thơm. Tiêu Phàm chậm rãi nói, Tông trưởng quý, làm sao còn không thấy lệnh sư lộ diện? Chẳng lẽ lực đại sư luyện khí thất cũng tại cái này truyền tống bên trong đại điện? Vừa vừa đi tiến vào căn này đại điện, Tiêu Phàm liền là cảm nhận được một cỗ vô hình không gian chi lực tràn ngập bên trong đại điện. Cỗ này không gian chi lực có chút kỳ diệu, tạm thời dương cung mà không phát, đối trong điện đám người đều không có bất kỳ cái gì nguy hại, nếu như không phải Tiêu Phàm bản thân tinh thông không gian chi thuật, lại người mang càn khôn đỉnh dạng này dị bảo, bình thường nguyên anh tu sĩ, thậm chí nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều chưa chắc có thể phát giác dị thường tới. Nhưng cỗ này không gian chi lực hiện tại không có nguy hại, không có nghĩa là nó mãi mãi cũng là vô hại, chỉ là tạm thời không người dẫn động mà thôi. Tông trưởng quý bận biểu tức nói, tiêu đạo hữu đoán không sai, sư phụ ta luyện khí thất xác thực cũng trong đại điện. Đại điện này rộng rãi như vậy hùng vĩ, muốn mở một gian nho nhỏ luyện khí thất, ngược lại cũng không phải việc khó. Mời tiêu đạo hữu yên tâm, chúng ta đằng Long Điện là ngàn năm danh tiếng lâu năm, tại thiên nhai thành tín dự cực dai, tiếng lành đồn xa. Nếu là sư phụ ta chính miệng hứa hẹn, luyện chế ra đến bảo vật, cũng chỉ có so tiêu đạo hữu yêu cầu càng tốt hơn, sẽ không càng kém, nói, ngôn từ ở giữa lại kìm lòng không đặng mang lên một tia ngạo khí. Tiêu phàm mỉm cười, nói, lời này ta tin, chỉ nếu là chân chính luyện khí tông sư, ai cũng không nỡ lãng phí kia nguyên một đầu ly giao vật liệu, trừ ly giao huyết nhục, tiêu phàm mặt khác thu giấu đi, nó dư tất cả lân giáp gân cốt nanh vuốt, tiêu phàm đều một mạch giao cho lực đại sư, đây mới là hắn làm như vậy lý do. Hắn tin tưởng bất luận một vị nào luyện khí tông sư, nhìn thấy dạng này thượng giai vật liệu, đều sẽ nhịn không được nóng lòng không đợi được, toàn lực ứng phó. Đây là bản tính của con người, cái này hiển nhiên, mời hai vị chờ một chút, sư phụ ta rất nhanh liền sẽ xuất quan. Tới tới tới, hai vị đạo hiếu, đây là chúng ta thiên nhai biển khổ trà đảo đặc sản linh trà, hương vị coi như không tệ, hai vị nhấm nháp một chút, nói nâng chung trà lên, ân cần mời, nhìn qua không có nửa phân dị thường. Tiêu phàm uống một ngụm, nhẹ gật đầu, nói, không sai, nhàn phiếm vài câu, ngoài cửa rốt cục vang lên tiếng bước chân. Khổ khổ, cực khổ hai vị đạo hữu lâu cùng, thật có lỗi thật có lỗi. Rất nhanh, còm nhom lực đại sư chống quải trường, còng lưng eo, chậm rãi đi đến, liên thanh ho khan, đứt quãng nói. Nhìn qua, lão già họm hẹm này thần sắc khô tàn, dã rời không chịu nổi, so nửa năm trước càng thêm tiểu tụy mấy phân, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ một mệnh ô hô, thọ hết chết già. Một tên cao lớn đầy đặn thị nữ hai tay dâng một cái chữ vật vòng tay, đi sát đằng sau ở phía sau, Thần sắc cực kỳ cẩn thận cẩn thận, tựa hồ sợ không cẩn thận liền đưa trong tay chữ vật vòng tay đánh nát. Lực đại sư, tiêu phàm đứng dậy, chắp tay chào. Ha ha, tiêu đạo hiếu, vị đạo hiếu này là, lão già họng hẹm thần sắc cố nhiên khô tàn, tâm tình nhưng thật giống như rất không tệ, ánh mắt tại tiêu phàm trên thân khẽ quét mà qua, nhìn từ trên xuống dưới ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trong, không rên một tiếng thiên diệu tiên tử. Tiêu phàm mỉm cười nói, vị này là tại hạ đồng bạn, nàng trời sinh tính không thích nói chuyện, còn xin lực đại sư chớ trách, không có trách hay không, người lão, cái gì đều nhìn thoáng được, không có trách hay không, ha ha. Lực đại sư, tại hạ hôm nay liền muốn đi trước triệu quốc, nước triệu đô lương thành. Quý phái truyền tống đại trận đã khởi động, không biết món kia giáp trụ, đại sư luyện chế phải như thế nào rồi. Tiêu phàm ánh mắt tại lực đại sư sau lưng tên kia đầy đặn thị nữ trong tay chữ vật vòng tay bên trên quét qua, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên, giáp trụ đã luyện chế hoàn thành, lão hủ chính là đến đây đưa hàng. Lực đại sư nói, ống tay áo lắc một cái, quyển sau khi đứng dậy thị nữ trong tay chữ vật vòng tay, một mảnh thanh quang lấp lóe, lóa mắt sinh huy, ngay cả tông trưởng quỹ bọn người kìm lòng không đặng nghiêng nghiêng đầu, không dám nhìn chằm chằm đi nhìn. Ánh sáng màu xanh dần dần nhạt đi, một kiện hoàn toàn mới khôi giáp nổi lên. Khôi giáp kiểu dáng cũng không có thay đổi quá lớn, hay là huyền tinh giáp bộ dáng, bất quá giáp trụ nhan sắc từ tuyết trắng chuyển thành xanh nhạt, từng mảnh từng mảnh nắm đấm lớn tiểu nhân lân giáp, chỉnh trình tề tề bao trùm tại cả kiện giáp trụ phía trên, một cố viễn cổ man hoang khí tức đập vào mặt, trống rỗng tăng thêm rất nhiều bá khí. Không thể nghi ngờ, lực đại sư đem nguyên một đầu ly dao lân giáp đều luyện chế tại mới giáp trụ phía trên. Chỉ bằng vào ly dao long vảy trình độ cứng cáp, cái này khôi giáp năng lực phòng ngự, liền đi lên đề cao rất lớn một cái cấp bậc. Đây là ngoại giáp, lão hủ còn luyện chế một kiện nội giáp. Lực đại sư đợi mọi người thưởng thức xong vảy rồng giáp vẻ ngoài về sau, mỉm cười nói, nhấc tay một dương, một kiện đen nhánh nội giáp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bất quá cái này nội giáp cùng tuyệt đại đa số binh khí cửa hàng đều có bán ra kim ti nguyễn giáp rất là khác biệt, nhìn qua càng giống là một kiện cận thân nước trừ, không giống như là giáp trụ. Nhìn kỹ phía dưới, đen nhánh nhàn sắc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa khác, thoạt đỏ thoạt trắng, biến ảo chập chờn. Đây là lấy ly giao thuộc ra cùng Hắc Phương nhện tơ nhện luyện chế mà thành nội giáp. Tiêu Phàm từ cái này nội giáp phía trên cảm nhận được 10 điểm khí tức quen thuộc. Lúc trước trừ ly giao vật liệu, hắn đem Hắc Phương nhện tơ nhiện cùng vỏ cứng cũng đều lưu lại, vậy cũng sẽ luyện chế bên trên cùng giáp trụ đồ tốt. Lực đại sư mỉm cười gật đầu, chính là Tiêu đạo hữu hảo nhãn lực. Cái này nội giáp, liền lực phòng ngự đến nói, tự nhiên là không như vậy, rồng ngoại giáp như vậy không thể phá vỡ. Nhưng nó có khác một chỗ tốt, đó chính là nó đã là khôi giáp lại là nước trừ. Tiêu đạo hữu mặc vào cái này nội giáp, vô luận bao sâu biển cả, đều tận có thể đi được. Ở trong nước hành động tự nhiên, sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế, nói, trong giọng nói lộ ra một tia ngạo nghế. Thân là luyện khí tông sư, hắn xác thực không có cô phụ khách hàng tín nhiệm với hắn, cái này mới vảy rồng giáp, vô luận vẻ ngoài hay là hiệu quả, đều so trước kia huyền tinh giáp nâng cao một bước. Không hổ là luyện khí tông sư, tiêu phàm từ đáy lòng khen. Mặc dù hắn đã cảm nhận được trong đại điện này không tầm thường khí tức, nhưng lực đại sư thuật luyện khí xác thực không thể coi thường. Hắc hắc, tiêu đạo hữu chậm đã khích lệ, tốt như vậy vật liệu. Nếu là chỉ luyện thành cái dạng này, lão hủ người tông sư này chi danh, thật đúng là nhận lấy thì ngại. Như vậy đi, lão hủ liền không giải thích, không bằng ngay trước các vị mặt. Đem cái này vẩy rồng giáp các loại rượu dụng, đều một một bày ra, tiêu đạo hữu cùng đồng bạn của ngươi cũng có thể nhìn rõ ràng, như thế nào. Rất tốt, mời lực đại sư thi triển. Tốt tốt, lực đại sư tựa hồ cũng không nghĩ tới tiêu phàm có thể như vậy sảng khoái, cười ha ha một tiếng. Tựa hồ ngay cả khô tàn tinh thần đều một lần nữa tỉnh lại mấy phân, song trưởng nhẹ nhàng vỗ. Món kia ngũ thải biến ảo nội giáp bay vụt mà lên, chậm rãi rơi xuống, bọc tại trên người hắn. Đem hắn còm nhom thân thể bao khỏa trong đó, kín kẽ vảy rồng giáp lập tức thanh quang đại phóng, trong khoảnh khắc liền bọc tại nội giáp phía trên, một đỉnh đầu rồng mũ giáp đem lực đại sư đầu bảo hộ phải cực kỳ chặt chẽ, chỉ còn lại có con mắt cái mũi đến miệng kia một tuyến là trần trụi bên ngoài. Mũ giáp phía trên, hai con tử sắc sừng nhọn tả hữu nghiêng nghiêng bay lên, bằng thêm mấy phần nghiêm nghị chi khí. Nhìn kỹ lại, cái này hai con tử sắc sừng nhọn, rõ ràng chính là dùng ly dao giác luyện chế mà thành. Lực đại sư toàn thân khớp xương ba ba rung động, lúc đầu còn nhom thân thể, nhanh chóng tăng vọt, một cỗ khí tức cường đại, thấu thể mà ra. Nguyên bản suy nhược không chịu nổi, nói chuyện đều thở dốc không thôi lão già họm hẹp, trong nháy mắt liền hóa thân thành thân cao hơn một trượng, bàng khoát eo tròn đại hán vạm vỡ, hai con mắt bên trong lóe ra lạnh lùng hàn mang. Phảng phất lập tức biến thành người khác, làm người ta trong lòng vô cùng bất an. Những cái kia trong điện phục vụ giá thấp đệ tử, sớm đã không chịu nổi cái này cô áp lực cường đại, nhao nhao quỳ rạp trên đất, toàn thân run lẩy bẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên tông trưởng quý cũng giữa bất chi bất giác thối lui đến đại điện một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Giờ khắc này, phảng phất đầu kia ly dao lại sống tới. Cho tiêu phàm cảm giác chính là như vậy, ba lực đại sư lại là nhẹ nhàng vỗ tay một cái, khôi giáp phần lưng quang mang bắn ra bốn phía, 12 chiếc vảy rồng bay múa mà lên, trói mắt ánh sáng màu xanh bên trong, những này bản mệnh vảy rồng lập tức ghép thành một thanh dài đến vài thước lợi kiếm. Lực đại sư tay phải tìm tòi, liền đem chuôi này lợi kiếm nắm ở trong tay khí tức nguy hiểm bỗng nhiên lại lại tăng thêm mấy phân. Lực đại sư, trừ ta giao đưa cho ngươi những tài liệu kia, cái này khôi giáp bên trong, còn dung nhập một chút vật gì khác a à? Nhìn qua cái này tinh mỹ tuyệt luân, uy lực vô tận chiến giáp, tiêu phàm nhưng lại chưa lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại hai mắt có chút híp mắt khâu lại, nhàn nhạt hỏi. Thấy tiêu phàm vẻ mặt như vậy, lực đại sư thoảng qua sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, tiêu đạo hữu thật sự là hảo nhãn lực, cái này giáp trụ bên trong, lão phu sắc thực còn trộn lẫn vào thiết mẫu bột mài. Có thể để giáp trụ năng lực phòng ngự càng thêm mạnh lên mấy phân, cái này vảy rồng kiếm sắc bén trình độ, cũng nâng cao một bước. Tiêu đạo hiếu sẽ không có ý kiến gì a à. Tiêu phàm mỉm cười, nói, chỉ cần khỏi phải lại tăng thêm linh thạch, ta ngược lại là không có quá lớn ý kiến. Lực đại sư ngửa mặt lên trời cười ha ha, thanh âm to, mày may đều không có trước lúc trước cái loại này một hơi ngược lại không được, bất cứ lúc nào cũng sẽ ô hô ai tai già nu bộ dáng, Rốt cục tản mát ra cùng tu vi của hắn xứng đôi khí thức, hảo hảo, không nghĩ tới tiêu đạo hữu thật đúng là rộng rãi người, lúc này còn có tâm tư nói đùa, Tiêu Phàm từ tốn nói, Lực đại sư, trừ thiết mẫu bột mài. Cái này 12 phiến bản mệnh vẩy rồng bên trong, tựa hồ còn trộn lẫn vào những vật khác a. À. A, à, Lực đại sư tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt lấp lánh tiếp cận Tiêu Phàm, tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngay cả cái này người cũng có thể nhìn ra được, chỉ là một loại trực giác mà thôi đến cùng trộn lẫn vào là loại tài liệu nào. Lực đại sư liền cười lên, tiếng cười nghe vào vô cùng nhẹ nhõm vui sướng, nói, tiêu đạo hiếu, ngươi cho rằng ta thật sẽ đem cái gì bí mật đều nói cho ngươi a? À. Tiêu phàm nhẹ nói, nếu như ta không có nhớ lầm, cái này khôi giáp hẳn là là của ta, xác thực hẳn là dạng này, bất quá cái này khôi giáp thực tại chế tạo quá tốt, là lão phu lịch năm đến nay chế tạo tốt nhất một kiện khôi giáp, tính toán là lão phu suốt đời làm kinh điển. Hơn nữa còn trộn lẫn vào rất nhiều cái khác tài liệu chân quý, ngay cả một kiện có sẵn phỏng chế pháp bảo cực phẩm đều bị ta luyện hóa, một lần nữa luyện vào cái này vảy rồng giáp bên trong. Cho nên, ta không có ý định thanh cái này khôi giáp lại giao cho ngươi, nó là ta. Lực đại sư mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói, mỗi một chữ đều nói đến phi thường rõ ràng, mà lại ngữ khí 10 điểm đương nhiên, tựa hồ đây hết thảy đều là rất công bằng. Nếu như ta không đồng ý đâu, tiêu phàm nhẹ giọng hỏi ngược lại, ngữ khí bình tĩnh, mảy may không có ý tức giận lực đại sư lại là một trận cười ha ha bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu nói tiêu đạo hiếu ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ ta giống như cũng không hỏi ngươi ý tứ ngươi cảm thấy ở đây ngươi có thể định đoạt sao tiêu phàm nhẹ gật đầu nói ta minh bạch ngươi ngay từ đầu không có ý định cho ta rèn đúc cái này khôi giáp ngươi là định cho mình rèn đúc đúng rồi lực đại sư liên tục gật đầu giọng nói kia tựa hồ muốn nói ngươi đến bây giờ mới hiểu được có phải là quá hơi vụng về ngốc nghếch một chút Tiêu Phàm cũng cười, một sợi nụ cười thản nhiên từ khóe miệng của hắn giãn ra, nhìn qua, hắn là thật rất vui vẻ, cũng không có sinh khí, càng không có phẫn nộ, nhìn qua Lực Đại Sư, mỉm cười nói, rất tốt, ta vốn chỉ muốn đạt được một kiện phổ thông vảy rồng giáp, Lực đạo bạn lại đánh cho ta tạo ra một kiện pháp bảo cực phẩm, thực tế là vượt quá dự liệu của ta. Nói đến, ta vẫn là phải cảm tạ Lực đạo bạn mới đúng. Lực Đại Sư hai mắt co rút lại một chút, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Phàm là thái độ như vậy, lập tức lại cười lên nói, tiêu đạo hiếu, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, giảo hoạt như vậy, liền lão phu đều kém chút bị ngươi lừa gạt đến, cho là ngươi còn có cái gì cậy vào chỗ dựa, hắc hắc. Tiêu đạo hiếu, chúng ta đều làm rõ đi, cũng khỏi phải che giấu. Cái này hẳn không phải là ngươi diện mục thật sự a à. Tất cả mọi người là người biết chuyện, đạo hiếu không ngại lộ ra bản tướng, cho ta lão đầu tử kiến thức một chút, nhìn xem đại danh đỉnh đỉnh Kim Châu thành tiêu y thánh, đến cùng dáng dấp loại nào bộ dáng, tiêu phàm xương cung mày nhẹ nhàng đứng thẳng bỗng nhúc nhích, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Nếu như lực đại sư chỉ là muốn đen hắn cái này khôi giáp, có lẽ còn có đường lùi, nhưng rõ ràng gọi ra thân phận chân thật của hắn, chuyện này đã nói rõ không cách nào thiệt. Dù coi như hắn muốn nhượng bộ, cũng không thể nào lui lên. Tiêu phàm chậm rãi gỡ xuống thiên huyến diện, lộ ra phong thần tuấn lãng diện mạo như trước, nguyên anh tu sĩ uy áp cũng nhàn nhạt phóng xuất ra. Rất tốt, rất tốt, tiêu đạo hữu quả nhiên hết sức trẻ tuổi. Khó trách ngay cả y thánh dạng này tôn vinh danh hiệu đều có thể từ bỏ, nhìn tới vẫn là huyết khí phương cương, chịu không nổi sắc đẹp dụ hoặc a à. Lực đại sư nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, miệng bên trong chật chật có âm thanh, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên, thậm chí còn mang theo mấy phân ý nhạo báng, căn bản liền không có đem tiêu phàm nhìn ở trong mắt. Dù coi như tiêu phàm đã hiển lộ ra nguyên anh kỳ tu vi thì tính sao? Tại lực đại sư trong mắt cũng chỉ bình thường mà thôi chỉ là một tên vừa mới ngưng kết nguyên anh tuổi trẻ hậu bối, chẳng lẽ còn có thể đối với hắn vị này nhiều năm trước liền tiến giai nguyên anh trung kỳ tiền bối cao thủ tạo thành cái uy hiếp gì không thành. Nhất là hắn hiện tại có vẻ rồng giáp hộ thân, càng thêm như hổ thêm cánh. Trời diệu phu nhân, các hạ cũng nên lộ ra diện mục thật sự đi. Chỉ do xét tiêu phàm một lát, lực đại sư ánh mắt liền lại chuyển tới thiên diệu tiên tử trên thân. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, hắn đều một mực đang chú ý thiên diệu tiên tử nhất cử nhất động, chỉ là rất tùy ý cùng tiêu phàm đối đáp, chân chính lực chú ý cho tới bây giờ đều là đặt ở Thiên Diệu Tiên tử bên kia. Rất hiển nhiên tại lực đại sư trong lòng, chỉ có vị này mới thật sự là đại địch. Phu nhân đại giá Quang Lâm chúng ta Thiên Nhai Thành, lực nào đó không có đến nhà bái phỏng, thực tế là thất lễ cực kỳ. Thật có lỗi thật có lỗi. Lực đại sư hai tay ôm quyền, ủi chắp tay, Thiên Diệu Tiên tử lặng yên ngồi tại ghế thái sư, không nhúc nhích, ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút hoàn toàn đem lực đại sư xem như không khí. Thậm chí tại lực đại sư biểu hiện ra vảy rồng ráp thời điểm, thiên diệu tiên tử chính là cái dạng này, không có nửa phân phản ứng. Trời diệu phu nhân, quá khinh thường đi, lực đại sư ngữ khí lập tức nghiêm túc, thiên diệu tiên tử không thèm để ý hắn, thậm chí khí tất cả người đều như có như không, lộ ra rất không chân thực. Tiêu phàm lãnh đạm nói, lực đạo bản, có chuyện nói thẳng đi. Sớm một chút thanh chuyện bên này chấm dứt, chúng ta còn muốn tiến đến đô lương thành đâu, không có quá nhiều thời gian ở đây cùng ngươi nói chuyện phiếm nói chuyện tào lao, lời nói này phải. Lực lão quái bị hắn hung hăng nghẹn một chút, lập tức lại cười lên, âm âm nói, tiêu đạo hiếu, ta liền nói, người tuổi còn trẻ, lại hết sức giảo hoạt. Bất quá đã ngươi đã đến nơi này, coi như lại chọc giận ta đều vô dụng, kết quả đã được quyết định từ lâu, tiêu phàm vững vàng ngồi tại ghế thái sư, nhàn nhạt nhìn xem hắn, thậm chí còn nâng chung trà lên đến nhẹ khẽ nhấp một miếng. Lực lão quái ánh mắt càng ngày càng lạnh, ngữ khí cũng càng ngày càng băng, tiêu đạo hiếu, lúc đầu lão phu còn muốn thả ngươi một con đường sống, dù sao ngươi không thế nào đáng tiền, người ta hạo thiên tông treo thưởng, là nhằm vào ngươi nhân tình đến, cùng ngươi không có gì liên lụy. Nếu như ngươi có thể lạc đường biết quay lại, lão phu cũng nguyện ý cùng Kim Châu thành các vị đạo hiếu kết một thiện duyên. Ai ngờ ngươi như thế không thức thời, thì nên trách không được lão phu, hai vị sư đệ, đều hiện thân đi. Đại điện bên trong một trận gợn nước ba động, hai cái bóng người hiện thân mà ra, chính là áo trắng tu sĩ cùng mập lùn tu sĩ. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thấy rõ ràng hai người này hiện thân thời điểm, bên hông một khối ngọc bội phát ra ánh sáng nhu hòa, rất rõ ràng, đây là trưởng khống không gian chi lực lệnh bài. Nếu không, sẽ không là như vậy hiện thân phương thức. Hai người vừa hiện thân, áo trắng tu sĩ liền tiếp cận Tiêu Phàm. Mập lùn tu sĩ thì nhìn về phía Thiên Diệu tiên tử. Không thể nghi ngờ, đây là bọn hắn phân công, áo trắng tu sĩ phụ trách đối phó Tiêu Phàm mập lùn tu sĩ hiệp trợ lực lão quái cầm nã yêu nữ. Áo trắng tu sĩ cũng là thành danh đã lâu nguyên anh tu sĩ, đặt chân nguyên anh kỳ không sai biệt lắm trên trăm năm thời gian, công lực tinh thâm, tự nhiên không là vừa vạn tiến giai nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể so. Có hắn một người lại thêm tông trưởng quỹ mấy tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối phó tiêu phàm kia là thước tha có dư. Mười phần chắc chín, nguyên bản áo trắng tu sĩ tu vi càng tại buồn bã thất sư đệ phía trên, hẳn là từ hắn hiệp trợ tam sư huynh đối phó thiên diệu tiên tử bất qua áo trắng tu sĩ mọi thứ an toàn thứ nhất, chủ động nói ra cùng Tiêu Phàm giao đấu, mập lùn tu sĩ cũng không có phản bác. Dù sao một trận, kết quả sau cùng như thế nào? Muốn xem bọn hắn phải chăng có thể thuận lợi cầm xuống Thiên Diệu Tiên Tử. Về phần do ai tới đối phó Tiêu Phàm, kỳ thật hào không sao. Coi như không thể cấp tốc đem hắn cầm xuống hoặc là diệt sát, chỉ cần có thể cuốn lấy cái này trẻ tuổi hậu sinh một đoạn thời gian, cùng bên kia thu thập yêu nữ lại rảnh tay thu thập dạng này một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay sợ hắn bay đến bầu trời trời diệu phu nhân chớ quái sư huynh đệ chúng ta lòng giả ác độc thực tế hạo thiên tông mở ra treo thưởng quá mê người chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản được như thế dụ hoặc đương nhiên nếu như phu nhân có thể mở ra để chúng ta hài lòng điều kiện kia cũng không phải là không thể thương lượng chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù bất quá là cầu tài thôi phu nhân cho câu nói đi Lực lão quái không tiếp tục để ý tiêu phàm một mực tiếp cận thiên diệu tiên tử chậm rãi nói đại điện bên trong bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng khẩn trương suốt cục thiên diệu tiên tử ngẩng đầu lên một đôi tà phi nhập tấn trong mắt phượng bắn ra lạnh như băng thần thái miệng bên trong lời nói ra càng thêm lạnh lẽo thấu xương chỉ bằng các ngươi mấy cái này phế vật một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng bỗng nhiên phóng lên tận trời nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện bên trong tất cả mọi người kìm lòng không đặng lui về sau một bước. Lực lão quái khẽ giật mình, lập tức cười lên ha ha, nói, tốt, rất tốt, trời diệu phu nhân, người rốt cuộc chịu mở miệng. người nếu là vẫn luôn như thế kìm nén, lão phu thật đúng là đoán không ra lai lịch của ngươi nhưng người như thế mới mở miệng, coi như tiết nội tình a, à, ha ha, ha ha ha. người khả năng còn không biết a, à, lão phu tu luyện khô mắt thuật, am hiểu nhất khám phá hết thảy huyễn thuật ngụy trang. đã sớm biết người bản thân bị trọng thương cực kỳ suy yếu, chỉ là không nghĩ tới người thế mà suy yếu đến trình độ này, ha ha, quá tốt, trời cũng giúp ta. Theo cái này tiếng cười chói tai, thanh quang lóe lên, lệ lão quái trong tay vẩy rồng kiếm phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc hóa thành 12 đạo thanh mang, đồng thời hướng thiên diệu tiên tử chém bay đi. Lực lão quái trên thân vốn là khí thức hết sức mạnh, càng thêm kinh khủng. Động thủ, lực lão quái bỗng nhiên phát động, áo trắng tu sĩ cũng là một tiếng quát lớn, vỗ bên hông, ngọc bội quang hoa đại phóng, một trận cực kỳ rõ ràng không gian ba động bắt đầu vặn vẹo. Tiêu phàm thấy hoa mắt, lại nhưng đã đổi cái địa phương. Nhìn qua, hay là trong đại điện, dưới thân ghế bành vẫn là ban đầu dạng như vậy, thậm chí liên thủ bên cạnh trên bàn trà chén trà, cũng nguyên si không động, lại không nhìn thấy một bên thiên diệu tiên tử, cũng không nhìn thấy đột nhiên gây khó khăn lực lão quái, tựa hồ bỗng nhiên ở giữa, đại điện này liền bị ngạnh sinh sinh tách ra thành hai cái khác biệt không gian. Áo trắng tu sĩ liền đứng cách tiêu phàm cách đó không xa, trong hai tay, hàn lóng lánh, vậy mà là hiếm thấy kỳ môn binh khí phân thủy Nga mi gai. Loại binh khí này, tại phàm tục võ thuật tiết cũng là cũng không hiếm thấy, nhưng tại tu chân giới thấy không nhiều, nhất là nguyên anh tu sĩ rất ít gặp người sử dụng Nga mi đâm. Xem ra áo trắng tu sĩ cũng là rất am hiểu chém giết gần người. Trừ cái đó ra, còn có ba tên kim đan hậu kỳ tu sĩ đều chiếm một phương, tông trưởng quý thình lình chính ở trong đó. Họ tiêu, ta sư huynh hảo ý cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi lệch không đi, thì nên trách không được trịnh mỗ vô tình, áo trắng tu sĩ híp lại hai mắt, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, ánh mắt lạnh như băng. Xem ra trịnh đạo hữu đối với mình phi thường tự tin, vậy thì tốt, tiêu mỗ liền lĩnh giáo trịnh đạo hữu cao chiêu, tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nhẹ nói, chậm rãi đứng dậy, cổ tay khẽ đảo, một thanh ám trường đao màu đỏ ra hiện ở trong tay của hắn, nghiêng nghiêng vạch ra, lưỡi đao hẹp dài, phối hợp với hắn thẳng tắp sáng người cùng nho nhã dung mạo, ẩn ẩn lộ ra một cỗ yêu dị bá khí ánh mắt tại tông trưởng quỹ ba người trên mặt quét qua tông đạo hiếu các người ba vị hiện tại liền đi ta có thể không giết các ngươi ngữ khí bình tĩnh tựa hồ hết thảy đều như vậy đương nhiên tông trưởng quỹ bọn người không khỏi khẽ giật mình lập tức hai mặt nhìn nhau áo trắng tu sĩ giận dữ cười lạnh nói hắc hắc hậu sinh mặc dù ta không có đi qua kim châu thành lại cũng đã được nghe nói kim châu thành y thánh đại danh đỉnh đỉnh quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a à. Người đường đường một đời y thánh, cũng là biết hồ suy đại khí. Bằng người chúc tu vi ấy, nghĩ hù dọa ai đây? Xem chiêu, áo trắng tu sĩ trong tay phân thủy Nga mi đâm lắc một cái, lập tức một hóa mười, mười hóa trăm, trong nháy mắt đầy trời đều là Nga mi đâm hư ảnh, lít nha lít nhít hướng tiêu phàm kích xạ mà tới. Mặc dù chỉ là hư ảnh, mỗi một đạo lại đều mang mấy phân tà kinh, tựa hồ cũng có không tầm thường lực công kích. Cùng lúc đó, áo trắng tu sĩ thân thể nhoáng một cái, liền mất đi bóng dáng là kim độn thuật, có chút y tứ. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thủ đoạn một dương, dưới chân trượt đi, bỗng nhiên phía bên phải hậu phương một chỗ trong hư không nhanh đâm mà đi. Một giải như giải lụa màu đỏ sậm đao mang, tại không trung xẹt qua một đạo diễm lệ đường vòng cung. Đối kia đầy trời nga mi đâm hư ảnh, vậy mà chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn hờ hứng. Loại trình độ này pháp thuật hóa hình công kích, dù coi như có mấy phân lực sát thương, lại có thể nào coi là thật bị thương sớm đã luyện thành kim cương thiết cốt chi thuật tiêu phàm, chỉ nghe một trận mưa rơi chuối tây dày đặc giao kích thanh âm, mấy trăm đạo Nga mi đâm hư ảnh đều không ngoại lệ, toàn bộ đánh chúng tiêu phàm, lại phát ra tiếng sắt thép pha chạm, nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Tiêu phàm trên thân, ngay cả mồ hôi mau đều chưa từng lau đi một cây. Đinh một tiếng vang giòn, một trận gợn nước ba động vặn vẹo mà lên, áo trắng tu sĩ từ không gian ba động bên trong vọt ra, trong lúc cấp bách lấy Nga mi đâm cách nổ súng diễm đao. Không có khả năng, người có thể nào khám phá ta bộ dạng. Áo trắng tu sĩ thân thể về sau trượt ra mấy bước, mới đứng vững gót chân, vừa sợ vừa giận kêu lên. Tiêu phàm cười nhạt nói, các hạ kim độn thuật là có chút ý tứ, đối không gian chi lực vận dụng, cũng biết chút ra mau, nhưng đơn chỉ bằng những này, liền muốn giết người ở vô hình, không khỏi quá xem thường anh hùng thiên hạ. Đã các hạ rất thích ám tiến đả thương người, kiệt tiêu mỗ liền lấy đạo của người trả lại cho người, để người cũng kiến thức một chút không gian của ta chi thuật, ẩn. Tiêu phàm miệng bên trong quát khẽ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, vậy mà cũng nháy mắt mất đi tung tích. Nhanh, điều động nơi này không gian chi lực, khóa lại hắn. Áo trắng tu sĩ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quát lớn. Tông trưởng quỹ cùng ba tên tu sĩ kim đan luống cuống tay chân, riêng phần mình khu động bên hông ngọc bài, đem cái này nửa bên đại điện bên trong không gian chi lực điều động, lập tức không khí bốn phía lập tức trở nên sền sệt vô so, giống như là lâm vào thật sâu đầm lầy bùn nhão bên trong, tất cả động tác lập tức trở nên chậm chạp vô so áo trắng tu sĩ khóe miệng hiện ra một tia âm lãnh nhe răng cười vỗ bên hông ngọc bội đang chuẩn bị lại thêm một thanh kình triệt để khóa lại tiêu phàm lại chỉ nghe bên tai hô hô vui vẻ sắc bén lưỡi đao đã phá toái hư không hướng cổ của hắn tật gọt mà tới không gian chi lực vậy mà đối tiêu phàm không hề có tác dụng mảy may cũng không thể chậm trễ hắn hành động áo trắng tu sĩ giật nảy cả mình vội vàng giơ tay bên trong nga mi đâm hướng ngoại đón đỡ mà đi đồng thời dưới chân một sai hướng bên cạnh lóe lên mà đi Người này không hổ là tinh thông chém giết gần người người trong nghề, cái này mấy lần động tác mau lẹ, cực kỳ nhanh nhẹn, cũng phi thường đúng chỗ, khó khăn lắm né tránh cái này chí mạng một đao. Suy một tiếng, viêm linh chi nhận sắc bén vô song mũi nhọn, rốt cục vẫn là tại áo trắng tu sĩ đầu vai xẹt qua, một đạo huyết tiến vẩy ra mà ra. Mặc dù tránh thoát bộ vị yếu hại, lại cuối cùng vẫn là tránh không khỏi huyết quang này chi ách. Tiểu bối, vừa giao thủ một cái, liền thủ thương thấy máu, áo trắng tu sĩ không khỏi giận dữ, kêu lên. Suy áo trắng tu sĩ lời còn chưa dứt, trước mắt hồng mang lấp lánh, đao thứ hai lại đã tật gọt mà tới. Như ý bát quái đao pháp, chính là vô cực môn truyền thừa tuyệt học, một khi triển khai, thế công liên miên bất tuyệt, không đem địch nhân chém ở đao hạ, tuyệt không ngừng nghỉ. Cùng đại đa số người tu chân đồng giảng, áo trắng tu sĩ vẫn chưa luyện tập qua phàm tục thế giới võ thuật, đối với loại này liên miên bất tuyệt thế công, lập tức biến đến luống cuốn tay chân, vùng vẩy nga mi đâm, liều mạng chống cự. Như ý bát quái đao tiêu chuẩn dùng đao bình thường là dao găm nhãn linh đao, tương đối mà nói, tiểu xảo nhẹ nhàng, vận chuyển như ý, đối bắp thịt yêu cầu cực cao. Viêm linh chi nhận xa so phổ thông dao găm nhãn linh đao dài hơn nhiều, cũng không phải là đặc biệt thích hợp thi triển loại này cận chiến đao pháp. Nhưng đối với tiêu phàm dạng này đỉnh tiêm cao thủ mà nói, viêm linh chi nhận điểm này khó chịu, hoàn toàn có thể dùng cao siêu kỹ xảo để đền bù. Đao phong thê lương, màu đỏ sậm đao mang dần dần hợp thành một đạo đao màn, đem áo trắng tu sĩ vây vào giữa, chỉ nghe liên nguyên bất tuyệt kim thiết giao kích thanh âm, đã từ từ nhìn không thấy áo trắng tu sĩ bóng người. Suy kim thiết giao kích bên trong, thỉnh thoảng sẽ truyền đến như vậy một tiếng xé vải nhẹ vang lên, lập tức liền áo trắng tu sĩ kinh sợ gặp nhau tiếng chửi, cùng không ngừng vẩy ra mà ra máu tươi. Áo trắng tu sĩ rõ ràng có được nguyên anh kỳ tu vi, thực lực chân thật xa không phải phàm tục thế giới đỉnh tiêm võ thuật cao thủ có thể so sánh, nhưng ở loại này một đao tiếp lấy một đao yêu dị đao pháp cuồn cuộn không dứt công kích phía dưới, lại chỉ có thể cực lực chống đỡ, vậy mà đằng không ra nửa chút thời gian đến thi triển cái khác thần thông. Hiển nhiên còn như vậy đánh xuống, không bao lâu, tiêu phàm liền muốn đem hắn trước mặt mọi người nát cắt lăng trì. Tông trưởng quý cùng ba tên kim đan hậu kỳ tu sĩ thấy gan chiến tâm kinh chi dư, lại không hiểu thấu. Chưa thấy qua dạng này đánh, thật, tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, song phương giao thủ, không phải liều pháp bảo, cũng không phải liều pháp thuật, mà là liều đao, thực tế quá phá vỡ. Cái này cùng phàm tục thế giới vũ sư giao thủ, có gì khác biệt, nhưng tiêu phàm thần thái nhìn qua, lại tựa hồ như đối loại này đấu pháp 10 điểm thích ứng, hiển nhưng đã không phải là lần đầu. Họ tiêu này ra hỏa, đến cùng là cái quái vật gì? Vì cái gì không gian chi lực giam cầm, đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Rõ ràng áo trắng tu sĩ cảnh giới càng ở trên hắn, lại bị hắn dùng loại này của quái đao pháp gắt gao ngăn chặn. Ngay cả một hơi đều không kịp thở suy cái thứ ba xé vải chi tiếng vang lên, vương bắt đản, áo trắng tu sĩ cuồng giận lên, chửi rủa không thôi. Tông trưởng quỹ đám ba người mắt thấy không phải đầu, liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình tế ra pháp bảo, khí thế hùng hổ hướng tiêu phàm đánh tới. Mặc dù bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tiêu phàm dạng này đấu pháp, nhưng cũng biết, tiêu phàm chỉ sợ am hiểu nhất chém giết gần người. Tiến lên cùng hắn vật lộn, khẳng định là ngu xuẩn nhất lựa chọn, đều không hẹn mà cùng lựa chọn pháp bảo công kích. Đúng lúc này, ba người thấy hoa mắt, một đoàn màu vàng sa trần từ dưới đất chui ra. Ở trên mặt đất một quyển, liền hóa thành cao khoảng một trượng một tên thổ hoàng sắc cự nhân, tay cầm to lớn thổ hoàng sắc đại truy, luân chuyển như gió. Qua trong giây lát liền đem ba người pháp bảo đều đánh cho ngã trái ngã phải, tứ tán bay loạn. Đây là vật gì, ba người nhất thời trợn mắt hốc mồm, thấy địch nhân ngẩn người, thổ ma ngẫu càng không nói chuyện, thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát cắt bay đá chạy, thiết kế tinh mỹ đại điện tựa hồ đảo mắt liền biến thành tái ngoại sa mạc, cát vàng đại mạc, thổi đến người mắt đều không mở ra được tới. Đây là ma ngẫu, rốt cục có một tên kiến thức rộng rãi tu sĩ Kim Đan kêu lên. Làm sao có thể, nơi nào sẽ có nguyên anh kỳ ma ngẫu? Tông trưởng quỹ lại lắc đầu liên tục, biểu thị không tin. Ma ngẫu thứ này, tại thiên nhai thành cũng không phải không có xuất hiện qua, một chút phương xa đến vu đạo tu sĩ, liền mang theo có ma ngẫu, thậm chí còn có chuyên ti nước hạ tác chiến nước ma ngẫu nhưng những cái kia ma ngẫu cảnh giới bình thường đều tương đối thấp ngay cả kim đan kỳ đều tương đối hiếm thấy nguyên anh kỳ ma ngẫu đừng bảo là chưa bao giờ thấy qua ngay cả nghe đều rất ít nghe nói qua còn không chờ bọn hắn thảo luận ra kết quả đến a à một tiếng kêu thảm vang lên lại là một tên đồng môn né tránh không kịp bị thổ ma ngẫu một chùy đánh trúng đầu lập tức liền đánh cho óc vỡ toang ầm vang ngã xuống đất ngay cả dãy ruộ đều không có dãy ruộ một chút liền là khí tuyệt bỏ mình ma ngẫu lực lớn vô cùng Hùng hãn không sợ chết, lại rất khó bị giết hết, sức chiến đấu cực mạnh. Bình thường cùng giai tu sĩ cùng nó giao thủ, nếu như không có tu luyện qua chuyên môn khắc chế ma ngẫu công pháp hoặc là không có đặc biệt bảo vật, bình thường đều tuyệt không phải ma ngẫu đối thủ. Huống chi là nguyên anh kỳ ma ngẫu lấy mạnh hiếp yếu, ba tên tu sĩ kim đan nơi nào sẽ là địch thủ. Chỉ chớp mắt ở giữa, liền có người vẫn lạc mà chết. Mắt thấy thổ ma ngẫu xảy bước đánh tới, màu vàng cự trùy bên trên vết máu loang lổ, thằng không phải sức người chỗ có thể chống cự, tông trưởng cuối cùng một tên khác tu sĩ kim đan không khỏi vong hồn đại mạo, nhanh nhanh điều động không gian chi lực khóa lại nó, nhưng hai người đến cùng không phải thái điểu, cũng coi như phải kiến thức rộng rãi, chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trong khoảnh khắc liền nghĩ ra đối sách, liên tục không ngừng cuồng thúc bên hông ngọc bội một cỗ không gian chi lực phun trào tới, thổ ma ngẫu hành động lập tức liền trở nên chậm chạp, tốt động tác của nó chậm lại, tông sư huynh mau đem pháp bảo của ngươi liệt núi ấn tế ra đến, thanh thứ này đánh cho vỡ nát, ta dùng hồ lô thu nó. Một tên khác kim đan hậu kỳ tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Phải nói, người này sách lược cực kỳ chính xác, cái này là đối phó thổ ma ngẫu biện pháp hữu hiệu nhất. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn thật sự có thể áp dụng được. Tông trưởng quỹ vừa mới luống cuốn tay chân tế ra một kiện đại ấn trạng bảo vật, liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, to lớn thổ ma ngẫu bỗng nhiên không thấy bóng dáng, từ dưới con mắt của hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không tốt, nó tại thổ đột, tông trưởng quỹ kinh hô một tiếng, ngay cả liệt núi ấn cũng không kịp thu lấy, thân thể nhoáng một cái, liền hướng đại điện một góc bay đi. Một khi bị cường đại như thế nguyên anh kỳ thổ ma ngẫu lấn đến phụ cận, coi như ngay cả nửa điểm chỗ trống để né tránh cũng sẽ không có. Một tên khác tu sĩ kim đan động tác chậm hơn, vừa mới lấy ra một cái hồ lô trạng pháp bảo, liền chỉ cảm thấy mắt cá chân chỗ siết chặt, cúi đầu nhìn lại, một đôi thổ bàn tay lớn màu vàng đã cầm thật chặt hắn mắt cá chân lập tức dọa đến hồn phi thiên bên ngoài hé miệng còn đến không kịp kêu to cả người liền lăng không bị xé thành hai mảnh sư thúc cứu mạng chính đang phi xà tông trưởng quỹ nhìn thấy một màn này trong chốc lát mặt như màu đất không lo được khác khàn cả giọng kêu lên không phải nói từ ba người bọn họ phối hợp tứ sư thúc cầm xuống họ tiêu này dễ như trở bàn tay a làm sao trong nháy mắt bốn người cũng chỉ còn lại có hai cái mà lại hai cái này tình hình còn 10 điểm không ổn. Nếu như trong thời gian ngắn không thể được đến kịp thời chi viện lời nói, tông trưởng quỹ rất rõ ràng, mình có phiền phức rất lớn. Kia thổ ma ngẫu vô chi vô biết, tuyệt sẽ không cho hắn nửa điểm nhân từ. Chỉ là lúc này, tứ sư thúc sớm đã còn không mang nổi mình ốc. Suy suy suy, kết nối không ngừng xé vài thanh âm truyền đến, nghe vào tông trưởng quỹ trong tai, mỗi một cái đều kinh tâm động phách. Trong lúc cấp bách nhìn trộm hướng bên kia một nhìn, chỉ thấy màu đỏ sậm đao mang bao phủ phía dưới máu tươi vẩy ra đã tại tiêu phàm bên chân hình thành một mảnh huyết vũ tại viêm linh chi nhận tạo thành kín không kẽ hở đao võng phía dưới vô luận áo trắng tu sĩ như thế nào xê dịch né tránh như thế nào gào thét như sấm đều từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát ra ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình vết thương trên người càng ngày càng nhiều không bao lâu toàn thân tinh huyết liền sẽ vẩy đến tinh quang tiêu phàm một tay chắp sau lưng một tay vận đao cực kỳ dù bận vẫn ung dung sư thúc nhanh cứu ta a à, chỉ bất quá sau một lát tông trưởng quỹ nửa tiếng kêu thảm thiết liền lại im bặt mà dừng không còn có nửa điểm âm thanh vương bát đản bị vây ở đao võng phía dưới áo trắng tu sĩ không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh hắn mặc dù không xông phá tiêu phàm đao võng bên ngoài hết thảy lại thấy nhất thanh nhị sở kia thổ ma ngỗ khí tức khủng bố càng là làm hắn kinh hồn táng đảm họ tiêu này tiểu tử chẳng những thực lực bản thân mạnh vượt xa ngoài dữ liệu của hắn, càng làm người không tưởng tượng được chính là tiêu phàm thế mà còn có mạnh mẽ như vậy giúp đỡ. Bây giờ ba tên tu sĩ Kim Đan đều bị thổ ma ngẫu nhẹ nhõm xử lý. Rất nhanh liền sẽ chạy tới, cùng tiêu phàm hợp lực đối phó hắn. Áo trắng tu sĩ cơ hồ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Khi thổ ma ngẫu từ dưới người hắn bỗng nhiên chui lúc đi ra, cũng chính là hắn tử kỳ đến. Tại dạng này biến thái hai tên hỗn đản giáp công phía dưới, hắn tuyệt không nửa phân sinh cơ lúc này lại không mạo hiểm mưu đồ một xính, chẳng những một thế anh danh trôi theo nước chảy. Ngay cả tính mạng đều muốn không gánh nổi, thổ ma ngẫu một chùy đem tông trưởng quỹ đánh thành thịt muối, ở trên mặt đất một quyển, hóa thành một đoàn cát vàng, chui xuống dưới đất không thấy bóng dáng. Phá, mắt thấy chuyện gấp, áo trắng tu sĩ không do dự nữa, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, trong tay phân thủy nga mi đâm bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành hai đoàn lóa mắt lóa mắt ánh sáng, đồng thời một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ầm vang bộc phát ra, hướng bốn phía băng liệt mà đi, thế không thể đỡ. Sống chết trước mắt, áo trắng tu sĩ vậy mà tự bảo hắn bản mệnh binh khí. Một tên nguyên anh tu sĩ liều mạng, tự bảo bản mệnh pháp bảo, nó uy năng chi lớn, không cùng luân so, dù coi như là tiêu phàm tu vi viễn siêu cùng giai tu sĩ, cũng không dám đón đỡ. Ngay tại áo trắng tu sĩ liều mạng nháy mắt, thân thể nhoáng một cái, trong chấp nhoáng liền từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại dạng này quan trọng quan khẩu, tiêu phàm không chút do dự thi triển ra theo gió che đậy hình thuấn di chi thuật. Bản mệnh pháp bảo tự bảo, đối áo trắng tu sĩ tổn thương, càng là khó có thể tưởng tượng, đại bộ phận phân tự bảo uy lực, đều bị chính hắn chịu đựng được. Cái này vốn là giết người 3.000 tự tổn 10.000 chiêu số, chỉ có tại nhất lúc tuyệt vọng mới liều chết một xính. Cũng may đối loại tình hình này, áo trắng tu sĩ đã sớm chuẩn bị, ẩm vang bạo liệt về sau, hắn sớm đã đồng thời khởi động bên hông ngọc bội, tại hắn vừa mới thoát ra mấy trượng bên ngoài, một cỗ to lớn không gian chi lực hàng lâm xuống, đem bản mệnh pháp bảo tự bạo uy có thể áp chế gắt gao tại ban đầu chỗ, lại không khiến cho khuếch tán. Cũng chính là có dạng này chuẩn bị ở sau, áo trắng tu sĩ mới dám tại gặp phải tình huống như thế này tự bạo bản mệnh pháp bảo. Nếu không, coi như hắn có thể đột phá tiêu phàm đau võng cũng sẽ chết tại mình bản mệnh pháp bảo phía dưới. vừa mới vừa chạy ra kia kinh khủng màu đỏ sậm đau mang bao phủ, áo trắng tu sĩ thân thể sớm đã phá thành mảnh nhỏ tay trái cùng chân trái đều không thấy bóng dáng, toàn thân máu thịt bè bét, trong lúc này, lại không kịp kiểm tra tình hình vết thương của mình, miệng hơi mở, một mặt tấm chắn nhỏ phun ra, áo trắng tu sĩ đang muốn bấm quyết cách làm, kích phát món bảo vật này, bỗng nhiên cảm thấy ngực đau xót, không chịu được cúi đầu. Một đoạn màu đỏ sậm lưỡi đao, từ lồng ngực của hắn trực thấu ra, màu đỏ sậm đau phong phía trên, đỏ tươi huyết trâu từng chuỗi rơi xuống nước. Áo trắng tu sĩ hai mắt bỗng nhiên trợn thật lớn, lộ ra khó có thể tin thần sắc, tựa hồ rốt cuộc không nghĩ tới, cái này trận đánh nhau, sẽ là kết quả như vậy. Nhưng mặc kệ hắn đến cỡ nào không cam tâm, còn có bao nhiêu tuyệt kỹ không kịp thi triển, cái này trận đánh nhau đã dừng ở đây. Oanh màu đỏ sậm viêm linh chi nhận bỗng nhiên liệt diễm bốc hơi, lưỡi đao phía trên áo trắng tu sĩ, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tại dạng này nhiệt độ nóng bỏng phía dưới, ngay cả thâm tàng thể nội nguyên anh đều không có nửa phân dẫy dụa cơ hội, theo tàn tạ thân thể cùng một chỗ, bị đốt thành cho bụi. So sánh dưới, lực đại sư bên này chém giết, tựa hồ càng có thưởng thức tính. 12 đạo bản mệnh vẩy rồng biến thành thanh mang, trong hư không như ẩn như hiện, biết bao phiêu miểu. Loại này đặc tính, ly giao bản mệnh vẩy rồng là không có, không hề nghi ngờ, lực lão quái trộn lẫn vào một chút những tài liệu khác. Thiên diệu tiên tử vẫn như cũng ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trong, đối cái này 12 đạo thanh mang làm như không thấy. Suy suy suy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 12 đạo thanh mang thoáng qua liền giết tới thiên diệu tiên tử phụ cận, thấu thể mà qua. Cứng rắn hoa lê một ghế bành, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, mà ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trong thiên diệu tiên tử, lại một trận rất nhỏ run rẩy như là sóng nước, biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như nàng cho tới bây giờ liền chưa từng ở nơi đó xuất hiện qua. Thật xinh đẹp huyễn thuật, lực lão quái khẽ giật mình, lập tức hắc hắc quái tiếu. Đôi mắt già nua vẩn đục bên trong, làm mang lấp lánh, lập tức trong đại điện tìm tòi. Người tại cái này ly giao bản mệnh vảy rồng bên trong, gia nhập cái gì? Ngay tại lực lão quái tìm kiếm thời điểm, một cái lãnh đạm âm thanh âm vang lên, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thiên diệu tiên tử thân ảnh lại xuất hiện tại chỗ cũ, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, tựa hồ chưa hề di động qua. Hắc hắc, gọi phu nhân chê cười, lão phu tại những này bản mệnh vảy rồng bên trong, gia nhập một chút hải thận thú gân thú, lực lão quái hai mắt khẽ hít một cái, vừa cười vừa nói hải thận thú, là thận thú họ hàng gần, thiên diệu tiên tử sau nghi nhẹ nhàng dơ lên, đúng vậy, chân chính nói đến, hải thận thú mới là chính tông nhất huyết mạch truyền thừa, thận thú, các thận thú, cây thận thú những này, đều là biến dị chủng loại, thiên diệu tiên tử nhẹ gật đầu, từ tốn nói, người tại cái này phải rồng giáp bên trong dưới tiền vốn lớn như vậy, là có hoàn toàn chắc chắn đối trả cho chúng ta rồi. Không dám, phu nhân là hậu kỳ đại tu sĩ, ai dám nói có hoàn toàn chắc chắn chỉ là hạo thiên tông treo thưởng thực tế quá mức mê người làm gì cũng phải liều mạng một cái tại địa phương khác tại hạ cũng không dám đánh phu nhân chủ ý bất quá tại cái này truyền thống trong đại điện nha vậy coi như không giống phu nhân chẳng lẽ không có cảm ứng được nơi này không gian chi lực a à? nói như vậy ngươi đối không gian chi lực cũng có nghiên cứu thiên diệu tiên tử trong giọng nói lộ ra một điểm kinh ngạc chi ý không sai gần nhất hơn 100 năm đến lão phu một mực tại dốc lòng nghiên cứu không gian chi đạo. Phát hiện không gian chi lực không hề giống chúng ta ngày thường đoán như thế, hoàn toàn không thể nắm lấy, mà là có dấu vết mà lần theo. Mặc dù không có không gian loại dị bảo, không cách nào chống giống sinh ra không gian chi lực đến, nhưng mượn nhờ cái này siêu cấp truyền tống trận không gian ba động. Lại có thể từ không sinh có, lực lão quái ngạo nghĩa nói. Mặc dù hắn mặt thấp thoáng tại mũ giáp về sau, không nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ bằng vào ngữ khí cũng có thể nghe được, Hắn rất đắc ý. Thiên diệu Tiên Tử lãnh đạm nói, ngươi có thể tại luyện khí thuật bên trên lấy được cao như vậy thành tựu, lại tu luyện khô mắt thuật, còn có thể hóa nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu không gian chi lực, có thể thấy được thiên phú của ngươi là cực cao. Đáng tiếc a, à, tham thì thâm, ngươi nếu là một lòng nhào về mặt tu luyện, có lẽ cũng sớm đã tiến giai hậu kỳ, cần gì phải tại cái này thiên nhai thành bị người uất khí. Lực lão quái hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, lập tức cười lạnh nói, phu nhân là đang giáo huấn ta a. À mặc dù tại hạ chưa đặt chân hậu kỳ cảnh giới, nhưng có không gian chi lực tương trợ. Chưa hẳn liền không thể cùng phu nhân một trận chiến, tật. Lực lão quái miệng bên trong một tiếng quát nhẹ, trên thân vảy rồng giáp quang hoa đại phóng, lóa mắt sinh huy, khiến người không dám nhìn gần. Sau một khắc, lực lão quái liền xuất hiện tại thiên diệu tiên tử sau lưng, 12 đạo thanh mang lóe lên, lần nữa hướng thiên diệu tiên tử tật chảm mà đi. Xuy suy suy lại là liên tiếp nhẹ vang lên, thiên diệu tiên tử uyển chuyển thân thể, tại vảy rồng kiếm phách chạm phía dưới, vỡ vụn thành từng mảnh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hừ, lực lão quái hừ lạnh một tiếng, hai vị đạo hữu đều hiện thân đi, đại điện trên thạch bích, quang mang lấp lánh, hai đạo nhân ảnh nổi lên. Nhìn kỹ lại, lại là một cao một thấp hai tên trung niên tu sĩ, cao cực gầy, như cùng một căn cây gậy trúc tương tự, phảng phất một trận gió tới, liền có thể đem hắn phá không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thấp lại là cực béo, thân cao không tới bốn thước, nằm ngang lại vượt qua bốn thước, tựa như một cái to lớn viên thịt, cái mũi con mắt miệng tại một chương to lớn mặt béo bên trên chen làm một đoàn, xấu xí dị thường. Lực lão quái thất sư để cùng người này một so, quả thực chính là thon thả thẳng tắp xinh đẹp lang quân. Hai người này tướng mạo nhìn như buồn cười, lại đều có nguyên anh sơ kỳ tu vi, đồng thời toàn thân sát khí trùng thiên có thể thấy được ngày bình thường giết chóc vô số, tuyệt không phải cái gì thiện nam tín nữ. Động thủ, lực lão quái cũng không nói nhiều, kêu lên, lực huynh, không đúng sao, người cũng không có nói cho chúng ta biết, muốn đối phó chính là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Một cao một thấp hai tên trung niên tu sĩ lại không nhúc nhích tí nào, tu sĩ cao gầy bờ môi khẽ động, hướng Lực Lão Quái truyền âm nói, thần sắc cực kỳ không vui, tựa hồ cảm thấy mình thụ lường gạt. Cũng không trách hắn sinh khí, cái này Lực Lão Quái cũng quá bất hợp lý, nói là mời bọn họ xuất thủ tương trợ, ai biết muốn đối phó thế mà là một vị hậu kỳ đại tu sĩ. Nói đùa cái gì, Lực Lão Quái bờ môi khẽ nhúc nhích cũng truyền âm nói, ngài đạo hiếu, cái này yêu nữ là hậu kỳ tu sĩ không sai, nhưng ngươi cũng hẳn là nhìn ra được, nàng trọng thương chưa lành, thực lực đại tổn, cùng chân chính hậu kỳ đại tu sĩ hoàn toàn không so được. Chúng ta bốn người liên thủ, tăng thêm nơi đây không gian cấm chế, muốn đối phó nàng, khẳng định là thất tha có dư, hừ, người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Chỉ là một điểm linh thạch, mấy khỏa nội đan, liền muốn lừa gạt huynh đệ chúng ta cùng một tên hậu kỳ đại tu sĩ liều mạng, nào có dễ dàng như vậy hắc hắc, ngài đạo hiếu cũng đừng quên, 20 năm trước, Trấn Hải cung kia án mạng nhưng cùng các người có quan hệ. Nếu không phải lão phu thay các ngươi làm chứng, các ngươi có thể như vậy mà đơn giản liền cởi xuống liên quan A. Thành cung chủ nhưng không có tốt như vậy lừa gạt, hai vị hay là hảo hảo nghĩ đo một cái đi, lực lão quái sầm mặt lại, thanh âm lập tức trở nên lạnh như băng. Họ ngài tu sĩ cao gầy sắc mặt đại biến, đầy mắt đều là sắc mặt giận dữ. Lực lão quái cười lạnh liên tục, chỉ là tiếp cận hắn tu sĩ cao gầy sắc mặt thay đổi mấy lần bờ môi khẽ nhúc nhích cùng viên thịt tu sĩ trò chuyện vài câu ánh mắt lóe lên tựa hồ hả quyết tâm ngẩng đầu nhìn về phía lực lão quái truyền âm nói tốt lực lão quái tính hai anh em ta không may liền lại giúp ngươi một lần nhưng cái kia giá cả không được lực lão quái hiển nhiên đã sớm trong lòng có chuẩn bị lập tức nói không có vấn đề đáp ứng hai vị linh thạch lại thêm ba thành động vật biển nội đan lại thêm bốn khỏa chỉ cần hai vị phối hợp sư đệ ta, điều khiển tốt nơi này không gian cấm chế là được. Kia yêu nữ từ lão phu tự mình đối phó, tốt, kia quyết định như vậy, bất quá, lực lão quái, chúng ta chuyện xấu nói trước, đây chính là một lần cuối cùng. Lần này qua đi, hai chúng ta thanh, ngươi lại cũng đừng tới tìm hai anh em chúng ta, họ ngải tu sĩ cao gầy hầm hừ nói, tựa hồ đối với lực lão quái không có nửa phân hào cảm. Dễ nói dễ nói, chỉ muốn lấy cái này yêu nữ, lão phu về sau cam đoan cũng không tiếp tục đến làm phiền các ngươi hai vị, lực lão quái mỉm cười, ngữ khí trở nên 10 điểm vui vẻ. Lực lão quái bọn người trao đổi thời điểm, thiên diệu tiên tử thân ảnh lại tại nguyên chỗ hiện thân mà ra, đứng bình tĩnh ở nơi đó, không rên một tiếng, đã không bước ra mà đi, cũng không chủ động tiến công. Tựa hồ đối với đây hết thảy, đều không thèm để ý chút nào. Thất sư đệ, động thủ, lực lão quái quát khẽ một tiếng, tốt, mập lùn tu sĩ gật đầu mạnh một cái, đưa tay tại bên hông vỗ, kia mặt ngọc bội bay vụt mà lên, mập lùn tu sĩ nắm trong tay, miệng lẩm bẩm, tay phải bấm quyết, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh vào trong ngọc bội. Họ ngải tu sĩ cao gầy cùng viên thịt tu sĩ cũng phân biệt cầm một mảnh ngọc bội, động tác cùng mập lùn tu sĩ giống nhau như đúc. Một cỗ vô hình không gian chi lực, dần dần tràn ngập trong đại điện. Lực lão quái ngửa mặt lên trời một tiếng cuồng tiếu, dưới chân độn quang cùng một chỗ, chậm rãi thăng lên trên trời, bá một tiếng, phải rồng rác bên trên thanh quang đại phóng, trăm dư phiến nắm đấm lớn lân phiến bay múa mà lên, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, suy suy thanh âm chưa phát giác, đảo mắt liền ẩn vào hư giữa không chung, không thấy bóng dáng. Vảy rồng giáp từ thanh chuyển trắng, khôi phục huyền tinh giáp lúc trước diện mạo. Trời diệu phu nhân, người hay là đứng ở nơi đó không nhúc nhích sao? Lực lão quái trên mũ giáp quang mang lóe lên, lộ ra kia trương như cùng hong khô quýt ra như mặt mo, hai mắt nhắm lại, gắt gao tiếp cận cách đó không xa thiên diệu tiên tử. Có thủ đoạn gì, sửa hết ra chính là, thiên diệu tiên tử lạnh lùng nói, ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút, tựa hồ thêm ra hai tên nguyên anh tu sĩ hoàn toàn là trong suốt, mảy may đều không thả trong mắt của nàng. Rất tốt, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lão phu vẩy rồng kiếm trận. Lực lão quái cười lạnh một tiếng, quát, hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm Chảm, chỉ thấy hư giữa không chung, hơn 10 thanh màu xanh đoản kiếm, nổi lên, mỗi chuôi lợi kiếm dài ước chừng hai thước, thanh mang lấp lóe lộ ra cực kỳ sắc bén, hướng về kiếm trong vòng thiên diệu tiên tử, cuồn cuộn đánh tới. Nhóm đầu tiên hơn 10 thanh lợi kiếm vừa vừa khởi động, trong hư không lại bắt đầu hiện ra nhóm thứ hai màu xanh đoản kiếm, dường như cuồn cuộn không hết. Một mực yên lặng thiên diệu tiên tử sau nghi có chút một dương, rốt cục động, bàn tay vừa nhấc, khí tức băng hàn đột khởi, từng đạo dài ước chừng vài tấc băng chùy, hướng về cuồn cuộn đánh tới vảy rồng đoản kiếm bay đi, suy suy âm thanh bên trong, sáng như tuyết băng chùy sát bên trường kiếm màu xanh bắn tới, vậy mà tất cả đều rơi vào không trung, chưa từng bắn chúng. Hắc hắc, đạo hữu cũng không tránh khỏi quá coi thường lão phu cái này vảy rồng kiếm trận. Những này vảy rồng kiếm chẳng những là lấy ly dao lân phiến luyện chế mà thành, trong đó còn trộn lẫn vào thiết mẫu bột mài cùng hải thận thú gân thú, cũng thật cũng ảo, nào có dễ dàng như vậy bị phá mất. Lực lão quái cười lạnh nói, hừ, thiên diệu tiên tử hừ lạnh một tiếng, tay phải một dương, lực lão quái trước mặt bỗng nhiên trắng xóa xương mù lượn lờ, nháy mắt hoàn toàn mơ hồ, cái gì đều không nhìn thấy. Tê một tiếng vang nhỏ, một đạo bạch mang qua trong dây lát liền đến lực lão quái trước mắt. Thanh mang chấp động, mũ giáp đột nhiên lại đem lực lão quái đầu bao khỏa phải cực kỳ chặt chẽ. Đinh một tiếng vang giòn, sắc bén vô song băng trùy, chính chính bắn tại lực lão quái trên trán, thanh mang lấp lánh ở giữa, lại hướng bên cạnh trượt ra ngoài, không có thương tổn đến lực lão quái mảy may. Trời diệu phu nhân, muốn đánh liền nghiêm túc điểm, dạng này tiểu thủ đoạn, muốn phá mất ta vảy rồng bảo giáp, không khỏi có chút quá trò đùa đi. Hắc hắc, hắc hắc hắc, một trận cười lạnh thanh âm, trong đại điện quanh quẩn không thôi. Ai nói đây là ngươi vảy rồng giáp, thiên diệu tiên tử lạnh lùng hỏi. a à, đúng, đây là tiêu đạo hữu vảy rồng giáp. Bất quá, nếu là tiêu đạo hữu đã vẫn lạc mà chết đây. Kia liền có thể là ta đi, lực lão cười quái dị nói nói. Hơn 10 thanh vảy rồng đoàn kiếm mảy may lại mảy may đều không có ngừng, tiếp tục cuồn cuộn hướng ở trong thiên diệu tiên tử cắt mà tới. Đừng nhìn lực lão quái giọng nói nhẹ nhàng, trên thực tế điều khiển cái này vảy rồng kiếm trận cực kỳ hao phí thần niệm chi lực. Bởi vì những này vảy rồng đoàn kiếm mỗi một chuôi đều phải lấy một sợi thần niệm đi điều khiển, cùng không ít kiếm tu môn phái kiếm trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này mặc dù là trọn vẹn pháp bảo, nhưng không có lệ thuộc, độc lập với nhau, mỗi một chuôi vảy rồng kiếm đều là một kiện độc lập pháp bảo. Đương nhiên, cũng có thể đem trọn vẹn vảy rồng kiếm đều luyện hóa thành một thể pháp bảo, thao túng liền dễ dàng nhiều. Bất quá, uy lực liền không thể so sánh nổi, gặp được cao thủ chân chính, chỉ cần đánh tan tổng xiết, chọn bộ pháp bảo liền mất đi tác dụng. Hiện tại mỗi một chuôi đoản kiếm đều là một kiện độc lập bảo vật, địch nhân phá giải đi, độ khó liền phải lớn hơn nhiều. Cũng may mà lực lão quái thần niệm chi lực không yếu, vượt qua nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lúc này mới có thể đồng thời điều khiển ba mươi mấy chuôi đoản kiếm đổi một cái thần niệm chi lực hơi yếu nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ riêng là sắp xếp như ý cái này ba mươi mấy thanh phi kiếm thứ tự trước sau, liền muốn hao hết tâm thần. Dù là như thế, lực lão quái điều khiển toàn bộ kiếm trận, cũng vẫn là lộ ra cố hết sức. Vì thời gian đang gấp, hắn thậm chí còn đến không kịp chân chính luyện hóa cái này trọn vẹn pháp bảo, liền vội vã chạy tới. Trước mắt bộ này vảy rồng giáp cùng vảy rồng kiếm trận, đều có thể nói là vật vô chủ, cũng nên cùng nơi này sự tình xong xuôi thuận lợi bắt giữ yêu nữ đến đại triệu nước đem yêu nữ hiến cho hảo thiên tông nhận lấy cách xù treo thưởng về sau lại ổn định lại tâm thần chậm rãi luyện hóa nhận chủ không muộn muốn luyện hóa pháp bảo cực phẩm vội vàng sao động không được thiên diệu tiên tử trong mắt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng không thể phủ nhận cái này lực lão quái quả nhiên là bất thế gia kỳ tài luyện khí thuật bên trên tạo nghệ tuyệt đối là cấp bậc tông sư, thế mà thật luyện được một bộ pháp bảo cực phẩm. Định, thiên diệu tiên tử hét lên một tiếng, xung quanh không khí bỗng nhiên trở nên dị thường giá rét, giống như là nháy mắt muốn đem toàn bộ thiên địa đều đông lạnh triệt. Ngay tại cuồn cuộn đánh tới vảy rồng kiếm, bốn phía xương trắng cùng một chỗ, đảo mắt liền đông cứng óng ánh hàn băng bên trong, rốt cuộc trước không vào được mảy may. Lực lão quái lạnh cười nói, trời diệu đạo hữu huyền băng công pháp vô cùng ghê gớm, không qua đạo hữu cũng đừng quên. Đây là ly dao long vảy chế tạo binh khí, thủy thuộc tính công pháp muốn vây khốn bọn chúng, độ khó không tiểu, lời còn chưa dứt, bị đông tại hàn băng bên trong 36 chuôi đoạn kiếm, quang mang lóe lên. Hóa thành từng mảnh từng mảnh xanh minh mang vảy rồng, làm quang lại lóe lên, liền từ kiên cố vô so huyền băng bên trong thấu thể mà ra, lại nhìn những cái kia huyền băng. Vẫn như cũ đông lạnh ở nơi đó, cũng không có biến hóa đặc biệt. Ly dao là thuần thủy thuộc tính trong biển yêu thú, thiên diệu tiên tử huyền băng quyết, trên bản chất cũng là thủy thuộc tính công pháp, quả nhiên khốn không được vảy rồng kiếm. Bất quá những này vảy rồng thoát khốn về sau, cũng chưa từng lại hóa thành đoàn kiếm. Mà là tại lam quang lấp lóe bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vòng thứ hai 36 chuôi hàn lóng lánh phi kiếm, lại sớm đã ở ngoài vì tạo thành một cái mới kiếm trận, vẫn như cũ không chậm không nhanh chậm rãi hướng ở giữa cắt mà đến, nhóm thứ ba vảy rồng biến thành đoàn kiếm, lại trong hư không ẩn ẩn nổi lên hết thảy 108 tấm vảy rồng, chế tạo thành 108 thanh phi kiếm, trên bản chất, chỉ cần lực lão quái thần niệm chi lực đủ cường đại, pháp lực đầy đủ thâm hậu, những này phi kiếm tạo thành kiếm trận liền sẽ sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Trừ phi có thể đem những này phi kiếm toàn bộ phá hủy, hoặc là trực tiếp diệt sát lực lão quái, nếu không thật đúng là rất khó phá mất cái này kiếm trận. Hết lần này tới lần khác lực lão quái trên thân còn hất lên đồng dạng vảy rồng giáp, năng lực phòng ngự mạnh, mảy may cũng không tại kiếm trận công kích sắc bén lực phía dưới. Dạng này công thủ gồm nhiều mặt bảo vật, tại pháp bảo cực phẩm bên trong cũng phi thường hiếm thấy, có thể xưng thượng giai chi phẩm. Khó trách lực lão quái tự tin hơn gấp trăm lần, tự tin có món bảo vật này, dù coi như đối mặt hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không rơi vào thế hạ phong. Định, thiên diệu tiên tử lại là hét lên một tiếng, tiêm tiêm tố thủ một dương, kỳ hàn chi khí tái khởi, liền muốn y dạng hỏa hồ lô, đem vảy rồng kiếm lần nữa đông cứng huyền băng bên trong mặc dù làm như vậy cũng không thể chân chính vây khốn vảy rồng kiếm, lại có thể chỉ trệ kiếm trận thế công. Thiên diệu tiên tử cố nhiên bởi vì thụ thương mà không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng hậu kỳ đại tu sĩ ánh mắt còn tại. Một chút liền có thể nhìn ra được, kiếm trận này uy lực vô cùng lớn, lại có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là cực kỳ hao phí thần niệm chi lực. Chỉ cần nhiều thất bại kiếm trận mấy lần tiến công, lực lão quái nhất định kế tục không còn chút sức lực nào. Bảo bối đúng là bảo bối tốt, nếu như là từ những cái kia thần niệm chi lực đặc biệt cường đại hậu kỳ đại tu sĩ đến vận chuyển cái này vẩy rồng kiếm trận phát huy được uy lực khẳng định xảy ra hồ đại đa số người ngoài ý liệu thời cơ thích hợp có được một bảo vật như vậy đủ để dùng ít địch nhiều không rơi vào thế hạ phong trời diệu đạo bản người thật sự là quá khiến ta thất vọng dạng này điêu trùng tiểu kỹ nhưng chỉ lần này thôi lực lão quái cười lạnh một tiếng ống tay áo lắc một cái từng đạo pháp quyết bắn ra 36 thanh phi kiếm thanh quang đại phóng, thiên diệu tiên tử không có gì bất lợi huyền băng chi thuật, bỗng nhiên mất đi công hiệu, cứng rắn vô so huyền băng, bị vẩy rồng kiếm thanh mang cản tại bên ngoài. Ngay sau đó, vang lên một trận trói tai cắt thanh âm, cứng rắn vô so huyền băng, lại bị vẩy rồng kiếm cắt thành vô số mảnh vỡ, hóa thành đầy trời vụn băng, nhao nhao rơi xuống. Thiên diệu tiên tử song nghi có chút một dương, cái này vẩy rồng kiếm sắc bén, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thiết mẫu bột mài đại danh đỉnh đỉnh, danh xưng rời kim chi tinh, quả không phải chỉ là hư danh. Lực lão quái dạng này luyện khí tông sư, tình nguyện hủy đi một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm, cũng muốn để luyện ra trong đó thiết mẫu bột mài đến, dung nhập vảy rồng kiếm bên trong, khẳng định là có đạo lý. 36 chuôi vảy rồng kiếm chậm rãi thu nạp vòng vây, hướng ở giữa cắt mà hạ. Cùng lúc trước tương tự một màn lại xuất hiện, thiên diệu tiên tử thân thể tại vảy rồng kiếm cắt phía dưới, vỡ vụn thành từng mảnh mà ra, nhưng không thấy một tia máu tươi bắn tung tóe, một trận gợn nước ba động vặn vẹo qua đi, liền ở tại chỗ mất đi bóng dáng. Lực lão quái cũng kinh ngạc, lúc trước thăm dò tính công kích, còn tưởng rằng thiên diệu tiên tử chỉ là vận dụng cực kỳ cao minh huyễn thuật, nhưng bây giờ tại kiếm trận cắt phía dưới, vậy mà cũng là tình hình như vậy, xem ra tuyệt không chỉ là huyễn thuật đơn giản như vậy, cuối cùng. Có lẽ còn là thuấn di thuật, trong đó gia nhập một chút huyễn thuật cùng ẩn nạc thuật. Chỉ không gì hơn cái này kỳ diệu thuấn di thuật, lực lão quái trước kia chưa bao giờ thấy qua. Nhưng trong đại điện này, sớm đã bày ra không gian cấm chế. Nhanh, thanh nàng tìm ra, năm lần bảy lượt để người tại dưới mí mắt hắn chạy đi, lực lão quái phiền muộn chi dư. Cũng có chút bất an, đối phương thân pháp thần kỳ như vậy, thậm chí ngay cả hắn khổ tu nhiều năm khô mắt thuật, nhất thời bán hội cũng tìm không thấy dấu kín ở nơi nào. Những này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, quả nhiên mỗi người đều có riêng phần mình tuyệt kỹ. Bất quá lực lão quái cũng có thể cảm ứng được, thiên diệu tiên tử xác thực thân chịu trọng thương tựa hồ lớn có điều cố kỵ, không dám sử dụng quá nhiều pháp lực buông tay đánh cược một lần. Ba tên chủ trì không gian cấm chế Nguyên Anh tu sĩ nghe xong, lập tức tăng lớn pháp lực rót vào, đại lượng không gian chi lực bị dẫn tiến vào đại điện bên trong. Hư không một trận vặn vẹo, ngay tại tu sĩ cao gầy trước người không đủ ba trượng chỗ, thiên diệu tiên tử thân thể nổi lên. Không tốt, tu sĩ cao gầy giật nảy cả mình, không cần suy nghĩ. Thân thể hướng một bên cấp tốc trượt quá khứ, cùng lúc đó, miệng hơi mở, phun ra một mặt màu đồng cổ tấm thuẫn. Đón gió căng phồng lên, lập tức liền biến thành vài thước lớn nhỏ màu đồng cổ cự thuẫn. Đem thân thể của hắn hoàn toàn che lấp ở phía sau. Thiên diệu tiên tử giờ phút này bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước người, không hề nghi ngờ là nhầm vào hắn đến. Mắt thấy lực lão quái pháp bảo sắc bén, thiên diệu tiên tử liền là bỏ khó cầu dễ, muốn trước từ ba người bọn họ trên thân hạ thủ. Chỉ cần giết đến một người, không gian cấm chế này thao túng liền không thể thuận tiện tự nhiên lực lão quái vỗ bên hông, kia mặt ngọc bội bay vụt mà lên, trắng lóng lánh. Thiên diệu tiên tử nhấc lên trong đan điền hơi thở, liền muốn đối tu sĩ cao gầy xuất thủ, lại chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, bốn phía không khí bỗng nhiên trở nên cứng như kim thiết, như là một tòa núi lớn, vào đầu chân áp mà hạ. Đồng thời đan điền khí hơi thở một chọc, chân nguyên pháp lực vậy mà trở nên sền sệt vô so, nhất thời bán hội đề lên không nổi. Không gian áp lực, thiên diệu tiên tử mắt đẹp lóe lên, hừ lạnh lên tiếng lực lão quái cổ tay rung lên tựa hồ có đồ vật gì lóe lên liền biến mất sau một khắc thiên diệu tiên tử chỉ cảm thấy tay chân siết chặt trên thân vậy mà thêm ra một đạo sáng lóng lánh dây thừng cơ hồ hoàn toàn trong suốt như ẩn như hiện nếu không phải là mình tay chân bị trói ở thật đúng là khó mà phát giác tốt tốt bắt lấy lực lão quái mắt thấy một kích thành công không khỏi đại hỉ như điên ngửa mặt lên trời cười như điên trời diệu đạo bạn ta khuyên ngươi hay là không muốn làm vô vị dẫy dụa cái này tù long tác là lão phu dùng ly dao dao gân hỗn hợp hải thận thú gân thú luyện chế mà thành, vô hình vô ảnh, lại cứng cỏi vô so. Mặc cho người bản sự thông thiên, một khi bị cái này tù long tác chói tay chói chân, cái kia cũng tránh thoát không được, ha ha, hảo thiên tông treo thưởng, là ta. Lực lão quái ẩm ý cười to, vô so đắc ý. Vậy cũng chưa chắc, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên tại lực lão quái sau lưng vang lên. Lực lão quái giật nảy cả mình, tiếng cuồng thiếu im bặt mà dừng, Hoác xoay người lại. Đứng tại phía sau hắn, chính là tiêu phàm. Ngươi làm sao tại đây? Không có ý tứ, lệnh sư để cùng mấy tên vãn bối, đều đã bị ta giết. Tiêu phàm nhìn qua hắn, thấp giọng nói, ngữ khí bình tĩnh, không có chút rung động nào. Lực đạo bản, náo lâu như vậy, cũng nên đủ. Trên người người cái này giáp trụ là của ta, bây giờ trả lại ta, thật sao? Hắc hắc, tiểu bối, có bản lĩnh ngươi liền tự mình tới bắt tốt. Ta nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn. Lực lão quái hét lớn một tiếng, cánh tay vừa nhấc, liền muốn thi triển thần thông gì, ai ngờ cánh tay vừa mới mang lên một nửa, một cỗ to lớn cự lực mãnh mà hiện lên mà ra, đem hắn toàn thân trên dưới chăm chú bóp chặt, thậm chí ngay cả một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. Lực lão quái có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này có cự lực đến từ hắn trên người hất lên vảy rồng giáp. Ta nói, cái này khôi giáp là của ta, tiêu phàm từ tốn nói. Lực lão quái đột nhiên nhớ tới, hắn hiện đang khoác khôi giáp, chính là tiêu phàm giao cho hắn huyền tinh giáp. Thời gian cấp bách, hắn vừa mới rèn đúc hoàn thành mới khôi giáp, còn đến không kịp một lần nữa luyện hóa, cái này huyền tinh giáp bên trong vẫn như cũ giữ lại tiêu phàm thần hồn ấn ký, tiêu phàm mới là cái này giáp trụ chủ, chủ nhân chân chính. Tiểu bối, giam ám toán lão phu, lực lão quái lập tức nổi giận như cuồng, nghiêm nghị quát. Nguyên bản cái này khôi giáp chi lực, xa không đủ để chân chính vây khốn hắn đường đường nguyên anh trung kỳ cao thủ, nhưng mà cao thủ chém giết, tranh vốn là cái này chỉ trong gang tắc. Nhất là phía sau hắn còn có một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, như thế một điểm trì hoãn, là đủ âm dương lưỡng cách. Lực lão quái hét lớn một tiếng, miệng bên trong vội vã niệm chú, liền muốn lấy thâm hậu pháp lực cưỡng ép tránh thoát khôi giáp trói buộc, đột nhiên cảm giác được hai tay mát lạnh, hai đạo lạnh léo tận xương pháp lực, bỗng nhiên theo hắn trần trụi bên ngoài ra thịt trực thấu mà vào, còn không có cùng lực lão quái lấy lại tinh thần, kia cố trí âm trí hàn chi lực, trong khoảnh khắc liền xâm nhập đến ngũ tạng lục phủ của hắn, kỳ kinh bát mạch, đem hắn đông lạnh thành một cái băng nhân. Bóng người trước mắt lóe lên, áo đen váy đen thiên diệu tiên tử, không biết lúc nào, đã đứng trước mặt của hắn, lạnh lùng nhìn xem hắn. Sư huynh, buồn bã thất sư để quá sợ hãi, không kịp nghĩ nhiều, ống tay áo lắc một cái, một mặt kim quang lóng lánh nào trúng trẻ bắn ra, đón gió căng phồng lên, đảo mắt hóa thành vài thước lớn nhỏ, phi tốc xoay tròn lấy, hướng tiêu phàm tật trảm mà tới cùng hắn tên kia đã vẫn lạc tứ sư huynh đồng dạng, mập lùn tu sĩ cũng đem vừa mới tiến cấp nguyên anh không lâu tiêu phàm xem như quả hồng mềm. Tiêu phàm nhấc tay vừa nhấc, tiếng sét đánh bên trong, một đạo thô to ngân hổ uốn lượn mà xuống, bỗng nhiên đánh chúng nao trúng trẻ. Nao trúng trẻ một tiếng gào thét, phảng phất nhận trọng kích, đánh lấy mâm tráng bánh nhanh chóng bay trở về. Vì cái gì, lực lão quái lạnh cả người, duy chỉ có đầu còn có thể sống động, hấp động lên bị đông cứng thành tử sắc bờ môi, run giọng hỏi thiên diệu tiên tử lãnh đạm nói, hắn so ngươi càng thêm tinh thông không gian chi thuật, mang theo mang càn khôn đỉnh tiêu phàm trước mặt thi triển không gian thần thông, tuyệt đối là từ tìm phiền toái. Tiêu phàm vừa hiện thân, gia tăng tại thiên diệu tiên tử trên thân không gian chi lực, lập tức tiêu tán. Về phần tù long tác chói chặt, muốn vây khốn thiên diệu cung cung chủ. Cơ bản cũng là chuyện tiếu lâm, luận đến các loại bàng môn tả đạo chi thuật, thiên diệu cung chính là góp lại người. Cũng chính vì vậy, Thiên Diệu cung mới một mực không bị chính đạo tông môn tiếp nhận, bị khiển trách vì tà môn ngoại đạo. Nhưng trên thực tế, Thiên Diệu cung chỉ là đặc lập độc hành, không thích lắm cùng những bang phái khác tông môn lui tới. Nhưng cũng không có cái gì đặc biệt việc ác, cùng chân chính tà ma ngoại đạo hoàn toàn khác biệt. Bằng không mà nói, Vô Cực môn tiền bối tổ sư, như thế nào lại cùng Thiên Diệu cung nữ tu mến nhau? Nhất là Long Tượng tổ sư dạng này trưởng giáo chân nhân, công nhận chính đạo lãnh tụ, tình nguyện từ bỏ vị trí trưởng giáo cũng phải cùng thiên diệu cung cung chủ cùng một chỗ dạo chơi thiên hạ. Ẩn cư sơn lâm, liền có thể thấy được chút ít. Nói xong câu đó, thiên diệu tiên tử ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm, một cố kỳ hàn chi khí tuôn ra, lực lão quái chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ. Lập tức toàn thân trên dưới đều hóa thành băng điêu, không còn có bất kỳ ý thức nào. Thiên diệu tiên tử lại nhấc tay phất một cái, trói mắt thanh quang lấp lẽ, phải rồng giáp lượn vòng mà lên. Từ lực lão quái trên thân lột rơi xuống, hư giữa không trung thanh quang chấp liên tục, 108 mai lần giáp bay vụt mà quay về, một lần nữa trở lại vảy rồng giáp phía trên, một đạo như ẩn như hiện tù long tác cũng bay trở về. Cùng vảy rồng giáp bên hông màu xanh đai lưng hòa làm một thể, rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Một cái hoàn chỉnh hình người băng điêu, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lực lão quái trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, cũng đã không thể động đậy mảy may. Thiên diệu tiên tử ống tay áo lắc một cái, món kia vảy rồng giáp tính cả bên trong nội giáp, Đồng loạt hướng Tiêu Phàm bay đi. Tiêu Phàm cũng không khách khí, vẫy tay một cái, phải rồng giáp thanh quang đại phóng, trong khoảnh khắc liền ra hiện ở trên người hắn, đem hắn toàn thân trên dưới đều bao khỏa phải cực kỳ chặt chẽ. Tu sĩ cao gầy cùng viên thịt tu sĩ mắt gặp tình hình không đúng, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dưới chân độn quang lóe lên, liền hướng đại điện bên ngoài phi độn mà đi. Lực lão quái đều đã biến thành băng điêu, bọn hắn còn lưu tại nơi này, tuyệt đối là tìm chết. Thiên Diệu Tiên tử lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Trong cơ thể nàng tà mị chi khí, mặc dù bị Tiêu Phàm lấy pháp trận chi lực cùng Hạo Nhiên chính khí cưỡng ép áp chế xuống, nhưng lại chưa tiêu tán, vẫn như quốc tiềm ẩn tại trong cơ thể của nàng, lúc nào cũng có thể lần nữa phát tác. Gặp tình hình như vậy, nàng đương nhiên phải tận lực tránh cùng người giao thủ, càng ít vận dụng chân nguyên pháp lực càng ổn thỏa. Cái này mập gầy hai tên tu sĩ, bất quá là lực lão quái lâm thời mời đến trợ quyền giúp đỡ tại thiên diệu tiên tử trong mắt chỉ là không quan trọng gì tiểu nhân vật, giết cùng không giết, cũng không đáng kể. Mập lùn tu sĩ dù sao cũng là lực lão quái sư đệ, thoảng qua trần chờ một chút, mới dậm chân bình bịch, độn quang cùng một chỗ, đi theo mập gầy hai tu sĩ về sau, cũng muốn bỏ trốn mất dạng. Các hạ đã là đầu đảng tội ác, vậy liền ở lại đây đi, tiêu phàm thanh âm nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nghe vào mập lùn tu sĩ trong tai, lại tựa như cuồn cuộn thiên lôi, rung động ầm ầm lập tức toàn thân pháp lực đều phồng lên mà ra, nháy mắt đem tốc độ bay tăng lên tới cực hạn, nháy mắt liền tới đại điện một bên, sau một khắc liền muốn tông cửa sông ra. Đúng lúc này, mập lùn tu sĩ chỉ cảm thấy không khí bốn phía bỗng nhiên siết chặt, trong chốc lát liền trở nên cứng như kim thiết, phi độn thân thể, bỗng nhiên ngừng lại. Không gian cấm chế, đối nguồn sức mạnh này, mập lùn tu sĩ không thể quen thuộc hơn được, đúng là bọn họ vừa rồi điều khiển muốn vây khốn thiên diệu tiên tử không gian chi lực, không nghĩ lại bị tiêu phàm lấy đạo của người trả lại cho người chỉ là lúc này mập lùn tu sĩ nơi nào có thời gian đi suy nghĩ không gian cấm chế bỗng nhiên làm phản nguyên nhân luống cuống tay chân vỗ bên hông ngọc bội liền muốn mở ra cấm chế chi lực dưới chân bỗng nhiên siết chặt lập tức cả thân thể đều bị một đầu như có như không trong suốt giây thường trói cực kỳ chặt chẽ nửa phân đều không thể động đậy tiêu phàm cổ tay rung lên mập lùn tu sĩ to mọng thân thể liền bay vụt mà quay về các hạ trên thân mặt này lệnh bài chính là mở ra siêu cấp truyền tống trận thiết yếu chi vật, cũng không thể để ngươi liền mặt này chạy mất, tiêu phàm từ tốn nói, nâng tay khẽ vẫy, mập lùn tu sĩ trên thân chữ vật vòng tay phi tướng ra, rơi vào trong tay hắn. Tiêu phàm từ đó lấy ra một mặt ngọc bài, nhìn kỹ một chút, hài lòng gật gật đầu. Diệt sát áo trắng tu sĩ về sau, tiêu phàm thuận tay nắm lấy một tên phục vụ đệ tử cấp thấp hỏi thăm một chút tình huống, biết cái này siêu cấp truyền tống trận trước mắt là từ lực lão quái, áo trắng tu sĩ cùng mập lùn tu sĩ cộng đồng trưởng quản, bọn hắn sư huynh đệ ba người các mang theo một tấm lệnh bài, chỉ có ba tấm lệnh bài góp đủ, mới có thể mở ra siêu cấp truyền tống trận. Mập gầy hai tu chạy mất không quan hệ, tiêu phàm không phải người hiếu sát. Cái này mập lùn tu sĩ, lại vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy. Tiêu đạo hiếu, hạ thủ lưu tình, mập lùn tu sĩ liên tiếp giấy dụa mấy lần, kia tù long tác lại đem hắn buộc phải rắn rắn chắc chắc, giấy dụa như thế nào phải thoát. Cứ như vậy, lập tức dọa đến mặt như màu đất, rốt cục không chịu được miệng phun cầu xin tha thứ chi ngôn. Người này một mực không thích lắm nói chuyện, lúc này ai xin tha mạng, thực tế cũng là bị bất đắc dĩ. Bất kể nói thế nào, hay là tính mệnh quan trọng. Các hạ hại người trước đây, lúc này lại ai xin tha mạng, không chê quá trễ rồi sao? Tiêu phàm bình tĩnh nhìn qua hắn, lạnh nhạt nói, nhìn không ra có nửa điểm nổi giận sinh khí chi ý. Nhưng tiêu chân nhân chính là như vậy tính nết, một khi làm ra quyết định, người khác muốn cải biến quyết định này, thực tế là muôn vàn khó khăn. Hắn không tức giận, không đại biểu sẽ tha người bất tử. Không phải, hai vị đạo hữu hiểu lầm, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chúng ta vốn không phải chấn hải cung dòng chính, thực tế bị thành lão quái làm cho không có cách nào, lúc này mới ra hạ sách này, đắc tội hai vị đạo hữu, còn xin hai vị đại nhân đại lược, không cùng tại hạ so đo. Chỉ cần hai vị có thể tha ta một mạng, tại hạ nhất định có thâm tạ. Mập lùn tu sĩ lắp bắp nói, mặt mũi tràn đầy ai khẩn chi sắc. Thiên Diệu Tiên Tử lạnh lùng nói, tranh lệch thời gian không nhiều, đi thôi. Ưm, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Mập Lùn Tu Sĩ lập tức mặt như cho tàn, còn cần mở miệng nói cái gì? Thiên Diệu Tiên Tử vung tay lên, trong khoảnh khắc cũng đem hắn đông lạnh thành một pho tượng đá, lại nhẹ nhàng một trường đánh ra, răng rắc chi tiếng vang lên, băng điêu từ đầu nứt ra, đảo mắt liền hóa thành một đống vụn băng cạn bã. Loại này cực hàn chi lực, ngay cả Mập Lùn Tu Sĩ Nguyên Anh đều một khối đông kết ở bên trong cùng nhục thân cùng một chỗ, biến thành hư ảo. Đồng dạng đông cứng hàn băng bên trong lực lão quái, mặc dù không thể nhúc nhích, lại có thể từ cặp mắt của hắn bên trong nhìn thấy sợ hãi cực độ chi sắc. Thiên diệu tiên tử tay vừa nhấc, đang muốn đem hắn cũng một trường đánh chết, chợt dừng lại động tác, hai mắt khẽ híp một cái. Cùng lúc đó, tiêu phàm trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, quay đầu hướng tây nam phương hướng nhìn lại. Trên thực tế, trong đại điện này, tự nhiên cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ bất quá hai người gần như đồng thời đều cảm ứng được, Tây Nam Thiên Tế có một cái cự đại uy hiếp, chính hướng bên này nhanh chóng phi độn mà tới. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, ngay sau đó, một tiếng nói giả nua từ Tây Nam Thiên Tế cuồn cuộn mà đến, mặc dù cách xa nhau rất xa, lại vẫn là nghe thanh thanh sở sở. Là thành lão quái, thiên diệu tiên tử lãnh đạm nói. Mặc dù bọn hắn đều không cùng vị này chấn hải cung cung chủ gặp mặt qua, nhưng uy thế như thế kinh người, toàn bộ thiên nhai thành cũng chỉ có như thế một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, có thể làm cho thiên diệu tiên tử đều cảm nhận được to lớn uy hiếp. Liền xem như cái khác nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trùng hợp đi tới thiên nhai thành, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ quản một vị khác đại tu sĩ nhàn sự. Đi thôi, tiêu phàm lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nói, sắc mặt nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh. Thiên diệu tiên tử khẽ vuốt cầm, tiêm tiêm tố thủ vừa nhất, ba một tiếng, đem lực lão quái biến thành băng điêu đánh chúng vỡ nát vị này thiên nhai biển một đời luyện khí tông sư, cứ như vậy hồn phi phách tán, thì cốt thành bùn. Tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, đem lực lão quái đeo trên người chữ vật vòng tay bắt đến trong tay, từ đó lấy ra một mặt ngọc bài, nhìn một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Ba mặt lệnh bài đều đã góp đủ, siêu cấp truyền tống trận có thể khởi động. Sau một lát, hai người liền đã đi tới truyền tống đại điện chính giữa, đứng tại một cái đường kính vượt qua 20 trượng cự lớn trong truyền tống trận tâm, truyền tống trận lập tức vang lên tiếng ong ong, một cỗ nhu hỏa bạch quang, từ trong đại trận thấu ra. Mà Tây Nam Thiên Tế đạo nhân ảnh kia, cũng đã cách hòn đảo nhỏ này bất quá mấy trăm bên trong xa. Như thế một điểm khoảng cách, đối với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ mà nói, bất quá là dây lát liền tới. Bất quá, cùng thành lão quái đổi tới truyền tống đại điện thời điểm, truyền tống trận sớm đã khởi động, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử đã biến mất tại nhu hòa giữa bạch quang. Lẽ nào lại như vậy? Thành lão quái không chịu được cắn răng, giận quát to một tiếng. Mặc kệ vị này trấn hải cung chủ trong lòng là cỡ nào phẫn nộ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, không từ gào thét như sấm, không có biện pháp nào. Siêu cấp truyền tống trận lần này mở ra về sau, lần sau mở ra lại nhanh cũng tại sau mấy tháng. Đô Lương Thành là đại triệu nước đô thành, mà đại triệu nước thì là Nam Châu đại lục đông bắc bộ quốc gia diện tích rộng lớn nhất, người ở trù mật nhất, tu chân văn minh phát đạt nhất quốc gia. Liền nhau đại tề nước, đại trần nước, mặc dù cũng đại danh đỉnh đỉnh, nhưng tương đối mà nói so sánh với đại triệu nước vẫn là phải hơi kém một chút. Nhưng ngoài dữ liệu chính là, Tề Quốc có Hạo Thiên Tông, Trần Quốc có Thái Ất Môn, đều đều là danh xưng chính đạo 10 đại tông môn một trong siêu cấp hào cường. Đại triệu nước nhưng không có dạng này uy chấn thiên hạ tông môn, từ không ít bên trong cùng trong tông môn cộng đồng nắm trong tay, Thái Ất Môn cùng Hạo Thiên Tông sớm đã nhao nhao đem thế lực thẩm thấu tới, chiếm cứ triệu quốc, nước triệu rất nhiều thực tế lợi ích. Trong đó nguyên do, thiên diệu tiên tử hướng tiêu phàm giải thích qua nguyên nhân rất đơn giản đại triệu nước đã từng là vô cực môn sơn môn sở tại địa nhiều năm qua danh sưng chính đạo thứ nhất tông vô cực môn là đại triệu nước siêu cấp tông môn cũng là nam châu đại lục chính đạo lãnh tụ ngàn năm trước vô cực môn bỗng nhiên xuống dốc về sau đại triệu nước liền hình thành quần hùng cùng nổi lên cục diện bộ phân tông môn nhận thái ất môn ủng hộ bộ phân tông môn nhận hảo thiên tông ủng hộ còn có một bộ phân tông môn thì cùng phương bắc nguyên linh giáo linh vô nhóm ám thông xã giao năm đó có vô cực môn tỏa chấn thời điểm, toàn bộ đại triệu nước tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tà ma ngoại đạo dung thân chỗ. Bất luận cái gì ma đạo thế lực, chỉ cần dám can đảm đem bàn tay tiến vào triệu quốc, nước triệu, không bao lâu liền sẽ bị vô cực môn xem xét biết, lập tức nhổ tận gốc. Dù coi như danh xưng ma đạo 10 đại tông môn một trong nguyên linh giáo, cùng triệu quốc, nước triệu khoảng cách gần nhất, cũng nghiêm khắc ước thúc giáo chúng, không được hướng đại triệu nước thẩm thấu, miễn cho chọc giận vô cực môn, trêu chọc phiền toái không cần thiết đó là chân chính quái vật khổng lồ bình thường chọc không được dù coi như bây giờ vô cực môn đã xuống dốc ngàn năm đại triệu nước cũng như trước vẫn là chính đạo tông môn làm chủ chỉ có số ít những tông môn khác có thể tại triệu quốc nước triệu sinh tồn thiên diệu cung chính là trong đó một trong mà thiên diệu cung cũng là qua nhiều năm như vậy duy nhất có thể tại đại triệu nước lãnh thổ bên trong bảo trì tông môn của mình độc lập phong cách bên ngoài đạo tông môn một mực đặc lập độc hành không vì ngoại giới mà thay đổi ngay cả vô cực môn đều ảnh hưởng không được. Đương nhiên, vô cực môn cũng chưa từng muốn đi ảnh hưởng thiên diệu cung mình phong cách hành sự. Vô cực môn mặc dù là chính đạo lãnh tụ, tác phong đều cũng không bá đạo, chỉ cần không phải chân chính tà ma ngoại đạo, vô cực môn cho tới bây giờ đều không sẽ đi can thiệp những tông môn khác. Một ngày này, đô lương thành Tây Nam một chỗ cao lớn công trình kiến trúc bên trong. Truyền tống trận ông ông tác hưởng, mãnh liệt hào quang màu nhũ bạch lấp lánh về sau, một nam một nữ từ pháp trận trong tâm hiện thân mà ra, chính là tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử. Bất quá lúc này tiêu phàm, tự nhiên mang tốt thiên huyến diện, mà thiên diệu tiên tử đã sớm lấy thiên diệu cung đặc hữu thuật dịch dung huyến hóa dung nhan. Hai người vẫn như cũ rất cẩn thận đem trên thân linh lực ba động áp chế ở kim đan hậu kỳ tả hữu. Đại triệu nước cùng đại tề nước giáp giới, hạo thiên tông tại đô lương thành liền có thế lực không nhỏ. Chú ý cẩn thận chút, tuyệt đối sẽ không có sai. Vừa mới vừa đi ra khỏi truyền tống trận, Thiên Diệu Tiên Tử liền cảm giác được tình hình có chút không đúng. Truyền tống trận bốn phía đã vây quanh một đám vệ sĩ, từng cái người mặc chế thức giáp trụ. Mặc dù tu vi không cao, chỉ có chút cơ trung hậu kỳ cảnh giới, lại tự có một cỗ nghiêm nghị khí thế. Chỉ huy những vệ sĩ này cũng là một tên Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, ước chừng ba mươi mấy tuổi niên kỷ, mặt trắng râu dài, thân sắc nho nhã, bất quá tên này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ mặc trên người giáp trụ kiểu dáng cùng những cái kia trúc cơ kỳ vệ sĩ có chỗ khác biệt, không thể nghi ngờ uy năng càng mạnh. Hai vị đạo hiếu, từ phía trên nhai biển mà đến. Xin hỏi họ gì đại danh, mặt trắng tu sĩ liền ôm quyền, cao giọng nói, tiêu phàm mỉm cười nói, tại hạ họ phạm, phạm lâm. Vị này là tại hạ bạn gái, họ kim, chữ nhỏ diệu. Tại hạ hai người, đúng là từ phía trên nhai biển mà tới, hai cái danh tự này, là tiêu phàm trước kia liền bị chuyện tốt lắm, cái gọi là họ phạm, kỳ thật chính là tiêu phàm phàm chữ, lấy cái hải âm. Phạm lâm người, đem tân lâm lâm chữ cũng lấy cái hải âm. Về phần thiên diệu tiên tử cái này kỳ quái tính danh, cũng là tiêu phàm lấy. Thiên diệu tiên tử đã không thừa nhận, cũng không phản đối. Dù sao chính nàng là tuyệt đối sẽ không cho mình khác lấy một cái cổ quái danh tự. Tại Kim Châu Thành lần thứ nhất gặp được thiên diệu tiên tử, không ngại lấy kim làm họ, diệu nhi tên này, tiêu chân nhân một thời ba khắc, cũng không lấy ra cái gì tình thơ ý hỏa tên rất hay, chỉ có thể chấp nhận một chút. Mặt trắng tu sĩ nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử, trong mắt tinh quang lấp lẽ, tiêu phàm nhìn ra được, vị này hẳn là cũng tu luyện qua cùng loại thiên nhãn thần thông loại hình công phu, ước chừng đây cũng là hắn bị điều động đến nơi đây nguyên nhân. Bất quá loại tiêu chuẩn này thiên nhãn thần thông, nghĩ muốn nhìn thấu thiên diệu tiên tử thuật dịch dung cùng tiêu phàm thiên huyễn diện, tự nhiên còn kém xa lắm. Hai vị là thiên nhai biển bản thổ tu sĩ A, lần này đến đây đô lương thành, có gì muốn làm? Đúng vậy, tại hạ hai người đều là Trấn Hải Cung ngoại môn đệ tử, lần này đến đây Đô Lương Thành, chính là là vì du lịch, tiêu phàm mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Du lịch, mặt trắng tu sĩ khóe miệng không khỏi nhếch lên, hiện lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Từ phía trên nhai biển thông qua siêu cấp trước truyền tống trận đến Đô Lương Thành, chỗ tốn hao linh thạch nhưng không phải số ít, người bình thường nơi nào chi giao nổi. Hai vị này tốn hao lớn như thế đại giới, thế mà chỉ là vì đến Đô Lương Thành du lịch. Lý do như vậy, vẫn là rất khó mà khiến người tin phục. Tiêu Phạm ôm quyền thi lễ, nói, chưa dám thỉnh giáo tên họ đại danh. Mặt trắng tu sĩ mỉm cười nói, không dám, tại Hạ Duệ Vinh, chính là kim qua môn phái tới ở đây điều tra khả nghi nhân viên ngoại đường chấp sự. Hai vị tại thiên nhai thành, chắc hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường A. Vì lần này du lịch, chỉ sợ muốn tốn kém không ít, Tiêu Phạm vừa cười vừa nói, nguyên lai là Duệ Huynh, thất kính. Tại Hạ lần đầu tiên tới Đô Lương Thành, hẳn là hiện ở trong thành giới Nghiêm A. Thường xuyên có khả nghi nhân viên ra vào, Duệ Vinh Yên lặng tiếp cận Tiêu phàm mặt, trên mặt vẫn như cũ mang theo kiếu dung, nói, cũng không có giới nghiêm, chính là trước đó không lâu từ đại tề nước Hạo Thiên Tông Hạo Nhật môn truyền đến lệnh treo giải thưởng, yêu cầu đuổi bắt Nguyên Tiên Thiên Diệu cung yêu nữ trời diệu phu nhân cùng một tên họ Tiêu tu sĩ. Nghe nói trời diệu phu nhân cực kỳ tinh thông thuật dịch dung, vì vậy để tiểu đệ ở đây trông coi, cũng đừng làm cho người lừa gạt qua, thì ra là thế. Nói như vậy, không đến mức ảnh hưởng đến tiểu đệ hai người tại đại triệu nước du lịch A Tiêu phàm thần sắc không thay đổi chút nào, cười hỏi Kia ngược lại sẽ không Bất quá phạm huynh cùng kim tiên tử nếu là từ thiên nhai thành mà đến Tiểu đệ đã sớm nghe nói thiên nhai biển động vật biển vật liệu nhiều không kể xiết Lại không biết phạm huynh cùng kim tiên tử phải chăng cũng tùy thân mang theo một chút Có thể lấy ra để tiểu đệ mở mang tầm mắt A Duệ vinh tựa hồ cũng không có như vậy tin tưởng tiêu phàm Để hai người bọn họ rời đi ý tứ bất kể nói thế nào người dù sao cũng phải chứng minh một chút thân phận của mình tiêu phàm cười cười nói tại hạ tại thiên nhai thành cũng chỉ là tiểu nhân vật qua quý giá động vật biển vật liệu xin thứ cho tiểu đệ bất lực nhưng cấp chín động vật biển nội đan tiểu đệ nơi này vẫn còn có một viên mời duệ huynh tuệ nhãn dám thưởng một chút như thế nào nói cổ tay khẽ đảo một cái trứng gà lớn nhỏ màu nâu đen yêu thú nội đan liền ra hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong nhờ đến duệ vinh trước mặt ha ha, vậy tiểu đệ liền không khách khí, ta xem một chút. Viên nội đan kia vừa lấy ra, Duệ Vinh liền biến sắc, nguyên bản định tại tiêu phàm trên thân ánh mắt lập tức liền bị trong lúc này đan hấp dẫn, rốt cuộc rời không ra. Cái này, cái này tựa như là một thuộc tính yêu thú nội đan. Duệ Vinh quan sát tỉ mỉ lấy viên kia yêu đan, giật mình nói. Trong nước yêu thú, thuộc tính cũng là không giống nhau, trừ hỏa thuộc tính thủy thú cực kỳ hiếm thấy bên ngoài, cái khác các loại thuộc tính trong nước yêu thú đều không hiếm thấy, tự nhiên, là lấy thủy thuộc tính cùng băng hàn thuộc tính thủy thú chiếm đa số. Tiêu phàm thần niệm chi lực quét qua, liền có thể phát giác được Duệ Vinh tu luyện chính là một thuộc tính công pháp, vì vậy không chút do so dự liền lấy một viên một thuộc tính động vật biển nội đan ra. Quả nhiên, Duệ Vinh lực chú ý lập tức liền bị chuyển rời đến cái này yêu đan phía trên, sớm quên mình nhận chức trách. Tại thiên nhai biển đáy biển thời điểm, tiêu phàm liền bắt giết không ít hung thú, thu hoạch được rất nhiều yêu thú nội đan diệt sát lực lão quái sư huynh đệ ba người cùng tông trưởng quỹ mấy tên kim đan hậu kỳ đệ tử càng là đại đại phát một phen phát tài mấy vị này đều là đằng long điện người chủ trì lại là trấn hải cung thuộc hạ nhiều năm thích xúc thân gia quả thực phong phú chữ vật vòng tay bên trong không chỉ có đại lượng linh thạch còn có không ít động vật biển nội đan tinh huyết cùng cái khác vật liệu như thế một viên cấp chín động vật biển nội đan đối tiêu phàm mà nói đã lên không được tác dụng quá lớn coi như dùng để làm thuốc hiệu quả cũng không rõ ràng nhưng ở Duệ Vinh trong mắt, đây cũng là hiếm thấy đồ tốt. Lấy viên này một thuộc tính động vật biển yêu đan luyện chế ra đến đan dược, đủ để tinh tiến vào pháp lực của hắn. Đúng vậy, tiểu đệ nghe nói Đô Lương Thành là đại triệu nước Đô Thành, mà đại triệu nước lại là chúng ta Nam Châu đại lục phồn hoa nhất giàu có chi địa, phường thị đông đảo, chắc hẳn cái này động vật biển nội đan vật liệu, tại Đô Lương Thành có thể bán đi tốt hơn giá tiền. Nói không chừng có thể đem lần này du lịch phí tổn kiếm về, cũng cũng chưa biết, tiêu phàm cố ý sâu một thanh duệ vinh khẩu vị. Hắc hắc, phạm đạo hiếu liền không cần đi phường thị, viên nội đan này, tiểu đệ vừa vặn cần phải. Lại không biết phạm đạo hữu có chịu hay không đem trong lúc này đan bán cho tiểu đệ. a à, đạo hữu yên tâm, người tại trong phường thị là giá cả bao nhiêu chính là cái gì giá cả, tiểu đệ tuyệt sẽ không chiếm đường bạn một viên linh thạch tiện nghi. Chúng ta xem như kết giao bằng hiếu, như thế nào. Sau này hai vị đạo hiếu tại Đô Lương Thành chỉ cần dùng được tiểu đệ địa phương, cứ mở miệng, tiểu đệ tuyệt đối hết sức, Duệ Vinh nghe xong liền gấp, bận biểu tức nói, vô luận như thế nào đều không che giấu được trong mắt mình tham lam cùng lo nghĩ chi ý. Tốt, liền theo Duệ Huynh chi ngôn, tiểu đệ mới đến, còn cần Duệ Huynh chỉ điểm nhiều hơn, vượt quá Duệ Vinh dự kiến, nguyên lai tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, ai ngờ tiêu phàm lại một ngụm liền đáp ứng. Lập tức tiêu phàm mở ra một cái rất ưu đãi giá cả, liền xem như tại thiên nhai thành phường thị, dạng này giá cả cũng coi là phi thường ưu đãi. Duệ Vinh nghe xong, càng là mừng rỡ, không nói hai lời, liền là móc ra chữ vật vòng tay, từ đó lấy ra linh thạch, giao cho tiêu phàm, cười ha hả làm thành khoản giao dịch này. Khoản giao dịch này một làm thành, Duệ Vinh đối tiêu phàm hai người thái độ liền hoàn toàn khác biệt, vô cùng cao hứng cho hai người cấp cho lệnh bài thông hành, lại nói rất nhiều lời khách khí, lúc này mới đem hai người đưa tới cửa, phất tay từ biệt. Đi ra truyền tống đại điện, hai người dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng trong thành ương bay đi. Cùng tất cả thành phố lớn đồng dạng, đô lương thành là có cấm bay cấm chế bất quá đô lương thành thực tế quá lớn cho nên cấm bay cấm chế chỉ cấm chế không trung phi đột bất kỳ người nào đều không được từ thành trì trên không bay qua đô lương thành nhưng ở thành trì bên trong cấm bay cấm chế vòng bảo hộ phía dưới tầng trời thấp phi đột ngược lại là cho phép nếu như dựa vào hai cái đùi đi từ thành nam đi đến thành bắc không có mấy năm công phu kia là quả quyết khó mà làm được đô lương thành cũng có xe thú có thể cung cấp thuê thấy không đó chính là vô cực sơn thiên tôn lĩnh, thiên diệu tiên tử từ tốn nói. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy trong thành thị ương lệch đông chỗ, có một tòa cự đại sơn mạch, sơn mạch chủ phong cao vút trong mây. Cả tòa sơn mạch bị linh khí nồng nặc bao vây lấy, mây trưng sương mù quấn, như ẩn như hiện, cực kỳ hùng vĩ. Năm đó, nơi này chính là vô cực môn sơn môn sở tại địa. Cả tòa sơn mạch, đều thuộc về vô cực môn tất cả. Toàn bộ đô lương thành, trừ vô cực môn bên ngoài, chỉ có một ít bên trong tiểu môn phái cùng thế gia đặt chân. Trên cơ bản đều là vô cực môn diễn sinh tông môn, cùng vô cực môn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Vừa rồi kia Duệ Vinh lời nói kim qua môn, chính là trong đó lớn nhất một môn phái, tự nhận là vô cực môn chi nhánh. Bất quá từ khi ngàn năm trước kia, vô cực môn bỗng nhiên xuống dốc về sau, kim qua môn là phản chiến nhanh nhất tông môn. Bây giờ cái này kim qua môn, đã phát triển thành triệu quốc, nước triệu lớn nhất tông môn một trong, là hạo thiên tông tại triệu quốc, nước triệu người phát ngôn, tiêu phàm yên lặng nhìn qua tòa kia cao vút trong mây thiên tôn lĩnh, sắc mặt nhìn qua coi như bình tĩnh, trong ngược lại là cảm xúc chập trùng, khó lấy lắng lại. Đau khổ truy tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tận mắt nhìn đến tòa ma giới vô cực môn sơn môn. Mặc dù, nơi này đã không còn năm đó hưng thịnh, từ lâu không phải vô cực môn độc tôn thiên hạ, nhưng tiêu phàm trong lòng luôn có một loại khó tả thân cận cảm giác. Hiện tại thiên tôn lĩnh tình hình là như thế nào? Thật lâu, tiêu phàm mới trầm giọng hỏi một câu. Sáu mươi mấy năm trước, ta một lần cuối cùng đi thiên tôn lĩnh, khi đó, thiên tôn lĩnh liền đã bị kim qua môn cùng tông môn dưa phân sạch sẽ, chỉ ở thiên tôn lĩnh đỉnh cao nhất, lưu lại năm đó vô cực cung thiên tôn điện một chút hài cốt. Kim qua môn những tông môn này, ai cũng không dám dẫn đầu chuyển tiến vào thiên tôn lĩnh đi, cũng không phải sợ miệng tiếng nhao nhao, mấu chốt hay là sợ bị những tông môn khác đố kỵ, phạm chúng nộ. Cho nên cuối cùng quyết định, đem những này hài cốt lưu lại, lấy cung cấp hậu nhân tưởng nhớ. Kỳ thật nơi đó sớm đã hoàn toàn hoang lương, cái gì đều không có còn lại, tiêu phàm sau nghi có chút một dương. Nói, người nói là, ai cũng có thể tới đó thử xem. Thiên diệu tiên tử nhẹ nói, nói là nói như vậy, trên thực tế thiên tôn lĩnh xung quanh đã sớm bị những tông môn khác chiếm lấy, các tông môn đại trận hộ phái đem toàn bộ thiên tôn lĩnh đều bao trùm đến, cũng không có trở lại một cái thông đạo tới. Cung cấp người thông hành, muốn đi thiên tôn lĩnh chủ phong, nhất định phải từ những tông môn này địa bàn bên trên xuyên qua, bình thường đến nói, không có cái kia cái tông môn sẽ cho phép, tiêu phàm lạnh nhạt nói, cái kia Duệ Vinh, hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp tới, Duệ Vinh nếu là kim qua môn ngoại đường đệ tử chấp sự. Xem ra tại trong môn cũng có chút địa vị, nếu là hắn chịu hỗ trợ. Mang tiêu phàm xuyên qua bọn hắn kim qua môn địa vực, lên tới thiên tôn lĩnh chủ phong đi xem một chút, hẳn là không phải chuyện khó khăn lắm. Dù sao tiêu phàm tài đại khí thô, lớn không được tốn kém nữa chút linh thạch chính là. Tại cái này thời kỳ phi thường tốt nhất là không muốn đi thiên tôn lĩnh chủ phong đi dạo, vạn nhất bị người hữu tâm lưu ý, chỉ sợ sẽ gây nên chút phiền toái không cần thiết, làm không tốt sẽ như vậy bại lộ tiêu phàm vô cực truyền nhân thân phận. Liền thiên diệu tiên tử biết, kỳ thật có không ít siêu cấp tông môn, đều không hy vọng vô cực môn một lần nữa chân hưng. Trong đó liền bao quát hạo thiên tông, cùng dạng này một cái danh xưng chính đạo thứ nhất siêu cấp tông môn tiếp giáp, hạo thiên tông kỳ thật rất không được tự nhiên. Rất nhiều chuyện, không thể không cân nhắc vô cực môn cảm thụ, tận lực cùng vô cực môn cân đối nhất trí, không khỏi chói chân chói tay. Bây giờ vô cực môn xuống dốc, gần nhất một cái khác chính đạo đại tông thái ất môn cùng hạo thiên tông ở giữa cách triệu quốc, nước triệu, trên cơ bản liền đối hạo thiên tông tạo thành không là cái gì ảnh hưởng. Cái này ngàn năm qua, hạo thiên tông xem như tìm được làm lão đại cảm giác. Mà loại cảm giác này một khi trở thành quen thuộc, muốn sửa đổi tới, vậy liền quá khó. Lúc này, nếu như bọn hắn biết tiêu phàm là vô cực truyền nhân, biết vô cực môn ra như thế một vị kỳ tài ngút trời nguyên anh tu sĩ, vô luận như thế nào đều sẽ trong lòng bất an, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem tiêu phàm diệt trừ cho thống khoái. Lại càng không cần phải nói, tiêu phàm cứu thiên diệu tiên tử, giết mộ dung thế ra hai tên nguyên anh tu sĩ, sớm đã cùng hạo thiên tông cùng hạo nhật môn kết xuống tử thù. Nhưng thiên diệu tiên tử không nói gì, nàng biết tiêu phàm loại người này ngoài tròn trong vuông, một khi làm ra quyết định, châu chín con đều kéo không trở lại. Lập tức hai người lái độn quang, hướng vô cực sơn bay trốn đi. Đối đô lương thành tình huống thiên diệu tiên tử rất quen thuộc, hai người rất nhanh liền tại vô cực sơn tây nam lộc dưới ngọn núi mướn một cái động phủ. Bất quá lần này, tiêu phàm không tiếp tục đem động phủ thuê tại nguyên anh tu sĩ tụ tập khu vực, mà là cùng một đống tu sĩ kim đan thuê cùng một chỗ. Đã đến hạo thiên tông có thể trực tiếp ảnh hưởng đạt được địa phương, hay là phá lệ chú ý cẩn thận chút vi diệu. Cũng may trừ tà mị chi khí nhất thời không cách nào loại trừ, thiên diệu tiên tử thương thế đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, linh khí hơi mở nhà chút, thường ngày thổ nạp điều tức, cũng kém không nhiều đủ. Thực tế không đủ, có thể dùng linh thạch bổ sung. Trở lại động phủ, tiêu phàm bắt đầu cẩn thận kiểm nghiệm lần này tại thiên nhai thành thu hoạch. Hết thảy 6 cái chữ vật vòng tay, trong đó ba cái là lực lão quái cùng nguyên anh tu sĩ, mặt khác ba cái thì là tông trưởng quý cùng ba tên tu sĩ kim đan. Đối đây, thiên diệu tiên tử cơ bản không để vào mắt, cũng chưa từng hướng tiêu phàm đề cập qua muốn chia sẻ chiến lợi phẩm. Toàn bộ ly giao vật liệu, đều cho tiêu phàm thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đứng đầu một phái, thiên diệu tiên tử thân gia chi phong phú, vượt qua đại đa số tu sĩ ngoài ý liệu. Nếu lần này có thể thuận lợi mở ra thiên diệu cung bí điện, ở trong đó tồn phóng thiên diệu cung lịch đại tích xúc, càng là một cái không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tự. Lực lão quái mấy người cũng người điểm hào phóng, xa so phổ thông cùng giai tu sĩ muốn giàu có được nhiều. Bởi vì đã sớm hạ quyết tâm, bắt thiên diệu tiên tử về sau, một nhóm người liền thông qua truyền tống trận rời xa thiên nhai thành, tiến về đại tề nước đầu nhập hạo thiên tông, cho nên lực lão quái bọn người cơ hồ đem chỗ có thân ra đều mang tại trên thân. Tiêu phàm tại bọn hắn chữ vật vòng tay bên trong tìm được đại lượng linh thạch, mà lại tuyệt đại bộ phân đều là linh thạch cấp trung, trong đó lực lão quái chữ vật vòng tay bên trong, thậm chí còn có mấy khỏa cao dai linh thạch, đây thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt. Cao dai linh thạch không chỉ là ẩn chứa linh lực xa tại linh thạch cấp trung phía trên, còn tại ở ẩn chứa linh lực càng thêm tinh thuần, bổ sung linh lực tốc độ so linh thạch cấp trung thực sự nhanh hơn nhiều, là nguyên anh tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Động vật biển vật liệu cũng số lượng đông đảo, trong đó không thiếu hóa hình kỳ động vật biển toàn bộ vật liệu. Tại thiên nhai thành ở lâu, cơ hồ tất cả đan trong dược đều muốn trộn lẫn yêu thú nội đan hoặc là tinh huyết, lực lão quái cùng người thân thể cũng thích ứng dạng này yêu thú đan thuốc, bây giờ liền muốn rời xa thiên nhai thành, sau này còn muốn động vật biển vật liệu đến làm thuốc, coi như rất không dễ dàng. Đương nhiên phải mang nhiều một chút dự bị bởi vậy có thể thấy được lực lão quái bọn người sớm đã tồn rời đi thiên nhai thành khác lập sơn môn dự định chỉ là tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử đến rốt cuộc để nhiều năm chuẩn bị biến thành hành động thực tế đại lượng cao giai động vật biển vật liệu để tiêu phàm hết sức cao hứng đối với tu sĩ khác đến nói tiêu phàm những này yêu thú nội đan tinh huyết chỉ là luyện đan luyện khí tốt nguyên liệu đối tiêu phàm mà nói lại là khởi tử hồi sinh linh đan diệu dược cho tới bây giờ hắn đã dùng hóa huyết trúc linh đại pháp cứu sống hoàng đường cùng vũ văn nghiễm còn để biển kiêu hải cốt sống lại, có được mới sinh mệnh. Ngoài ra, thân là luyện khí tông sư, lực lão quái đám người chữ vật vòng tay bên trong, còn có đại lượng thành phẩm bảo vật cùng vật liệu luyện khí. Tiêu phàm thậm chí tại chữ vật vòng tay bên trong tìm được hai kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm cùng 6-7 kiện phẩm tướng cực giai pháp bảo thượng phẩm. Mặc dù những này pháp bảo đối với trước mắt tiêu phàm đến nói, hơi có chút gân gà, nhưng nếu như chịu cầm đi bán ra lời nói, tuyệt đối là một bút cực kỳ khổng lồ linh thạch. Huống hồ, tiêu phàm hiện tại không dùng được, không đại biểu những người khác cũng không dùng được. Cùng việc nơi này, trở lại Kim Châu Thành, trong đó hai kiện pháp bảo, giao cho cơ khinh sa sử dụng liền rất thích hợp. Trừ thành phẩm pháp bảo, trong nguyên liệu luyện khí cũng không thiếu cực phẩm bảo vật, trong đó mấy thứ hiếm thấy vật liệu, giá trị chi cao, không tại kia hai kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm phía dưới. Kỳ thật mảnh bàn về đến, pháp bảo cực phẩm không chỉ cái này hai kiện, lực lão quái sư huynh đệ ba người sử dụng bản mệnh pháp bảo, đều là phỏng chế pháp bảo cực phẩm, cái tỷ lệ này chi cao, tại địa phương khác là khó có thể tưởng tượng. Không phải một cùng một đại tông môn, cơ bản không thể là vì trong môn mỗi một vị nguyên anh tu sĩ đều đưa đến một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm tới làm bản mệnh pháp bảo. Lực lão quái bọn người là luyện khí tông sư, chiếm cái nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng tiện nghi. Nhiều năm như vậy tinh nhiên luyện khí thuật, cũng nên vì chính mình chế tạo một kiện lớn uy lực bảo vật mới đúng. Áo trắng tu sĩ bản mệnh pháp bảo phân thủy Nga mi đâm tự bạo hủy đi lực lão quái cùng mập lùn tu sĩ bản mệnh pháp bảo lại bảo tồn hoàn chỉnh, chỉ bất quá muốn đem bọn hắn lưu lại tại bảo vật bên trong thần hồn ấn ký biến mất, còn cần một chút thời gian. Tiêu phàm tạm thời không có ý định ở đây tiến hành, miễn cho gây nên cái gì ngoài ý muốn. Dù sao chuyện này cũng không vội, lần này, tiêu chân nhân mạnh mẽ phát một phen phát tài. Nhưng chân chính khiến tiêu phàm mừng rỡ vạn phần, cũng không phải là những này có sẵn bảo bối tốt, mà là tại lực lão quái chữ vật vòng tay bên trong phát hiện hai mảnh thẻ tre. Cái này hai mảnh thẻ tre, một mảnh ghi chép lực lão quái nhiều năm luyện khí tâm đắc, cơ hồ có thể nói là một bản luyện khí thuật bách khoa toàn thư, có mảnh này thẻ tre, tiêu phàm tương lai bỏ chút thời gian hảo hảo suy nghĩ lời nói, nhất định có thể tại luyện khí thuật bên trên cũng lớn có sở hoạch. Bất quá tiêu phàm dự định cùng hoàng đường triệt để khỏi hẳn về sau, đem cái này luyện khí thuật thẻ tre giao cho hắn đi nghiên cứu, mình lại hướng hắn lĩnh giáo, tựa hồ càng thêm phù hợp. Lấy đồng giáp gấu luyện khí thiên phú, có mảnh này thẻ tre, nhất định có thể tại luyện khí thuật bên trên nâng cao một bước. Một mảnh khác thẻ tre, thì ghi lại lực lão quái những năm này tinh nhiên không gian chi lực tâm đắc. Tiêu phàm chỉ thô sơ giản lược liếc nhìn một lần, lại cùng mình những năm này nghiên cứu không gian chi thuật xác minh một phen, nhất thời được gợi ý lớn. Xem ra tại không gian chi lực nghiên cứu bên trên tiến thêm một bước, sẽ không còn là ảo tưởng. Lực lão quái đã đem không gian cấm chế trực tiếp sử dụng đến thực chiến phía trên, nếu như tiêu phàm không có càn khôn đỉnh hộ thân lời nói, đối mặt cái này xuất quỷ nhập thần không gian cấm chế, thật đúng là chó chân chói tay, khó mà thi triển. Thật đem cái này thần thông nghiên cứu thông, thực chiến uy lực mạnh, quả thực không cùng luân so, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng siêu cấp đại sát khí. Đem hai mảnh trên thẻ trúc nội dung đều ghi khắc trong đầu về sau, tiêu phàm đem thẻ che thu vào. Những này dù sao cũng là lực lão quái tâm đắc, nghĩ muốn biến thành mình đồ vật, còn phải chậm rãi lĩnh ngộ, tuyệt không phải coi trọng mấy lần liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thanh mang lấp lẽ, phải rồng giáp nổi lên, tiêu phàm đứng dậy, đầy cõi lòng hưng phấn đánh giá cái này bảo giáp. Phải rồng giáp bên trên, giao động pháp bảo cực phẩm đặc hữu linh khí. Lấy tiêu phàm tu vi hiện tại cùng tầm mắt, hắn đã có thể tương đối rõ ràng phân biệt ra được bao quát pháp bảo cực phẩm ở bên trong các loại bảo vật đẳng cấp. Nhưng đối với thông huyền linh bảo loại này siêu việt dưới cùng giao diện trí bảo, lại còn không có 10 điểm trực quan nhận biết. Mặc dù, hắn chữ vật vòng tay bên trong liền cất dấu hai kiện thông huyền linh bảo, chỉ ít những cái kia đã từng ngộ linh kỳ đại năng giả đều cho là như vậy, càn khôn đỉnh càng là toàn bộ toa ma giới công nhận thông huyền linh bảo chính phẩm. Năm đó vô cực môn có thể chiếm giữ chính đạo thứ nhất tông cao thượng địa vị, cùng càn khôn đỉnh cũng có được quan hệ rất lớn. Một kiện chính phẩm thông huyền linh bảo, tại toa ma giới tuyệt đối đại biểu cho địa vị trí cao vô thượng. Mà như ý lôi quang tháp, thấy qua người không nhiều, nhận định nó là thông huyền linh bảo người càng ít nhưng tiêu phàm cảm thấy, lôi quang tháp thật rất có thể là một kiện chính phẩm thông huyền linh bảo. Bất quá một kiện khác thông huyền linh bảo hàng nhái cửu âm bạch cốt điểm, tại oán linh cùng thiên diệu tiên tử trong tay phát huy ra uy lực, mảy may cũng không tại càn khôn đỉnh cùng lôi quang tháp phía dưới. Tự nhiên, đó cũng không phải nói, cửu âm bạch cốt điểm thật có thể cùng hai món bảo vật này đánh đồng, chỉ là người sử dụng thân phận khác biệt thôi. Thiên diệu tiên tử là hậu kỳ đại tu sĩ, oán linh càng là trời sinh quỷ linh, cửu âm bạch cốt điểm trong tay bọn hắn, tự nhiên có thể phát huy ra không giống bình thường uy lực cực lớn. Về phần Nam Cực Tiên Ông Linh Dược Vườn, Tiêu Phàm cho tới nay cũng không biết nên như thế nào cho nó định tính, Thanh Dương Tổ sư thậm chí cho rằng kia là tạo hóa chi bảo hàng nhái. Bất quá Tiêu Phàm cảm thấy khả năng không lớn, đã nhất thời bán hội làm không rõ ràng sự tình, liền tạm thời không để ý tới. Dù coi như người mang mấy kiện chí bảo, cái này vảy rồng giáp vẫn là để Tiêu Phàm thập phần hưng phấn lúc trước hắn đem ly giao vật liệu cùng huyền tinh giáp giao cho lực lão quái thời điểm, cũng không có trông cậy vào hắn thật có thể luyện ra một kiện pháp bảo cực phẩm đến, có thể có phỏng chế pháp bảo cực phẩm uy năng, liền đã để tiêu phàm rất hài lòng. Ai ngờ cơ duyên xảo hợp, lực lão quái vậy mà như thế không tiếc vốn gốc. Cuối cùng vẫn là tiện nghi hắn tiêu phàm, nhất là cái này vảy rồng giáp không chỉ chỉ là lực lượng phòng ngự siêu cường còn bổ sung lấy một cái tiến công lực càng thêm sắc bén biến thái vảy rồng kiếm trận cùng một đầu suốt quỷ nhập thần tù long tác dù coi như là những cái kia phổ thông pháp bảo cực phẩm, chỉ sợ cũng kém xa tít tắp cái này mới luyện chế mà thành vảy rồng giáp. Tiêu phàm nhẹ nhàng vỗ tay một cái, vảy rồng giáp thanh quang lóe lên, liền là ra hiện ở trên người hắn, đem hắn toàn thân cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, lại một vận dụng pháp lực, 108 tấm vảy rồng bay dương mà lên. Ở giữa không trung hóa thành 108 chuôi thanh lóng lánh đoạn kiếm, lập tức cả phòng băng hàn, lưỡi đao gió đập vào mặt. Bóng người lóe lên, thiên diệu tiên tử thân hình trực tiếp xuyên thấu qua mật thất vách đá, xuất hiện ở trong mật thất. Bởi vì ngoài động phủ bên cạnh sớm đã bố trí tốt pháp trận phòng ngự. Mật thất phụ cận, tiêu phàm liền không có lại làm đặc thù bố trí, thiên diệu tiên tử cũng là như thế. Bên kia mật thất, tiêu phàm tùy thời đều có thể tiến vào. Bá một tiếng, 108 chuôi vảy rồng kiếm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cùng nhau chỉ hướng thiên diệu tiên tử, liền phảng phất 108 con rắn độc tựa hồ một nháy mắt liền phát giác được địch tình, vô cùng có linh tính. Tiêu phàm vội vàng vận khởi thần niệm chi lực, đem vảy rồng kiếm đều thu hồi lại, một lần nữa hóa thành lân phiến. Trở lại giáp trụ phía trên, đầu kia ly dao, ngay tại hướng thành niên thể tiến hóa, cho nên, người cái này vảy rồng giáp, cũng còn có tăng lên rất nhiều không gian, thiên diệu tiên tử nhìn qua tiêu phàm trên thân giáp trụ, lãnh đạm nói. Điểm này, tiêu phàm ngược lại là tại lực lão quái luyện khí tâm đắc bên trên nhìn thấy qua cùng loại ghi chép. Bình thường dùng thiên địa linh thú thân thể luyện chế mà thành bảo vật, đều có tăng lên không gian. Chỉ cần ngày sau tiêu phàm tìm tới đồng nguyên giao long loại vật liệu, liền có thể để vẩy rồng giáp tăng thêm một bước uy năng. Tỷ như trưởng thành ly giao lân phiến, tự nhiên, muốn lấy được những tài liệu này, cũng chưa chắc nhất định phải tàn sát trưởng thành ly giao, cũng có thể là trưởng thành ly giao tự hành chóc ra lân phiến, cứ việc hiệu quả không có tốt như vậy, tổng cũng có thể sử dụng. Trước mắt có thể có cái này uy năng, cũng rất không tệ, ta còn phải hóa một chút thời gian đến chậm rãi luyện hóa, thiên diệu tiên tử nói, người nuốt ly thủy long châu, có thể triệt để kích phát cái này khôi giáp uy lực, điểm này là cái kia họ lực luyện khí sư so ra kém. Theo người thủy thuộc tính công pháp tăng cường, cái này khôi giáp uy lực cũng có thể tiến một bước tăng cường. Như loại này có thể cộng đồng trưởng thành bảo vật, rất nhiều người đều sẽ luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, câu nói này kỳ thật chính là đang nhắc nhở tiêu phàm, cái này khôi giáp, người hẳn là luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Tiêu phàm mỉm cười nói, ta cũng đang có ý này, thiên diệu tiên tử gật gật đầu, lập tức lấy ra một mảnh thẻ che giao cho hắn, nói, trong này có một ít cần dùng đồ vật, chúng ta tại Đô Lương Thành dừng lại một đoạn thời gian, trước thanh những vật này thu thập đủ lại nói. Muốn đi Khanh Vân Châu, dù sao cũng phải muốn dự làm chút chuẩn bị, cái gọi là Khanh Vân Châu, chính là thiên diệu cung tổng đàn sở tại địa, tại đại triệu nước cùng đại tề nước chỗ giao giới. Muốn đi thiên diệu cung bí điện, nhất định phải trải qua tổng đàn tiến vào. Tiêu phàm tiếp nhận thẻ tre, thần niệm chi lực quét qua, song mi có chút dương lên. cái này thẻ tre bên trong bày ra đồ vật khi thật không ít, trong đó rất lớn một bộ phân đều là các loại huyễn thuật cần dùng vật liệu. tỷ như nói ngàn năm dược linh hai lá tham gia chính là mãnh liệt đến huyễn dược vật. tiêu phàm vẫn luôn tại nuốt thái thanh hoa linh đan chủ dược chính là năm ngàn năm dược linh hai lá tham gia có tăng cường lực lượng thần thức kỳ hiệu. bất quá theo tiêu phàm tiến giai nguyên anh kỳ về sau, cái này thái thanh hoa linh đan hiệu dụng ngay tại ngày càng yếu bớt. Như thế 10 điểm bình thường, Nguyên Anh Kỳ cùng Kim Đan Kỳ tu sĩ thần thức tranh lệch, vốn là cực kỳ to lớn. Kim Đan Kỳ có thể có hiệu quả đan dược, đa số đến Nguyên Anh Kỳ hiệu dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Tiêu phàm tại Kim Đan Kỳ lúc một mực phục dụng tiểu vu linh đan đến tăng cường pháp lực, tiến giai Nguyên Anh về sau, liền bắt đầu đại lượng luyện chế vu linh đan. Vu linh đan dược lực cực kỳ bá đạo, xem chừng tại cả cái Nguyên Anh sơ kỳ đều có thể có tác dụng. Về phần ngày sau tiến giai Nguyên Anh trung kỳ, có phải là còn có hiệu quả, nhưng liền không nói được. Nếu thật là mất đi tác dụng, lại đi tìm cái khác càng thêm hữu hiệu đan phương cũng không muộn. Thiên diệu cung lấy bảng môn tả đạo chứ danh, thiên diệu tiên tử cần thu thập nhiều như vậy huyễn thuật vật liệu, chính hợp tình hợp lý. Tiêu phàm tận mắt chứng kiến qua thiên diệu tiên tử thần diệu khó lường huyễn hóa ẩn nấp chi thuật, ngay cả yêu đao tông ẩn nấp thần thông đều kém xa, đúng là thần hồ kỳ kỹ. Nếu không phải dựa vào lấy thần kỳ như vậy huyễn hóa ẩn nấp chi thuật, Thiên Diệu Tiên Tử làm sao có thể tại nhiều cao thủ như vậy truy sát phía dưới kiên trì đến hôm nay chỉ bất quá hai ba mười năm truy sát tới chắc hẳn nàng tùy thân mang theo những này linh đan diệu dược cũng kém không nhiều tiêu hao sạch sẽ có thể đoán được chính là Hạo Thiên Tông Hạo Nhật môn cùng cái gọi là chính đạo tông môn khẳng định tại khanh vân châu Thiên Diệu cung tổng đàn bày ra thiên la địa võng chỉ cùng Thiên Diệu Tiên Tử trở về tự chui đầu vào lưới chỉ bất quá đã cứu mạng Ngọc Phù cất giữ tại bí điện bên trong như vậy biết rõ là đầm rồng hang hổ, cũng nhất định phải xông vào một lần. Cái này bên trên đồ vật ngũ hoa bát môn, đô lương thành có thể thu thập phải như vậy đầy đủ sao? Tiêu phàm yên lặng xem hết trên thẻ trúc bày ra vật phẩm, thoảng qua có chút lo âu nói. Thiên diệu tiên tử từ tốn nói, đều lương đã từng là Nam Châu đại lục nhất thành lớn phồn hoa, cũng là các loại kỳ chân dị bảo hội tụ chi địa. Mặc dù vô cực môn xuống dốc về sau, đều lương kém xa ngày xưa phồn hoa như vậy náo nhiệt, nhưng như trước vẫn là một cùng một thành lớn, nếu như ở đây đều thu thập không hoàn toàn lời nói, chỉ sợ tại Nam Châu Đại Lục bất luận cái gì một tòa thành thị đều thu thập không hoàn toàn, tiêu phàm im lặng gật đầu. Năm đó, tổ sư bà bà sở dĩ lựa chọn tại Khanh Nguyên Châu sáng lập Sơn Môn, nhìn chúng cũng là đô lương thành cái này phồn hoa náo nhiệt, vật liệu đầy đủ, thiên diệu tiên tử lại tăng thêm một câu như vậy. Tốt, chúng ta chia ra hành động đi, tiêu phàm gật đầu đồng ý. Những tài liệu này thực tế quá mức phức tạp, dù coi như là tại đô lương thành, muốn trong khoảng thời gian ngắn thu thập đủ cũng không dễ dàng. Nhất là quan trọng chính là, bọn hắn còn phải đặc biệt coi chừng cẩn thận, không thể gây nên người khác hoài nghi. Cũng may hai người đều tinh thông huyễn hóa chi thuật, ngược lại là đem bại lộ phong hiểm xuống đến thấp nhất. Ngày kế tiếp, thiên diệu tiên tử liền rời đi động phủ, ra ngoài thu thập các loại vật liệu. Tiêu phàm lại bắt đầu bế quan, hắn việc khẩn cấp trước mắt là trước luyện hóa vảy rồng giáp. Dạng này bảo giáp, nếu như không nhỏ máu nhận chủ, vạn nhất bị người cướp đi, coi như hối tiếc không kịp. Lực lão quái nếu không phải về thời gian quá vội vàng, lo lắng thành lão quái gấp trở về, vừa mới luyện chế hoàn thành liền vội vã chạy tới cùng thiên diệu tiên tử giao thủ, nói không chừng thiên nhai biển trận chiến kia kết quả, cũng không phải là cái dạng kia. Chọn vẹn 10 ngày sau, tiêu phàm mới khải quan mà ra, đeo lên thiên huyễn diệt, huyễn hóa thành một tên sắc mặt trắng bệch trung niên tu sĩ, bắt đầu tiến về đô lương thành phường thị. Thiên diệu tiên tử nói không sai, làm đã từng chính đạo thứ nhất tông sơn môn sở tại địa, nam châu đại lục đông bắc bộ đệ nhất đại quốc đô thành đô lương thành phường thì kích thước to lớn vượt xa phổ thông tu sĩ ngoài tưởng tượng tiêu phàm vốn cho là kim châu thành phường thì quy mô liền đủ lớn ai ngờ cùng đô lương thành một so kim châu thành thật đúng là chẳng đáng là gì đô lương thành mặc dù không hề giống kim châu thành như thế chuyên môn kinh doanh các loại linh thảo linh dược nhưng trong thành cũng có một chỗ quy mô cực lớn dược liệu phường thị thậm chí không tại kim châu thành khu vực trung tâm phía dưới đồng dạng y quán tiệm thuốc tụ tập đến đây liền xem bệnh mua thuốc các tu sĩ núi liền không dứt phi thường náo nhiệt tướng so đô lương thành toàn bộ phường thị đến nói chỗ này quy mô cực lớn dược liệu phường thị chỉ bất qua chiếm cứ rất nhỏ một góc tiêu phàm cũng coi là gặp qua không ít việc đời nhìn thấy cái này to lớn phường thị vẫn như cũng không khỏi nhìn mà than thở vô cực môn xuống dốc ngàn năm đô lương thành vẫn phồn vinh đến tận đây tưởng tượng ngàn năm trước kia vô cực môn cường thịnh thời điểm tòa này bắc địa đô thành lại càng không biết ra sao chờ phồn vinh hưng thịnh uy chấn thiên hạ. Kể từ đó, tiêu phàm rất dễ dàng liền ở trong thành thu tập được đại bộ phận phân cần thiết vật liệu. Còn lại số ít phân tài liệu chân quý, phổ thông cửa hàng bình thường sẽ không bán ra, chỉ có thể gửi hy vọng ở cỡ lớn giao dịch hội cùng đấu giá hội. Audio điện tử võ tấn bền Tứ Hải Cư là đô lương thành một nhà cực lớn thương hội. Dù coi như không phải đô lương thành xếp hạng thứ nhất đại thương đi, cũng tuyệt đối có thể liệt tên ba vị trí đầu bên trong. Mỗi một tháng, Tứ Hải Cư đều sẽ tổ chức một trận thịnh đại giao dịch hội, mà mỗi nửa năm thì sẽ tổ chức một trận càng lớn giao dịch hội, về phần một năm một lần siêu cấp giao dịch hội, vậy liền cơ hồ là toàn thành thịnh sự. Tiêu phàm vận khí không tệ, vừa mới tại Đô Lương Thành bên trong đi dạo hai tháng, liền gặp gỡ Tứ Hải Cư mỗi năm một lần siêu cấp giao dịch hội. Tiêu phàm lần nữa thay đổi dung mạo về sau, lấy nguyên anh tu sĩ thân phận tham gia lần giao dịch này hội. Bởi vì Đô Lương Thành thực tế quá lớn, Tứ Hải Cư giao dịch hội khách nhân thực tế quá nhiều, mỗi năm một lần siêu cấp giao dịch hội, trước tới tham gia Nguyên Anh tu sĩ liền có mấy trăm tên nhiều. Cho nên Tứ Hải Cư siêu cấp giao dịch hội là phân tràng tiến hành, Nguyên Anh tu sĩ một trận, tu sĩ kim đan 10 trận. Về phần kim đan kỳ trở xuống tu sĩ, vậy liền không cần nghĩ, căn bản liền không khả năng có cơ hội tham gia dạng này thịnh hội. Nguyên Anh tu sĩ có thể tham gia tu sĩ kim đan giao dịch hội, tu sĩ kim đan không có thể tham gia Nguyên Anh tu sĩ giao dịch hội. Cứ như vậy, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể quang minh nguyên anh tu sĩ thân phận. Tại tu sĩ kim đan giao dịch hội bên trên, khẳng định tìm không thấy mình cần thiết vật liệu. Cũng may nguyên anh tu sĩ tại Đô Lương thành cũng không coi là bao nhiêu hiếm có, nhất là tứ hải cư những này siêu cấp đại thương đi tổ chức mỗi năm một lần giao dịch hội lúc, càng là có không ít nơi khác nguyên anh tu sĩ không hiểu mà tới. Hàng năm dạng này giao dịch hội đều thịnh huống chưa bao giờ có. Cùng năm trước quy củ đồng dạng, năm nay Tứ Hải Cư Giao Dịch Hội vẫn như cũ là tại Tứ Hải Cư tầng cao nhất trong đại điện tổ chức. Tứ Hải Cư tài đại khí thô, có một tòa chuyên môn dùng để tổ chức giao dịch hội cao ốc, từ tầng dưới cùng bắt đầu, liền mời trận pháp đại sư bố trí siêu cường phòng hộ pháp trận, cả tòa giao dịch cao ốc khác rõ đếm không hết phù văn, thỉnh thoảng lóng lánh các loại quan trạch. Lộ ra cực kỳ thần bí, Tiêu Phàm lấy Thiên Huyễn Diện đem mình biến ảo thành một tên 50 tuổi khoảng chừng, không chút nào thu hút thon gầy nam tử, thân mặc áo bảo xanh, dưới hàm ba tròm dâu dài, một thân một mình, đi tứ hải cư. Hình tượng như vậy, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không thể đem nó cùng Kim Châu thành vị kia anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng tiêu y thánh liên hệ đến cùng nhau đi. Tiêu phàm thậm chí ngay cả khí thức của mình đều làm cải biến, kia cỗ đầu đầu cũng có hạo nhiên chính khí rất tốt thu liếm, thay vào đó chính là một loại vừa chính vừa tà khí tức. Tiêu phàm đeo trên người lấy không ít ma đạo pháp bảo, chỉ cần kích phát trong đó một kiện một chút ma khí, lại cưỡng ép thu liếm một chút, liền có thể đem khí thức của mình thay đổi được hoàn toàn thay đổi. Tiêu Phàm đưa ra lệnh bài thông hành, là thứ 400 số 62, coi như hắn là vị cuối cùng khách quý, tham gia lần giao dịch này sẽ nguyên anh tu sĩ, cũng có gần 500 người. Cứ việc đến đây tham dự khách nhân là nhiều như thế, tứ hải cư tiếp đãi lại không có nửa điểm phất lờ. Mỗi vị tham dự nguyên anh tu sĩ, đều có người chuyên tiếp đãi. Thuần một sắc tuấn nam mỹ nữ, đều đều có lấy trúc cơ trung hậu kỳ tu vi, đối nhân xử thế, nho nhã lễ độ rõ ràng nhận qua 10 điểm chuyên nghiệp huấn luyện. Trên thực tế, vì cam đoan để mỗi một vị nguyên anh tu sĩ đều có xem như ở nhà cảm giác. Tứ hải cư vận dụng nhân thủ, vượt xa tham dự nguyên anh tu sĩ. Tiêu phàm đến đô lương thành 2 tháng, cũng từng tham gia một chút cỡ nhỏ giao dịch hội đấu giá hội, nhưng không có cái kia một lần quy mô có thể cùng lần này đánh đồng. Thậm chí Kim Châu thành y thánh đại hội, cũng không có một lần tính hội tụ qua nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ. Nam Châu đại lục trung bộ lệch đông bắc khu vực, là toàn bộ trung tâm đại lục, phồn hoa nhất náo nhiệt nhất chỗ, quả nhiên danh bất hư truyền. Thấy tiêu phàm là một thân một mình đến đây tham dự, phụ trách tiếp đái hắn thon thả thị nữ thoảng qua khẽ giật mình. Rất hiển nhiên, một người tới tham gia giao dịch hội nguyên anh tu sĩ vẫn tương đối hiếm thấy, bình thường đều sẽ mang lên mấy tên môn nhân đệ tử, nếu không phải là cùng cái khác nguyên anh tu sĩ kết bạn mà tới. Một thân một mình hành động, bình thường đều là khổ tu chi sĩ. Loại người này, thường thường tính tình cổ quái, tính cách cố chấp, thật không tốt hầu hạ, động một chút lại sẽ nổi giận. Bất quá thị nữ kia lập tức liền thiếu yếp như hoa, thu xếp lên 12 phân tinh thần tới tiếp đãi tiêu phàm. Lê tiền bối, mời tới bên này, lần này tiêu phàm đăng ký danh tự họ Lê, mặc dù đô lương thành là triệu quốc, nước triệu đô thành, nhưng đề phòng cũng không thế nào xâm nghiêm. Dù sao nơi này đã từng là vô cực môn sơn môn sở tại địa, lại tiếp giáp hạo thiên tông, thái ất môn dạng này tiếng tăm lừng lẫy chính đạo siêu cấp đại tông, rời xa nơi thị phi, đã nhiều năm chưa từng xảy ra chiến loạn, nhiễm nhiên biến thành một cái thương nghiệp thành thị. Dạng này thành thị, không cần đề phòng xâm nghiêm, rộng rãi bầu không khí, có thể rất tốt hấp dẫn các nơi tu chân đồng đạo trước tới đây du lịch, giao dịch. Cho nên tiêu phàm rất dễ dàng tùy ý hoán đổi thân phận của mình. Cứ việc ở trong thành, trên lý luận hay là cần một mặt lệnh bài thông hành, nhưng cơ hồ có rất ít người đem quy tắc này dùng tại một tên nguyên anh tu sĩ trên người. Nhiều năm qua, tại Đô Lương thành người gây chuyện có thể nói là phượng mau lân giác lại có ai sẽ đần độn nghiêm túc đi chấp hành những quy củ kia đâu. Tiêu phàm ở tên này thì nữ dẫn dắt phía dưới, trực tiếp đi tới tầng cao nhất. Chỉ thấy tầng cao nhất giao dịch hội hội trường quy mô cực lớn, đủ có thể đủ dung nạp 2.000 tên trở lên khách quý. Đây là chỉ chính chủ, không bao gồm những cái kia nguyên anh tu sĩ môn nhân đệ tử, mỗi quý báo tân đều có đơn độc phòng. Từng tầng từng tầng, theo điểm hướng lên, chừng mười mấy tầng cao như vậy. Tiêu phàm vừa đi tiến vào nhà này cao ốc, Liên ở trong đó cảm nhận được rất rõ ràng không gian chi lực. Nhà này giao dịch cao ốc, bị đại năng giả lấy không gian chi lực cải tạo qua. Mỗi một cái gian phòng đều là độc lập, lẫn nhau ở giữa không liên hệ chút nào. Trừ không gian chi lực, Tiêu Phàm còn cảm ứng được rõ ràng cấm chế che đậy, tham dự tu sĩ không thể tương hỗ thăm dò. Tự nhiên, dạng này che đậy sẽ không quá mạnh, nếu có người cưỡng ép lấy thần niệm chi lực theo dõi lời nói, loại trình độ này cấm chế che đậy khẳng định là không che giấu được chỉ là cùng là nguyên anh tu sĩ, như không tất yếu, ai sẽ làm ra dạng này đại đại đắc tội với người cử động. Nơi này thiết trí hai nghìn dư cái bao xương, lại một điểm không cho người ta chen chút cảm giác, càng không lộ vẻ lộn xộn ngược lại hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng, đủ thấy người thiết kế công lực. Thon thả thị nữ dẫn dắt tiêu phàm tiến vào 400 số 62 bao xương. Lúc này, toàn bộ hội trường đã phi thường náo nhiệt, không ít bao xương đều sáng lên ánh trăng nhu hòa thạch quang mang, có thể thấy được đã có khách vào ở. Tiêu phàm thô thô nhìn lướt qua, chỉ thấy dạng này sáng lên quang mang bao xương đã có 5.600 cái nhiều. Một chút lẫn nhau quen thuộc nguyên anh tu sĩ, ngay tại trò chuyện, trong hội trường khắp nơi đều là ong 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 nói nhỏ thanh âm. Càng như vậy, tiêu phàm ngược lại càng là đầy cõi lòng lòng tin. Tham dự hội nghị nguyên anh tu sĩ càng nhiều, hắn góp đủ tài liệu khả năng lại càng lớn, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đi khanh vân châu thiên diệu cung tổng đàn thời điểm, hệ số an toàn cao hơn một chút. Lê Tiền Bối, xin hỏi tiền bối trước kia tham gia qua chúng ta tứ hải cư giao dịch hội A. Vì tiêu phàm dâng lên linh quả trà thơm về sau, thon thả thị nữ nhẹ nhàng một cái vạn phúc, Kiều Thanh nói. Không có, cái này là lần đầu tiên, có thứ gì quy tắc, cho ta giải nói một chút đi, tiêu phàm vuốt vuốt dưới hàm dâu ngắn, không mặn không nhạt nói, sắc mặt bình tĩnh, không mang một điểm thiếu dung. Đã giả trang là một tên độc hành tu sĩ, mỗi tiếng nói cử động đều muốn phù hợp thân phận của mình. Quá ôn tồn lễ độ, Ngược lại sẽ lộ ra sơ hở, khiến người hoài nghi. Vâng, thon thả thị nữ lại là vén áo thi lễ, lúc này mới bắt đầu giới thiệu giao dịch hội quy tắc. Ngược lại là cùng cái khác giao dịch hội quy tắc cơ bản giống nhau, bất quá khác biệt duy nhất chính là, Tiêu Phàm cũng không nghe được không được tại giao dịch hội hiện trường nháo sự quy tắc. Nói cách khác, Tứ Hải cư có đầy đủ tự tin, tuyệt đối sẽ không có người tại giao dịch hội hiện trường gây chuyện. Nghe nói Tứ Hải cư đại trưởng quỹ bản thân liền một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cái này tại những thành thị khác quả thực chính là nghe rợn cả người. Một nhà cửa hàng đại trưởng quỹ, thế mà lại là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Kim Châu thành bảy đại tông môn, nói đến uy phong hiển hách, lãnh tụ quần tu, cũng không có một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn, thậm chí toàn bộ Hoắc Sơn Quốc, đều chỉ có Vũ Văn Chu như thế một vị đại tu sĩ mà thôi. Vắng vẻ chi địa tu chân tông môn thực lực, cùng đại triệu quốc đô thành chỗ như vậy, là thật không cách nào đánh đồng. Mặc dù nơi này phòng đều có che đậy thần thức, ngăn cách điều tra cấm chế, nhưng nhất tới gần chủ chỗ vị trí phía trước mấy cái trong giặc, lại lộ ra một cỗ khó mà áp chế khí thức cường đại, tiêu phàm thần niệm cường đại, viễn siêu cùng giai tu sĩ, mà lại khoảng thời gian này ngày ngày cùng một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ liên hệ, tự nhiên có thể cảm ứng được những này trong giặc chủ nhân, đều đều có lấy đại tu sĩ khủng bố tu vi. Một nhà cửa hàng tổ chức mỗi năm một lần giao dịch hội, lại có thể hấp dẫn mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đến đây, lan truyền ra ngoài, cũng đầy đủ khiến người kinh thán không thôi ở đây nháo sự, thật đúng là đã cần đảm lược, lại cần thực lực. Lặng lặng nghe xong thon thả thị nữ giải thích, tiêu phàm khẽ vuốt cằm, lập tức khoát tay áo, mí mắt đều không nhấc một chút. Thị nữ kia vén áo thi lễ, liền là rời khỏi bao xương, nhưng lại chưa đi xa, ngay tại bên ngoài dạp bên cạnh đứng hầu, tùy thời chuẩn bị nghe theo tiêu phàm triệu hoán. Theo thời gian chuyển rời, hội trường càng thêm náo nhiệt lên, không ít bao xương thứ tự tỏa ra ánh sáng, lại có không ít nguyên anh tu sĩ lần lượt tham dự hội nghị, Đợi đến giao dịch hội sắp chính thức bắt đầu thời điểm, trong hội trường đã có siêu quá nửa bao xương sáng lên nguyệt quang thạch ánh sáng nhu hòa, nói cách khác, khoảng chừng vượt qua 1.000 tên nguyên anh tu sĩ tham gia lần này giao dịch đại hội. 1.000 tên nguyên anh tu sĩ, đặt tại địa phương khác, cái số này coi là thật không cách nào tưởng tượng. Ngay cả tiêu phàm cũng âm thầm hút một ngụm khí lạnh. Đúng lúc này, một trận ồn ào chi tiếng vang lên, chỉ thấy hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ tại mấy tên thị nữ dẫn dắt phía dưới, trực tiếp đi tới hội trường trung tâm nhất đi đầu một người người mặc màu đỏ tía đoàn hoa cẩm bào đầu đội triển chân khăn vấn đầu mặt béo tròn vẻ mặt tươi cười cùng phàm tục thế giới những cái kia viên ngoại 10 điểm hòa khí người này vừa xuất hiện lập tức liền có không ít nguyên anh tu sĩ tranh nhau cùng hắn chào hỏi đới huynh mang lão bản phát tài tiêu phàm hai mắt có chút híp mắt một chút này vị diện bao quanh như phú gia ông mang lão bản vậy mà là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hẳn là cũng chính là trong truyền thuyết vị kia tứ hải cư đại trưởng quý truyền môn vậy mà là thật vị này mang đại trưởng quỹ tựa hồ có phần có nhân duyên không ngưng cười ha ha cùng người chào hỏi tiêu phàm thờ ơ lạnh nhạt phát hiện hắn mặc dù chỉ cùng mấy người làm trả lời nhưng ánh mắt lại tại cơ hồ tất cả cùng hắn bắt chuyện qua người trên mặt qua một lần đồng thời mỉm cười thăm hỏi khiến cái này cùng hắn bắt chuyện qua người đều có thể rõ ràng cảm giác được mang đại trưởng quỹ nghe tới mình chào hỏi còn làm ra đáp lại lập tức mỗi một cái cùng hắn ánh mắt đối đầu qua người đều cảm thấy hết sức cao hứng như Mộc Xuân Phong. Tiêu Phàm không khỏi có chút cảm khái, quả nhiên là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Cũng không phải là mỗi một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều là cao cao tại thượng ngạo khí phi phàm. Chỉ ít vị này mang đại trưởng quý cũng không phải là. Chỉ nhìn hắn dưới mắt những này biểu hiện, người này là trời sinh người làm ăn. Khó trách Tứ Hải Cư có thể làm cho tới hôm nay quy mô lớn như vậy, thực tế là đương nhiên. Chỉ bất quá dạng này một vị thương nhân, thế mà cũng tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ quả nhiên là ngoài dự liệu. Có thể thấy được tu chân chi đạo, chưa từng ý đã định, đều có các duyên phận. Thật vất vả, mang trưởng quỹ cùng những cái kia đồng đạo nhóm đánh xong chào hỏi, lúc này mới tại trên đài hội nghị đứng vững, mặt khác hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ thì ở phía sau hắn đứng thành một hàng. Cái này hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ, nhiều hơn phân nửa là nguyên anh trung kỳ tu vi, một nửa là nguyên anh sơ kỳ. Bất quá giờ phút này bọn hắn xuất hiện tại mang trưởng quỹ bên người, nhưng không phải là bởi vì tu vi của bọn hắn, bọn hắn chính là lần giao dịch này sẽ từng cái giai đoạn người chủ trì trong đó hẳn là còn có mấy vị tư thâm giám định sư đây đều là mỗi cái giao dịch sẽ nhất định phải có nhân vật mang trưởng quý cười ha hả nói một phen lời dạo đầu tràn đầy giang hồ khí hơi thở loại lời này mọi người tại chỗ tự nhiên đều là nghe quen một mực ầm vang gọi tốt cho đủ vị này hậu kỳ đại tu sĩ mặt mũi bất quá mang trưởng quý tự mình chủ trì giao dịch này sẽ từ cũng sẽ không tất cả đều là lời khách sáo còn phải móc ra một chút thực tế đồ vật, đợi mọi người tiếng khen thoảng qua lắng lại một điểm, mang đại trưởng quỹ đoàn đoàn tròn trên mặt hiện lên một tia lực lượng thần bí tiếu dung, nói, đoạn thời gian trước, chắc hẳn không ít đạo hữu đều nghe nói qua, đới mỗ ra lội xa nhà. Bất quá, đới mỗ đến cùng đi ra ngoài làm cái gì đi, đi nơi nào, lại muốn mời các vị hảo bằng hữu đoán bên trên một đoán. Lời còn chưa dứt, cách đài chủ tịch gần nhất cái nào đó trong bao xương, đã vang lên một cái rất không kiên nhẫn thanh âm. Lão đới, đừng ra vẻ thần bí, mau nói. Người tại kia thượng cổ di chỉ bên trong, đến cùng tìm được cái gì? Nghe một hơi này, chẳng những cùng mang trưởng quỹ hết sức quen thuộc, mà lại cũng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ. Điểm này, từ hắn kia mảy may đều không giấu giếm khí thức bên trong cũng có thể dòm biết một hai. Hắc hắc, hạ hầu huynh cái này gấp gáp mau bệnh, mấy trăm năm, tổng cũng đổi không được. Mang trưởng quỹ đối với người này mạo phạm không chút phật lòng, cười ha hả nói, không sai đới mẫu xác thực cùng mấy vị hảo hữu cùng đi phía bắc hưng thịnh nước ở nơi đó tìm được một chỗ thượng cổ di chỉ ồ thượng cổ di chỉ tìm được cái gì a à, hưng thịnh nước đây không phải là nguyên linh giáo khống chế địa phương sao mang trưởng quỹ giám đến đó không hổ là hậu kỳ đại tu sĩ rất lợi hại lá gan thật đại lời nói này lập tức liền dẫn phát từng đợt sợ hãi thán phục nguyên linh giáo mặc dù không phải thập đại ma nói trong tông môn đối tu sĩ chính đạo ghét nhất giáo phái nhưng đối tu sĩ chính đạo cũng tuyệt đối không chào đón. Nhất là tại bọn hắn khống chế địa phương, tu sĩ chính đạo ra vào đều nhận nhất định hạn chế. Đương nhiên, bây giờ là thời kỳ Thái Bình, chính mà ở giữa vẫn chưa phát sinh đại chiến, ngược lại cũng không đến nỗi nhìn thấy tu sĩ chính đạo liền muốn chu sát. Thật giống như Đô Lương Thành, ngẫu nhiên cũng sẽ có số ít ma đạo tu sĩ ẩn hiện, chỉ cần tuân thủ trong thành quy củ, không hại người, Đô Lương Thành đội chấp pháp cũng sẽ không đem những này ma đạo tu sĩ như thế nào đây thật ra là giao dịch cần, tổng có một ít vật phẩm, nhất định phải tòng ma đạo tông môn khống chế địa khu cùng quốc gia lưu thông tới nơi này, chính đạo tông môn khống chế quốc gia, cũng có chút vật phẩm muốn vận đến ma đạo tông môn địa bàn đi lên tiêu thụ, cái này gọi đôi bên cùng có lợi. Nếu thật là hoàn toàn cấm tiệt, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Nhưng chỉ là làm ăn, mang trưởng quỹ bọn hắn lại là xâm nhập đến nguyên linh giáo khống chế quốc gia đi đào bảo, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắc hắc, đối huynh thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thiên hạ nơi nào đi không được cũng có rất nhiều người xem thường bình thường đến nói nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tại cái này một giới không nói là không đâu địch nổi thật muốn làm bị thương bọn hắn cũng không hề dễ dàng bình thường đến nói chỉ cần những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ ngộ linh kỳ cao nhân tiền bối không tùy tiện xuất thủ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ liền sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm thiên diệu tiên tử dạng này bị mấy tên cùng giai đại tu sĩ cùng một đống nguyên anh tu sĩ truy sát tình hình tự nhiên là ngoại lệ. Nếu như là một đôi giao thủ một cái, đối huynh tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào, nhưng kia nguyên linh giáo vu đạo thần thông, lại thực tế quỷ dị, không cẩn thận, liền bọn hắn đạo nhi. Lập tức lại có người phản bác, đối những nghị luận này, mang trưởng quỹ chỉ coi nghe không được, vừa cười vừa nói, các vị đạo hữu an tâm chớ vội, lại cho đới mỗ thừa nước đục thả câu. Bất qua đới mỗ hướng mọi người cam đoan, tại kia thượng cổ di chỉ bên trong tìm tới mấy món bảo vật, đối mỗ tuyệt không từ chân, tại giao dịch này sẽ lên khẳng định để bọn chúng cùng các vị đạo hữu gặp mặt, như thế nào. Không dối gạt chư vị nói, thật là có mấy thứ đồ chơi hay, ha ha ha. Nghe mang trưởng quý kiểu nói này, ngay cả tiêu phàm đều không chịu được bị treo lên khẩu vị. Ngay cả một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng than thở có thừa bảo vật, khẳng định có chỗ độc đáo của nó, tuyệt không tầm thường. Ngược lại muốn xem xem, đến cùng là cái gì không tầm thường đồ tốt đô lương thành dù lớn, tiêu phàm hai tháng này thu hoạch lại cũng không quá nhiều. Bất quá tiêu phàm phát hiện, yêu thú vật liệu cùng động vật biển vật liệu, tại đô lương thành phường thì càng thêm đáng tiền, giá cả muốn so kim châu thành cao hơn hai ba thành. Đây cũng 10 điểm bình thường, dù sao đô lương thành cách kim châu thành quá xa xôi, bỏ qua một bên đắt đỏ truyền tống phí tổn không nói, trên đường phong hiểm cũng phi thường lớn. Từ ngoài ước vạn dặm Kim Châu Thành đem những tài liệu này đưa đến Đô Lương Thành, không bán cái giá tốt, chẳng phải là thua thiệt đến kịch liệt. Tại tới tham gia giao dịch này sẽ trước đó, tiêu phàm bất động thanh sắc xuất thủ một nhóm động vật biển vật liệu, đều là từ lực lão quái bọn người chữ vật vòng tay bên trong móc ra, góp một số lớn linh thạch. Đương nhiên, vì thận trọng lý do, tiêu phàm nhiều chạy hơn 10 cửa hàng, một chút xíu xuất hàng, tận lực không làm cho bất luận kẻ nào chú ý cùng hoài nghi. Mang trưởng quỹ lại bàn giao mấy câu nói mang tính hình thức, liền là tuyên bố giao dịch hội chính thức bắt đầu. Tứ hải cư tổ chức dạng này giao dịch hội sớm đã xe nhẹ đường quen, vừa lên đến liền bày ra mấy dạng bảo vật tiến hành đấu giá, trong đó thậm chí còn xuất hiện một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm, lập tức liền nhấc lên một cái nho nhỏ cao trào, không khí của hội trường lập tức bị mang phải bay bổng lên. Tiêu phàm chỉ là uống trà, mỉm cười chờ mình cần vật phẩm xuất hiện. Có hơn ngàn nguyên anh tu sĩ tham gia giao dịch hội, đấu giá quá trình nhất định là dài đằng đắng, cùng tiêu phàm từng tại phàm tục thế giới kinh lịch những cái kia giao dịch hội đấu giá hội, có bản chất khác biệt. Dạng này cự hình giao dịch hội, Vừa mở hơn 10 ngày đều 10 điểm bình thường, mà lại là không phân ban ngày cùng đêm tối. Đều là chút nguyên anh lão quái, cái nào bế quan đả tọa không phải động một chút lại mấy tháng thậm chí mấy năm mười mấy năm, chỉ là hơn 10 ngày quang cảnh, tính được cái gì? Mảy may cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Như là Tiêu Phàm sở liệu, tại dạng này đại hình giao dịch hội bên trên, quả nhiên xuất hiện hắn cần thiết mấy loại vật liệu, Tiêu Phàm không chút khách khí, lập tức xuất thủ, từng ngụm tăng giá, con mắt đều không nháy mắt một chút hắn cái này tài đại khí thô tư thế thật đúng là hù sợ không ít người cuối cùng đều tự động từ bỏ cùng hắn tranh đoạt để hắn đã được như nguyện bất quá tiêu phàm tuân thủ nghiêm ngặt lấy một đầu nguyên tắc chính là chỉ đối thiên diệu tiên tử cần thiết vật liệu xuất thủ những bảo vật khác cho dù tốt cũng cưỡng ép khắc chế dục vọng của mình không tham dự cạnh tranh tránh khỏi danh tiếng quá kinh làm cho người ta trúng mục phải nói tiêu phàm cẩn thận vẫn rất có cần thiết cũng xác thực có hiệu quả không người chú ý tới hắn nhưng mọi thứ đều sẽ có ngoại lệ mắt thấy đấu giá liền muốn chuẩn bị kết thúc gần phía trước một cái ghế lô bên trong bỗng nhiên truyền ra một cái âm hiểm thanh âm kêu lên mang đại trưởng quỹ các người tại kia thượng cổ di chỉ bên trong đến cùng tìm được bảo vật gì hiện tại còn không lấy ra a à? tiểu đệ thế nhưng là nghe nói các người tìm được một chiếc bên trên cổ phong múa tộc cỡ lớn tàu cao tốc có phải là thật hay không có vật này a à? ngữ khí nghe vào hơi không kiên nhẫn tiêu phàm nhớ được thanh âm này cơ hồ chưa hề tham dự qua đấu giá cũng không biết hắn là hoàn toàn chướng mắt phía trước các loại vật phẩm, hay là giống như hắn, chỉ đối đặc biệt vật phẩm xuất thủ. Hiện tại xem ra, người này lo nghĩ, hẳn là chiếc này bên trên cổ phong múa tộc tàu cao tốc. Thời kỳ thượng cổ phong vô tộc, tiêu phàm tại một vốn trong sách cổ nhìn thấy qua ghi chép liên quan, bất quá nói không tỉ mỉ, chỉ là có giải rác mấy trăm chữ giới thiệu sơ lược. Nghe nói cái này phong vô tộc là thời kỳ thượng cổ, nhân tộc hòa phong múa tinh linh thông hôn mà sinh sôi một cái nửa người nửa yêu chủng tộc, đã có phong vũ tộc am hiểu phi hành thiên phú, lại có nhân tộc am hiểu học tập kiến thức mới truyền thừa, thời kỳ thượng cổ, từng tại Nam Châu Đại Lục Bắc Bộ Thâm Sơn Lão Lâm bên trong sinh hoạt qua tương đối dài một đoạn thời gian, về sau tại mấy vạn năm trước lần kia giao diện đại chiến bên trong, thảm tao diệt tộc. Lần kia giao diện đại chiến sự khốc liệt là vô tiền khoáng hậu, có vô số chủng tộc tại lần kia đại chiến bên trong triệt để diệt tộc, trôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, không có kích thích một tơ một hào gợn sóng, liền như là phong vũ tộc dạng này, Yên lặng biến mất, chỉ ở trong sách cổ lưu lại mấy trăm chữ mơ hồ ghi chép. Không nghĩ tới mang trưởng quỹ bọn hắn lần này khai quật, vậy mà là phong vô tộc di chỉ. Mang trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, nói, nguyên lai like là tiến hiền đệ. Hiền đệ tốt bén nhẹ tin tức ha, à, ngay cả phong vô tộc tàu cao tốc người cũng biết. Ha ha, tiến hiền đệ không cần nóng vội, người nghĩ muốn nhìn thấy kia chiếc tàu cao tốc lập tức liền sẽ lộ diệt, nhất định sẽ không để cho hiền đệ thất vọng nghe vào. Mang trưởng quỹ đối với người này 10 điểm khách khí không phải loại kia mặt mũi công phu, là thật đem người này xem như một vai. Từ túi kia toa không che giấu chút nào khí thức đến xem, vị này họ tiến tu sĩ có nguyên anh trung kỳ tu vi. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới thật có vật như vậy, tiến nào đó nhất định sẽ đưa nó chụp được đến họ tiến tu sĩ cười hắc hắc, đính đạc nói. Hiện trường hơn ngàn nguyên anh tu sĩ, không có bất kỳ người nào đối với hắn lời này đưa ra chất vấn, xem ra người này quả thực có chút uy danh, cái khác cùng giai tu sĩ, tùy tiện không muốn cùng hắn kết oán. Quả nhiên, không lâu sau đó áp trục bảo vật đấu giá, liền xuất hiện họ tiến tu sĩ muốn gặp được kia chiếc phong vũ tộc tàu cao tốc. Đấu giá hội đã qua dòng giã 6 ngày, đây đã là cuối cùng một đợt áp trục bảo vật đấu giá. Vì điều tiết giao dịch hội bầu không khí, Tứ Hải cứ đem toàn bộ bán đấu giá quá trình chia làm mấy cái đoạn, mỗi một cái giai đoạn đều có áp trục bảo vật xuất hiện. Mà cái này chân chính một vòng cuối cùng áp trục bảo vật, tự nhiên so lúc trước xuất hiện những cái kia áp trục bảo vật càng thêm quý giá. Mang trưởng quỹ tự thân xuất mã, làm cái này một vòng cuối cùng đấu giá sư. Các vị đạo hiếu, lần này cần bán đấu giá, chính là tiến đạo hiếu lúc trước nói đến qua kia chiếc tàu cao tốc, hắc hắc, nói đến, phong vô tộc năm đó mặc dù không phải uy danh xa dương siêu cấp đại tộc, nhân khẩu cũng là không ít, tại Bắc Minh Chi Địa, tính được là bên trong chờ chủng tộc. Nhất là tại phong độn thuật phương diện, có cực cao tạo nghệ, luyện khí thuật bên trên tạo nghệ, cũng không thấp. Điển tịch ghi chép, thời kỳ thượng cổ, phòng vô tộc chế tạo cỡ lớn tàu cao tốc cùng loại cực lớn chiến thuyền, danh chấn Bắc Minh chi địa. Tại giao diện đại chiến bên trong, có tác dụng rất lớn. Nếu không phải như thế, phòng vô tộc cũng sẽ không bị giới diện khác ma tu ghen ghét, đưa tới diệt tổ chi họa mang trưởng quỹ đi lên làm cái tứ phương vái chào cao giọng nói, lập tức khoát tay chặn lại. Hắn đứng phía sau một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lập tức bước nhanh đến phía trước, lắc một cái ống tay áo, một vòng lục oánh oánh hào quang, nổi lên, ở đây đều là nguyên anh lão quái, ánh mắt sắc bén rất, liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này bôi lục oánh oánh hào quang, chính là một chiếc vi hình tàu cao tốc, ước chừng dài vài tấc ngắn, cao hai tấc thấp, toàn thân lấy lục sắc ngọc thạch điêu khắc mà thành, kiểu dáng cổ phác, chạm trổ tinh mỹ. Tên kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào đến vi hình tàu cao tốc bên trong. Cái này tàu cao tốc liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lớn lên. Trong chốc lát, liền hóa thành một chiếc dài đến hơn 10 trượng, cao tới 3-4 trượng tàu cao tốc, toàn thân lóng lánh lục oánh oánh quang trạch, tàu cao tốc mặt ngoài khắc rõ cực kỳ cổ phác phù văn, lộ ra thập phần thần bí. Trong chốc lát, một cỗ không gian đặc thù ba động, tại đấu giá hội trận có chút vặn vẹo. Mang trưởng quỹ mỉm cười nói, hội trường quá nhỏ, liền tạm thời cho chư vị biểu thị đến nơi đây. Theo đới mỗ bọn người nhiều lần nghiên cứu, đây đúng là năm đó phong vũ tộc còn sót lại bên trong cùng tàu cao tốc, lớn nhất thời điểm, có thể dài đến ba hơn 10 trượng, đồng thời dung nạp hơn trăm người. Ngược lại là rất thực dụng, đối huynh, dạng này có thể dung nạp hơn trăm người tàu cao tốc, không nói địa phương khác, chúng ta đô lương thành liền có thể chế tạo ra. Cần gì phải muốn đi khai quật phong vũ tộc di chỉ? Mang trưởng quỹ nói còn chưa dứt lời, kia họ tiến tu sĩ lại không kịp chờ đợi mở miệng. tràn đầy nghi hoặc chi ý, luyện chế phi hành pháp khí cùng pháp bảo, tại tu chân giới cực kỳ phổ biến, hào không có thèm đừng bảo là dung nạp hơn trăm người tàu cao tốc liền xem như dung nạp hơn nghìn người tàu cao tốc cũng không phải làm không được cái này lục sắc tàu cao tốc nhìn qua cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ hắc hắc tiễn hiền đệ có thể dung nạp hơn trăm người tàu cao tốc đô lương thành là có thể đánh tạo nhưng cái này tàu cao tốc không chỉ có riêng chỉ là lớn mà thôi tại phong vô tộc di chỉ chúng ta hết thảy tìm được ba chiếc tàu cao tốc chỉ có cái này một chiếc bảo tồn được đầy đủ nhất đối mố bọn người hơi thêm chữa trị liền có thể bình thường sử dụng. Cái này tàu cao tốc chỗ kỳ lạ, hay là không ít. Phong vô tộc là phong vô tinh linh cùng nhân tộc cộng đồng hậu đại, đối gió độn thuật nghiên cứu có độc đáo chi bí. Chế tạo tàu cao tốc, liền gỗ có nhất định ẩn nấp công hiệu. Mặc dù không thể nói có thể hoàn toàn làm được theo gió che đại hình, nhưng cũng tranh lệch không xa mang trưởng quỹ không chậm không nhanh nói, tựa hồ đối với món bảo vật này có phần có lòng tin. Họ tiến tu sĩ vẫn như cũ có chút lơ đánh, nói, đối huynh, vẹn vẹn chỉ là một điểm ẩn nấp chi năng cũng không coi là bao nhiêu kỳ lạ. cốc huynh, ta nhớ được các người phi thiên các chế tạo tàu cao tốc liền có công hiệu như vậy a. À. cuối cùng câu nói này lại không phải đối mang trưởng quỹ nói. hắc hắc, tiễn huynh nói không sai, tệ hào chế tạo tàu cao tốc xác thực có công năng như vậy cách đó không xa một cái ghế lô bên trong vang lên một người trung niên nam tử trả lời thanh âm ngữ khí mang theo ngạo nghế. vị này hẳn là họ tiến tu sĩ trong miệng lời nói phi thiên các cốc huynh tiêu phàm tại đô lương thành hai tháng cơ hồ đi khắp trong thành phường thị đối phi thiên các cũng là sớm có nghe thấy cái này phi thiên các tại đô lương thành cũng là số một luyện khí cửa hàng chỉ bất quá phi thiên các chuyên chú vào các loại phi hành pháp khí chế tạo không rèn đúc những pháp bảo khác đối phi hành bảo vật tiêu phàm tạm thời không cần cũng không có tiến đến phi thiên các bái phỏng mang trưởng quỹ mỉm cười hỏi ngược lại nhưng lại không biết cốc hiền đệ chế tạo tàu cao tốc tốc độ bay như thế nào họ cốc tu sĩ vừa cười vừa nói tệ hào chế tạo tàu cao tốc, đối huynh lại không phải chưa thấy qua, làm gì nhiều lần hỏi một chút. Giống đối huynh hiện tại biểu hiện ra loại này bên trong cùng tàu cao tốc, nếu như là từ tệ hào chế tạo, toàn lực phi đột, hẳn là không đang tìm thường trong kim đan hậu kỳ tu sĩ tốc độ bay phía dưới. Mà lại tệ hào chế tạo tàu cao tốc, tương đối mà nói, hay là rất tiết kiệm linh thạch cái này họ cốc tu sĩ không hổ là cái tinh minh người làm ăn, vậy mà tùy thời vì cửa hàng của mình treo lên quảng cáo. Ngô, trong kim đan hậu kỳ tu sĩ tốc độ bay, kia cũng coi là rất nhanh. Bất quá chiếc này phòng vũ tộc tàu cao tốc, đới mỗ tự mình khảo nghiệm qua, toàn lực phi đột, liền xem như đới mỗ đuổi theo, cũng có chút phí sức cái gì. Kia không có khả năng, nói đùa sao, đới huynh, người đang nhạo báng ta cùng không thành, mang trưởng quỹ lời còn chưa dứt, từng đợt kinh hô thanh âm liền liên tiếp địa chấn vang lên, lập tức toàn bộ hội trường liền phảng phất mở nồi, ồn ào không chịu nổi. Cần biết mang trưởng quỹ chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, coi như hắn tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng không lấy tốc độ bay tăng trưởng, nhưng cái này cảnh giới còn tại đó. Nếu như nói ngay cả hắn đều đuổi không kịp chiếc này tàu cao tốc, đây chẳng phải là nói cái này tàu cao tốc tốc độ bay vậy mà có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ sánh vai. Đoạn vô này lý, nghịch thiên như vậy phi hành pháp bảo, đừng bảo là chưa từng nhìn thấy, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Đây không phải nói đùa a à. mang trưởng quỹ cho phép đoàn người tiếng chói tai tạp tạp náo một trận, lúc này mới cười híp mắt nói, chư vị, đới mỗ mặc dù bất tài nếu thật là ngay cả một chiếc tàu cao tốc đều đuổi không kịp dĩ nhiên chính là trò cười thật nếu như thế năm đó phong vô tộc lại làm sao có thể diệt tộc bất quá căn cứ đới mỗ khảo thí cái này tàu cao tốc nếu như toàn lực phi đột bình thường nguyên anh sơ kỳ đồng đạo nghĩ muốn đuổi kịp nó thật đúng là không phải dễ dàng như vậy đâu kia cũng đã phi thường khó lường lúc này lại có người nói nói chật chật tán thưởng không thôi họ cốc tu sĩ không khách khí chút nào hỏi đới huynh người không có chiêu chọc tiểu đệ a một chiếc tàu cao tốc thậm chí ngay cả nguyên anh sơ kỳ đồng đạo đều không đuổi theo kịp chẳng lẽ từ đới huynh ngươi vị này đại tu sĩ tự mình thúc đẩy hắn phi thiên các là lấy chế tạo phi hành pháp bảo nghe tiếng hiện nay mang trưởng quý vậy mà làm một chiếc nghịch thiên như vậy tàu cao tốc ra tới đấu giá đây không phải là nói rõ nện hắn phi thiên các chiêu bài a có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục mang trưởng quỹ mỉm cười nói hắc hắc nói ra cốc hiền đệ khả năng không dám tin lúc ấy điều khiển chiếc này tàu cao tốc chính là một tên kim đan kỳ đệ tử, bất quá kim đan sơ kỳ cảnh giới. Nếu như từ nguyên anh kỳ đồng đạo đến điều khiển, tốc độ bay cực nhanh, có cái gì có thể khoe khoang? Không có khả năng, họ cốc tu sĩ quả quyết nói, ngữ khí đã có chút tức giận. Chỉ là làm phiền mang trưởng quý hậu kỳ đại tu sĩ mặt mũi, cái này mới không có ngay tại chỗ trở mặt. Mọi người đều biết, cỡ lớn phi hành pháp bảo cố nhiên là từ linh thạch đến thúc đẩy, nhưng người điều khiển bản thân cảnh giới cao thấp, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến phi hành pháp bảo tốc độ bay người điều khiển tu vi càng cao pháp lực càng thâm hậu phi hành pháp bảo tốc độ bay tự nhiên càng nhanh đây là đương nhiên nhưng nhiều năm trước tới nay cỡ lớn phi hành pháp bảo bình thường cực hạn tốc độ bay bình thường đều cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ phi độn tốc độ không sai biệt lắm nghĩ tiến thêm một bước vượt qua cực hạn này vậy liền thật không đơn giản thường dùng nhất biện pháp chính là giảm bớt phi hành pháp bảo kích thước đổi dùng cao cấp hơn linh thạch từ cao tu vi tu sĩ đến điều khiển tàu cao tốc hiện tại mang trưởng quỹ lại nói cho hắn một tên kim đan sơ kỳ đệ tử điều khiển chiếc này tàu cao tốc, lại có thể đuổi kịp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phi độn tốc độ. Đây quả thực là đánh mặt, không đúng, không chỉ là đánh mặt, là trêu chọc hắn. Trêu chọc toàn bộ phi thiên các, mang trưởng quỹ trên mặt vẫn như cố treo mỉm cười, ánh mắt nhưng dần dần trở nên sắc bén, chậm rãi nói, cái này tàu cao tốc là từ đới mỗ tự mình khảo nghiệm qua, chư vị đều biết đới mỗ làm người, mấy trăm năm qua, mua bán giao dịch coi như công đạo. Cốc đạo bạn nếu là không chịu tin tưởng, đợi chút nữa không ngại đem chiếc này tàu cao tốc chụp được đến, mang về mình nghiệm chứng một chút, nhìn xem đối mỗ phải chăng nói ngoa khi dễ trong bất chi bất giác, cốc hiền đệ biến thành cốc đạo bản. Họ cốc tu sĩ lập tức tỉnh ngộ lại, ý thức được mình thực tế không nên ngay trước đoàn người trước mặt, chất vấn một vị hậu kỳ đại tu sĩ. Người ai không thèm để ý cái mặt mũi, lúc này cười ha ha một tiếng, đổi một loại ngữ khí, nói là tiểu đệ nhất thời thất ngôn, mời đới huynh thứ lỗi. Mang trưởng quỹ hai mắt bên trong tinh quang thu vào, mỉm cười nói, ha ha, cốc hiền đệ nói quá lời, đới mỗ gì trách tội chi có. Đới huynh, người nói là, bất kỳ cái gì một vị tu sĩ kim đan điều khiển cái này tàu cao tốc, đều có thể có nguyên anh kỳ tốc độ bay. Họ tiến tu sĩ lại không để ý tới giữa bọn hắn lục đục với nhau, gấp hỏi tiếp. Xác thực như thế, đới mỗ để mấy vị kim đan kỳ đệ tử đều thử qua, chỉ cần cho cái này tàu cao tốc lắp đặt 5-6 khỏa cao giai linh thạch, bất kỳ cái gì một vị kim đan sơ kỳ đệ tử, Đều có thể điều khiển nó đạt tới cực cao tốc độ bay A 5 sáu khỏa cao dai linh thạch Cái này, đây không phải chiêu chọc người A Ai sẽ hào phóng như vậy Mang trưởng quý lời nói Lập tức lại gây nên một trận nhiệt nghị thanh âm Bất quá lần này, lại không còn là sợ hãi thán phục Mà là nhả rãnh Nói đùa cái gì A Cao dai linh thạch tại toa ma giới dạng này thấp cùng giao diện Chính là là chân chính bảo vật, cực kỳ hiếm thấy Chỉ có tại tinh thuần nhất linh mạch mỏ bên trong đại lượng linh thạch cấp trung bên trong mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện như thế một viên hai viên cao giai linh thạch. Đang ngồi ngàn dư tên nguyên anh tu sĩ, cũng chưa chắc người người đều thu thập cao giai linh thạch. Một viên cao giai linh thạch chỉ ít tương đương với vạn dư khỏa linh thạch cấp thấp, chính là quan trọng trước mắt nhanh chóng bổ sung linh lực thiết yếu chi vật. Có đôi khi, cái này thậm chí việc quan hệ sinh tử. Ai sẽ dùng để điều khiển tàu cao tốc? Ha ha, chừng nào thì bắt đầu, đối huynh cũng biến thành như thế sẽ nói cười rồi họ tiến tu sĩ tiếng cười to, bỗng nhiên tại trong hội trường vang vọng. Người này mặc dù chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, làm việc lại là 10 điểm trương dương, nghiễm nhiên cùng mang trưởng quý vị này hậu kỳ đại tu sĩ bình khởi bình tọa đối ở đây mấy vị khác hậu kỳ đại tu sĩ cũng không có tổn lấy bao nhiêu lòng kính sợ. Mang trưởng quỹ vừa cười vừa nói, cũng không phải đới mỗ nói đùa, mang mỗ chỉ là tại khảo thí chiếc này thượng của tàu cao tốc đến cùng lớn bao nhiêu tiềm năng. Cao giai linh thạch không phổ biến, vật dụng tướng hơi tốt linh thạch cấp trung, cũng giống vậy có thể khu động chiếc này tàu cao tốc, tốc độ bay mặc dù chậm hơn, cũng xa so phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ tốc độ bay phải nhanh hơn mấy phân. Nguyên Anh sơ kỳ đồng đạo muốn nhẹ nhõm đuổi kịp cái này tàu cao tốc, độ khó không tiểu. Đoàn người đều biết, thời kỳ thượng cổ, tài nguyên xa so hiện tại muốn phong phú, đừng bảo là phẩm tướng hơi tốt linh thạch cấp trung, liền xem như cao giai linh thạch cũng không 10 điểm hiếm thấy điểm này, đang ngồi đám người ngược lại là phần lớn đồng ý. Giao diện sau đại chiến, toàn bộ toa ma giới tài nguyên mới bắt đầu ngày càng cằn cỗi. Nghe nói mấy vạn năm trước, tu chân giới xa so hiện tại càng thêm hưng thịnh. Như thế nói đến, cái này tàu cao tốc còn thật có chút ý tứ rồi. Họ tiến tu sĩ rốt cục lộ ra cảm thấy hứng thú ngữ khí. Mang trưởng quỹ mỉm cười nói, cái này hiển nhiên, giống tiến hiền đệ dạng này, xuất thân danh môn, tòa hạ đệ tử đông đảo, dạng này một chiếc tàu cao tốc, là phi thường thực dụng, quan trọng trước mắt, có thể phát huy không tưởng được đại tác dụng dừng một chút, mang trưởng quỹ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên trầm giọng nói nghe nói bắc minh biển cả chỗ sâu cấm địa gần đây liên tiếp xuất hiện dị thường không gian ba động đã có truyền ngôn nói giao diện đại chiến sắp nặng mới mở ra quả thật như thế đối với chúng ta toa ma giới thế nhưng là một trận đại hảo kiếp lập tức liền có tu sĩ xem thường nói đới huynh đây bất quá là truyền ngôn mà thôi gì đủ để tin nhưng cũng có tu sĩ hỏi ngược lại đồ tốt như vậy đại trưởng quỹ sao không mình lưu lại tứ hải cư môn nhân đệ tử cũng không phải số ít a. Mang trưởng quỹ tròn trịa trên mặt lập tức lại hiện lên mỉm cười, nói, chư vị không nên quên, tại hạ chỉ là một cái người làm ăn. Tìm tới bảo bối tốt, trước hết nhất nghĩ tới chính là bán đi, kiếm càng nhiều linh thạch, hắc hắc. Sinh ý bản tính của con người như thế, rốt cuộc sửa không được lập tức cười vang. Bất quá đến cùng có bao nhiêu người tin mang trưởng quỹ lần giải thích này, kia sẽ rất khó nói. Hắn là người làm ăn không sai, nhưng muốn nói thật sẽ đem bảo bối tốt đều lấy ra bán đi, quả thực chính là nói nhảm. Mang trưởng quỹ vừa rồi không phải cũng nói, bọn hắn tại kia phong vũ tộc di chỉ, tìm được ba chiếc tàu cao tốc, ngoài miệng nói dưới mắt chiếc này tàu cao tốc là bảo tồn hoàn hảo nhất, ai biết là thật là giả. Nói không chừng đây mới là nhất kém chờ một chiếc, nếu thật là đem bảo bối tốt đều bán đi, mang trưởng quỹ dựa vào cái gì tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cao thâm như vậy cảnh giới. Nhưng dạng này sự tình, ai cũng sẽ không đi truy đến cùng, chỉ muốn xuất ra đến bảo bối là đồ tốt, dùng được, liền sẽ có người cạnh tranh. Cùng mang trưởng quỹ làm người như thế nào, cũng không nhiều lớn quan hệ. Mang trưởng quỹ nói tiếp, còn có một chút, cũng là đới mỗ quyết định bán đi chiếc này tàu cao tốc nguyên nhân, đó chính là đới mỗ bản thân cũng không tinh thông phong độn thuật. Đối phong vũ tộc thiên phú thần thông cũng không có gì nghiên cứu. Cái này tàu cao tốc nội bộ, khác rõ không ít thường cổ phù văn, đới mỗ cùng mấy vị hảo hữu nhiều lần nghiên cứu, chúng ta phỏng đoán. Cái này cực khả năng chính là Phong Vũ tộc thúc đẩy chiếc này tàu cao tốc chân chính pháp môn, đáng tiếc đối mỗ là thật không hiểu rõ. Nhưng thiên hạ chi lớn, người tài ba xuất hiện lấp lấp. Đối mỗ làm không rõ ràng, lại không có nghĩa là đạo hữu khác cũng làm không rõ ràng. Bất kể là ai chụp được chiếc này tàu cao tốc, cũng mặc kệ cuối cùng giá sau cùng như thế nào, đối mỗ đều sẽ phụ tặng một phần từ di chỉ chỗ khám phá ra Phong Vũ tộc công pháp bí quyết. Bất quá đối mỗ có chuyện trước đây, phần này công pháp bí quyết cũng là trở lên cổ phù văn thư viết mà thành, 10 thành bên trong đới mỗ còn nhận không hoàn toàn một thành. Muốn mời tới được đạo hữu tự hành nghiên cứu nguyên bản một mực tựa ở trong ghế chậm rãi uống trà tiêu phàm, chậm rãi ngồi thẳng người, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tặng kèm phong vũ tộc công pháp bí quyết, đây chính là hắn lúc trước từ không nghĩ tới qua. Cứ việc lúc trước hắn đối chiếc này tàu cao tốc cũng cảm thấy rất hứng thú, lại hay là có ý định tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mình định ra quy tắc, không phức tạp, không làm cho người chú mục, không có ý định dính vào, nhưng phong vũ tộc công pháp bí quyết coi như hoàn toàn không giống. Tiêu phàm hiện tại mạnh nhất độn thuật, dĩ nhiên chính là truyền thừa từ ngân dược lôi bằng phong độn thuật. Ngân dược lôi bằng là trời sinh phong lôi thuộc tính thánh linh, phong độn thuật cao minh, tự nhiên không thể coi thường. Nhưng mà tiêu phàm lĩnh ngộ phong độn thuật, lại không phải được từ chân truyền, mà vẻn vẹn chỉ là tại luyện hóa ngân dược lôi bằng tàn tạ nội đan lúc ngẫu nhiên lĩnh ngộ một bộ phân. Tiêu phàm chính mình cũng cảm thấy, không thành hệ thống. Bất luận cái gì đồng dạng công pháp, tại Tiêu Phàm xem ra, đều phải thành hệ thống mới có thể chân chính đem uy lực phát huy đến cực hạn. Vụn vặt lĩnh ngộ được, luôn luôn có khiếm khuyết, cái này phong vô tộc nếu là thời kỳ thượng cổ tinh thông gió độn thuật chủng tộc, công pháp của bọn hắn bí quyết, tự nhiên rất đáng được nghiên cứu. Về phần đối với thượng cổ phù văn lý giải, thật đúng là không có nhiều người có thể theo kịp Tiêu Phàm. Tại thủy tổ trong tàng bảo các đạt được mấy kiện bảo vật, đều đều là thời kỳ thượng cổ còn sót lại dị bảo trên đó khắc họa phù văn đều là thượng cổ truyền thừa xem ra cần thiết phá ví dụ về phần sẽ hay không bởi vậy đắc tội kia họ tiến tu sĩ tiêu phàm cũng không làm sao quan tâm hắn cũng không có ý định tại đô lương thành trường kỳ tiếp tục chờ đợi các vị đạo hữu đối chiếc này thượng của tàu cao tốc còn có cái gì nghi vấn a à? không có cái gì nghi vấn lời nói đối mỗ muốn khai mạc ha ha tốt đối huynh khai mạc đi tiễn nào đó đối cái này tàu cao tốc cảm thấy rất hứng thú mang trưởng quý gật gật đầu lập tức gương mặt nghiêm một chút, hai mắt liếc nhìn hội trường một tuần, cao giọng nói, thời kỳ thượng cổ, phong vô tộc còn sót lại cực phẩm tàu cao tốc một chiếc, bổ sung phong vô tộc tu luyện công pháp bí quyết một bộ, giá khởi đầu linh thạch 2 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50.000 linh thạch. Hiện tại khai mạc, đốt một tiếng, tiểu mộc trùy gõ xuống đi, làm là như thế quy mô giao dịch hội áp trục bảo vật một trong, 2 triệu linh thạch giá khởi đầu không coi là nhiều cao. Dù sao thượng cổ tàu cao tốc bảo vật như vậy, đối nguyên anh tu sĩ lực hấp dẫn cũng không quá lớn. 2 triệu linh thạch, đầy đủ mua xuống một đầu hóa hình sơ kỳ yêu thú toàn bộ vật liệu còn có thừa dư. Mà hóa hình yêu thú vật liệu, lại đối nguyên anh tu sĩ tinh tiến vào tự thân tu vi rất có tác dụng. Cái này tàu cao tốc mua lại, lại cũng không có thể tăng tốc nguyên anh tu sĩ tự thân tốc độ bay, chỉ có thể giao cho môn hạ đệ tử sử dụng. Nhất là quan trọng chính là, thứ này quả thực chính là cái thôn vệ linh thạch quái vật, nghĩ muốn đạt tới cực tốc, thế mà cần 5-6 khỏa cao giai linh thạch, nếu như sử dụng linh thạch cấp trung lời nói, lại càng không biết cần bao nhiêu khỏa. Không phải chân chính tài đại khí thô, lại môn hạ đệ tử đông đảo Nguyên Anh tu sĩ, sẽ không vì cái này tàu cao tốc xuất thủ. 2 triệu, 210 vạn, cơ hồ là mang trưởng quỹ mục trùy hạ xuống đồng thời, một đông một tây đồng thời vang lên hai cái báo giá thanh âm. Phía bên phải cái kia báo giá âm thanh, xuất từ họ tiến tu sĩ miệng, mà bên trái cái kia 210 vạn báo giá âm thanh, thì xuất từ phi thiên các họ cốc tu sĩ miệng tiêu phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Cái này họ tiến tu sĩ quả nhiên buồn xỉn, ngay cả một viên linh thạch cũng không nguyện ý thêm ra, liền đỉnh lấy giá khởi đầu đến. Ngược lại là họ cốc tu sĩ tựa hồ tài đại khí thô, mới mở miệng liền thêm 100.000 linh thạch. Hắc hắc, xem ra cốc huynh cũng coi trọng cái này tàu cao tốc, kia tiến nào đó liền thêm chút đi, 250 000 họ tiến tu sĩ hắc hắc cười lạnh vài tiếng, liền là thêm 50 000 linh thạch. Họ cốc tu sĩ trầm mặc một chút, mới nhẹ nói, tiến huynh, người cũng biết, cái này tàu cao tốc đối tại hạ rất trọng yếu hắn là phi thiên các trưởng quý nếu là có thể phá giải cái này tàu cao tốc bí mật chỗ tốt liền không cần phải nói cốc huynh lời nói này phải tiễn nào đó đều kém chút không có ý tứ cái này tàu cao tốc đối tiễn nào đó cũng trọng yếu giống vậy a à? cốc huynh sao không để huynh đệ nhường lối dù sao các người phi thiên các cái dạng gì phi hành pháp bảo không có a à, họ cốc tu sĩ vậy mà thật trần chờ tựa hồ xác thực không nguyện ý đắc tội cái này họ tiến trong lúc nhất thời hội trường lại ngoài dữ liệu lâm vào trong yên lặng. Họ cốc tu sĩ không muốn ra giá, tu sĩ khác đồng dạng không ai nguyện ý ra giá. Cũng là không hoàn toàn là bởi vì sợ đắc tội họ tiến tu sĩ, cũng bởi vì cái này tàu cao tốc đối bọn hắn đến nói tương đối gân gà. Mang trưởng quý mập mạp trên mặt tròn, tiếu dung trở nên có mấy phân cứng đờ. Đang đấu giá áp trục bảo vật thời điểm, xuất hiện tẻ ngắt, thật đúng là phi thường hiếm thấy nhất là hắn đường đường hậu kỳ đại tu sĩ tự mình chủ trì đấu giá, cũng tao ngộ tẻ ngắt, càng là tốt thật mất mặt. 220 vạn đúng lúc này, một cái mang theo thanh âm khàn khàn, tại 400 số 62 bao xương vang lên. Chính là tiêu phàm, kịp thời cho mang trưởng quỹ giải vây. Ừm, họ tiến tu sĩ sau nghi bỗng nhiên một dương, hai mắt tinh quang điện thiểm, hướng tiêu phàm chỗ bao xương bắn thẳng đến mà tới. Vậy mà thực sự có người dám không nể mặt hắn, khẳng định là ngoại lai tu sĩ. 220-50.000, họ tiến tu sĩ cười lạnh, báo ra mới giá cả. 200 ba trăm 000 tiêu phàm không chút do dự, nhàn nhạt đem giá cả thêm đi lên. Họ tiến tu sĩ giận tím mặt, cười lạnh liên tục, hắc hắc, đô lương thành thật đúng là tàng long ngọa hổ A. Vị đạo hiếu này họ gì đại danh, từ chỗ nào mà đến? Tiến đạo hiếu, mang trưởng quỹ sau nghi nhân lại, có chút không vui quát. Cái này họ tiến làm việc không khỏi quá ương ngạnh, vậy mà ngay trước hắn vị này tứ hải cư đại trưởng quỹ trước mặt, uy hiếp khách nhân khác. Đây cũng không phải là không cho tiêu phàm mặt mũi, là trực tiếp đánh hắn mang trưởng quỹ mặt. Hắn tính tình cho dù tốt, cũng quả quyết cho không dưới loại này cách giải quyết. Họ tiến tu sĩ một gương mặt cũng nghiêm túc, chốc lát, từ 400 số 62 trong bao xương truyền ra tiêu phàm thanh âm bình tĩnh, tiễn đạo hiếu, giao dịch hội quy củ giống như không phải như vậy a à. Tất cả mọi người là khách nhân, nhìn chúng thứ này, một mực đấu giá người trả giá cao được. Tại hạ từ đâu mà đến? rất trọng yếu a. À. hắc hắc, rất tốt. các hạ quả nhiên là khí thịnh cực kỳ. đừng tưởng rằng ngươi trốn ở trong bao xương, tiễn nào đó liền tra không được lai lịch của ngươi. nói thật cho ngươi biết, tại cái này đô lương thành, tiễn nào đó cha không được bí mật. thật đúng là không phải rất nhiều họ tiến tu sĩ lập tức liền thẹn quá hóa giận, trực tiếp miệng ra uy hiếp chi ngôn. tiêu phàm không nói gì thêm, bất quá ở đây nguyên anh tu sĩ từng cái cũng nghe được một chút tiếng cười khẽ, 10 điểm bình tĩnh nhẹ nhóm, rất rõ ràng đối họ tiến tu sĩ cái này uy hiếp không thèm quan tâm. Họ tiến tu sĩ sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. 3 triệu, sau một khắc, họ tiến tu sĩ một hơi liền báo ra 3 triệu giá cao. Hội trường lập tức vang lên một trận tiếng ổ lên, cái này họ tiến ra hỏa thật đúng là tùy hứng. Bình thường đến nói, tu vi đến nguyên anh trung kỳ dạng này cao thâm cảnh giới, nói thế nào tính tình đều hẳn là không còn bốc lửa như vậy đều sống mấy trăm tuổi, cái gì cổ quái chưa thấy qua, về phần động một chút lại giận tím mặt A. À. Không thể nghi ngờ, họ tiến tu sĩ tính được là cái trường hợp đặc biệt. Có lẽ nhiều năm qua hoành hành bá đạo sớm đã thành thói quen của hắn, ngay cả mang trưởng quý vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều cho hắn mặt mũi, kỳ nhân ương ngạnh có thể nghĩ. 3000 ngàn, họ tiến tu sĩ lời còn chưa dứt, tiêu phàm thanh âm bình tĩnh lại tại hội trường vang lên. Rất nhiều người khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường xem ra họ tiến tu sĩ thật đúng là đụng phải kẻ khó chơi tiêu phàm thanh âm càng bình tĩnh mỗi lần tăng giá càng ít liền chứng minh hắn mảy may đều không có đem họ tiến tu sĩ để vào mắt vô luận ngươi là nổi giận cũng tốt phiền muộn cũng tốt ta liền mở ta giá đối cái này tàu cao tốc tình thế bắt buộc ngươi họ tiến có cao hứng hay không cùng ta có liên can gì không ít người đều có thể hiểu được tiêu phàm cái này diễn xuất thân là nguyên anh tu sĩ ở đâu đều là xương tôn xương tổ nhân vật dưới trướng thuộc hạ môn nhân đệ tử một đống lớn, đa số đều dưỡng thành làm theo ý mình cứng rắn tính tình. Người tiến người nào đó khó lường, chẳng lẽ ta chính là ăn chay? Đương nhiên càng nhiều người thì tinh thông trung dung chi đạo, không phải vạn bất đắc dĩ, không lung tung đắc tội với người, nhất là đắc tội cùng giai cao thủ. Hừ hừ, tốt, tốt cực kỳ. Chốc lát, họ tiến tu sĩ mới cười lạnh vài tiếng, hắn chỗ bao xương bỗng nhiên liền lâm vào trong yên lặng, lại không phát ra nửa điểm thanh âm. Mọi người bình thức tĩnh khí chờ giây lát, trong bao xương tuyệt không động tính, lúc này mới vững tin. Họ tiến tu sĩ là thật quyết định từ bỏ chiếc này tàu cao tốc đấu giá. Bất quá một chút quen thuộc họ tiến tu sĩ đô lương thành đồng đạo, lại âm thầm vì 400 số 62 bao xương chủ nhân lo lắng. Tiến nào đó từ bỏ chỉ là đấu giá, tuyệt đối không phải từ bỏ chiếc này tàu cao tốc. Chính như cùng ở tại lời nói, tại đô lương thành, hắn điều tra không được sự tình thật đúng là không nhiều. Tứ hải cư trợ giao dịch loại này đẳng cấp trận pháp cấm chế, đối cao thủ chân chính đến nói. Cũng không thể tạo thành hữu hiệu che đậy, cái này nơi khác đến tu sĩ, không làm rõ ràng được tình trạng, ngay trước cái này rất nhiều người trước mặt, lột đi tiến người nào đó một tầng ra mặt, một hơi này, tiến nào đó xác định vững chắc núi không trôi. Cùng giao dịch hội tán về sau, nhưng có trò hay nhìn. Đáng tiếc là, đại đa số người sợ là không có dạng này may mắn được thấy. Còn có vị đạo hữu nào, có thể ra so 300050 ngàn giá tiền cao hơn sao? Còn gì nữa không? Mang trưởng quỹ dơ cao tiểu mục trùy, lớn tiếng hỏi. Ngược lại là quy củ, cẩn thận tỉ mỉ, tốt, thành giao, liên tiếp hỏi ba lần. Không còn có người ra giá, mang trưởng quỹ một trùy hòa âm. Chúc mừng 400 số 62 bao xương Lê Đạo Hiếu, đập đến chiếc này bên trên cổ phong múa tộc còn sót lại cực phẩm tàu cao tốc hòa phong múa tộc tu luyện công pháp một bộ lúc này liền có chấp sự nhân viên mang theo tàu cao tốc cùng bộ kia tu luyện công pháp tiến về 400 số 62 bao xương. Cùng tiêu phàm giao nhận, tiêu phàm không nói hai lời, giao nhận 3000 50 ngàn linh thạch. Đem tàu cao tốc cùng công pháp thu xuống dưới, để bảo đảm có đầy đủ linh thạch đập tới thiên diệu tiên tử cần thiết vật liệu, tiêu phàm bán ra một chút động vật biển vật liệu cùng ngàn năm linh dược gom góp hơn ngàn vạn linh thạch tùy thân mang theo, tự nhiên là tài đại khí thô. cùng đệ tử chấp sự vừa đi ra ngoài, tiêu phàm lập tức đem tàu cao tốc thu hồi, cầm lấy kia phiến hơi có vẻ không chọn vẹn ngọc giản, thần niệm liếc nhìn quá khứ. thời kỳ thượng cổ, ngọc giản cùng thẻ tre cùng tồn tại, càng về sau, ngọc núi trúc thẻ tre mới cơ bản toàn bộ thay thế ngọc giản. quả nhiên không ra tiêu phàm sở liệu, trong ngọc giản thượng cổ phù văn rất hiền hòa, đa số phù văn tiêu phàm đều có thể nháy mắt liền đọc hiểu minh bạch hàm nghĩa trong đó. Tiêu Phàm không khỏi đại hỉ, lập tức cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc, phút chốc, khóe miệng liền lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cái này phong vô tộc không hổ là phong vô tinh linh dòng chính dòng dõi, đối gió độn thuật lĩnh ngộ, xác thực không hề tầm thường. Đây đúng là một thiên có quan hệ gió độn thuật công pháp, chỉ bất quá để Tiêu Phàm tiếc nuối là, bản này phong độn thuật tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, chỉ kỹ thuật nửa bộ sau phân đối gió độn thuật vận dụng. Nửa phần trước phân hẳn là gió độn thuật tu luyện, nếu như vậy một thiên công pháp rơi tại trong tay người khác, tự nhiên là không hề có tác dụng, cơ bản tương đương với phế vật. Nhưng mang trưởng quỹ tuyên bố trước đây, hắn cũng không hiểu được cổ phù văn, ngọc giản này bên trong đến cùng ghi lại thứ gì nội dung, hắn hoàn toàn không biết, chỉ là nửa thiên công pháp, cái kia cũng trách không được hắn. Bất quá, đối với Tiêu Phàm đến nói, cái này lại không phải vấn đề quá lớn. Đối với gió độn thuật tu luyện, hắn sớm đã tại ngân dược lôi bằng trong nội đan lĩnh ngộ được không ít, hiện tại có cái này nửa thiên công pháp, hảo hảo nghiên cứu một phen đối gió độn thuật vận dụng chi diệu, tất nhiên cùng lúc trước khác nhau rất lớn, nó chỗ kỳ diệu, sẽ nâng cao một bước. Mà lại tiêu phàm tin tưởng, đem cái này nửa thiên công pháp dung hội quán thông về sau, đối tàu cao tốc nghiên cứu vận dụng, hẳn là cũng có trợ giúp rất lớn. Tương đương với phổ thông nguyên anh tu sĩ tốc độ bay tàu cao tốc, với hắn mà nói, tự nhiên không có có tác dụng gì. Nhưng đối với một cái đại tông môn mà nói, nếu như có thể nhiều hơn chế tạo loại này tàu cao tốc, cũng tuyệt đối là dùng được tốt bảo vật một khi phát sinh tình huống khẩn cấp môn hạ đệ tử mặc kệ tu vi cao thấp đều có thể leo lên tàu cao tốc lui tránh trốn xa cơ hội chạy trốn phải hơn rất nhiều cắt cử một đám đệ tử viễn phó nơi khác chấp hành cái nào đó nhiệm vụ loại này tàu cao tốc cũng phi thường dùng được có thể để các đệ tử bảo trì sung túc pháp lực vừa đến mục đích lập tức liền có thể tác chiến cùng thiên diệu tiên tử việc nơi này hắn đương nhiên còn muốn trở lại kim châu thành đi như là đã tiếp nhận hồng thiên đàm phu nhân mời Trở thành Bách hùng bang trưởng lão, Tiêu Phàm liền tự động tự giác gánh vác lên trong bang trưởng lão trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Về phần tương lai, hắn muốn rời khỏi Bách hùng bang đi tìm Tân Lâm cùng Thiên Thiên bọn người, cái kia cũng nhất định phải có cái bàn giao mới được, tuyệt không có khả năng đi không từ giá. Trong bất chi bất giác, Tiêu Phàm liền chìm vào ngọc giản ghi lại công pháp bên trong, cái này nghiên cứu một chút chính là mấy canh giờ. Giao dịch hội cuối cùng một đợt áp trục bảo vật, rốt cục bán đấu giá xong, tiếp xuống liền tiến vào tự do trao đổi khâu hơn ngàn tên nguyên anh tu sĩ tề tụ nơi đây, cái này tự do trao đổi thời gian, cũng sẽ không quá ngắn. Tứ hải cư chấp sự nhân viên an bài ba tên nguyên anh tu sĩ đồng thời lên đài, biểu hiện ra mình muốn trao đổi vật phẩm. Trong đó còn thật sự có hai dạng đồ vật để tiêu phàm 10 điểm tâm động, bất quá cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống tới, không có xuất thủ. Vì một chiếc thượng cổ tàu cao tốc đã đắc tội họ tiến tu sĩ dạng này địa đầu xa, hay là điệu thấp tốt hơn, không nên quá trương dương. Tự do giao dịch tốc độ, sau đấu giá phải nhanh, một ngày sau đó, tiêu phàm rốt cuộc đổi được hai loại thiên diệu tiên tử cần thiết trọng yếu vật liệu. Hai ngày trôi qua, giao dịch hội kết thúc, tham dự hội nghị người nhau nhau rời đi hội trường, ai đi đường nấy. Tiêu phàm dựng lên độn quang, không chậm không nhanh hướng lấy thành nam bay trốn đi. Hắn thuê lại động phủ cũng không tại cái phương hướng này. Chỉ vì mới ra tứ hải cư, tiêu phàm cảm giác được một cỗ thần niệm chi lực đã dính tại trên người mình. Cỗ này thần niệm chi lực có chút quen thuộc, chính là kia họ tiến tu sĩ xem ra hắn vẫn chưa khoác lác, giao dịch hội chưa mở xong, liền đã tra rõ ràng 400 số 62 trong bao xương đến cùng là thần thánh phương nào. Tiêu phàm vừa ra khỏi cửa, lập tức liền bị hắn để mắt tới. Một giá cực kỳ xa hoa xe thú, tại trong tầng trời thấp không nhanh không chậm đi theo, ngay tại tiêu phàm sau lưng không đủ hơn trăm trượng chỗ, như thế trắng trợt. Họ tiến tu sĩ ngày thường làm việc chi phách lối, có thể thấy được chút ít. Đô lương thành dạng này siêu cấp thành lớn, trong thành sơn hà hồ nước khắp nơi có thể thấy được. 30 phút sau quá khứ, một đạo xanh um tươi tốt sơn mạch xuất hiện tại tiêu phàm trước mắt. Sơn mạch bên trong, một cỗ cấm chế khí tức phóng lên tận trời. Loại cấm chế này, tựa hồ là thiên nhiên hình thành, cũng không có tiến hành bố trí. Để tòa này xanh um tươi tốt sơn mạch biến thành nơi nào đó cấm địa, người ở hy hữu đến. Chính là bởi vì chỗ này sơn mạch có loại này đặc thù cấm chế, vì vậy nơi này thường xuyên bị các tu sĩ dùng để làm làm quyết đấu chỗ, thậm chí so trong thành những cái kia chuyên môn thiết trí sân thi đấu còn càng thêm được người hoan nghênh. Dù sao tại sân thi đấu quyết đấu có rất nhiều hạn chế, ở đây chém giết lại có rất ít người can thiệp. Sống hay chết đều bằng bản sự, đương nhiên đây cũng chỉ là nhằm vào số ít hết sức tới sửa sĩ cùng thành bên trong cấp thấp tu sĩ mà nói, giống họ tiến tu sĩ thân phận như vậy địa vị cực cao địa đầu xà, nếu như không hiểu thấu trong thành bị người giết chết, kiệt tuyệt không có khả năng gió êm sóng lặng chỉ sợ lập tức liền sẽ nhắc lên sóng to gió lớn. Tiêu phàm chỉ làm không biết, dưới chân bỗng nhiên ra tốc, hướng sơn mạch chỗ sâu kích bắn đi. Hừ, lúc này còn muốn chạy, nằm mơ đi thôi. Phía sau truyền đến hừ lạnh một tiếng, xa hoa xe thú cũng lập tức ra tốc, theo đuổi không bỏ. Họ tiến tu sĩ sớm đã thả ra thần niệm chi lực, điều tra phải rõ ràng, tiêu phàm bất quá là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thôi. Họ tiến tu sĩ phiền muộn chi dư, từ cũng hoàn toàn yên tâm, không chút do so dự liền nghèo đuổi tới. Ngược lại muốn xem xem tên này ngoại lai nguyên anh sơ kỳ tiểu bối, đến cùng có thứ gì năng lực, dám cùng tiễn lão đại đối nghịch. Người này quả nhiên là mới đến, đối đô lương thành địa hình đều không quá, thế mà trực tiếp chui tiến vào chỗ này tuyệt địa. Xem chừng là ý thức được tình hình không đúng, bỗng nhiên ra tốc, muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy, hai người một đuổi một chạy, sau một lát, liền đã thẳng vào sơn mạch chỗ sâu. Mắt thấy phía trước hai ngọn núi giúp đỡ, hai cái vách đá càng thua càng hẹp, một mực đi theo tiêu phàm sau lưng xe thú bỗng nhiên ra tốc, bỗng nhiên đuổi theo. Hắc hắc, còn đi nơi nào, ngay ở chỗ này chấm dứt đi, họ tiến tu sĩ cười lạnh liên tục, quát, nơi này quả thật không tệ, kia ngay ở chỗ này đi. Vượt quá họ tiến tu sĩ dự kiến chính là, tiêu phàm vậy mà lập tức liền đè lại độn quang, ở giữa không trung rừng thân, xoay người lại, nhàn nhạt tiếp cận hắn, không có chút rung động nào nói. Nhìn qua, hắn căn bản cũng không phải là lầm đánh sông lầm chạy đến nơi đây đến, mà là đã sớm biết chỗ này sơn mạch quyết đấu đại danh, cố ý lựa chọn ở đây cùng họ tiến tu sĩ chấm dứt ân oán. Họ tiến tu sĩ đầu tiên là nao nao, lập tức liền cười lạnh thành tiếng. Kém chút bị tiểu bối này lừa gạt được, lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu sĩ khổng lồ thần niệm chi lực, nơi này lại có thiên nhiên cấm chế, phương viên hơn 10 dặm bên trong, cũng tất cả đều tại hắn thần niệm chi lực bao phủ phía dưới. Trừ hắn cùng tiêu phàm, cùng vì hắn lái xe hai tên môn hạ đệ tử, nơi này không có có người khác. Chẳng lẽ cái này khu khu nguyên anh sơ kỳ tiểu bối, thật đúng là coi là có thể là đối thủ của mình không thành. Tiểu bối, ngươi váng đầu đi. Tiêu phàm nhìn qua khí thế hùng hổ họ tiến tu sĩ, từ tốn nói, tiến đạo hiếu, nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra ngươi nói cái gì. Họ tiến tu sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, tưởng rằng nghe lầm. Hắn là thành danh đã lâu nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mặc dù còn chưa nói tới là nguyên anh trung kỳ cảnh giới đại thành, tại Đô Lương Thành đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Tiểu bối này không có danh tiếng gì, bất quá là Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Vi, cũng dám đối với hắn miệng ra uy hiếp chi ngôn. Quả thực lẽ nào lại như vậy, ngươi lặp lại lần nữa. Chốc lát, họ tiến tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói, mặt mũi tràn đầy sát khí, một vòng xanh biếc nhan sắc, tại trên mặt hắn cực nhanh chợt lóe lên. Nhìn thấy cái này bôi lục sắc, tiêu phàm cơ bản có thể kết luận, người này là lấy một thuộc tính công pháp làm chủ tu công pháp, nguyên bản tu luyện một thuộc tính công pháp người, tương đối mà nói, tính tình tương đối bình thản, làm người cũng tương đối điệu thấp. Cái này họ tiến tu sĩ rõ ràng là cái dị loại. Hùng hổ dọa người, ngang ngược càn rỡ, không có chút nào khiêm nhượng chi tâm. Bất quá tiêu phàm lại từ trên người hắn ẩn ẩn cảm ứng được một tia tinh viêm chi lực khí tức. Ngũ hành sinh khắc, mộc sinh hỏa, lửa mộc thuộc tính linh căn đồng thời xuất hiện tại trên người một người, không coi là nhiều không hợp thói thường. Nhưng cùng lúc tu luyện một thuộc tính công pháp và hỏa thuộc tính công pháp người, lại cực kỳ hiếm thấy. Dù sao mộc thuộc tính công pháp và hỏa thuộc tính công pháp tranh lệch rất xa, nhiều khi thậm chí hoàn toàn trái ngược, đồng thời tu luyện hai loại công pháp, thực tế rất khó cân đối. Nhưng lại không biết cái này tinh viêm chi lực phải trang xuất từ cái nào đó lớn uy lực hỏa thuộc tính pháp bảo. Nhưng mặc kệ như thế nào, tại một đôi một dưới tình hình, tiêu phàm cũng sẽ không đối với người này có gì e ngại. Về phần họ tiến tu sĩ loại này lấy mạnh hiếp yếu tâm thái, tiêu phàm hiện tại liên tục nói cũng không muốn nói. Đối với những người này, bất kỳ cái gì đạo lý đều là không dùng được, chỉ có một loại biện pháp đánh. Triệt để đánh phục hắn, vậy liền ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Họ tiến tu sĩ rõ ràng cũng không muốn cùng tiêu phàm giảng đạo lý. Âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng nói, tiểu bối, bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Ngươi ngoan ngoãn đem kia thượng cổ tàu cao tốc giao ra, lại tự đoạn một tay, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nếu không, bản tọa nhất định phải để ngươi hối hận tại sao phải sinh đến trên đời này tới tiêu phàm liền cười rất bình tĩnh nói tiến đạo hữu dạng này ngoan thoải ta đã nghe qua rất nhiều lần ta nhìn ngươi hay là lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới đi để tại hạ kiến thức một chút tốt rất tốt tiểu bối ngươi miệng còn rất cứng vậy cũng chớ hối hận họ tiến tu sĩ một tiếng gầm thét hai tay mở ra ống tay áo tung bay bỗng nhiên hướng phía trước lắc một cái một trận gió lốc bỗng nhiên tịch đi lên chỉ thấy gió lốc những nơi đi qua nguyên bản đầy đất cỏ xanh sơn cốc cảnh sắc biến đổi từng khỏa đại thụ che trời từ dưới mặt đất đột một từ mặt đất mọc lên trong chốc lát liền che kín cả cái sơn cốc họ tiến tu sĩ cùng hắn kia lượng hào hoa xe thú cùng hai tên từ người bỗng nhiên không thấy bóng dáng huyễn trận tiêu phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc cái này họ tiến tu sĩ tính khí nóng nảy nguyên lai tưởng rằng tu luyện chính là cực kỳ bá đạo tính công kích công pháp không nghĩ tới vừa ra tay lại là huyễn trận thật đúng là vượt quá tiêu phàm ngoài ý liệu Hắc Lân còn đang ngủ say bên trong, cùng lưng sắt con bọ ngựa đồng dạng, chờ đợi lấy tiến dai. Bằng không mà nói, chỉ cần thật mắt chi quang mới ra. Huyễn trận lập phá, bất quá lấy tiêu phàm tại trên trận pháp tạo nghệ, dù coi như không có Hắc Lân thật mắt chi quang, trình độ này huyễn trận cũng mảy may không đáng kể. Thân thể nhoáng một cái, cũng tại biến mất tại chỗ không gặp. Một loạt hoành động tới cự mộc, lập tức đâm vào không trung, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, tan biến tại vô hình. Sau một khắc, tiêu phàm tại cách đó không xa hiện thân mà ra, nhìn qua vừa vừa biến mất cự mộc, song mi có chút giơ lên. Đây không phải phổ thông huyến trận, có rất mạnh lực công kích. Tiểu bối, coi là hiểu được điểm gió độn thuật ra mau, liền có thể tại ta trong trận pháp chạy thoát a. À. Nghĩ đến quá đẹp đi, hư giữa không chung, họ tiến tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Lại một loạt cự mộc, trống rỗng nổi lên, đồng loạt hướng tiêu phàm mãnh động tới. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lóe, thiên nhãn thần thông vận chuyển, trong mắt hắn, hàng này to lớn đầu gỗ, đều chẳng qua là huyễn ảnh thôi. Nhưng toàn bộ là hư ảnh, cũng vẫn có chút vượt quá tiêu phàm dự kiến. Huyễn trận chi đạo, có ba hư một thực, năm hư một thực, bảy hư một thực thậm chí cửu hư một thực, nhưng mà tất cả đều là hư, lại như thế nào tấn công địch đả thương người. Đã hàng này cửu mộc đều đều là hư, tiêu phàm từ cũng không cần né tránh, ống tay áo lắc một cái, một cỗ hòa phong thổi ra, tất cả cửu mộc cũng hóa thành hư vô. Ngay vào lúc này, tiêu phàm dưới chân siết chặt, có chút cúi đầu xuống, lại chỉ thấy dưới chân chẳng biết lúc nào mọc ra mấy đầu dây leo, chăm chú cuốn lấy hắn mắt cá chân. Cùng lúc đó, trong hư không hiện ra bốn sắp xếp cự mộc, từ bốn phương tám hướng hướng tiêu phàm dồn sức đụng mà tới. Lần này, vậy mà tất cả cự mộc đều là thật. Bá thanh quang lấp lẽ, phải rồng giáp nổi lên, đem thân thể của hắn chăm chú bao khỏa trong đó. Tiêu phàm thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, 72 mai vảy rồng màu xanh bắn ra, đảo mắt hóa thành 72 chuôi dài hai thước đoạn kiếm, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Chỉ nghe soạt soạt không ngừng bên tai, tại sắc bén vô song vẩy rồng dưới kiếm, tất cả cự mộc giải quyết dễ dàng, từ đó mổ thành hai. Quấn quanh ở tiêu phàm trên mắt cá chân dây leo cũng bị sắc bén đoạn kiếm chém làm vài khúc. Thanh quang lại lóe lên, 72 chuôi đoạn kiếm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Pháp bảo cực phẩm, trong hư không vang lên họ tiến tu sĩ cảm thấy thanh âm kinh ngạc. Người này không hổ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng coi như phải kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra vảy rồng giáp là pháp bảo cực phẩm. Tiểu Bối, trách không được như thế trương cuồng, bất quá, ngươi cho rằng bằng vào chỉ là một kiện pháp bảo cực phẩm, liền thật có thể tại bản tọa dưới tay trốn chết sao? Hắc hắc, liền để ngươi tốt tốt mở mang kiến thức một chút bản tọa thủ đoạn. Oanh một tiếng, lại là bốn sắp xếp cự mộc trong hư không nổi lên, song song hướng Tiêu Phàm đánh tới. Tại Tiêu Phàm Thiên Nhãn thần thông phía dưới, nhóm này cự mộc hư thực tình hình như trước vẫn là thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng mà cùng phía trước mấy đám cự mộc khác biệt, những này cự mộc ở giữa cất dấu điểm điểm bóng đen, ngay cả thiên nhãn thần thông cũng thấy không rõ lắm, không biết những bóng đen này rốt cuộc là thứ gì. Lần này, cự mộc đến cực nhanh, cơ hồ đảo mắt liền tới. Tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, màu đỏ sấm viêm linh chi nhận nổi lên, tiêu phàm hai tay cầm đao, khẽ quát một tiếng, thật dài hỏa diễm đao phong lưỡi đao phía trên, liệt diễm bốc hơi, trong khoảnh khắc liệt diễm vừa thu lại, cả thanh đao biến thành màu lam nhạt. Viêm linh chảm, một đao bổ ra, một vòng màu lam quang diễm, lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ, hướng bốn phía như gợn sóng cuồn cuộn đẩy đi. Quang diễm những nơi đi qua, mặc kệ là đại thụ hay là cỏ nhỏ, đều đốt cháy hầu như không còn, trong khoảnh khắc lộ ra đồng hồ đất vàng cùng núi đá, đồng thời những này đất vàng núi đá cũng trong nháy mắt biến thành màu nâu đen. Lấy tiêu phàm hiện tại công lực, viêm linh chảm toàn lực phát ra, uy năng chi lớn, đến sớm khó mà mức tưởng tượng đừng bảo là huyễn trận biến thành đại thụ che trời liền xem như chân thực như đệm cỏ xanh cũng là cản trở lập diệt ngay cả nửa phân giấy ruộa chỗ trống đều không có sát na bị đốt thành một vùng đất trống oanh màu lam quang diễm rất nhanh liền đánh chúng không chung một hàng kia sắp xếp hư thực giao nhau cựu mộc dị biến ngay một khắc này phát sinh mặc kệ là hư hay là thật tất cả cựu mộc trong nháy mắt bị màu lam quang diễm nhóm lửa hóa thành mạng thiên hỏa vũ hướng tiêu phàm chiếu nghiêng xuống nguyên bản thanh lương tiểu trong sơn cốc bỗng nhiên trở nên nóng bỏng vô so. Thậm chí bốn phía hư không, đều bị cái này kỳ nóng nhiệt độ cao thiêu đến không ngừng vặn vẹo biến hình. Tiêu phàm hai mắt có chút híp mắt một chút, thật là tinh thuần ly hỏa chi lực, mặc kệ cái này mạn thiên hỏa vũ đến cùng là từ bảo vật huyễn hóa mà thành, hay là từ bản thân công pháp thuốc xuất ra, ẩn chứa tinh viêm chi lực, không chút nào giả, dường như không tại hỏa diễm đao phía dưới. Dù coi như là đồng dạng tinh thông ly hỏa thần thông tiêu phàm, cũng không dám chính diện ứng đối đào mắt mạn thiên hỏa vũ liền đem tiêu phàm bao phủ nó hạ. Cách đó không xa, họ tiến tu sĩ hiện thân mà ra, khóe miệng hiện lên một tia ngạo nghế tiếu dung. Đem ly hỏa thần thông giấu ở một thuộc tính nguyễn trong trận, đây là hắn một mình sáng tạo. Nhiều năm trước tới nay, nương tựa theo cái này khiến người không tưởng tượng được tuyệt kỹ, không biết có bao nhiêu cùng giai tu sĩ thua ở dưới tay của hắn. Bây giờ ngoại lai này tiểu bối trương cuồng vô so, coi là dựa vào một kiện pháp bảo cực phẩm liền có thể hoành hành không sợ, quả nhiên là không biết sống chết. Đợi cho đem người này đốt thành cho bụi, món kia thượng của tàu cao tốc cùng người này tùy thân mang theo cái khác bảo bối, đương nhiên đều thành mình vật trong bàn tay. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, đối mặt mạng thiên hỏa vũ, tiêu phàm bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, miệng hơi mở, một đoàn xanh minh mang hào quang phun ra. Đây là cái gì, họ tiến tu sĩ thấy không hiểu thấu, trong nháy mắt, đoàn kia xanh minh mang hào quang liền hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt lũ lụt, hướng về mạn thiên hỏa vũ nghênh kích mà lên. Thủy thuộc tính thần thông, dù là họ tiến tu sĩ kiến thức rộng rãi, giờ khắc này cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đem một thuộc tính thần thông cùng hỏa thuộc tính thần thông dung hợp lại cùng nhau, đã để vô số cùng giai tu sĩ không tưởng được, tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình hình chúng chiêu. Ai ngờ trước mắt ngoại lai này tiểu bối, vậy mà đồng thời tu luyện hỏa thuộc tính thần thông cùng thủy thuộc tính thần thông, đồng thời giống như cũng còn rất lợi hại dáng vẻ cái này sao có thể, hoàn toàn phá vỡ thường thức, đều nói không hợp khác biệt lô, câu nói này chẳng lẽ cũng sai không thành. Một kiện thủy thuộc tính bảo vật, ý nghĩ này từ họ tiến tu sĩ trong đầu chợt lóe lên, lập tức một mực chiếm cứ suy nghĩ của hắn. Đây là giải thích duy nhất, bằng không mà nói, họ tiến tu sĩ đánh có chết cũng không tin, một người lại có thể đồng thời tu luyện thủy hỏa hai chủng loại tính thần thông. Hắn sống mấy trăm năm, các cấp độ tu sĩ thấy qua vô số, liền chưa bao giờ thấy qua ai trên thân đồng thời có hắc hỏa linh căn cùng thủy linh căn hai loại hoàn toàn tương phản linh căn. Nghĩ thông suốt điểm này, họ tiến tu sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi tâm tình mới thoáng bình phục chút, lập tức lại nhếch miệng, lộ ra cực kỳ khinh thường thần sắc. Chỉ là một kiện phổ thông thủy thuộc tính bảo vật, liền nghĩ chống cự mình ly hỏa thần thông. Cái này mạn thiên hỏa vũ, thế nhưng là ngay cả tiêu phàm mình tinh viêm chi lực đều hấp thu đi vào, hỗn làm một thể. Mặc dù còn không thể xưng là tam vị chân hỏa tối thiểu cũng tuyệt không phải phổ thông thủy thuộc tính bảo vật có thể ngăn cản được. sau một khắc, ngoại lai này tiểu bối liền muốn bị đốt thành cho bụi. nhưng mà ngay sau đó phát sinh hết thảy, để họ tiến tu sĩ lại một lần nữa chừng lớn hai mắt, thậm chí ngay cả trong mắt đều cơ hồ trừng ra. ttt không ngừng, từng mảng lớn hơi nước bốc hơi mà lên. đây không phải phổ thông hơi nước, mà là nóng bỏng hơi nước. mạn thiên hỏa vũ bị màn nước ngạnh sinh sinh cản ở giữa không trung bên trong, rốt cuộc không rơi xuống nổi đồng thời lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ cực nhanh dập tắt. Trong nháy mắt, Mạn Thiên Hỏa Vũ liền triệt để bị Ly Thủy Long Châu phun ra lũ lụt dội tắt. Giữa không trung chỉ còn lại có từng sợi khói xanh, cái này sao có thể? Họ tiến tu sĩ vừa sợ vừa giận, gầm hét lên. Tiêu Phàm nhấc tay một dương, xanh minh mang màn nước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Bối, người đùa nghịch hoa chiêu gì? Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn qua hắn, từ tốn nói, Tiễn đạo hiếu, còn có cái gì tuyệt chiêu, đều thi triển đi ra đi lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ cũng không có thời gian tay phải nhẹ nhàng vừa nhất. Chỉ thấy bốn phía trong hư không, bỗng nhiên hiện lên 24 chuôi màu xanh đoản kiếm, xinh đẹp dưới ánh mặt trời, trên lưỡi kiếm thanh lóng lánh, kiếm khí bức người. Cái này 24 chuôi màu xanh ngắn kiếm nhất hiện thân, liền là tạo thành một cái phức tạp kiếm trận, chậm rãi hướng trung ương họ tiến tu sĩ cắt mà tới. Cùng lúc đó, nhóm thứ hai 24 mai vảy rồng màu xanh lại tại chỗ cũ hiển hiện, đảo mắt hóa thành 24 chuôi màu xanh đoản kiếm, tạo thành một cái khác đồng dạng phức tạp kiếm trận, kích động. Kiếm trận, ngươi là kiếm tu, họ tiến tu sĩ giật nảy cả mình, kêu lên, kiếm tu thủy chung là tu chân giới lớn nhất một cái lưu phái, mặc kệ là chính đạo tông môn hay là tà ma ngoại đạo, kiếm tu nhân số đều là nhiều nhất. Kiếm tu nhất làm cho người e ngại, dĩ nhiên chính là từng cái kiếm trận. Bình thường kiếm trận từ nhiều người tạo thành, trước mắt tiểu bối này, thế mà một người bày ra loại này khổng lồ kiếm trận, quả thực khiến người khó có thể tin đồng thời điều khiển 48 thanh phi kiếm, họ tiến tu sĩ tự nhận cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng muốn điều khiển những này phi kiếm bố thành phức tạp kiếm trận, lại là tuyệt đối không thể. Chẳng phải là nói, trước mắt tiểu bối này thần niệm chi lực, so hắn còn cường đại hơn. Chẳng lẽ người này ẩn nấp mình tu vi thật sự, kỳ thực chính là thâm tàng bất lộ hậu kỳ đại cao thủ. Vậy rồng kiếm trận nguyên bản có 108 thanh phi kiếm, bố trí thành bên trong 3 tầng ngoài siêu cấp kiếm trận. Điểm điểm đan sen, một khi phát động, liền là vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, thế công từng cơn sóng liên tiếp, sinh sôi không ngừng. Tiêu phàm hai tháng này tại luyện hóa vẩy rồng giáp quá trình bên trong, một lần nữa cải tổ kiếm trận. Đem mỗi một tầng kiếm trận phi kiếm số lượng cắt giảm đến 24 chuôi, 3 tầng kiếm trận. Hết thảy vận dụng 72 thanh phi kiếm, đây là bởi vì, đồng thời điều khiển 108 thanh phi kiếm tạo thành 3 tầng điểm điểm đan sen kiếm trận, dù coi như lấy tiêu phàm thần niệm mạnh, cũng cảm thấy phí sức kiên trì không được bao lâu, thần niệm chi lực sẽ xuất hiện tiêu hao. Tại liều mạng tranh đấu thời điểm, thần niệm chi lực tiêu hao, kia là cực kỳ nguy hiểm. Cái này liền mang ý nghĩa phản ứng của người tốc độ sẽ giảm xuống rất nhiều, đối xung quanh hết thảy đều trở nên rất không mẫn cảm, 10 điểm chỉ đột. Cao thủ tranh chấp, sinh tử tranh lệch chỉ ở một tuyến ở giữa, mà lại kiếm trận quá to lớn, thao túng rất không dễ dàng. Tốc độ cực chậm, lỗ thủng liền nhiều, gặp được cao thủ chân chính, liền rất khó có hiệu quả. Đem phi kiếm số lượng giảm bớt đến 72 chuôi. Cả tòa kiếm trận uy lực cố nhiên yếu bớt rất nhiều, nhưng thao túng rõ ràng thuận tiện nhiều, phản ứng nhanh nhẹn được nhiều, nhất là quan trọng chính là, Tiêu Phàm mình sẽ không xuất hiện thần niệm tiêu hao. Đang chủ trì kiếm trận đồng thời, còn có dư lực chiếu cố quanh người tình huống, không đến bị địch nhân đánh lén. Trừ bộ này 72 thanh phi kiếm kiếm trận, Tiêu Phàm thậm chí còn thiết trí một bộ bản rút gọn vi hình kiếm trận, từ 36 thanh phi kiếm tạo thành, mỗi tầng 12 thanh phi kiếm hết thảy ba tầng. Đó là chân chính tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không ngừng, kiếm trận một khi khởi động, bị khốn trụ địch nhân không chết cũng muốn lột ra. Bộ này vi hình kiếm trận, chuẩn bị dùng tới đối phó những cái kia tương đối khó giải quyết, nhưng lại không thể tha cho hắn chạy mất, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh địch nhân. 108 thanh phi kiếm tạo thành siêu cấp kiếm trận, uy lực to lớn là không cần phải nói, tiêu phàm đoán chừng, nếu như chính mình tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, nương tựa theo cực kỳ cường đại thần niệm chi lực, có lẽ liền có thể chân chính đem vảy rồng kiếm trận uy lực phát huy ra, dưới mắt hay là sử dụng cái này phiên bản đơn giản hóa kiếm trận càng thêm điều khiển như ý chút. Dù là như thế, cái này 48 chuôi bay kiếm nhất lộ diện cũng đầy đủ họ tiến tu sĩ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tiểu bối, chưa có càn dỡ, kiếm trận thì sao? Mắt thấy 24 thanh phi kiếm cuồn cuộn đánh tới, họ tiến tu sĩ thẹn quá hóa giận, gầm thét lên tiếng. Lên, một tiếng gầm thét, họ tiến tu sĩ ống tay áo lắc một cái, bốn phía lập tức hiện ra từng dãy cự mộc, gào thét lên hướng 24 thanh phi kiếm nghênh kích mà đi. Cùng lúc đó, họ tiến tu sĩ cổ tay phải lật một cái, một gốc tinh tế ấu như cây giống ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, họ tiến tu sĩ tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, từng đạo tinh thuần pháp lực rót vào cây giống bên trong, chỉ thấy kia cây nhỏ mầm non liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Trong nháy mắt, từng dãy cự mộc liền cùng vẩy rồng phi kiếm đụng vào nhau. Suy suy không ngừng, ôm hết phẩm chất cự mộc như là giấy đồng dạng, đang phi kiếm cắt xuống, không có chút nào chống cự chỉ có thể, đảo mắt hóa thành vô số tinh tế cây gỗ, tứ tán bay dương. Họ tiến tu sĩ trên mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, bỗng nhiên há miệng, một ngụm máu tươi phun tại mảnh khảnh cây nhỏ bên trên. Nguyên bản xanh ngắt cây nhỏ bỗng nhiên huyết sắc lượn lờ, tán cây lắc một cái, vô số dây leo từ màu nâu đen dưới mặt đất chui ra, hóa thành từng đầu to lớn xúc tu, hướng 24 thanh phi kiếm quấn đi vòng qua. Đồng thời cây nhỏ cũng lại một lần nữa tăng tốc sinh trưởng tốc độ, đảo mắt hóa thành một gốc ôm hết thô đại thụ, thô to dễ cây đâm tiến vào bị liệt hỏa bị bỏng qua đồng hồ, hướng dưới mặt đất điên cuồng lan tràn mà đi. Họ tiến tu sĩ thân hình lại biến mất không còn tâm tích, chỉ ở thân cây trung bộ, hiển lộ ra một khuôn mặt người, chính là họ tiến tu sĩ bộ dáng. Phi kiếm cắt mà đến tốc độ cũng không quá nhanh, dây leo hóa thành to lớn xúc tu, chuẩn xác không sai đem 24 thanh phi kiếm đều nắm ở trong tay, lập tức lại hóa thành xanh biếc cây mây, gắt gao đem phi kiếm quấn quanh. Trên phi kiếm, một từng cơn ánh sáng xanh đại phóng, suy suy không ngừng, cuốn lấy phi kiếm cây mây đảo mắt bị cắt thành vô số mảnh vụn. Nhưng những này xanh biếc cây mây, nhưng cũng kỳ lạ, bị cắt đứt một đoạn, lập tức lại mọc ra một đoạn đến, kéo chặt lấy phi kiếm, tuyệt không cho phép nó thoát thân. Đợt thứ hai 24 thanh phi kiếm lại cuồn cuộn đánh tới. Giờ phút này kia mảnh khảnh cây giống đã hóa vì một gốc đại thụ che trời, đầy mắt xanh ngắt, to lớn tán cây phía trên, từng đóa từng đóa kiểu diễm đỏ hoa đua nở, nhìn qua diễm lệ vô so. Mắt thấy đợt thứ hai phi kiếm đánh tới, thân cây trung ương họ tiến tu sĩ mặt người sau nghi vặn một cái, chỉ thấy tán cây phía trên nở rộ kia từng đóa từng đóa hoa hồng bỗng nhiên bay lên, đảo mắt hóa thành đầy trời hỏa vũ, hướng 24 thanh phi kiếm nghênh kích mà đi, bốn phía nhiệt độ lập tức trở nên nóng bỏng vô so. Đợt thứ hai phi kiếm thoáng qua liền lâm vào trong biển lửa, trên thân kiếm thanh quang đại phóng, một cỗ băng hàn ý lạnh phóng thích mà ra, nhào tới trước mặt hỏa vũ nhao nhao chôn vùi. Họ tiến tu sĩ mặt người lộ ra vẻ đắc ý, kiếm trận này cố nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, chỉ đối kháng được. Đạo hữu cũng còn có chút thủ đoạn tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thần thái cực kỳ dù bận vẫn ung dung, nhấc tay nhẹ nhàng một chiêu. Chỉ thấy đại thụ bốn phía hư giữa không chung, đợt thứ ba hai mươi bốn thanh phi kiếm lại nổi lên, quang hoa nhấp nháy, hàn khí âm u đập vào mặt. Cái gì, nói đùa sao, họ tiến tu sĩ quả thực muốn đem trong mắt đều trừng ra ngoài. Cái này nguyên anh sơ kỳ tiểu bối, thế mà có thể đồng thời điều khiển 72 lưỡi phi kiếm. Đây cũng quá nghịch thiên, đạo hữu khoan đã, họ tiến tu sĩ kêu to lên, đạo hữu không phải là vị nào hậu kỳ đại tu sĩ dịch dung giả dạng, cố ý đến cùng tiểu đệ nói đùa sao. Xin thứ cho tiểu đệ có mắt không tròng, không có nhận ra. Đồng thời điều khiển 72 lưỡi phi kiếm, đã vượt qua họ tiến tu sĩ cực hạn, nếu như chỉ điều khiển những này phi kiếm hướng cùng một cái phương hướng chém giết, ngược lại cũng có thể làm được, nhưng tạo thành như thế ba tầng trong ba tầng ngoài phức tạp kiếm trận, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, theo điểm như ý, vậy liền tuyệt đối làm không được. Mặc dù họ tiến tu sĩ tại đồng bậc nguyên anh trung kỳ tu sĩ bên trong chưa nói tới thần niệm chi lực cường đại, thậm chí còn ở vào bên trong cùng trách xuống dưới tiêu chuẩn. Nhưng Tiêu Phàm rõ ràng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, thần niệm chi lực có thể nào so hắn còn cường đại hơn? trừ phi là vị nào hậu kỳ đại tu sĩ cố ý giả dạng. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải vung lên, ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, trực tiếp hướng họ tiến tu sĩ chỉ đi. Đợt thứ ba hai thanh phi kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng họ tiến tu sĩ đánh tới. Họ tiến tu sĩ quát to một tiếng, cây kia xanh ngắt đại thụ bỗng nhiên lắc một cái, thu thần thông, đảo mắt hóa vì một gốc tinh xảo cây giống, chính trong hư không cùng phía trước hai nhóm 48 lưỡi phi kiếm triển đấu dây leo cùng hỏa vũ, cũng nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Họ tiến tu sĩ một phát bắt được cây giống, thân thể nhoáng một cái, liền ở tại chỗ mất đi bóng dáng. Thuật độn thổ, tiêu phàm liền cười, cái này họ tiến tu sĩ thật đúng là hiểu được không ít thượng vàng hạ cám xinh đẹp. Bất quá tại tiêu phàm trước mắt, nghĩ lấy thuật độn thổ thoát thân, không khỏi quá ngây thơ chút. Sau một khắc, họ tiến tu sĩ lại là một tiếng hoảng sợ thét lên, từ nơi không xa dưới mặt đất bỗng nhiên chui ra, mặt mũi tràn đầy vừa sợ vừa giận thần sắc muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật tại họ tiến tu sĩ bên trái hai trượng chỗ toát ra một cái đầu nhìn như hoàng cục đất lại dài mắt cái mũi thậm chí còn mọc ra miệng đây là vật gì ma ngẫu họ tiến tu sĩ thét lên không thôi thuật độn thổ hắn cũng chỉ là kiêm tu mà thôi như thế nào sẽ là thổ ma ngẫu đối thủ tiêu phàm song nghi có chút sơ lên lộ ra vẻ kinh ngạc có thể nhận ra thổ ma ngẫu người này kiến thức cũng coi như uyên bác đến cùng không hổ là đô lương thành nguyên anh tu sĩ, kiến thức rộng rãi. 72 thanh phi kiếm hội tụ đến cùng một chỗ, bên trong ba tầng ngoài, tạo thành một cái hoàn chỉnh kiếm trận, đem họ tiến tu sĩ một mực khốn ở trung ương, dương cung mà không phát, nhưng kia cỗ hàn khí bức người, lại sâu nhập họ tiến tu sĩ trong xương tùy, cả người đều không chịu được nhẹ nhàng run rẩy lên. Đạo hữu chậm đã, khoan động thủ đã, hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm mà thôi, đạo hữu hạ thủ lưu tình. Trong lúc nhất thời, họ tiến tu sĩ mặt như màu đất run giọng kêu lên nhìn về phía tiêu phàm thần sắc lại là sợ hãi lại là phiền muộn đây là cái quái vật gì a à? nguyên anh sơ kỳ liền có như thế nghịch thiên tu vi thế mà còn vì thân mang theo nguyên anh cấp ma ngẫu làm giúp đỡ quả thực lẽ nào lại như vậy họ tiến tu sĩ miệng bên trong kêu to hiểu lầm hai mắt lại nhanh như chấp loạn chuyển ống tay áo khinh động chuẩn bị tế ra một kiện bảo mệnh pháp bảo lúc này diệt sát tiêu phàm kia là không cần nghĩ Gia hỏa này rất biến thái, họ tiến tu sĩ không có như thế hùng tâm tráng trí. Nhưng đào mệnh là nhất định phải trốn, cũng không thể đem tính mạng mình ký thác vào đối phương nhân từ phía trên. Chỉ bất quá, hắn cái này điểm tâm nghĩ, tự nhiên cũng chạy không thoát tiêu phạm ánh mắt. Bảo mệnh pháp bảo chưa phát động, họ tiến tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, từ đầu đến chân, lập tức đều bị giam cầm phải cứng như kim thiết, rốt cuộc di động không được mảy may, đừng bảo là khởi động pháp bảo, ngay cả một đầu ngón tay đều không động đậy họ tiến tu sĩ quá sợ hãi mở to hai mắt nhìn kỹ lại chỉ thấy mình toàn thân trên dưới đều bị một đầu xấp xỉ trong suốt dây thường chăm chú chói lại cái này dây thường rất rõ ràng mang theo cấm chế nào đó chi lực nháy mắt liền đem hắn chế trụ ngay cả nửa phân chỗ trống để né tránh đều không có đầu này tù long tác xác thực trải qua tiêu phàm đổi tiến vào tiêu phàm trực tiếp đem định thân phù dung nhập vào tù long tác bên trong ngũ hành cấm chế chi lực tiến một bước tăng cường ngay cả họ tiến tu sĩ dạng này nguyên anh trung kỳ cảnh giới vội vàng không kịp chuẩn bị bị chế trụ, cũng là giấy rụa không được, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Quả thật, vô luận là tù long tác hay là định thân phù, cũng không thể thời gian dài vây khốn một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chỉ cần hơi quằn quại, liền có thể đem cấm chế này phá giải. Nhưng mà cao thủ tranh chấp, lệch một ly thường thường đi một nghìn dặm. Giờ khắc này chỉ hoán, chính là âm dương lưỡng cách. Đây là thứ quỷ gì? Họ tiến tu sĩ vong hồn đại mạo, còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, trước mặt bóng người lóe lên, tiêu phàm bỗng nhiên liền đến trước mặt hắn. Ngay sau đó, họ tiến tu sĩ chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, lập tức trong tay buông lỏng, lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xem ra ngoại lai này tiểu bối không có ý định thả hắn một con đường sống. Nhưng sau một lát, họ tiến tu sĩ lại mở mắt ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, tiêu phàm vậy mà không có giết hắn, hắn còn sống. Chỉ là, hắn lần này thật không thể động, chẳng những tay chân bị giam cầm, chính là toàn thân pháp lực cũng bị giam cầm đến xiết sao, nửa phân đều điều động không được. Trong nháy mắt, hắn toàn thân 36 chỗ đại huyệt liền bị tiêu phàm phong bế. Mặc cho hắn vốn là thông thiên, vậy cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Tiêu phàm trong tay lại vuốt vuốt một mảnh cũ nát ngọc phù, nhiều hứng thú quan sát tỉ mỉ, dương mắt nhìn họ tiến tu sĩ một chút, hỏi, tiến đạo hiếu, đây là cái gì phù lục? Cái này tàn tạ ngọc phù, chính là từ họ tiến tu sĩ trong tay mang tới. Quan trọng trước mắt, họ tiến tu sĩ một mực đem cái này cũng nát ngọc phù nắm trong tay, không hề nghi ngờ, đây là hắn tốt nhất bảo mệnh thần thông. Bất quá trong lúc nhất thời, tiêu phàm nghiên cứu không ra cái nguyên cớ tới. Họ tiến tu sĩ đầu óc phi tốc vận chuyển, hơi trần chờ liền lập tức đáp, lê đạo hiếu, đây là một đạo khôi lỗi phù. Thượng cổ phù lục, nhiều năm trước, tại hạ tại giao dịch hội bên trên từ một tên đường xa mà đến tây phương tu sĩ trong tay giao đổi lại. Nghe nói cũng là xuất từ cái nào đó thượng cổ di chỉ chỉ ở trong chốc lát, họ tiến tu sĩ liền quyết định ăn ngay nói thật. tại cái này quan trọng trước mắt, 10 triệu không thể chọc giận tiêu phàm, nếu không khó giữ được tính mạng. a à, là thượng cổ phù lục, khó trách là ngọc phù, kia cái này khôi lỗi phù, đến cùng có gì hiệu dụng đâu. tiêu phàm tựa hồ đối với này cảm thấy hứng thú vô cùng, nhiều lần truy hỏi, họ tiến tu sĩ vội vàng nói, cái này khôi lỗi phù nghe nói có thể thay kiếp, đây là một đạo thay cướp khôi lỗi phù. bất quá tại hạ từ khi đạt được cái này khôi lỗi phù về sau, liền chưa hề chân chính sử dụng qua, cũng không biết là thật là giả. Lê Đạo Hiếu như là ưa thích, đạo này Ngọc Phù liền đưa cho Đạo Hiếu, tạm thời cho là tại hạ cho Đạo Hiếu bồi tội bồi tội. Hắc hắc, tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn càng như vậy vân đạm phong khinh, họ tiến tu sĩ càng là trong lòng không chắc, một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới. Hắn bây giờ thân gia tính mệnh là thật bóp tại ngoại lai này tiểu bối trên tay đối họ tiến tu sĩ lời nói, tiêu phàm ngược lại là tin tám thành, bởi vì hắn tại ngọc phù này bên trong cảm nhận được cùng thay cướp xá lợi không sai biệt lắm khi tức. từ khi tiến vào toa ma giới chính thức đạp lên lữ trình tu chân về sau, tiêu phàm liền vẫn luôn tại lưu ý áp dụng thay cướp chi vật. chỉ tiếc loại bảo vật này vô luận là ở đâu bên trong đều là cực độ quý giá đồ vật, không có bất kỳ người nào nguyện ý đem lấy ra đấu giá hoặc là trao đổi. thử muốn có có thể thay cướp bảo vật trên cơ bản chẳng khác nào thêm ra một cái mạng, lại có ai sẽ đem trí bảo như thế đổi cho người khác. Năm đó họ tiến tu sĩ có thể từ một tên Tây Phương tu sĩ trong tay đổi được cái này thay cướp khôi lỗi phù, thật không biết là gì chờ cơ duyên xảo hợp. Hoặc là kia Tây Phương tu sĩ thực tế quẫn bách phải cực kỳ, ngay cả thay cướp khôi lỗi phù đều không giúp được hắn, không thể không lấy ra cùng họ tiến tu sĩ trao đổi. Thậm chí thứ này căn bản cũng không phải là giao đổi lấy, trực tiếp chính là giành được. Lấy họ tiến tu sĩ như thế đức hạnh, Dạng này sự tình, hắn tuyệt đối làm ra được, mà lại nhất định là hết sức vui vẻ. tiễn Đạo Hiếu, nói thực ra, đối người hôm nay sở tác sở vi, tại hạ quả thật có chút sinh khí tiêu phàm thưởng thức một trận thay cướp ngọc phù, cổ tay khẽ đảo, không chút khách khí liền thu nhập mình chữ vật vòng tay bên trong, nhìn qua họ tiến tu sĩ, lạnh nhạt nói. Đúng đúng, tại hạ biết, Lê Đạo Hiếu hẳn là sinh khí, đổi lại là ta, cũng giống như vậy, hắc hắc, hắc hắc. Lê Đạo Hiếu, đều nói oan ra nên giải không nên kết hôm nay đúng là tại hạ làm được không nên, đắc tội đạo hiếu, tại hạ cho đạo hiếu bồi tội. Mời đạo hiếu xem ở kim qua môn mỏng trên mặt, tha thứ tại hạ cái này một lần, như thế nào. Mặc kệ đạo hiếu có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, chỉ cần tại hạ làm được, tuyệt đối nghiêm túc. Họ tiến tu sĩ luôn miệng nói, chỉ tiếc thân thể cứng đờ không thể động, nếu không kia eo cũng đã sớm cúi xuống đi. Kim qua môn, ân, ta biết đạo hiếu là kim qua môn trưởng lão, mà lại là kim qua môn tiến môn chủ thân đệ đệ nếu không, tiến đạo hữu tại cái này đô lương thành, cũng không đến nỗi như thế đại danh đỉnh đỉnh. Ngay cả tứ hải cư mang đại trưởng quỹ đều cho người ba phần mặt mũi tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với họ tiến tu sĩ tình hình 10 điểm hiểu rõ. Đô lương thành cách đại tề nước gần như thế, thậm chí trong thành liền có hạo thiên tông thế lực, tiêu phàm đã muốn ở chỗ này đợi mấy tháng, tự nhiên cực kỳ cẩn thận, đối đô lương thành chủ nhà mấy cái đại tông môn, đều tận khả năng làm càng nhiều càng thâm nhập hiểu rõ, nếu không không cẩn thận liền sẽ đắc tội không nên đắc tội người cái này họ tiến thân phận hiền quý tính tình trương dương làm việc ngang ngược càn dỡ tự nhiên chính là tiêu phàm muốn hiểu đối tượng một trong cái này ngay miệng họ tiến tu sĩ tự nhiên không lo được đi so đo tiêu phàm trong giọng nói mỉa mai chi ý vội vã nói hắc hắc đều là các đạo hữu nâng đỡ khác không dám nói nhưng có một chút tại hạ ngược lại là dám vỗ ngực đó chính là tại hạ rất thích kết giao bằng hiếu nhất là anh hùng cao minh hảo hán tử lê đạo hiếu dạng này cao minh tại hạ bội phục không thôi thực tình thành ý muốn cùng đạo hữu kết giao, không biết đạo hữu có thể thưởng tại kế tiếp chút tình mọn. Mắt thấy tiêu phàm ngữ khí buông lỏng, không có lập tức ý tứ giết hắn, họ tiến tu sĩ lập tức miệng lưỡi dẻo quẹo, nói đến thiên hoa loạn truy. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay búng một cái, một viên đậu xanh lớn nhỏ màu đỏ đan dược xùy một tiếng xuất vào họ tiến tu sĩ miệng bên trong, họ tiến tu sĩ chính há mồm nói đến khởi kinh, bất ngờ không đề phòng, một ngụm đem dược hoàn nuốt xuống, lập tức bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Cái này, là cái gì, ngươi cho ta ăn thứ gì? Chốc lát, họ tiến tu sĩ khàn cả giọng kêu to lên, sắc mặt sớm đã trở nên xanh xám, gắt gao tiếp cận tiêu phàm. Tiêu phàm từ tốn nói, tiến đạo hữu an tâm chớ vội. Đã ngươi nói như vậy, tại hạ cũng là nguyện ý tha cho ngươi một lần. Viên này đứt ruột hoàn dược lực lúc phát tác ở giữa là tại 7 ngày sau đó. Nếu như tiến đạo hữu thật có thành ý, đến lúc đó tại hạ tự nhiên sẽ cho đạo hữu giải dược thấy tiêu phàm nói đến chắc chắn thất kinh họ tiến tu sĩ cái này mới dần dần định thần lại cái chán mồ hôi gợn sóng mà hạ vội vàng nói đạo hữu yên tâm tại hạ tuyệt đối thực tình thành ý thực tình thành ý tiêu phàm chậm rãi nói rất tốt ta còn muốn tại đô lương thành đợi một thời gian ngắn đối ban đầu động phủ không phải như vậy hài lòng nghe nói tiến đạo hữu có một chỗ biệt viện xây dựng tại người ở thưa thất chỗ 10 điểm yên lặng lại không biết tiến đạo hữu phải chăng hoan nghênh tại hạ đi người biệt viện làm mấy ngày khách. a à, đương nhiên đương nhiên, hoan nghênh hoan nghênh, vạn phần hoan nghênh. Đạo hữu chịu đến hàn xá làm khách, chính là tiến nào đó vinh hạnh họ tiến tu sĩ thoảng qua sướng sờ, lập tức cười dạng dỡ nói. Người này mặc dù ương ngạnh, đầu óc xoay chuyển không chậm, lập tức liền ý thức được, tiêu phàm đây là muốn bắt cóc hắn làm con tin. Vô luận như thế nào, tại Đô Lương Thành, hắn kim qua môn trưởng lão thân phận hay là rất có tác dụng. Tiêu Phàm đã còn muốn tại Đô Lương Thành đợi một thời gian ngắn, cứ như vậy đem hắn một đao giết, chỉ sợ là hậu hoạn vô tận. Dù sao hắn tại Tứ Hải cư cùng họ tiến tu sĩ kết đoán tình hình, đoàn người đều tận mắt nhìn thấy. Họ tiến tu sĩ có thể tra được tung tích của hắn, kim qua môn tự nhiên càng có thể tra hắn cái tra ra manh mối. Phiền toái như vậy, hay là không nên tùy tiện chọc thân tốt. Nhưng cứ như vậy thả họ tiến tu sĩ rời đi, nhưng cũng là tuyệt đối không được. Đối với người này tín dự, quyết không thể làm quá cao đoán chừng. Biện pháp duy nhất chính là trong đoạn thời gian này, để họ tiến cho hắn cùng thiên diệu tiên tử làm cái hộ thân phù. Chỉ cần cái này họ tiến không chết, bình yên vô sự trở lại nhà mình phủ đệ, liền sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Về phần rời đi đô lương thành thời điểm, nên xử trí như thế nào người này lại đến lúc đó lại nói. Đối họ tiến tu sĩ đến nói, mặc dù rất không tình nguyện bị người bắt cóc, dù sao tiền đồ chưa biết, Tóm lại tốt qua bị tiêu phàm ở đây một đao kết liễu tính mệnh, vậy liền thật vạn sự đều yên. Rất tốt, đạo hữu quả nhiên là người thông minh tiêu phàm liền cười, khẽ vuốt cằm khích lệ một câu. Câu này cư cao lâm hạ khích lệ, đem họ tiến tu sĩ kìm nén đến. Quả thực khinh người quá đáng, cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, huyễn trận tán đi, họ tiến tu sĩ hai tên đệ tử kinh ngạc phát hiện, sư tôn thế mà cùng cái kia ngoại lai nguyên anh tu sĩ sóng vai đi tới, sư phụ thay đổi trạng thái bình thường Đối ngoại lai like này tu sĩ khách khí, thậm chí mời hắn một đạo bên trên xe thú, song song trở về biệt viện bên trong. Sau đó, họ tiến tu sĩ liền đối với bên ngoài tuyên bố muốn bế quan tu luyện mấy tháng lâu, trong lúc bế quan, bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đều không cho quấy rầy hắn, coi như trời sập xuống cũng không được. Tu sĩ bế quan tu luyện chính là trạng thái bình thường, họ tiến tu sĩ quyết định này không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Về phần tiến trưởng lão trong mật thất, bỗng nhiên nhiều hai người vậy thì càng thêm không người biết được. Lại là mấy tháng trôi qua, thời tiết dần dần lạnh, sớm đã hoang vu, ít hay lui tới vô cực sơn thiên tôn lĩnh bên trên, bỗng nhiên đến một vị khách nhân. Bạch Hy tung bay, thần sắc nghiêm nghị, chính là tiêu phàm, tiêu phàm một người bên trên thiên tôn lĩnh, không phải phi độn đi lên, mà là từng bước một từng bước mà lên. Thấp thoáng tại trong cỏ hoang bạch ngọc bậc thang, rộng chừng mấy trượng, dù nhưng đã bị đường núi hai bên bộc phát cỏ hoang che giấu hơn phân nửa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy huy hoàng của ngày xưa. Thiên tôn lĩnh thế núi dốc đứng, cao vút trong mây. Dạng này bạch ngọc bậc thang, sợ không có mấy chục ngàn cấp nhiều. Tiêu phàm từng bước một đi lên, cảm thụ được nơi này thâm hậu nội tình cùng ngày xưa uy nghiêm. Mặc dù tất cả môn phái đều đang cố gắng trừ khử ngày xưa vô cực môn vết tích, nhưng đô lương thành lưu truyền quá nhiều có quan hệ vô cực môn truyền thuyết. Đứng đắn lịch sử cổ tịch đã bị toàn bộ tiêu hủy, bất quá tại một chút sách tạp lục bên trong, vẫn có thể tìm được có quan hệ vô cực môn một chút ghi chép. Tại Đô Lương Thành cái này thời gian mấy tháng, tiêu phàm hết sức siêu tập những này giã sử, đối ngày xưa vô cực môn huy hoàng càng là có cái đại khái ấn tượng. Dù coi như là hiện tại, vô cực môn xuống dốc ngàn năm về sau, thiên tôn lĩnh vẫn hay là không người dám mang vào. Cứ việc nơi này là toàn bộ Đô Lương Thành linh khí nồng nặc nhất chỗ. Nguyên nhân rất nhiều, nhưng trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên hay là kim qua môn mấy cái này đại tông môn đối ngày xưa vô cực môn thực lực ấn tượng quá sâu, ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất mang vào. Về phần cái khác bên trong môn phái nhỏ, cố nhiên không có băn khoăn như vậy, lại ép căn bản không hề dạng này tư cách. Mấy chục ngàn cấp bậc thang, từng bậc từng bậc đi lên, lấy tiêu phạm chi năng, cũng ròng dã đi một ngày. Suốt cục, trèo bên trên thiên tôn lĩnh chi đỉnh, một tòa cử đại quảng trường, hiện ra tại tiêu phàm trước mắt. Cái này mặc dù không phải tiêu phàm thấy qua nhất hùng vĩ quảng trường cũng tuyệt đối là tu kiến tại đỉnh núi cao lớn nhất Quảng Trường. Năm đó ở thương khung núi Tri Đỉnh, chấn nhạc thần điện trước đó nhìn thấy cái kia Quảng Trường, cùng trước mắt Quảng Trường tướng so, là chân chính tiểu vu gặp đại vu. Bạch ngọc tảng đá trình trình tề tề khảm nạm trên mặt đất đồng hồ, một mực hướng về phía trước lan tràn, khoảng chừng hơn 10.000 trượng rộng rộng. Tiêu phàm thô sơ giản lược đoán chừng, tại trên quảng trường này tụ tập cái mấy triệu người, tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ bất quá, ngàn năm không từng có người quản lý, cái này to lớn trên quảng trường cũng khắp nơi cỏ dại rậm rạp. Liếc nhìn lại, lại có điểm cùng loại thảo nguyên biên giới sa mạc bãi. Quảng trường cuối cùng là một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ. Loại này tu kiến tại đỉnh núi cao cung điện thức kiến trúc, tiêu phàm trước kia gặp qua nhất hùng vĩ tự nhiên cũng là chấn nhạc thần điện. Nhưng cùng thiên tôn lĩnh bên trên tòa này vô cực đại điện hoàn toàn không thể so sánh. Tại vô cực trước đại điện, chấn nhạc thần điện quả thực chính là một đống xếp gỗ dựng đồ chơi. Tòa này vô cực điện, đem năm đó chính đạo thứ nhất tông môn hùng phong triển lộ không bỏ sót. Nhưng là, hiện tại cũng đã không trọn vẹn, cửa điện đã hủy, ngã lệch một bên, đại điện mở rộng, bên trong đen xì, si, tựa như một đầu miệng há lớn chuẩn bị nhắm người mà phệ quái thú. Tiêu phàm trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Đây là vô cực môn tổng đàn chính điện, năm đó lịch đại trưởng giáo tổ sư ở đây triệu tập tông môn đại hội thậm chí triệu tập toàn bộ tu chân giới chính đạo đại hội. Dù coi như tàn tạ, cũng không nên có loại này yêu dị khí tức lộ ra ngoài. Nơi này chẳng lẽ còn kinh lịch những biến cố khác, đại điện phía trên cửa chính bảng hiệu, cũng đã không thấy bóng dáng, tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, đem bảng hiệu vị trí chỗ ở thấy nhất thanh nhị sở. Rất chỉnh tề, nhìn ra được, cái này bảng hiệu không phải mình đến rơi xuống, cũng không phải bị người đánh xuống, mà là bị người chỉnh cái lấy đi, tiêu phàm thần niệm chi lực giải ra, đem toàn bộ thiên tôn lĩnh đỉnh núi tình hình đều đều bao phủ nó hạ nơi này yên tĩnh, không ai, thậm chí ngay cả một con dã thú khí tức đều không có. Nguyên bản tiêu phàm là dự định thông qua Duệ Vinh đến đả thông quan tiết, từ kim qua môn khống chế địa bàn bên trên thông qua, đến đây thiên tôn lĩnh chiêm ngưỡng. Có họ tiến tu sĩ trợ giúp, tự nhiên cũng không cần phải lại đi vòng vèo. Họ tiến tu sĩ là kim qua môn trưởng lão, tại kim qua môn địa vị, nhưng so Duệ Vinh một tên ngoại sự đệ tử muốn cao hơn nhiều. Cầm họ tiến tu sĩ tín vật, tiêu phàm tại kim qua môn tổng đàn thông suốt. Lại nói hắn cũng không phải muốn đối kim qua môn bất lợi, chỉ là mượn đường mà thôi, trên đường đi không có gặp được nửa phân ngăn cản. Ngày xưa chính đạo thứ nhất tông tổng đàn, bây giờ đã trở thành đất chết. Tiêu Phàm mở rộng bước chân, hướng vô cực đại điện đi đến. Vạn trượng xa, nếu như cưỡi gió mà đi, lấy Tiêu Phàm hiện tại đối gió độn thuật lĩnh ngộ, tự nhiên là chớp mắt là tới. Nhưng dạng này từng bước một đi qua, thời gian quả thực không ngắn. Tiêu Phàm kiên trì đi bộ, có lẽ hắn là từ ngàn năm nay duy một về tới đây vô cực truyền nhân mặc dù lưu trên địa cầu vô cực truyền thừa chỉ là vô cực môn một cái rất nhỏ chi nhánh công pháp tàn khuyết không đầy đủ nhưng mà tiêu phàm đường đường chính chính là cái này vô cực chi nhánh trưởng giáo chân nhân huống chi vô cực môn trấn giáo tam bảo bên trong hai kiện bảo vật càn khôn đỉnh cùng huyền vũ giác đều ở trong tay của hắn nghiêm cách thuyết hắn bây giờ mới là vô cực môn chính tông truyền thừa chân chính trưởng giáo dù coi như vô cực môn không có có xuống dốc cường thịnh như trước Tiêu Phàm có được càn khôn đỉnh, đồng thời từng tiến vào thủy tổ tàng bảo các, hắn chính là vô cực môn trưởng giáo chân nhân. Chỉ tiếc, hiện tại vô cực môn liền xem như chi nhánh truyền thừa, cũng lác đác không có mấy. Tiêu Phàm dưới mắt trong lòng cảm khái, không cần phải nhiều lời. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, Tiêu Phàm rốt cục đi tới vô cực cửa đại điện. Từ quảng trường đến đại điện cửa điện, còn có mấy chục cấp bậc thang. Tiêu Phàm ngửa đầu nhìn lại, nhấc chân chuẩn bị đi trên bậc thứ nhất bậc thang, lại bỗng nhiên thu hồi lại dưới chân độn quang cùng một chỗ, trong chớp nhoáng liền thối lui đến hơn trăm trượng bên ngoài, thanh quang lấp lẽ, vảy rồng giáp đã sớm đem hắn toàn thân đều bao vây lại, 72 phiến vảy rồng màu xanh bắn ra, chui vào bốn phía trong hư không không thấy bóng dáng, trong khoảnh khắc liền bày ra toàn bộ tinh thần đề phòng tư thế. Vừa rồi ngay tại hắn nhấc chân chuẩn bị trèo lên lên bậc cấp thời điểm, huyền vũ giáp bỗng nhiên có kịch liệt phản ứng, phản ứng này đột nhiên xuất hiện, lại kịch liệt phi thường. Cùng lúc đó, tiêu phàm trong lòng cũng cảm thấy một cỗ khí thức cực kỳ nguy hiểm. Bỗng nhiên thối lui đến bên ngoài trăm trượng, kia cỗ khí thức nguy hiểm mới dần dần tán đi. Tiêu phàm sắc mặt trở nên nặng nề dị thường, cổ tay khẽ đảo, màu trắng huyền vũ giáp phù hiện ở trong tay của hắn. Lúc này, huyền vũ giáp lại trở nên yên tĩnh, không có nửa điểm phản ứng. Tiêu phàm sau mi có chút nhau, loại tình hình này, hắn trước kia thật đúng là chưa hề đụng phải. trầm ngâm một lúc, dưới chân độn quang cùng một chỗ, Tiêu Phàm đứng ở giữa không trung bên trong. Từ không trung hướng xuống quan sát, chỉ thấy vô cực đại điện về sau là Liên Nguyên Bất Tuyệt Cung điện lầu các, đem chọn cái Thiên Tôn lĩnh chủ phong đều bao trùm nó dưới, ngày xưa huy hoàng thu hết vào mắt. Nhưng Tiêu Phàm dưới mắt chú ý lại không còn là những thứ này. Thân tại hư không, toàn bộ Thiên Tôn lĩnh chủ phong đều lộ ra một cỗ như có như không sát khí. Thất sát trận, Tiêu Phàm quả thực không dám tin, lại có người tại Thiên Tôn lĩnh chủ phong tại vô cực môn ngày xưa tổng đàn, bày ra dạng này độc tuyệt thất sát trận. Cái này thất sát trận vải phải 10 điểm bí ẩn, lấy tiêu phàm như thế tinh thâm trận pháp tạo nghệ, nếu như không phải là bởi vì huyền vũ giáp kịp thời phản ứng, cũng đã kém chút lâm vào trong đó. Dù coi như là hiện tại, tiêu phàm đứng tại giữa không trung nhìn xuống, cũng vẫn là chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được cái này thất sát trận tồn tại, nếu như hắn không có bước vào nguyên anh kỳ cảnh giới, không có đem thiên nhân tướng tu luyện tới đệ tứ trọng, hắn là không cảm ứng được dị thường. Tiêu Phàm quay chung quanh Thiên Tôn lĩnh chủ phong, chậm rãi chuyển lên vòng tròn, động tác không dám quá nhanh, cũng không dám áp sát quá gần, cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Thất sát trận sự nguy hiểm, không có người so Tiêu Phàm biết được phải rõ ràng hơn. Vô cực môn không có dạng này trận pháp, nhưng ở vô cực thuật tàng bên trong đối mấy cái này độc tuyệt đại sát trận đều có ghi chép tỉ mỉ. Bình thường dạng này sát trận, bố trí cực kỳ hao phí tinh thần, bởi vì sát thương quá nặng, thường thường sẽ cắt giảm bầy trận người tuổi thọ cùng phúc báo, nếu như không là có không đội trời chung cừu hận người bình thường là tuyệt sẽ không tùy tiện bố trí loại động này tuyệt sát trận lại càng không cần phải nói trước mắt cái này thất sát trận bao trùm phạm vi là như thế rộng vậy mà đem toàn bộ vô cực môn tổng đàn đều bao phủ trong đó tiêu phàm tự nhận lấy hắn dưới mắt tu vi tạo nghệ vải không ra dạng này đại trận không phải hắn không hiểu mà là không cách nào hoàn thành chỉ sợ cái này sát trận chưa vải xong thiên địa lực phản kích cũng đã đem hắn chấn sát rơi đây không phải một người có thể hoàn thành độc tuyệt đại trận, tuyệt đối là một đám người hoàn thành. Nếu không, dù coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng giống vậy ngăn cản không nổi thiên địa lực phản kích. Tỷ như nói hắn, đem thiên nhân tướng tu luyện tới sâu nhất đệ lục trọng, đoán chừng cũng vẫn là ngăn cản không nổi. Trừ phi là mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một cùng ra tay, lại thêm càng nhiều nguyên anh trung kỳ sơ kỳ tu sĩ cùng đi gánh chịu thiên địa này lực phản kích, mới có thể đem cái này thất sát trận hoàn chỉnh bố trí tới. Chỉ là rốt cuộc là ai, muốn tại thiên tôn lĩnh bên trên bầy ra dạng này đại sát trận đâu. Tiêu phàm suy nghĩ một chút, cổ tay rung lên, hắc ma đao nổi lên, hướng về dưới chân vô cực đại điện bọc hậu một cái ngọc điêu kích bắn đi suy một tiếng, ngọc điêu lên tiếng trả lời mà nát, bị hắc ma đao một kích cắt làm hai đoạn, hắc ma đao đi vòng do một vòng, trở lại tiêu phàm trong tay. Thất sát trận không có bất kỳ cái gì phản ứng, tiêu phàm ngón tay búng một cái, một sợi hạo nhiên chính khí cũng hướng về cùng một cái ngọc điêu vào tới. Đúng lúc này, tiêu phàm thể nội huyền vũ giáp gấp gáp lay động, 10 điểm hoảng loạn hướng tiêu phàm đưa ra cảnh cáo. Sau một khắc, tiêu phàm liền cảm giác được cả tòa thất sát trận đều lên phản ứng, một cỗ vô hình hung sát chi khí, hướng về kia sợi hạo nhiên chính khí bổ nhào mà đến, khí thế hùng hổ, giữ tợn lộ ra. Kia sợi hạo nhiên chính khí chỉ hơi quằn quại, liền bị hung sát chi khí nuốt hết rơi, ngay cả nửa phân phản kháng đào tẩu chỗ trống đều không có. Tiêu phàm phiêu nhiên lui về sau đi, sắc mặt sớm đã âm trầm như nước. Không hề nghi ngờ, cái này thất sát trận là nhằm vào Vô Cực môn mà bố trí, đối Hắc Ma đao không có một chút phản ứng, đối kia một sợi Hạo Nhiên chính khí lại phản ứng nhanh nhẹn như vậy, trong khoảnh khắc liền đem Hạo Nhiên chính khí diệt sát, không lưu tình chút nào. Đây là muốn triệt để chấn áp lại Thiên Tôn lĩnh sinh cơ, hoàn toàn đoạn tuyệt Vô Cực môn Đông Sơn tái khởi bất cứ hy vọng nào. Không biết rốt cuộc là ai, đối Vô Cực môn thống hận đến thế. Tiêu Phàm duy nhất có thể khẳng định là, đây là một cái siêu cấp đại tông hoặc là mấy cái đại tông môn liên thủ nhất trí nếu không tuyệt đối điều động không được nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một cùng ra tay mà lại môn phái này còn tinh thông trận pháp chi đạo khoảng cách đâu lương thành bên ngoài mấy triệu dặm một nơi trong mật thất nguyệt quang thạch lóng lánh u ám quang trạch căn này mật thất rất lớn mật thất chính giữa lấy một loại không biết tên màu đen vật liệu bài bố ra một cái kỳ quái trận thế nếu như tiêu phàm ở đây liền có thể nhìn ra được cái này kỳ quái trận thế, ngoại hình vậy mà cùng thiên tôn lĩnh bên trên, vô cực môn tổng đàn cung điện lầu các bố cục không sai biệt lắm. Cái này căn bản chính là một cái thu nhỏ lại bản thất sát trận. Thất sát trận trận thế bố cục thiên biến vạn hóa, cuối cùng bố trí thành loại nào hình dạng, muốn từ bảy trận chi địa địa hình mà định ra. Cái này thu nhỏ lại bản thất sát trận, cùng thiên tôn lĩnh vô cực môn tổng đàn thất sát trận bố cục giống nhau, trên cơ bản có thể khẳng định không phải trùng hợp, mà là một cái mô hình. Nơi này thất sát trận, là Thiên Tôn lĩnh vô cực môn tổng đàn cái kia chân chính thất sát trận mô hình. Ngay tại cái này thu nhỏ lại thất sát trong trận, một tên tóc trắng áo choàng nữ tử, chính ngồi xếp bằng, cúi đầu nhắm mắt, trước mặt trưng bày một cái đen nhánh mai rùa cùng hai mảnh chúc quẻ. Nàng bảo trì cái tư thế này không nhúc nhích đã thời gian rất lâu. Thất sát ngoài trận, mật thất một bên, đứng vững ba bốn cái bóng người. Mấy vị này người đứng xem cũng là yên lặng, ai cũng không mở miệng quấy giày Dù là tóc trắng nữ tử đã như thế tính tỏa hai canh giờ, cũng không có người phát ra nửa điểm tiếng vang. Phảng phất cái này trong mật thất đều không phải người sống, mà là mấy tôn tượng đất. Cũng không biết trôi qua bao lâu, kia tóc trắng áo choàng nữ tử, mới chậm rãi đứng dậy, bóng trắng lóe lên, bỗng nhiên liền đến thất sát trận bên ngoài. Nhìn kỹ lại, nữ tử này mặc dù tóc trắng áo choàng, sắc mặt lại cực kỳ hồng nhuận, làn da kiều nộn, tựa như hơn 20 mỹ nhân. Chỉ nhìn tóc của nàng, nói nàng năm hơn trăm tuổi cũng không kỳ lạ. Nếu như nhìn mặt mũi của nàng, lại nhiều nhất chỉ có 20 tuổi. Kỳ lạ như vậy thần sắc, lại xuất hiện tại cùng trên người một người. Yên lặng đứng tại mật thất một bên mấy tên nam tử, lúc này mới ôm quyền hành lễ. Đại trưởng lão, nếu như bên ngoài ở giữa, cho dù ai thấy dạng này một màn, đều muốn giật nảy cả mình. Ngay cả trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài, bởi vì cái này mấy tên nam tử, vậy mà tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Trong đó có hạo nhật môn môn chủ Huệ Thiên Hào, chỉ là giờ phút này, vị này tại bên ngoài uy phong bát diệt, không ai bị nổi huệ đại môn chủ, lại kính bồi ghế chót, đứng tại mọi người về sau, chỉ có thể kèm ở ký đuôi. Mang trên mặt kính cẩn thần sắc, kia tóc trắng đại trưởng lão ánh mắt tại trên mặt mọi người quét qua, khẽ gật đầu, liền xem như bắt chuyện qua. Mấy vị đại tu sĩ ai cũng lơ đánh, tựa hồ đại trưởng lão làm như thế phái, chính là 10 điểm đương nhiên. Đại trưởng lão vì sao bỗng nhiên đến đến nơi đây xem bói? Chẳng lẽ đô lương thành bên kia phế tích phía trên? có cái gì dị động không thành, đi đầu một vị hậu kỳ đại tu sĩ mang theo kinh ngạc hỏi. Này người mặt vuông tai lớn, tuổi chừng 40, dưới hàm ba tròm dâu dài, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm. Nhìn qua có thể biết ngay, chính là loại kia thường ngày bàn tay quyền cao. Sát phạt quyết đoán, một lời quyết chi đại nhân vật. Trên thực tế, trừ những cái kia không dễ dàng bên ngoài lộ diện, tập trung tinh thần chứng nói trường sinh khổ tu chi sĩ. Có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, ai không phải một phái chi tôn. Ông đại trưởng lão nhìn hắn một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Mấy tên hậu kỳ đại tu sĩ lập tức hai mặt nhìn nhau, người người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với bọn hắn đến nói, bên ngoài mấy triệu dặm đô lương thành, cao vút trong mây vô cực sơn trên đỉnh núi kia mảnh phế tích kỳ thật cũng chính là một cái truyền thuyết thôi. Năm đó tổ sư nhóm bí mật ở nơi đó bày ra thất tuyệt đại trận thời điểm, bọn hắn chưa xuất thế. Từ khi mấy trăm năm trước, một tên sau cùng vô cực môn con cháu chi nhánh sông lầm thiên tôn lĩnh thất sát trận bị trận pháp xoắn thành thịt nát về sau tòa kia hao phí vô số tâm huyết vô số tài liệu chân quý cùng vô số linh thạch tỉ mỉ bày ra tuyệt thế đại sát trận liền đã rốt cuộc không có lên qua bất cứ tác dụng gì đến mức đoàn người cơ hồ đều quên mất còn có chuyện như vậy đại trưởng lão hẳn là niên đại quá xa xưa pháp trận có chút mất linh rồi theo lý một ngàn năm trôi qua vô cực môn ứng nên sẽ không còn có cái gì cặn bã còn lại còn sót lại chốc lát mặt vuông tai lớn uy nghiêm nam tử nói ngữ khí hơi có chút xem thường đúng vậy a à đại trưởng lão, năm đó bị pháp trận rào sát tên kia vô cực môn con cháu chi nhánh, cũng bất quá là chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi. Đã nhiều năm như vậy, không còn có cùng vô cực môn tương quan tin tức. Cái này thất sát trận kỳ thật có thể quan bế, hao phí linh thạch thực tế có chút kinh người một tên khác khuôn mặt gầy gò, ước chừng 60 tuổi khoảng chừng lam sam tu sĩ vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu nói. Thiên tôn lĩnh là toàn bộ đô lương thành linh khí nồng nặc nhất chỗ, tiễn môn chủ vẫn luôn muốn đem sơn môn rời đến thiên tôn lĩnh đi lên chỉ làm phiền việc này mà thôi tóc trắng đại trưởng lão huyền chuyển xong đồng rơi vào lam sam tu sĩ bên cạnh một người trên mặt, lạnh nhạt hỏi, tiễn môn chủ thật có ý này. Vị này tiến môn chủ ước chừng 50 tuổi trên dưới, tướng mạo cùng tiêu phàm cướp làm con tin vị kia tiến trưởng lão cực kỳ tương tự, trên thân ẩn ẩn lộ ra hậu kỳ đại tu sĩ linh lực ba độc, nhìn quanh ở giữa, nghiêm nghị có uy, nhưng ở đại trưởng lão thanh thịnh như nước mắt đẹp nhìn chăm chú phía dưới, lại hơi có chút không được tự nhiên, vội vàng hơi khẽ rũ xuống đầu, ôm quyền nói, đại trưởng lão, kia thiên tôn lĩnh địa mạch linh khí, quả nhiên là tốt tóc trắng đại trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, từ tốn nói. Thiên tôn lĩnh địa mạch linh khí quả thật không tệ, nhưng khi đó vô cực môn gì cùng cường thịnh, tiễn môn chủ hẳn là so ta cùng càng rõ ràng hơn. Bây giờ lại là dáng dấp ra sao, còn dùng ta nhiều lời sao. Nơi đó chẳng những là đại triệu nước linh mạch tốt nhất chỗ, thậm chí có thể nói là toàn bộ Nam Châu đại lục địa mạch linh khí nồng nặc nhất địa phương. Vô cực môn cũng không xứng tiêu thụ cái này cùng tuyệt hảo địa mạch, cuối cùng nháo cái cả nhà bị diệt. Trước xe chi che, tiễn môn chủ chẳng lẽ không có chút nào tỉnh táo a? À? Tiễn môn chủ sợ hãi mà kinh, bận biểu tức nói, đại trưởng lão nói cực phải, là tiễn nào đó lòng tham thân là hậu kỳ đại tu sĩ. Tiễn môn chủ đối vị này đại trưởng lão tựa hồ có chút e ngại, tại trước mặt đại trưởng lão, cung cung kính kính, không dám có chút thất lễ. Có thể làm cho một vị hậu kỳ đại tu sĩ cẩn thận như vậy cẩn thận, xem ra vị này đại trưởng lão tuyệt không phải phổ thông cùng giai đại tu sĩ đại trưởng lão là người phương nào từ tiện xông vào thiên tôn lĩnh phế tích quẻ tượng bên trong có nhắc nhở a à. cầm đầu tên kiêu uy nghiêm nam tử đem chủ đề chuyển trở về mặc dù hắn rất hoài nghi là thất sát trận lâu năm mất linh truyền về sai lầm tin tức nhưng thấy đại trưởng lão như vậy trịnh trọng việc bộ dáng vẫn là không nhịn được hỏi một câu có đại trưởng lão chậm rãi nói bốn người cùng một chỗ nhìn qua nàng chậm đợi đoạn dưới quẻ tượng biểu hiện người này là chính tông nhất vô cực truyền thừa Mặc dù tu vi không cao, lại dẫn phát cả tòa thất sát trận phản ứng mãnh liệt. Tựa hồ trên người người này còn mang theo cái nào đó bảo vật, để đại trận cực kỳ mẫn cảm tu vi không cao. Đại khái là dạng gì tiêu chuẩn? Mọi người nghe xong, lập tức sắc mặt đều ngưng trọng lên, uy nghiêm nam tử hỏi. Đại trưởng lão không trả lời ngay, trầm ngâm một lúc, mới chậm rãi nói, người này hết sức cẩn thận, không có tiến vào pháp trong trận, chỉ ở ngoại vi du tẩu thăm dò, cụ thể tu vi cảnh giới, không dễ phán đoán hẳn là tại trong kim đan hậu kỳ tả hữu sẽ không vượt qua nguyên anh sơ kỳ cảnh giới bốn tên hậu kỳ đại tu sĩ lại ai cũng không có lộ ra phất lờ thần sắc tương phản từng cái nhíu mày bất quá nhìn kỹ lại uy nghiêm nam tử cùng tiễn môn chủ là chân chính vẻ mặt nghiêm túc làm sam tu sĩ cùng huệ thiên hào lại có chút lưu ở mặt ngoài nguyên anh sơ kỳ thật nếu là như vậy vậy đã nói rõ vô cực môn con cháu chi nhánh cũng không hề hoàn toàn diệt tuyệt còn có cái lọt lưới uy nghiêm nam tử trầm giọng nói lam sam tu sĩ cười lạnh một tiếng nói thì tính sao cho dù có cái lọt lưới cũng không thể coi là cái gì một cái con cháu chi nhánh kế thừa tàn khuyết không đầy đủ công pháp có thể ngưng kết nguyên anh đã phi thường may mắn tế phải rất sự tình chẳng lẽ hắn lực lượng một người còn có thể cùng chúng ta toàn tông chống lại không thành uy nghiêm nam tử nói lời tuy như thế hay là cẩn thận tốt hơn sư đệ không nên quên năm đó tổ sư tòa hóa trước đó đã từng khuyên bảo qua ngàn năm về sau vô cực môn đem sẽ xuất hiện một tên mút trời kỳ tài trọng trấn vô cực môn uy danh theo thời gian suy tính vô cùng có khả năng ứng tại trên người người này đại trưởng lão lên quẻ quẻ tượng cũng là như thế biểu hiện lam sam tu sĩ khe khẽ hừ một tiếng rõ ràng đối uy nghiêm nam tử lời này có chút xem thường chỉ là không tốt phản bác huống hồ vô cực môn truyền thừa công pháp cố nhưng đã tàn khuyết không đầy đủ nhưng nghe nói tại thiên diệu cung bí điện bên trong còn tồn tại lấy vô cực môn năm đó trưởng giáo tổ sư Long Tượng chân Nhân tự viết vốn. Vạn nhất công pháp này bí tịch rơi vào kia con cháu chi nhánh trong tay, liền có khả năng ủ thành đại phiền toái huệ hiền đệ, các người truy sát kia yêu nữ, vẫn luôn không có kết quả a à. Uy nghiêm nam tử chuyển hướng một bên huệ thiên hào hỏi. Huệ thiên hào bận biểu tức có chút không người, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói, cực khổ lớn chấp pháp xin hỏi, thật sự là hổ thẹn cực kỳ, bị kia yêu nữ chạy thoát bất quá kia yêu nữ bản thân bị trọng thương, liệu tất khó mà là mối họa. Uy Nghiêm nam tử hư lạnh một tiếng, nói, khó mà là mối họa. Nàng có phải là là mối họa, ta không quan tâm. Ta muốn là các nàng thiên diệu cung bí điện bên trong long tượng chân nhân tự viết vốn. Không bắt đến cái này yêu nữ, bí điện ai đều không thể mở ra, đạo lý kia, Huệ Hiền đệ so ta rõ ràng hơn a. À. Cái này, Huệ Thiên Hào trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, cũng không dám phản bác vị này trong miệng hắn lớn chấp pháp. Cũng may uy nghiêm nam tử cũng chưa gấp chằm chằm không thả, lập tức lại chuyển hướng tóc trắng nữ tử, nói, đại trưởng lão, quẻ tượng nhưng từng biểu hiện, người này bây giờ phương vị. Tóc trắng nữ tử nhẹ gật đầu, nói, quẻ tượng biểu hiện, người này còn tại đông bắc phương hướng, hẳn là vẫn như cũng lưu tại đô lương thành vậy thì tốt, tiễn hiền đệ, người lập tức chạy về đô lương thành đi, hảo hảo cha một chút, nếu có thể tìm ra người này đến, thế nhưng là một cái công lớn uy nghiêm nam tử lập tức chuyển hướng tiễn môn chủ thuận miệng phân phó nói mang theo rõ ràng thể mệnh lệnh ngữ khí tiễn môn chủ không chút phật lòng hơi khom người một cái nói tốt ta đợi chút nữa liền chạy trở về chỉ cần người này còn lưu tại đô lương thành luôn luôn có thể đem hắn tìm ra lại không biết đại trưởng lão có thể lại đem người này tình hình nói đến kỹ càng chút không thể tóc trắng nữ tử không chậm trễ chút nào nói người này chẳng những cực kỳ cẩn thận cũng tinh thông thuật bói toán lại kỹ càng tình hình ta cũng không rõ ràng tiến môn chủ mặt bên trên lập tức hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Đơn chỉ bằng như thế một cái mơ hồ quẻ tượng, muốn tại đô lương thành bên trong đem người này tìm ra, vậy thật là như là mò kim đáy biển. Audio điện tử võ tấn bền Đô lương thành một bên, kim qua môn tiến trưởng lão biệt viện. Đề phòng xâm nghiêm mật thất dưới đất, thiên diệu tiên tử uyển chuyển thân hình xuất hiện tại tiêu phàm tính tọa động cửa phủ. Mấy tháng này, nàng đều trốn ở họ tiến tu sĩ mật thất dưới đất ai cũng không biết nàng đến cùng luyện chế một chút cái dạng gì bảo vật hiện tại tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành cũng nên lên đường đi khanh vân châu lại mang xuống trong cơ thể nàng kia cỗ quỷ dị lực lượng thần hồn đem càng thêm xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ dây dưa tận xương thật đến lúc đó chỉ sợ cầm tới bí trong điện ngọc phù cũng vô sự vô bổ tiêu phàm không hề động hắn khoanh chân ngồi tại gỗ đàn hương bàn trà trước đó song nghi vận thành một cái chữ xuyên Gắt gao tiếp cận trước mắt một đống nhìn qua lộn xộn thi cỏ, trong mắt Lục Mang lấp lánh, cho thấy phải trong đầu của hắn rất không bình tĩnh, ngay tại 10 điểm khẩn trương tiến hành suy tư. Thiên Diệu tiên tử không có quấy rầy hắn, cứ như vậy đứng bình tĩnh. Trọn vẹn lớn nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Phàm mới lắc một cái ống tay áo, đem trên bàn trà thi cỏ thu vào, ngẩng đầu nhìn về phía Cổng Thiên Diệu tiên tử, nói: "Không thể đi Khanh Vân Châu vì cái gì?" Thiên Diệu tiên tử nhàn nhạt hỏi, sắc mặt bình tĩnh như trước. Tiêu Phàm đơn giản đáp: không tại sao quẻ tượng chính là như thế biểu hiện chúng ta nhất định phải tiếp tục hướng bắc phương bắc vì cát tây nam vì hung được thiên diệu tiên tử một câu đều không có nhiều lời trực tiếp gật đầu trước đây nàng mặc dù không có gặp qua tiêu phàm thuật bói toán lại đối này không chút nghi ngờ tinh thông hạo nhiên chính khí vô cực môn đệ tử đích truyền cái này thuật bói toán là không thể nghi ngờ thiên diệu cung lịch đại tổ sư đều khen ngợi qua vô cực môn mệnh lý ý tưởng thuật bói toán Vô cực môn năm đó sở dĩ trở thành Nam Châu đại lục chính đạo thứ nhất tông, cùng cái này có cực kỳ mật thiết liên quan. Bọn hắn vì tiến về Khanh Vân Châu, chuẩn bị hơn nửa năm, bây giờ tiêu phàm một câu liền cải biến hành trình. Thiên diệu tiên tử cũng cảm thấy đương nhiên, không có có cái gì không đúng. Lập tức hai người lặng yên rời đi tiến trưởng lão biệt viện, trực tiếp ra khỏi thành, hướng phương Bắc mà đi. Về phần tiến trưởng lão, còn tiếp tục ở trong mật thất bế quan tu luyện, tối thiểu nhất còn phải lại qua hơn nửa năm tiến trưởng lão mới có thể khải quan mà ra, bất quá coi như đến lúc đó, tiến trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Từ bà tai sự tình, ai cũng không nguyện ý làm. Tiêu phàm hai người rời đi đô lương thành hai ngày sau đó, kim qua môn tiến môn chủ mới vội vã chạy về, sau đó ban xuống lưỡi mắc lệch, toàn thành thường lớn, muốn tìm một tên vô cực môn bên cạnh tông đệ tử. Lúc này liền có người hướng hắn bẩm báo, trước đó không lâu có một tên ngoại lai tu sĩ, cầm trong tay tiến trưởng lão tín vật, xuyên qua tổng đàn một bên, bên trên thiên tôn lĩnh, Tiễn môn chủ kinh hãi, vội hỏi quả nhiên, thực tế những năm gần đây, nghĩ lên thiên tôn lĩnh tìm kiếm đạo lý hoài cổ người càng ngày càng ít. Huống chi hay là nắm lấy đệ đệ của hắn tín vật xuyên qua kim qua môn tổng đàn một bên đi lên, liền càng thêm hiếm thấy. Tính toán thời gian, cùng đại trưởng lão bói toán lúc suy tính thời gian hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ người này chính là đại trưởng lão miệng thảo luận cái kia vô cực môn bên cạnh tông truyền nhân? Lập tức tiễn môn chủ không dám thất lễ, vội vàng tự mình đi tiến trưởng lão biệt viện. Lại được cho biết, đệ đệ của hắn những ngày này vẫn luôn tại bế quan tu luyện. Không gặp khách lạ, lẽ nào lại như vậy? Cái này bẩm báo ra hỏa rõ ràng đầu óc đầu óc chậm chạp, đần đến kịch liệt. Gia chủ thân ca ca, kim qua môn nhất môn chi chủ, có thể là khách lạ sao? Tiễn môn chủ kém chút một bàn tay đánh dụng hắn miệng đầy răng. Quả nhiên là đồ ngốc, tiễn môn chủ trực tiếp tiến vào mật thất. Ngoài mật thất bố trí tốt hết thảy phòng hộ thủ đoạn tại vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt, đều đều thùng rỗng kêu to. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, tiễn môn chủ mới sắc mặt tái xanh ra mật thất dưới đất, ở phía sau hắn, thì đi theo một mặt vẻ xấu hổ tiễn trưởng lão. Ngay sau đó, tiễn môn chủ lập tức chạy về tổng đàn, liên tiếp hạ đạt số đạo mệnh lệnh. Chỉ bất quá lúc này đã trễ, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử sớm đã không ở trong thành, cũng không tra được bọn hắn đến cùng đi nơi nào trong thành tất cả truyền tống đại điện đều truyền về tin tức, gần đây cũng không có tiễn môn chủ chỗ miêu tả như thế hai người từ truyền tống trận rời đi đô lương thành. Tiễn môn chủ đem toàn bộ đô lương thành đều quấy dày phải gà bay chó chạy thời điểm, bên ngoài mấy triệu dặm kia tòa cự đại mật thất dưới đất, thất sát trận một bên, khoanh chân ngồi tĩnh tỏa tóc trắng đại trưởng lão, trong chấp nhoáng mở hai mắt ra, đen nhánh con người bình tĩnh chăm chú vào tay trái trong tay màu đen mai rùa phía trên, ngón cái tay phải, ngón trỏ, ngón giữa ngón áp út nhanh chóng bắt đầu chuyển động, Đại trưởng lão trên cánh tay làn da cũng rất kiều nột, như là ngưng kết mỡ dê. Sau một lát, đại trưởng lão kiều nộn trên gương mặt, dung mạo thoảng qua biến ảo, nhẹ hừ một tiếng, nói, đi phương bắc rồi. Nhìn ra được, đại trưởng lão đối này có chút không hiểu. Rõ ràng quẻ tượng biểu hiện, người này cùng Huệ Thiên Hào nâng lên tên kia Kim Châu thành trẻ tuổi Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tựa hồ là một người, cùng thiên diệu tiên tử ở cùng một chỗ. Nếu như thế, chiếu để ý đến bọn họ hẳn là tiến về Khanh Vân Châu Thiên Diệu Cung Tổng Đàn, tiến vào thiên diệu cung trong mật thất đi tìm bọn hắn cần thiết đồ vật. Làm sao ngược lại hướng bắt đi, chẳng lẽ mình xem bói có sai lầm, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, cuối cùng vẫn là cách quá xa, mấy triệu bên trong xa, xem bói được đến quẻ tượng hay là quá mơ hồ chút. Đại trưởng lão lập tức lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục đả tỏa điều tức, không còn đem việc này để ở trong lòng. Cho ăn bể bụng bất quá là một tên vừa mới tiến cấp không lâu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ coi như lại thêm một tên bản thân bị trọng thương thiên diệu cung cung chủ, cũng không làm đại sự. Chỉ là hai người, có lẽ có thể cho người tạo thành một chút phiền phức, chẳng lẽ còn thật có thể lật được nổi cái gì sóng lớn. Nửa tháng sau, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử ra hiện tại Đô Lương thành phía chính bắc một cái thành lớn. Nơi này đã là Triệu Quốc, nước Triệu Bắc bộ biên thủy thành thị, cách Đô Lương thành 10 điểm xa xôi, cách Tây Nam Bộ Khanh Vân Châu càng là cách xa nhau một 200 vạn dặm xa. Tiêu Phàm không có tại tòa thành thị này dừng lại, tốn hao bó lớn linh thạch, trực tiếp khởi động trong thành một cái truyền tống trận, đem hai người truyền tống đến càng thêm xa xôi phương Bắc. Sau một tháng, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử xuất hiện tại Bắc Minh chi địa nguyên linh thành. Nơi này đã không còn là Nam Châu đại lục trung bộ lệch đông bắc địa giới, mà là chân chân chính chính Bắc Minh chi địa. Cách trong truyền thuyết Bắc Minh biển cả, đã không tính quá xa xôi. Nguyên linh thành càng là hưng thịnh nước đô thành, nguyên linh giáo tổng đàn sở tại địa. Mà nguyên linh giáo, tại toàn bộ Nam Châu Đại Lục Tu chân Giới đều tính được là đại danh đỉnh đỉnh, chính là công nhận thập đại tà đạo tông môn một trong. Nguyên linh giáo giáo chúng, phần lớn tinh thông vu linh chi thuật. Tu chân Giới cái gọi là chính đạo tông môn cùng ma đạo tông môn, hoặc là nói tà đạo tông môn giới hạn, cũng không phải là thật 10 điểm nghiêm ngặt. Nguyên linh giáo bị đưa về tà đạo tông môn, chủ yếu vẫn là bởi vì vu thuật quá mức thần bí, mà lại một chút vu thuật pháp môn tu luyện cũng quá mức huyết tinh. Nhưng nguyên linh giáo cùng cái khác ma đạo tông môn, cũng không có quá nhiều vãng lai, làm Bắc Minh chi địa lớn nhất giáo phái một trong, Nguyên Linh giáo duy trì mình cao độ độc lập tính. Dù coi như là danh xưng Nam Châu đại lục ma đạo thứ nhất tông môn Ma Nguyên tông, cũng không thể hiệu lệnh Nguyên Linh giáo. Nhiều lần chính ma đại chiến, chỉ cần chính đạo tông môn không chủ động hướng Nguyên Linh giáo khống chế khu vực phát động công kích, Nguyên Linh giáo cũng sẽ không dễ dàng trộn lẫn đi vào. Vì vậy Nguyên Linh giáo thống lĩnh khối này rộng rãi khu vực, ít nhận chiến hỏa tác động đến, duy trì khó được phồn vinh thịnh cảnh làm linh tộc đô thành, nguyên linh thành càng là cực kỳ phồn hoa, tựa hồ không tại đô lương thành phía dưới. Tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử tại nguyên linh thành không có có nhận đến bất luận cái gì kiểm tra. Bởi vì trên thân hai người lộ ra ngoài kia cỗ vu linh khí hơi thở, để người một cách tự nhiên đem bọn hắn nhìn thành là người của linh tộc. Tiêu phàm không cần phải nói, hắn tùy thân mang theo nguyên anh cảnh giới thổ ma ngẫu, thoảng qua thả ra một tia khí tức, là đủ đem hạo nhiên chính khí che giấu đi. Về phần thiên diệu tiên tử, càng thêm khỏi phải tiêu phàm lo lắng. Thiên diệu cung truyền thừa bàng môn tả đạo chi thuật, nhiều vô số kể. Huống chi thiên diệu cung nguyên vốn cũng không bị coi là chính đạo tông môn, mà là quy về loại kia đặc lập độc hành môn phái, ở vào khoảng giữa chính tả ở giữa. Thú vị là, tại hai người bọn họ cái này tổ hợp bên trong, hiện tại ngược lại là tiêu phàm chiếm cứ chủ động, là hắn đang quyết định lấy đi tiến vào lộ tuyến, thiên diệu tiên tử không nói một lời, chỉ là theo chân hắn đi, tiêu phàm nói đi đâu liền đi nơi đó cái này cùng tu chân giới thường thức trái ngược tại tu chân giới bình thường đến nói ai tu vi cao người đó định đoạt tiêu phàm chạy đến nguyên linh thành không vì cái gì khác liền vì triệt để che đậy mình cùng thiên diệu tiên tử khí tức từ khi tại thiên tôn lĩnh chi đỉnh tận mắt chứng kiến qua cái kia cự hình thất sát trận về sau tiêu phàm liền ý thức đến mặc kệ chính mình cùng thiên diệu tiên tử như thế nào dịch dung giả dạng kỳ thật đều không an toàn toa ma giới thuật sư tiêu chuẩn chi cao tuyệt đối vượt qua hắn ban đầu đoán trước Vô cực môn thuật pháp cố nhiên lãnh thổ quần luân, làm sao hắn hiện tại tu vi hay là quá thấp, đối thiên nhân tướng lĩnh ngộ chỉ dừng lại ở đệ tứ trọng, mặc dù đối đệ ngũ trọng nội dung đã lược quy môn kính, muốn chân chính đột phá, còn kém chút hỏa hầu. Nếu có một tên tu vi xa ở trên hắn thuật sư tự mình xem bói, không nói đối hành tung của bọn hắn rõ như lòng bàn tay, tổng cũng có thể tham dò một hai. Tiêu phàm tin tưởng, nguyên linh thành hộ thành đại trận, nhất định có thể triệt để che đậy đối phương thuật sư đối bọn hắn xem bói điều tra. Nguyên linh giáo vô linh thuật, đại danh đỉnh đỉnh, nó chỗ thần bí, không chút nào tại thuật bói toán phía dưới. Đỉnh cấp linh vô cùng đỉnh cấp thuật sư đấu pháp, từ trước đều là khó phân cao thấp. Nguyên linh thành làm linh tộc đô thành, hộ thành đại trận nhất định có ngăn cách thuật bói toán điều tra, che đậy thiên cơ công hiệu. Quả nhiên, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử một tiến vào nguyên linh thành, không biết bao nhiêu ngoài 10.000 dặm trong mật thất dưới đất, tóc trắng đại trưởng lão lại một lần nữa mở mắt ra, nghi hoặc nhìn qua trong tay mai rùa một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không gặp rồi, chẳng lẽ đi nguyên linh giáo địa bàn, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên tử tại Nguyên Linh thành đợi mấy ngày, Tiêu Phàm chạy mấy cửa hàng, rốt cuộc tìm được dùng được Vu Linh phù. Loại này Vu Linh phù không có tác dụng khác, liền là có thể che đậy trên người bọn họ trời cơ chi lực, để thuật bói toán sư rất khó bằng vào thuật bói toán tìm được tung tích của bọn hắn. Đạt được những này Vu Linh phù, Tiêu Phàm lại không có một lát trì hoãn, cùng Thiên Diệu Tiên tử cùng một chỗ, đi thẳng đến thành Nam truyền tống đại điện làm linh tộc đô thành, nguyên linh thành đại đại nho nhỏ truyền tống trận có trên trăm cái nhiều, núi liền xa gần khác nhau các tòa thành thị. Tầm nửa ngày sau, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử thân ảnh biến mất tại truyền tống trận sữa màn ánh sáng màu trắng bên trong. Triệu quốc, nước triệu cố nhiên là Nam Châu đại lục một cùng một đại quốc, cũng là một cùng một cường quốc, Khanh Vân Châu dù sao đã ở vào triệu quốc, nước triệu biên thùy, lại là cùng tề quốc giáp giới chỗ. Vì vậy Khanh Vân Châu phồn hoa, kém xa đô lương thành nhưng tướng đối địa phương khác Châu Thành đến nói, Khanh Vân Thành quy mô hay là rất không nhỏ. Thiên Diệu Cung là Khanh Vân Thành tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất Đại Tông. 30 năm trước là như thế này, 30 năm sau, như trước vẫn là dạng này. Dù nhưng đã đổi cung chủ, cũng đổi quy củ, lại đổi không được sự thật này. 30 năm trước, Thiên Diệu Cung cao thủ nhiều như mây, Quang Nguyên Anh tu sĩ liền có 7-8 vị nhiều, cung chủ trời Diệu phu nhân càng là hậu kỳ đại tu sĩ, uy chấn triệu quốc, nước triệu Tây Nam biên tùy. Bây giờ cung chủ đã sớm đổi, nhưng chú đóng ở thiên diệu cung bên trong nguyên anh cao thủ cũng không ít. Chỉ bất quá, không còn là thuần một sắc nữ tử, nhiều hơn không ít nam tu. Những này nam tu, cũng không phải cái gì tà ma ngoại đạo, mà là đường đường chính chính tu sĩ chính đạo, chính đạo mười đại tông môn một trong hảo thiên tông môn nhân. liền ngay cả hiện tại thiên diệu cung chủ cũng là hạo thiên tông tô trưởng lão song tu bạn nữ, thiên diệu cung đã chính thức cùng hạo thiên tông kết minh, trở thành hạo thiên tông minh hiếu. Tô trưởng lão và vài vị đồng môn sư huynh đệ đều thành Thiên Diệu Cung nữ tu khách quý. Tương đối mà nói, bây giờ Thiên Diệu Cung, sau so Thiên Diệu Tiên tử chủ trì thời điểm càng thêm náo nhiệt. Bất quá Thiên Diệu Cung tại Khanh Vân thành danh dự, nhưng liền không chắc tốt như vậy. Thiên Diệu Tiên tử đương ra thời điểm, Thiên Diệu Cung nữ tu cầm giới tinh nghiêm, mặt lạnh lạnh tâm, nghiêm túc thận trọng. Cái kia giống như bây giờ, toàn bộ Thiên Diệu Cung quả thực thành nam nữ hoan ái, tàng ô nạp cấu chỗ. Khanh Vân thành những tông phái khác miệng bên trong không nói, sau lưng đã sớm lặng lẽ nhìn nhau, không biết như thế nào chế diễu. Liền ngay cả thiên diệu tiên tử cũng chưa từng nghĩ đến, thiên diệu cung lại biến thành bộ dáng như vậy. Nàng cũng đã không sai biệt lắm có gần 30 năm chưa từng trở lại Khanh Vân Thành, kết quả vừa về đến liền thấy tình hình như vậy. Thiên diệu cung nữ đệ tử, tại trên đường cái công nhiên cùng hạo thiên tông nam tu khi đi hai người khi về một đôi, nói cười yến yến, kia hạo thiên tông nam tu, thậm chí trước mặt mọi người động thủ động cước, trêu chọc không thôi bại hoài, thiên diệu tiên tử gương mặt xinh đẹp như xương, từ trong hàm răng lóe ra dạng này hai chữ tới. Người này thật sự là thiên diệu cung đệ tử A, nhìn thấy phía trước kia ăn mặc trang điểm lộng lấy diễm lệ nữ tu. Tiêu phàm không chịu được có mấy phân hoài nghi, cùng thiên diệu tiên tử đánh cái này thật lâu quan hệ, nhìn dặm đồng hành, sớm thành thói quen nàng kia lạnh như băng tính tình, trong lúc nhất thời, thực tế có chút chưa tỉnh hồn lại. Không sai, nàng là ngô sư muội đệ tử, họ thân, Lúc trước ngược lại là rất thủ quy củ, không nghĩ tới bây giờ biến thành cái dạng này thiên diệu tiên tử phá lệ nhiều lời mấy chữ. Ngô sư muội, chính là đương nhiệm Thiên Diệu cung chủ, có quan hệ Thiên Diệu cung hiện nay tình hình, tự nhiên là một vào thành liền dò nghe. Đương nhiệm Thiên Diệu cung chủ là ta Thiên Diệu tiên tử lạnh lùng nói. Tiêu phàm mỉm cười, không có lên tiếng, vị kia cao điệu thân họ nữ tu cùng nàng vị kia càng cao hơn giọng bạn nữ hiển nhiên nằm mơ cũng không ngờ đến bọn hắn cao điệu tú ân ái hành vi, vì chính mình đưa tới phiền toái rất lớn. Hai người trực tiếp tiến vào trong thành một nhà quy mô rất lớn cửa hàng. Làm thiên diệu cung đương nhiệm ngoại sự đệ tử, thân họ nữ tu là trong thành phường thị khách quen, mà lại tại không ít trong cửa hàng đều có phần có thân phận hưởng thụ chính là đẳng cấp cao nhất khách quý đãi ngộ. Thân họ nữ tu cùng vị kia cao điệu bạn lữ tựa hồ rất hưởng thụ những cửa hàng này trưởng quý tiểu nhị nịnh nọt, không có việc gì liền ra đi bộ một chút. Bọn hắn thích nhất đi chính là hòa nhã nhớ, Hòa nhã nhớ mặc dù chưa nói tới là Khanh Vân Thành lớn nhất cửa hàng. Lại cùng Thiên Diệu Cung hợp tác nhiều năm, Thiên Diệu Cung có hơn phân nửa vật liệu vật phẩm đều là từ Hòa nhã nhớ cung cấp. Nhớ ngày đó, thân họ nữ tu bất quá là một tên phổ thông đệ tử, chỉ có đi theo sư phụ các sư tỷ sau lưng, mới có tư cách bước vào Hòa nhã nhớ nội đường, nhìn qua rực rỡ muôn màu bảo vật ngẩn người. Ngay cả mở miệng tư cách nói chuyện đều không có. Bây giờ lắc mình biến hóa, thành cung chủ thân tín, chấp trưởng ngoại đường các loại công việc, lập tức nhảy lên trở thành hòa nhã nhớ chỗ ngồi khách quý. Loại cảm giác này không phải bình thường tốt, thân họ nữ tu thường xuyên đến hòa nhã nhớ đến ngồi một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Làm hòa nhã nhớ đẳng cấp cao nhất khách quý, thân họ nữ tu tại hòa nhã nhớ nội đường có một gian chuyên môn khách quý hiệp đàm thất, vì nàng một người chuẩn bị, thậm chí căn này hiệp đàm thất nhất định phải từ nàng mới có thể mở ra, ngay cả hòa nhã nhớ quản sự nhân viên đều mở không ra. Thân họ nữ tu cùng bạn lữ của nàng ngồi tại phòng khách quý bên trong, thưởng thức hòa nhã nhớ nhất thượng đảng linh trà, dương dương tự đắc. Lần này nàng không phải đến mua sắm tài liệu, mà là tới bắt hiếu kính, đối nàng khách hàng lớn như vậy, hòa nhã nhớ hàng năm đều có không ít lệ kính. Đây cũng là phường thị ở giữa quy định bất thành văn, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt. Không phải, Khanh Vân thành cửa hàng nhiều như vậy, dựa vào cái gì muốn tại ngươi nơi này nhập hàng. Hai người cười cười nói nói, cực kỳ nhẹ nhõm tự tại. Kẹt kẹt một tiếng, phòng khách quý phòng cửa bị đẩy ra. Hồ trưởng quỹ, a, à, ngươi là ai? Thân họ nữ tu đặt chén trà xuống, nắm lấy rất yêu nhã lên tiếng chào, bỗng nhiên biến sắc, ngạc nhiên hỏi. Tiến đến thế mà cũng là một nữ tử, không phải tác ngày cùng nàng liên hệ nhiều nhất hô trưởng quỹ, mà lại tên này nữ tử áo đen nhìn qua rất quen mặt, nhất là kia cỗ khí chất, hết sức quen thuộc. Đây là cung chủ, thân họ nữ tu có thể bị sư phụ chọn làm ngoại sự đệ tử, đầu tự nhiên không ngu ngốc, chỉ bất quá trong nháy mắt liền nhớ lại vị này giống như đã từng quen biết người quen đến cùng là ai. Trong chốc lát cả kinh trợn mắt hốc mồm, toàn thân đều không chịu được run rẩy run rẩy lên, như hoa lúm đồng tiền đảo mắt trở nên so giấy còn tái nhợt. Ngươi là ai, nàng tên kia bạn nữ trước kia chưa thấy qua Thiên Diệu Tiên tử, trong lúc nhất thời, nơi nào có thể lấy lại tinh thần, nhảy lên một cái, ống tay áo lắc một cái, liền muốn tế ra bảo vật. Thiên Diệu Tiên tử cũng không nhìn hắn cái nào, tiện tay vung lên. Phốc kia hạo thiên tông nam tu lập tức óc vỡ toang, hừ đều không có hừ một tiếng, liền là giống một đầu phá bao tải, khô tàn trên mặt đất, máu tươi trôi đầy đất. Chỉ là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại dám tại thiên diệu tiên tử trước mặt động thủ, quả thực chính là mình muốn chết. Cung chủ tha mạng, vốn là run rẩy không thôi thân họ nữ tu, không thể kiên trì được nữa, hai đầu gối mềm nhũn phù phù quỳ xuống, gấp vội kêu lên. Cung chủ thế mà không chết, lại còn trở lại khanh vân thành, đây là có chuyện gì? trong lúc nhất thời, trong đầu loạn thành hỗn loạn, chỗ nào có thể bình thường tư duy rồi. Nhưng đại lực dập đầu, ai xin tha mạng, chắc là sẽ không sai. Thiên diệu tiên tử không nhúc nhích chút nào, nhấc tay vừa nhấc, thân họ nữ tu ngay cả nửa phân kháng cự chi lực đều không có, thân thể cùng một chỗ, liền hướng thiên diệu tiên tử bay đi. Cung chủ tha mạng, tha mạng a, à, ta là bị buộc, thân họ nữ tu dọa đến hồn phi thiên bên ngoài, có quan hệ bản cung đủ loại đáng sợ tàn khốc hình phạt, nhanh chóng tại trong đầu của nàng lướt qua, kém một chút liền hạ thể bài tiết không kiềm chế. Thiên diệu tiên tử tay trái chế trụ thân họ nữ tu, tay phải vừa nhấc, đặt tại nàng trên đỉnh đầu, lập tức thi triển ra siêu hồn chi pháp. Thân họ nữ tu chỉ giấy dụa mấy lần, liền là đã hôn mê, hai tay hai chân mềm nhũn rủ xuống, tai mũi khóe mắt trong miệng đều dò dỉ chảy ra máu đen, nguyên bản tính được kiều diễm gương mặt, vặn vẹo thành một loại quỷ dị bộ dáng, có thể thấy được cực kỳ thống khổ. Đối với mấy cái này phản đồ, thiên diệu tiên tử không có chút nào thương hại chi ý, hai mắt khép hờ, gương mặt xinh đẹp như nước, không có nửa phân biểu lộ. Sau một lát, thiên diệu tiên tử liền đem mềm làm một đoàn thân họ nữ tu vứt trên mặt đất, tố thủ vừa nhấc, bắn ra hai đoàn đậu xanh lớn nhỏ dược hoàn, phân biệt đánh vào thân họ nữ tu trên thân cùng kia hạo thiên tông nam tu trên thi thể, đối hai người nhìn cũng không nhìn một chút, quay người phiêu nhiên đi ra cửa. Đợi đến chân chính hồ trưởng quý hấp tấp đi tới căn phòng khách quý này lúc, lại phát hiện trong phòng giống thuếch, thân họ nữ tu cùng bạn nữ của nàng đều không thấy bóng dáng, không biết là nguyên nhân gì, bỗng nhiên rời đi, ngay cả lệ kính đều chưa từng nhận lấy. Hồ trưởng quỹ không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có quá để ý. Có lẽ thiên diệu cung xảy ra chuyện gì quan trọng đại sự đi, vội vã chạy trở về. Khanh Vân thành Tây Bắc mấy ngàn dặm bên ngoài, là một mảng lớn liên nguyên bất tuyệt sơn mạch. Không ít sơn phong cao vút trong mây, nhiều năm trước, mảnh này liên nguyên bất tuyệt đại sơn, cũng là yêu thú phổn diễn sinh sống nhạc viên, trong đó không thiếu tu vi yêu thú cường đại theo các tu sĩ lạm bắt lạm sát, trong dãy núi yêu thú rốt cuộc bị bắt giết đến tinh quang, chỉ còn lại có một chút sức sinh sản cực mạnh, bản thân lại không nhiều lắm giá trị đê dài yêu thú, có thể tại sơn mạch chỗ sâu kéo dài hơi tàn. Từ đây dãy núi này liền trở thành đường bằng phẳng, đại thần thông tu sĩ ở trong núi mở ra con đường, cung cấp phạm tục thế nhân nhóm đi tiến vào. Về phần người tu chân, tự nhiên là tại đám mây phi độn mà đi, ai cũng sẽ không khổ cực như vậy đi đi trong núi con đường. Mặt trời lặn, sắc trời hướng muộn, một đạo ngũ thải độn quang, từ xa xa đám mây hướng bên này kích xạ mà đến, phút chốc liền đến phụ cận, lại là một con ngũ sắc gấm chim, mở ra hai cánh, chừng ba bốn trượng lớn nhỏ, hai đầu thật dài lông đuôi kéo tại sau lưng, chừng dài bảy tám trượng, ngũ thải ban lan, diễm lệ đến cực điểm. Cái này gấm chim chẳng những thân hình to lớn, mà lại thân bên trên tán phát lấy không kém linh lực ba động, không sai biệt lắm có cấp 9 đỉnh phong khí tức. Gấm trên lưng chim, song song đứng vững hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, nam một thân áo bào màu vàng, ước chừng chừng 40 tuổi, dáng người thẳng tắp, mặt trắng hơi cần, có thể nói là phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, trên thân ẩn ẩn lộ ra nguyên anh trung kỳ tu sĩ đáng sợ khí tức, mặc dù nhìn qua khó khăn lắm tiến dai không lâu, khí tức lại so bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn muốn thoảng qua cường đại mấy phân. Khó trách người này mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, nữ thì áo đen váy đen, trên mặt bảo bọc một mảnh hắc xa, cùng nó nói là che lấp bộ mặt của mình không bằng nói là một loại nào đó vật phẩm trang sức thực tế cái này hắc xa quá lộ sáng tỏ xuyên thấu qua hắc xa có thể rõ ràng mà nhìn thấy nữ tử tú mỹ dung nhan một đôi mắt phượng ngập nước trời sinh lộ ra một cỗ mỹ ý mặc dù nữ tử áo đen hết sức giả trang ra một bộ lạnh lùng thần sắc lại vô luận như thế nào cũng không che giấu được mỹ ý trời sinh để người nhìn qua chẳng những không sợ hãi chút nào chỉ ý ngược lại sinh ra mấy phân chinh phục dục vọng tới từ cái này trên người nữ tử linh lực ba động đến xem cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi đồng thời đã đạt đến tại sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, lúc nào cũng có thể đột phá bình cảnh, đặt chân trung kỳ cảnh giới. Hai người song song đứng tại gấm trên lưng chim, ngẫu nhiên trò chuyện một đôi lời, hướng Khanh Vân Thành kích bắn đi, không có chút nào để phòng chi ý. Bỗng nhiên bên trong, ngũ thải gấm chim ngẩng đầu lên sọ, một tiếng cao vút huyết dài, hai cánh khẽ vỗ, dừng lại thân thể. Chuyện gì xảy ra, váy đen nữ tử một tiếng quát, song mi dương lên. Người nào, dám ám toán tô mỗ, cút ra đây cho ta. Cùng lúc đó, cùng nàng đứng sóng vai tên kia anh Tuấn Nam tử một tiếng quát lớn, ống tay áo lắc một cái, một mặt trói cổ kính bắn ra, đảo mắt hóa thành hai thước lớn nhỏ, cản trước người, nguyên bản chấn định nho nhã sắc mặt, đã trở nên xanh xám. Váy đen nữ tử nhẹ nhàng hít một hơi, cổ tay khẽ đảo, trắng noãn trong lòng bàn tay, nhiều một thanh hẹp dài nguyễn kiếm, mặt mũi tràn đầy ngưng thần vẻ đề phòng. Là vị đạo hữu nào ở đây cùng ta nói đùa, thiếp thân ngô hà, chính là thiên diệu cung cung chủ, cái này toa hữu lễ thiên diệu cung cung chủ, là ai truyền cho ngươi, hư lạnh một tiếng, đồng dạng toàn thân áo đen váy đen thiên diệu tiên tử tại cách đó không xa trong đám mây hiện thân mà ra, lạnh lùng như băng. Sư tỷ váy đen nữ tử cái này giật mình không thể coi thường, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, tất cả đều là không dám tin thần sắc. Hư, uổng cho ngươi còn nhận ra ta thiên diệu tiên tử ánh mắt như điệt, gắt gao tiếp cận ngô hà, thanh âm càng thêm lạnh như băng, không mang mảy may ấm áp. Tại hòa nhã nhớ bị diệt sát kia thân họ nữ tu, chính là Ngô Hà đệ tử đích truyền. Thiên diệu tiên tử thủ hạ không dung tình chút nào, tự nhiên đối vị sư muội này cũng sẽ không còn có nửa phân hương hỏa chi tình. Chỉ ở trong nháy mắt, Ngô Hà trơn bóng cái chán liền che kín mồ hôi lạnh, trong tay nắm thật chặt nhuyễn kiếm, lại đang khe khẽ run rẩy, thậm chí liền thân tử đều tại không chịu được phát run, xinh đẹp mắt phượng bên trong, tràn đầy sợ hãi vẻ tuyệt vọng. Sư tỷ, ta, ta cũng không có phản bội ngươi, không có khi sư diệt tổ. Ta, ta làm như vậy, là vì cung trong đệ tử, là vì chúng ta, vì chúng ta thiên diệu cung có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Tổ sư cũng truyền thừa hương hỏa, quyết không thể cứ như vậy đoạn tuyệt, người nói có đúng hay không? Có phải là A, à, sư tỷ ngô hà run rẩy không ngừng, một bên run một bên không ngừng biện giải cho mình. Cái này ảo thuật làm sao biến, thực tế là làm không rõ ràng. Bất quá chỉ là đi bằng hiếu kia phó cái yến, rất vui vẻ một chuyện, làm sao trong nháy mắt liền biến thành dạng này. Từ khi ngồi lên thiên diệu cung cung chủ cái này bảo tỏa đến nay, Ngô Hà trong mỗi ngày sợ nhất chính là phát sinh dưới mắt loại tình hình này. Làm thiên diệu tiên tử đồng môn sư muội đối vị sư tỷ này thủ đoạn cùng tàn nhẫn. Nàng biết được phải so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn. Thiên diệu tiên tử tuyệt sẽ không tha thứ bất luận cái gì một tên phản đồ. Đây là thiên diệu tiên tử tính cách, cũng là thiên diệu cung quy củ. Quy tắc thép, chỉ bất quá tại thiên diệu tiên tử tích huy phía dưới, Ngô Hà thực tế là khống chế không nổi mình, kìm lòng không được liền muốn cầu tha đủ đồng hành họ tô tu sĩ một tiếng quát chói tai cầu nàng làm gì không có giải người khác chí khí diệt uy phong mình thiên diệu tiên tử ánh mắt lạnh lùng bỗng nhiên quét tới rơi vào trên mặt của hắn lạnh lùng hỏi ngươi là ai ở đây làm cái gì hắc hắc trời diệu phu nhân còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a à, tại hạ tô thiên phong hạo thiên tông ngoại đường trưởng lão đã từng truy sát qua ngươi ngươi nhanh như vậy liền quên rồi sao Tô Thiên Phong nghiêm nghị không sợ, lạnh lùng nói, trước người kia mà to lớn gương đồng lóng lánh Nguyễn lệ hào quang, vừa nhìn liền biết là kiện tốt bảo vật. Ngươi, hừ, năm đó truy sát qua ta, không có một nghìn cũng có tám trăm, ngươi nhiều nhất chính là loại kia núp ở phía sau bên cạnh phất cờ hò gieo tiểu nhân vật thôi, nếu không, ngươi chỗ này có thể sống đến hôm nay. Thiên diệu tiên tử liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, mặt mũi tràn đầy đều đều là vẻ khinh thường. Ngươi, Tô Thiên Phong nháy mắt trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Mặc dù hắn nhìn qua mặt mũi tràn đầy không cam lòng chi sắc, lại cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận, thiên diệu tiên tử nói đến kỳ thật rất có đạo lý. Cái gọi là năm đó đã từng truy sát qua thiên diệu tiên tử, quả thật chỉ là xa xa núp ở phía sau bên cạnh phất cờ hò reo một phen, lấy hắn lúc ấy nguyên anh sơ kỳ tu vi, coi như nghĩ muốn đuổi kịp đi cùng thiên diệu tiên tử dưới tay thấy cái chân trương, thiên diệu tiên tử cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Hắn căn bản liền đuổi không kịp, nếu như hắn thật đuổi kịp, chỉ sợ cũng chính như thiên diệu tiên tử lời nói, sớm đã vẫn lạc mà chết, chỗ này có thể sống đến bây giờ. Các ngươi hạo thiên tông người, tại ta thiên diệu cung làm mưa làm gió, khi nhục ta thiên diệu cung đệ tử, cả đám đều đáng chết. Thiên diệu tiên tử thanh âm càng thêm băng lãnh, đi, tô thiên phong lại không trần chờ bỗng nhiên dậm chân một cái, thân thể về sau bay vút đi. Cứ việc trước đó không lâu hắn tiến giai nguyên anh trung kỳ thành công, pháp lực lớn tiến vào, lại vô cùng rõ ràng, vô luận như thế nào không thể nào là một tên thành danh đã lâu hậu kỳ đại tu sĩ đối thủ. Ở đây cứng đối cứng cùng thiên diệu tiên tử giao thủ, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Tô Thiên Phong một bên phi tốc lui lại, một bên ống tay áo run run, vung ra một chương vàng óng ánh nhìn dặm truyền âm phù. Kỳ quái là, thiên diệu tiên tử vẫn chưa đuổi tới, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, không có nửa điểm muốn truy ý tứ giết hắn. Tô Thiên Phong một trái tim ngược lại chìm xuống dưới, hống, truyền âm phù tại không trung bộc phát ra ánh sáng chói mắt, cũng không có như dĩ vãng đồng dạng, trực tiếp hướng nơi xa bay đi, ngược lại quang mang lóe lên về sau, liền dần dần dập tắt, lần nữa hóa thành một tấm bùa chú, cũng đã linh khí hao hết, trở nên ảm đạm vô quang. Nhìn dặm truyền âm phù vậy mà không phát ra được đi. Không tốt, là huyễn trận, cái này Tô Thiên Phong có thể bị Hạo Thiên Tông phái đến Thiên Diệu Cung đến cùng Ngô Hà song tu, trên thực tế chủ trì Thiên Diệu Cung sự vụ lớn nhỏ, tự nhiên cũng là có bản lĩnh chí tại đồng bậc tu sĩ bên trong, tương đối phải trong tông đại lão coi trọng. Nếu không, Hạo Thiên Tông gần trăm nguyên anh tu sĩ, dựa vào cái gì để hắn đến nơi đây có được sắc đẹp, làm mưa làm gió. Phá, Tô Thiên Phong hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay ánh vàng rực rỡ cổ kính nhoáng một cái, một đạo kim sắc thiên lôi bỗng nhiên tại trong cổ kính nguyễn hóa thành hình, ẩm vang hướng cách đó không xa hư không đánh ra. Chính là Hạo Thiên Tông dựa vào đưa thân chính đạo mười đại tông môn, uy chấn thiên hạ Hạo Dương thần lôi. Oanh một tiếng vang thật lớn, cách đó không xa mảng lớn mây mù một trận kịch liệt ba động, thoảng qua vặn vẹo mấy lần, lại thức khôi phục bình tĩnh. Lúc này, dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, nương tay chân nhũn ra ngô hà cũng rốt cục lấy lại tinh thần, không lo được sợ hãi, giẫm chân xuống, miệng bên trong phát ra một tiếng quát. Gấm nhi, nàng dưới chân đầu kia ngũ thải gấm chim, ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng, một thân huyễn lệ vũ mao bỗng nhiên trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, huyễn hóa ra một đoàn hào quang năm màu liền muốn xé rách hư không, phá mất cái này huyễn trận. Đúng lúc này, một tiếng thâm trầm huyết dài bỗng nhiên vang lên, cái này âm thanh huyết dài bên trong tràn đầy uy áp chi khí, phảng phất bách điều chi vương bỗng nhiên giáng lâm. Chính đang xúc thế ngũ thải gấm chim một tiếng gào thét, toàn thân quang mang nháy mắt ảm đạm đi, trong mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Hư giữa không trung, một đầu năm sáu trượng chi cự màu trắng xương chim, bỗng nhiên hiện thân mà ra, xương trên lưng chim, đứng tại một tên áo trắng bạch bào nam tử trẻ tuổi, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Đây là vật gì? Ngô Hà giật nảy cả mình, gắt gao tiếp cận đầu kia màu trắng xương chim. Không hề nghi ngờ, đây là một bộ trời chim khung xương, không cần phân biệt, một chút liền có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng Ngô Hà cũng một chút liền có thể nhìn ra được, đầu này trời chim khung xương, cảm giác không bình thường, nàng vậy mà tại cái này khung xương trên thân cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng. Cỗ này khung xương là sống, đây là một đầu sống sờ sờ xương chim. Mà lại từ cái này xương thân chim bên trên linh lực ba động có thể cảm ứng được, cái này xương chim lại có nguyên anh kỳ tu vi cảnh giới, thậm chí so phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn muốn hơn một chút dáng vẻ. Dù là ngô hà thân là nguyên anh tu sĩ, kiến thức rộng rãi, dạng này vật cổ quái, cũng vẫn là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Bất quá có một chút có thể khẳng định, xương đầu này chim năm đó nhất định không hề tầm thường, chính là trời chim chi vương. Nếu không, ngô hà ngũ thải gấm chim cũng coi là dị trùng, làm sao có thể bị cái này xương chim ngạnh sinh sinh dọa đến gân xốp giòn xương mềm, động cũng không dám động. Càng không nói thì triển nó xé rách hư không, phá giải huyễn trận thiên phú thần thông. Chỉ bất quá lúc này, Ngô Hà tự nhiên không rảnh đi nghiên cứu đây là quái thú gì, hoảng sợ muôn dạng nhìn qua thiên diệu tiên tử, kêu lên, sư tỷ, người nghĩ muốn như thế nào? Ta, ta trên danh nghĩa là thiên diệu cung cung chủ, trên thực tế trong cung sự tình đều là hắn tại làm chủ, ta chính là cái khôi lỗi. Nói, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa Tô Thiên Phong. xuống nương môn, Tô Thiên Phong một tiếng gầm thét, ống tay áo lắc một cái, một viên kim chói nắm đấm lớn viên bi bắn ra, ở giữa không trung quay tròn chuyển động, mặt ngoài kim quang lóa mắt chói mắt. Tô Thiên Phong, người muốn làm gì? Vừa thấy được viên này kim sắc viên bi, ngô hà sắc mặt đột biến, phảng phất gặp quỷ, hét dầm lên, trên cổ gân xanh nổi lên, dường như so nhìn thấy thiên diệu tiên tử thời điểm càng thêm sợ hãi, dưới chân trượt đi, liền hướng nơi xa kích bắn đi một lát đều không dám dừng lại yêu nữ để ngươi kiến thức một chút ta hạo thiên tông hạo dương lôi châu lợi hại tô thiên phong cũng không để ý tới ngô hà gắt gao tiếp cận thiên diệu tiên tử cười gằn kêu lên về phần đột một hiện thân tiêu phàm cùng hắn đầu kia cổ quái xương chim tô thiên phong cũng chỉ là hơi quét qua xem liền không còn để ở trong lòng chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dù coi như có một đầu đồng dạng là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới cổ quái xương chim tương trợ, cũng không đáng để lo. Thiên Diệu Tiên Tử mới là sinh tử đại địch, chỉ có đánh lui cái này yêu nữ, chính mình mới có một chút hy vọng sống. Lập tức Tô Thiên Phong không chút do dự thả ra mình mạnh nhất đòn sát thủ Hạo Dương Lôi Châu. Cái này Hạo Dương Lôi Châu là Hạo Thiên Tông năm gần đây mới nghiên cứu ra đến, tham khảo Ly Hỏa Tông Ly Hỏa đạn phương pháp luyện chế. Nam Châu đại lục thế lực lớn nhất chính đạo tông môn, nhất quán có bao nhiêu loại xếp hạng nếu như sắp xếp chính đạo thập đại tông lời nói, ly hỏa tông bản thân công pháp cũng không xuất sắc, không nhất định có thể xếp phải đi vào. Nếu như là sắp xếp 12 đại tông môn, ly hỏa tông lại có thể trên bảng nổi danh. Cũng chính là, ly hỏa tông dù coi như không phải mạnh nhất chính đạo thập đại tông một trong, chỉ ít cũng là chính đạo thập đại tông bên ngoài thực lực mạnh nhất tông môn. Ly hỏa đạn càng là nghe tiếng xa gần siêu cấp đại sát khí. Nhiều năm qua, Hạo Thiên Tông vẫn luôn tại bí mật phỏng chế ly hỏa đạn. Đương nhiên, ly hỏa đạn tài liệu luyện chế là ly hỏa tinh viêm, mà hạo dương lôi châu tài liệu luyện chế thì là hạo dương thần lôi. Cả hai hơi có khác nhau, trên uy năng cũng rất là khác biệt. Hạo dương thần lôi tự nhiên còn không thể cùng ly hỏa đạn đánh đồng, nhưng cũng là vô cùng ghê gớm đòn sát thủ. Mắt gặp tình hình nguy cấp, Tô Thiên Phong không kịp ngẫm nghĩ nữa, vừa ra tay liền đem cái này mạnh nhất pháp bảo tế ra. Tô Thiên Phong, người muốn hại chết chính người sao? Ngô Hà còn tại thét lên, hắc hắc, ta chỉ là nghĩ xử lý cái này yêu nữ, còn có người cái này sợ chết tiện hóa. Tô Thiên Phong giữ tợn vừa cười vừa nói, tay trái bấm quyết, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết hướng vàng óng ánh hạo dương lôi châu bên trong bay đi. Hạo dương lôi châu trở nên càng thêm lóa mắt sinh huy, khiến người hoàn toàn không dám nhìn gần. Thiên diệu tiên tử chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không có động tác khác, phảng phất trước mắt Tô Thiên Phong cùng vàng óng ánh hạo dương lôi châu đều là hư vô. Thậm chí, tại trói mắt kim dưới ánh sáng, ngay cả thiên diệu tiên tử bản thân đều lộ ra loáng thoáng, tựa hồ cũng là hư vô. Tô Thiên Phong đã sớm bị hạo dương lôi châu huyến hóa ra kim quang mê hoặc hai mắt, nơi nào còn có thể chú ý tới những chi tiết này. Giết, Tô Thiên Phong một tiếng quát lớn, hạo dương lôi châu lượn vòng, hướng thiên diệu tiên tử kích bắn đi. Lôi châu mặt ngoài phát ra quang trạch, thậm chí so trên trời mặt trời còn muốn sáng tỏ. Tô Thiên Phong, coi chừng nàng huyễn thuật, ngô hà lần nữa hét dầm lên thân là thiên diệu tiên tử đồng môn sư muội ngô hà mặc dù tu vi kém xa thiên diệu tiên tử đối thiên diệu tiên tử các loại thủ đoạn hay là có hiểu biết đối mặt hạo dương lôi châu thiên diệu tiên tử thực tế quá mức chấn định dù coi như nàng là hậu kỳ đại tu sĩ đối mặt một tên trung kỳ tu sĩ tế ra đòn sát thủ cũng không nên như thế khinh thường trong lúc này khẳng định có lừa dối chỉ tiếc lúc này nhắc nhở đã quá muộn ngay tại hạo dương lôi châu bắn tới thiên diệu tiên tử trước mắt thời điểm áo đen váy đen thiên diệu tiên tử bỗng nhiên liền không gặp tung tích, trong hư không biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hư giữa không chung một trận gợn nước vặn vẹo, thậm chí ngay cả kích xạ mà tới hạo dương lôi châu cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như căn bản liền không tồn tại như, không có khả năng, bỗng nhiên bên trong nhìn thấy loại này kỳ quái tình hình, dù là tô thiên phong kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi phải ngây người, há to miệng. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, ánh mắt cực nhanh hướng bốn phía thoáng nhìn, thậm chí ngay cả ngô hà cùng nàng ngũ thải gấm chim cùng tiêu phàm cùng hắn tỏa hạ xương chim đều không thấy bóng dáng chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều chỉ là huyến tượng nháy mắt tô thiên phong trong lòng xuất hiện dạng này lo nghĩ bất quá lập tức hắn liền tự mình phủ định cái này ngờ vực vô căn cứ chí ít ngô hà sẽ không là huyến tượng kia là chân thật tồn tại mà lại hoàn toàn huyến tượng không có khả năng giấu diếm được hắn thần niệm chi lực ngay tại vừa rồi hắn rõ ràng điều tra đến thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm thậm chí đầu kia cổ quái xương thân chim bên trên tán phát ra linh lực ba động. Huyễn thuật lại thần kỳ, có thể giấu qua đôi mắt của hắn, lại như thế nào giấu giếm được hắn thần niệm chi lực. Đây không có khả năng, nhưng mà dưới mắt, lại tuyệt không phải truy cứu những này thời điểm. Sau một khắc, Tô Thiên Phong bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Mà lại, cỗ khí tức này là quen thuộc như vậy. Tô Thiên Phong bỗng nhiên xoay người lại, bỗng dưng chừng lớn hai mắt, lộ ra tuyệt đối không dám tin thần sắc vậy mà là hạo dương lôi châu cái này mạnh nhất đòn sát thủ không biết tại sao lại trở lại trước người hắn mà lại quang hoa chướng mắt không gian thần thông tô thiên phong trong tiếng thét chói tai chỉ tới kịp đem kia mặt cổ phát hương đồng dựng thẳng trước người liền nghe được ẩm vang một tiếng vang thật lớn tiếng sét đánh bên trong vô số kim quang lóng lánh lôi điện hướng bốn phương tám hướng bạo liệt mà ra trong khoảnh khắc tô thiên phong liền bị muôn vàn lôi điện bao khỏa trong đó hãm thân tại trong biển sấm sét Bốn phía hư không chấn động kịch liệt một hồi, rốt cuộc ngăn cản không nổi, từng mảnh vỡ vụn. Cái này huyến trận bị hạo dương lôi châu ngạnh sinh sinh phá mất. Bá, trong biển sấm sét bắn ra một đạo đen nhánh bóng người. Chính là Tô Thiên Phong, chỉ bất quá thời khắc này Tô Thiên Phong, sớm đã không còn là mới ngọc thụ lăng phong, khí vũ huyên ngang một cung chi chủ, mà là toàn thân đen nhánh, mùi cháy khét lẹt bốn phía, trên thân rách mướp, một tay một chân đã biến mất không thấy gì nữa, trong tay chiếc gương đồng kia càng là chia năm xẻ bảy cũng thay đổi thành tối như mực một mảnh, lại vô nửa phân linh khí. Cái này cũng cũng bởi vì Tô Thiên Phong vốn là hạo thiên tông trưởng lão, tu luyện hạo dương thần lôi mấy trăm năm, đối hạo dương thần lôi chống cự chi lực cực mạnh, đổi lại bất luận cái gì một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tại hạo dương lôi châu khoảng cách gần như vậy oanh kích phía dưới, sớm đã hóa thành cho bụi, hài cốt không còn. Hạo Thiên Tông nghiên cứu mấy trăm năm lâu mới làm ra đến đòn sát thủ, há lại bình thường. Nếu như không phải Tô Thiên Phong không có chút nào phòng bị chui tiến vào thiên diệu tiên tử trước đó bố trí tốt huyễn trong trận, dù coi như thiên diệu tiên tử là hậu kỳ đại tu sĩ, cũng khó có thể dễ dàng như thế đánh bại Tô Thiên Phong. Tô Thiên Phong vừa từ trong biển sấm sét bắn ra, nửa phân đều không ngừng lưu, kêu to một tiếng, tàn khuyết không đầy đủ thân thể hóa thành một đạo hắc mang, liền hướng phía tây bắc hướng kích xạ mà đi. Còn muốn đi, hư lạnh một tiếng, thiên diệu tiên tử bỗng nhiên từ trong hư không hiện thân mà ra, nhấc tay vừa nhấc một cỗ kỳ hàn triệt cốt băng phong chi lực, đập vào mặt. Lúc này, Tô Thiên Phong thân chịu trọng thương, bản mệnh pháp bảo càng là hủy phải không thể lại hủy, đối mặt hậu kỳ đại tu sĩ xuất thủ một kích, thực tế là không có kháng cự chi lực. Yêu nữ, khinh người quá đáng, Tô Thiên Phong ánh mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, cắn răng nghiến lợi kêu lên, trong mắt tuyệt vọng thoáng qua biến thành cực độ hung lệ chi khí. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, phích lịch muôn vàn, Tô Thiên Phong tàn khuyết không đầy đủ thân thể lăng không nổ vỡ nát, vang khắp nơi lại không phải huyết nhục, mà là từng đạo thô to kim sắc hồ quang biện. Trong nháy mắt này, Tô Thiên Phong tự bạo thân thể, đem khổng lồ tinh khí bản nguyên đều hóa thành lôi điện chi lực, hướng thiên diệu tiên tử nghinh kích mà đi. Một đạo cao mấy tắc kim sắc nguyên anh từ nổ vỡ nát thân thể bên trong bắn ra, hơi vặn vẹo đi, liền đá ở mấy trượng bên ngoài. Cái này Tô Thiên Phong cũng có thể nói là cái nhân vật hung ác, tự bạo nhục thân không chút do dự, nguyên anh cũng đã sớm nghĩ kỹ đường lui, không kinh hoàng chút nào, vừa vừa rời đi nhục thân liền là thi triển ra thuấn di chi thuật. Hư, điêu trùng tiểu kỹ, thiên diệu tiên tử trong mắt tinh quang lóe lên, miệng anh đào nhỏ bỗng nhiên một trương một cỗ xương mù trắng xóa thẳng bắn ra. Trong khoảnh khắc, cái này miệng xương mù liền hóa thành đầy trời băng xương, hướng vội vã bỏ chạy tô thiên phong nguyên anh bao phủ xuống. Nguyên bản chính đang thi triển thuấn di chi thuật nguyên anh tiểu nhân phảng phất lập tức đưa thân vào vũng bùn đầm lầy bên trong, động tác nháy mắt trở nên kỳ chậm vô so. Không, đầy trời băng xương phô thiên cái địa che đậy xuống dưới, Nguyên Anh trong mắt rốt cuộc lộ ra sợ hãi muốn tuyệt thần sắc, há mồm kêu to lên. Tiên tử tha mạng, tha mạng, tại hạ nguyện ý đầu hàng. Mắt thấy không may, Tô Thiên Phong Nguyên Anh lại cũng không lo được thận trọng, gấp vội kêu lên. Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, cao mấy tấc kim sắc Nguyên Anh liền bị đông cứng tại băng xương bên trong, hóa thành một tòa cực kỳ tinh xảo băng điêu, vẫn nghẹn họng nhìn chân chối, vừa kinh vừa sợ. Thiên Diệu tiên tử nâng tay khẽ vẫy, lập tức đem kia đồng kết nguyên anh thu về, làm xoay tay một cái, băng điêu liền không thấy bóng dáng. Đường đường một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hạo thiên tông ngoại đường trưởng lão, thiên diệu cung chân chính một cung chi chủ, cứ như vậy bị diệt mất. Đây hết thảy, ngô hà đều không có đi chú ý. Nàng không có thời gian, tại huyễn trận bị hạo dương lôi châu anh mở nháy mắt. Ngô hà không hề nghĩ ngợi, dưới chân pháp lực bỗng nhiên rót vào ngũ thải gấm chim thể nội, kia gấm chim lập tức trong mắt tinh quang đại phóng, toàn thân khí tức bỗng nhiên tăng mạnh, hai cánh mở ra. Huyết dài một tiếng, liền hướng Khanh Vân Thành phương hướng bỏ chạy. Lúc này, tự nhiên là trốn về Khanh Vân Thành đi bảo đảm nhất. Thiên Diệu Cung cũng không chỉ nàng cùng Tô Thiên Phong hai tên Nguyên Anh tu sĩ tỏa chấn. Nàng bây giờ cô đơn chiếc bóng, hướng cái khác bất luận cái gì phương hướng đào tẩu. Đều là tự tìm đường chết, không ra một lát, liền sẽ bị Thiên Diệu Tiên Tử đuổi kịp. Duy chỉ có hướng Khanh Vân Thành đào tẩu, Thiên Diệu Tiên Tử cố kỵ phía dưới, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chỉ bất quá Ngô Hà lại quên đi, còn có một cái tiêu phàm. Ngũ thải gấm chim vừa dương cánh ra, lại bỗng nhiên dừng lại thân hình, sợ hãi đan sen réo vang một tiếng. Đầu kia cổ quái xương chim, không biết lúc nào bỗng nhiên lại xuất hiện ở trước mặt nàng, đen nhánh hốc mắt chỗ sâu, hai đoàn lam u u ngọn lửa, không ngừng nhảy vọt lóe ra, lộ ra quỷ dị phi thường. Lăn đi, Ngô Hà khẩn trương, cổ tay khẽ đảo, một viên màu đen viên châu nổi lên, trong chốc lát một cỗ cực kỳ nguy hiểm hỏa hệ khí tức đập vào mặt ly hỏa đạn một mực không có chút rung động nào tiêu phàm trong mắt rốt cục hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc thực tế không nghĩ tới thế mà lại ở đây lần nữa nhìn thấy ly hỏa đạn lại không biết trừ cửu nhưng vẫn mạnh khỏe tô thiên phong cùng ngô hà ngược lại không hổ là một đôi đồng mệnh nguyên ương hai người cứu mạng lợi khí thế mà đều tương tự như vậy một cái là tông môn luyện chế hạo dương lôi châu một cái khác trực tiếp móc ra ly hỏa đạn Mặc dù trừ cửu đã sớm cùng tiêu phàm nói qua, không phải ly hỏa tông nguyên anh trưởng lão, bất kỳ cái gì cái khác ngoại nhân cũng không thể có được chính phẩm ly hỏa đạn. Nhưng hàng nhái ly hỏa uy lực của đạn, tiêu phàm cũng tận mắt chứng kiến qua. Ngô Hà Thân là thiên diệu cung cung chủ, đường đường nguyên anh tu sĩ, trong lúc nguy cấp móc ra ly hỏa đạn, dù coi như là hàng nhái, uy lực cũng hẳn là so trừ cửu hàng nhái càng hơn một bậc mới đúng. Đã nhận ra đây là ly hỏa đạn, còn không mau mau tránh ra. Ngô Hà âm thanh kêu lên, trên cổ gân xanh nổi lên nếu như không phải nàng cùng tiêu phàm khoảng cách quá gần sợ hãi ly hỏa đạn bạo tạc về sau uy lực quá lớn đem mình cũng liên lụy đi vào ngô hà sớm đã không chút do so dự đem cái này đòn sát thủ phóng ra cái này ngay miệng bất kỳ cái gì một lát trì hoán cũng có thể sinh từ hai cách tiêu phàm liền cười khe khẽ lắc đầu tựa hồ cảm thấy ngô hà lời này thật buồn cười bên kia toa tô thiên phong đã tự bạo nhục thân muốn chết ngô hà trong mắt tàn khốc lóe lên lại cũng bất chấp những thứ khác, cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng, cổ tay rung lên, liền muốn đem ly hỏa đạn tế ra. Ai ngờ ngay lúc này, nàng lại đột nhiên cảm giác được thân thể siết chặt, tựa hồ bị thứ gì trói chặt lại, nháy mắt liền mất đi hoạt động năng lực. Cái này giật mình coi là thật không thể coi thường, ngô hà vội vàng dùng sức thoáng dãy dụa, lại là không nhúc nhích tí nào. Ngay cả vội cúi đầu nhìn lại, lại chỉ thấy một đầu gần như trong suốt giây thường chăm chú quấn quanh trên người mình, như ẩn như hiện, không nhìn kỹ lời nói, thật đúng là cái gì đều không nhìn thấy. Dây thường dù mảnh, lại dẻo dai 10 phần, đưa nàng buộc chặt phải cực kỳ chặt chẽ, nửa phân đều dẫy ruộng không ra. Đây, đây là thứ quỷ gì? Ngô Hà dọa đến hồn phi phách tán, khàn giọng kêu to lên, ngay cả vận mấy lần pháp lực, muốn xông mở cái này dây thường trói chặt, lại uyển như đá ném vào biển rộng, không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết khốn tiên tác, đây là tù long tác, tiêu phàm nhàn nhạt đáp, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh ra, nháy mắt phong bế Ngô Hà toàn thân yếu hại huyệt đạo, rốt cuộc dẫy dụa không được. Ngươi là ai? Ngươi chính là Kim Châu thành cái kia họ Tiêu Lang Trung a. Trong chốc lát, Ngô Hà mặt xám như cho, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, âm thanh kêu lên. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, xem ra Ngô đạo hữu là thật quyết tâm muốn cùng Hạo Thiên Tông đồng sinh cộng tử, liền tại dưới danh tự cũng đã được nghe nói ta nghe nói qua tên của ngươi có cái gì hiếm lạ hiện tại chỉ sợ toàn bộ nam châu đại lục chưa nghe nói qua tên ngươi người thật đúng là không nhiều lời này hơi có chút khoa trương hạo thiên tông treo thưởng cố nhiên mê người nhưng nam châu đại lục thực tế quá lớn dù coi như đêm tối đem lệnh treo giải thưởng phát hướng các nơi cho tới bây giờ truyền đến địa phương cũng cực ít mà lại treo thưởng một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cùng một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cái này lệnh treo giải thưởng đối tượng cũng nhất định là nguyên anh tu sĩ nguyên anh trở xuống biết cũng vô dụng mà lại coi như biết được cái này lệnh treo giải thưởng thật coi ra gì tu sĩ cuối cùng vẫn là số ít dù sao nhiều năm qua cùng loại lệnh treo giải thưởng thực tế quá nhiều nhiều đến không nhớ được chân chính đạt được treo thưởng người ít càng thêm ít bình thường nguyên anh tu sĩ ai dám đi đánh thiên diệu tiên tử chủ ý e là cho dù trên đường gặp cũng là có bao xa liền chạy bao xa tuyệt sẽ không thật nổi điên đi bắt nàng ngô hà người để ta rất thất vọng lúc này thiên diệu tiên tử đã thu tô thiên phong nguyên anh thân hình lóe lên, đến Ngô Hà trước mặt, lạnh lùng nói: "Ta không có cách nào." Ngô Hà kêu lên, sắc mặt dữ tợn, tựa hồ không thèm đếm xỉa. "Ta không có phản bội ngươi, cũng không hề có lỗi với liệt tổ liệt tông. Ta chỉ là muốn cho bọn tỉ muội nhiều sống sót mấy cái, cái này có lỗi gì? Ngươi không tại, chúng ta tìm ai đi?" Ngô Hà không quan tâm, hướng về phía Thiên Diệu Tiên tử la to, mặt đầy nước mắt. "Đây là lý do sao?" Thiên Diệu Tiên tử lạnh lùng hỏi. "Đây đương nhiên là lý do." ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi, cái này có lỗi gì, bọn hắn chỉ cấp ta hai lựa chọn, hoặc là sống, hoặc là chết. Ta lựa chọn sống, có lỗi gì, ta lại không có hại người, không có giết qua nhà mình tìm muội. Ta chỉ là để tất cả mọi người sống sót, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Tham sống sợ chết, khi sư diệt tổ, người còn mạnh miệng, thiên diệu tiên tử hư lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, một trường hướng ngô hà đỉnh đầu đánh rơi. Ngô hà lớn tiếng thét lên, nhắm mắt lại đúng lúc này nàng đột nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống trong khoảnh khắc đằng vân giá vụ hướng một bên bay đi đồng thời bóng người trước mắt lóe lên phanh một tiếng tiêu phàm duỗi ra tay phải cùng thiên diệu tiên tử chạm nhau một trường kêu đau một tiếng thân thể liền lùi lại bảy tám bước toàn thân trên dưới nháy mắt che kín băng xương sau một khắc tiêu phàm trên thân lam mang lóe lên một cỗ nóng bỏng tinh viêm chi lực bắn ra mà ra đem toàn thân băng xương hóa thành vô hình ngô hà không khỏi ngây người nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Ngươi làm gì, thiên diệu tiên tử xinh đẹp mặt trầm xuống, thấp giọng quát nói, nàng nói đúng, nàng chỉ là muốn mạng sống, cũng không có sai. Chỉ cần nàng không có sát hại nhà mình tỉ muội liền không thể xem như khi sư diệt tổ. Không thể lấy tội danh như vậy lạm sát, tiêu phàm đối mặt với thiên diệu tiên tử, trầm giọng nói. Thân sắc cực kỳ nghiêm túc, không có nửa điểm trò đùa chi ý. Thiên diệu tiên tử lạnh lùng nói, ta là thiên diệu cung chủ, nàng là thiên diệu cung đệ tử, nàng phản bội ta, ta liền có thể giết nàng. Không, ngươi không thể tiêu phàm không chậm chế chút nào nói, ngữ khí chém ninh chặt sắt. Nàng không có phản bội ngươi, nếu như nàng giết thiên diệu cung đệ tử, nàng trợ giúp hạo thiên tông người truy sát ngươi, kia có thể nói là phản bội, ngươi xử tử nàng, nàng cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng nàng không có, nàng chỉ là muốn tiếp tục sống, để càng nhiều thiên diệu cung đệ tử sống sót. Đây tuyệt đối không tính sai, đây là ta thiên diệu cung việc nhà, không cần ngươi quan tâm. Tiêu Phàm nhẹ khẽ hít một cái khí, nói, ta không nhìn thấy, liền có thể mặc kệ. Nhưng là ta nhìn thấy, ta liền không thể mặc kệ. Đây chính là ta vì sao lại giúp ngươi lý do, bởi vì ta cảm thấy ngươi không sai tiên diệu tiên tử hơi sướng sờ. Cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ lâu như vậy, nàng đã sớm đem đây hết thảy coi như là đương nhiên, cảm thấy Tiêu Phàm giúp nàng là thiên kinh địa nghĩa, không còn có xâm nhập nghĩ tới Tiêu Phàm vì cái gì giúp nàng. Đây là nguyên tắc của ta, nếu như về sau chúng ta muốn tiếp tục làm bằng hữu, vậy liền mới ngươi tôn trọng nguyên tắc của ta tiêu phàm chậm rãi nói, mỗi một chữ đều nói đến rất rõ ràng, thần sắc càng thêm nghiêm nghị. Ngô Hà quả thực nghe ngốc, nàng thực tế không nghĩ tới, tiêu phàm sẽ nói ra như thế một phen tới. Tại tiếp vào hạo thiên tông lệnh treo giải thưởng thời điểm, Ngô Hà căn bản liền không thế nào đem tiêu phàm để ở trong lòng. Cái kia lệnh treo giải thưởng nhân vật chính, vẫn là thiên diệu tiên tử. Hạo thiên tông hạo nhật môn mục tiêu hoàn toàn như trước đây, không có thay đổi chút nào trong mắt tất cả mọi người, tiêu phàm đều chỉ là một cái ngoài ý muốn. Cái này bỗng nhiên tại thiên diệu tiên tử bên người xuất hiện chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hạo thiên tông hạo nhật môn những đại nhân vật kia, không ai đem hắn coi ra gì. Lệnh treo giải thưởng nâng lên đến hắn, đơn giản là nói cho mọi người, thiên diệu tiên tử nhiều như thế một người trợ giúp. Nhưng tiêu phàm không có tiền thưởng, vô luận là bắt đến hắn hay là giết chết hắn, hạo thiên tông hạo nhật môn sẽ không vì hắn thanh toán một viên linh thạch khen thưởng. Người này, bị triệt để xem như thiên diệu tiên tử phụ thuộc nhiều nhất là một cái trung thành cảnh cảnh có chút khó giải quyết tiểu tùy tùng trời diệu phu nhân quốc sắc thiên hương lại tinh thông các loại mỹ hoặc chi thuật cái này hậu sinh huyết khí phương cương bị yêu nữ câu dẫn rơi vào bẫy không thể tự thoát ra được thực tế quá bình thường giống như những người khác ngô hà cũng là như thế này đối đãi tiêu phàm coi như nàng bị tiêu phàm xuất kỳ bất ý bắt cũng không có thay đổi đối tiêu phàm cách nhìn đây bất quá là chứng minh trời diệu phu nhân chọn chúng cái này nhân tình tiểu tùy tùng, còn có chút bản sự. Cái này không kỳ quái, không có chút nào kỳ quái. Nếu thật là cái không còn gì khác phế vật, trời diệu phu nhân như thế nào lại coi trọng hắn. Thẳng đến tiêu phàm nói ra vừa rồi kia đoạn lời nói, ngô hà mới biết mình 10 phần sai. Người này, tuyệt đối không phải thiên diệu tiên tử tiểu tùy tùng, rất về phần bọn hắn chân thực quan hệ, cũng rất có thể không phải nhân tình, chỉ ít có loại quan hệ đó hai người, sẽ không như vậy đối thoại chẳng lẽ hắn thật chỉ là thiên diệu tiên tử bằng hiếu bởi vì cảm thấy thiên diệu tiên tử không sai cho nên mới giúp nàng nhưng cái này sao có thể ngay sau đó để ngô hà càng thêm khó có thể tin sự tình phát sinh thiên diệu tiên tử thế mà không tiếp tục phản bác tiêu phàm tựa hồ bị hắn thuyết phục đây quả thực là không thể tưởng tượng ngô hà ta có thể không giết ngươi chốc lát ngô hà nghe tới thiên diệu tiên tử thanh âm lại cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm kia cái nam nhân trẻ tuổi nói lời thật có tác dụng ngay cả thiên diệu tiên tử lạnh như vậy mặt lạnh tâm tính tình thế mà cũng hướng hắn khuất phục ngạnh sinh sinh tha nàng một cái mạng nhưng là người nhất định phải thành thật trả lời vấn đề của ta nếu không ta muốn đối ngươi siêu hồn thiên diệu tiên tử thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng không mang nửa điểm tình cảm đối với mới vừa rồi bị tiêu phàm chống đối tựa hồ căn bản liền không có để ở trong lòng ngô hà lại dùng mình một cái liên tục gật đầu nói sư tỷ người cứ hỏi ta biết gì nói nấy Ta nói qua, ta không có phản bội ngươi, không có phản bội Liệt tổ Liệt tông Thiên Diệu Tiên tử sắc mặt nhàn nhạt, nhạt Phảng Phất không có nghe được, bình tĩnh hỏi, Hạo Thiên Tông đến cùng mai phục bao nhiêu người trong cung. Không biết Ngô Hà trả lời rất nhanh, nhìn qua giống như cũng không có giả mạo. "Sư tỷ, ta nói chính là nói thật, đừng nhìn ta ngoài mặt vẫn là Thiên Diệu cung cung chủ, nhưng chân chính quản sự là Tô Thiên Phong." "Không đúng, nhưng có thể chân chính quản sự cũng không phải hắn, ta chỉ biết thiên cơ các bên kia" hiện tại là vòng cấm, không có Tô Thiên Phong từ tay ban phát lệnh bài, bất kỳ người nào đều không cho tới gần, càng không cho phép tiến vào. Kẻ trái lệnh, giết vô xá nói đến đây, Ngô Hà cười khổ một tiếng. Bao quát ta ở bên trong, Tô Thiên Phong trên danh nghĩa là ta song tu bạn lữ, trên thực tế hắn rất ít cùng ta ở cùng một chỗ, ngày bình thường đa số thời điểm là ở tại thiên cơ các bên kia. Thiên cơ các bên kia đã bị bọn hắn bố trí pháp trận hoàn toàn che đậy, chẳng những không người có thể tới gần, liền xem như thần niệm chi lực, cũng bị hoàn toàn ngăn cách, nửa điểm tin tức đều điều tra không đến ngô hà ngữ tốc rất nhanh, không chút do so dự trì trệ, đủ thấy những lời này không phải nàng biên ra, nói rất có thể chính là tình hình thực tế. Sư tỷ nếu như bọn hắn biết ngươi sẽ trở lại, Tô Thiên Phong chắc chắn sẽ không là bọn hắn duy nhất phái qua người tới, hắn chỉ là bên ngoài suốt đầu lộ diện mà thôi. Thiên cơ các bên kia, tất nhiên còn mai phục những người khác tay. Ta hoài nghi, khả năng thật có hậu kỳ đại tu sĩ tọa chấn ngô hà thậm chí bắt đầu phân tích suy luận thiên diệu tiên tử chỉ là lẳng lặng nghe sắc mặt không có chút rung động nào không có nửa phân biến hóa sư tỷ người nếu là không việc gì lời nói nghe ta một lời khuyên hay là mau chóng rời đi nơi này đi đi được càng xa càng tốt lại cũng không nên quay lại chúng ta đấu không lại họ hạo thiên tông quá cường đại trừ phi vô cực môn vẫn đang chúng ta không phải là đối thủ ngô hà vội vã nói nhìn về phía thiên diệu tiên tử thần sắc rất thản nhiên bọn hắn muốn bắt ngươi, ta nghĩ nhất định là vì bí điện bảo vật. đó là chúng ta lịch đại tổ sư truyền thừa, quyết không thể giao cho bọn hắn. ta nên làm như thế nào? ta trong lòng mình nắm chắc thiên diệu tiên tử lạnh lùng nói. Ngô Hà nuốt ngụm nước miếng, ngậm miệng lại. đi thiên diệu tiên tử lại từ miệng bên trong lóe ra một chữ như vậy. đi đâu? Ngô Hà liền vội vàng hỏi. về thiên diệu cung Ngô Hà giật nảy cả mình, kêu lên. về thiên diệu cung. sư tỷ, ngươi nói đùa a? À? Ngươi không biết có bao nhiêu người chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Hiện tại Tô Thiên Phong đã chết rồi, chuyện này giấu không được bao lâu. Các ngươi hay là lập tức đi thôi, 10 triệu không nên ở chỗ này trì hoãn, quá nguy hiểm. Thiên Diệu Tiên Tử cười lạnh, nói, ai nói Tô Thiên Phong chết rồi. Tô Thiên Phong chỉ là hủy thân thể, nguyên thần vẫn đang. Cái này khác nhau ở chỗ nào a? À? Ngô Hà ăn một chút mà hỏi thăm, đương nhiên là có, chỉ cần hắn nguyên thần còn sống, hắn liền còn sống một người chết là xử lý không xong việc thiên diệu tiên tử cười lạnh nói ngô hà không khỏi lại sửng sốt không biết thiên diệu tiên tử lời này đến cùng là loại ý tứ nào thiên diệu tiên tử lại không để ý tới nàng dưới chân độn quang cùng một chỗ áo đen bay múa tóc đen phiêu dương trực tiếp hướng khanh vân thành phương hướng bay trốn đi tiêu phàm thu xương chim bỗng nhiên đi tới bên cạnh nàng từ tốn nói ngô đạo hiếu đi thôi tóm lại là muốn tận mắt đi xem một chút thiên cơ các Thiên Diệu Cung làm Khanh Vân Thành lớn nhất tu chân tông môn, cùng nơi khác đồng dạng, độc chiếm thành nam mảng lớn Sơn Lâm. Không ít đình thai lâu các, rất thưa thất tán lạc tại Sơn ở giữa bên rừng, thủy tạ ven hồ. Tu chân tông môn tụ cư chỗ, cùng phàm tục thế giới dù sao có chỗ khác biệt, mỗi một vị cấp bậc tương đối cao tu sĩ, đều sẽ chiếm cứ một mảnh khá lớn địa bàn tiến hành tu luyện. Phương viên số trong vòng 10 dặm địa mạch linh khí, đều đều cung cấp nó một người sử dụng. Thiên cơ các là thiên diệu cung trọng địa, lúc trước chính là tàng kinh chỗ thiên diệu cung trọng yếu điển tịch đều chứa đựng ở đây từ khi hạo thiên tông nhập chủ về sau thiên cơ các liền bị chia làm vòng cấm tất cả nguyên ở nơi này chỗ thiên diệu cung đệ tử đều rời ra ngoài từ đây cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần trừ tô thiên phong cùng hắn tự mình dẫn dắt tu sĩ những người khác có dám tới gần người giết vô xá ngay cả trên danh nghĩa thiên diệu cung chủ ngô hà đều không được lại đạp tiến vào thiên cơ các nửa bước ngô hà đã từng âm thầm phỏng đoán qua rất nhiều lần nhận định đó chính là Thiên Diệu Cung bí điện lối vào. Lúc trước nàng cho dù là cao quý Thiên Diệu Cung Nguyên Anh trưởng lão, lại cũng chỉ biết cung trong có dạng này một chỗ bí điện, cửa vào đến cùng ở nơi nào, lại là không được biết. Ngô Hà đã từng thử thăm dò hỏi qua Tô Thiên Phong, ai ngờ Tô Thiên Phong đi nổi trận lôi đình, nghiêm khắc cảnh cáo nàng, quyết không cho phép lại nghe ngóng cùng Thiên Cơ các có liên quan bất cứ chuyện gì, nếu không liền muốn đối nàng không khách khí. Đem Ngô Hà kìm nén đến, đây là song tu bạn lữ? Trải qua sau chuyện này về sau, Ngô Hà rốt cuộc minh bạch, Hảo Thiên Tông sở dĩ còn để các nàng bảo lưu lấy thiên diệu cung danh nghĩa, còn để một chút đê giai nữ đệ tử tiếp tục ở đây sinh hoạt tu luyện, đơn giản là vì một ngày kia dẫn dụ thiên diệu tiên tử tới đây thôi. Nếu như thiên diệu cung coi là thật triệt để hủy diệt, tại tu chân giới xóa tên, thiên diệu tiên tử tuyệt vọng chi dư, chỉ sợ từ đây trốn xa vực ngoại. Mai danh ẩn tích, lại không hiện thân, nếu thật là như vậy, coi như lỗ lớn, được không bù mất. Quả nhiên, hiện tại thiên diệu tiên tử không trở về đã đến rồi sao? Chỉ bất quá, giống như cùng hạo thiên tông tính toán có chút sai lệch. Vào đêm lúc phân, hai cái bóng người chậm chậm hướng thiên cơ các bay trốn đi, một nam một nữ. Nam ước chừng chừng 40 tuổi, mặt trắng hơi cần, phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm, thình lình chính là hạo thiên tông ngoại đường trưởng lão, thiên diệu cung trên thực tế cung chủ tô thiên phong. Đi theo ở bên cạnh hắn, thoảng qua lạc hậu nửa bước nữ tử áo đen, hất lên màu đen mạng che mặt, tựa hồ là thiên diệu cung chủ Ngô Hà. Vừa vừa bay gần thiên cơ các, lập tức liền cảm ứng được một cỗ cấm chế chi lực. Đập vào mặt, đây là hạo thiên tông trận pháp chi lực theo sát ở bên nữ tử áo đen truyền âm nói, lãnh lãnh đạm đạm, lại là thiên diệu tiên tử thanh âm. Không hề nghi ngờ, vị này ngô cung chủ chính là thiên diệu tiên tử dịch dung giả dạng. Nàng vốn là thiên diệu cung chủ, ngô hà là đồng môn của nàng sư muội thiên diệu cung thuật dịch dung diệu tuyệt thiên hạ. Muốn giả dạng thành ngô hà bộ dáng, lại bắt trước nàng lời nói cử chỉ cùng khí tức, thực tế rất dễ dàng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Đi phía trước bên cạnh vị kia Tô Thiên Phong trưởng lão. Dĩ nhiên chính là tiêu phàm giả dạng, tiêu phàm mặc dù không có thiên diệu tiên tử như thế tuyệt diệu thuật dịch sung, lại có thiên huyến diện tương trợ, tăng thêm thiên diệu tiên tử từ bên cạnh hiệp trợ, bóng đêm trong mờ tối, không phải đặc biệt người thân cận, cũng rất khó phân biệt ra được thật giả tới. Huống chi đệ tử tầm thường, ai dám gắt gao tiếp cận tô trưởng lão nhìn cái không ngớt về phần hạo thiên tông trưởng lão khí tức, vốn không dễ giả trang, nhưng có tô thiên phong nguyên anh, kia lại coi là chuyện khác. Đây cũng là thiên diệu tiên tử lúc ấy chế trụ tô thiên phong nguyên anh về sau, không có tiện tay diệt sát nguyên nhân thực sự. Giết hắn dễ dàng, muốn thần không biết quỷ không hay hỗn tiến vào thiên cơ các, coi như khó. Hạo thiên tông pháp trận, làm sao lại lộ ra nhẹ nhẹ tà khí. Tiêu phàm lông mày nhau, hạo thiên tông sở tác sở vi, cố nhiên để tiêu phàm 10 điểm phản cảm, nhưng danh xưng chính đạo 10 đại tông môn một trong, cái này lại không phải tự phong, mà là đạt được đại đa số tu chân đồng đạo công nhận. Huệ Thiên Hào Hạo Nhật Thần Lôi chỉ là Hạo Dương Thần Lôi bàng chi truyền thừa, nhưng cũng đường hoàng chính đại, không mang mảy may tà khí. Ta chỉ là Huệ Thiên Hào bản nhân mà thôi. Hạo Thiên Tông tại chính đạo thập đại trong tông, vốn là lấy tâm ngoan thủ là chữ danh. Năm đó cùng Vô Cực môn cũng có nhiều không hòa thuận. Ngày xưa Hạo Thiên Tông Âu Dương tông chủ, thậm chí còn thua ở Long Tượng chân nhân thủ hạ đối này một mực canh cánh trong lòng. Chỉ bất quá hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết song phương thiên tư khác biệt, dù coi như cả cuộc đời này, cũng không thể nào là long tượng chân nhân đối thủ, từ đó về sau đối long tượng chân nhân nhượng bộ lui binh thiên diệu tiên tử từ tốn nói. Tiêu phàm thầm kinh hãi, lại còn có loại này bí mật, Âu Dương Tông Chủ, thế nhưng là dưới mắt hạo thiên tông Tông Chủ, cũng là họ Âu Dương, chẳng lẽ bọn hắn là một mạch tương thừa. Thiên diệu tiên tử gật gật đầu, nói, từ khi ngày xưa Âu Dương Hùng chấp trưởng Hạo Thiên Tông về sau, liên tiếp đời bốn, Hạo Thiên Tông tông chủ đều họ Âu Dương, là Âu Dương Hùng đích hệ tử tôn có loại sự tình này. Tiêu Phàm sau nghi nhau càng chặt hơn, tu chân tông môn không phải tu chân thế gia, không giảng cứu thế hệ tương truyền độc chiếm thiên hạ. Thủ lĩnh chi vị, bình thường đều là tài đức vẹn toàn người cư chi. Tỷ như vô cực môn, trưởng giáo chức cũng rất ít xuất hiện phụ tử tương truyền. Nhất là Hạo Thiên Tông dạng này uy chấn thiên hạ, môn nhân đệ tử đến hàng vạn mà tính siêu cấp đại tông môn, thiên tài bối xuất, sao có thể có thể liên tục đời bốn tông chủ đều là phụ tử tương truyền. Chẳng lẽ cái này Âu Dương một nhà, coi là thật như vậy nghịch thiên, đời đời đều có thể xuất hiện tu chân thiên tài. Cần biết hạo thiên tông tông chủ, tất nhiên cần phải là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hậu kỳ đại tu sĩ, không biết bao nhiêu người tu chân bên trong mới có thể xuất hiện một cái. Cái này Âu Dương gia tộc thế mà liên tiếp đời bốn đều có người đạt tới hậu kỳ cảnh giới quả thực không thể tưởng tượng nổi bất quá loại này nghi hoặc cũng chỉ là tại tiêu phàm trong óc chợt lóe lên liền bị quên sạch sành xanh lúc này cũng không phải mảnh cứu những chuyện này thời điểm tiêu phàm thân bên trên tán phát lấy thuần khiết tô thiên phong khí tức mang theo từng tia từng tia tả khí pháp trận cấm chế không có bất kỳ cái gì ngăn cản hai người liền đạp tiến vào thiên cơ các đại môn sư phụ chỗ tối một tên năm mươi tuổi khoảng trường kim đan hậu kỳ tu sĩ lách mình mà ra kho mình hành lễ thần thái kính cẩn ánh mắt lại cực nhanh tại thiên diệu tiên tử trên thân đảo qua, mang theo hết sức rõ ràng vẻ kinh ngạc. Tiêu phàm chỉ là khoát tay áo, một câu cũng không nhiều nói. Kia kim đàn hậu kỳ tu sĩ lại khẽ không người, lại ẩn vào giả sơn về sau. Mặc dù trước đó, tựa hồ chưa hề mang ngoại nhân từng tiến vào thiên cơ các, tu sĩ kim đan cuối cùng vẫn là không có dám mở miệng chất vấn. Bất kể nói thế nào, Ngô Hà cũng là nguyên anh tu sĩ, mà lại là sư phụ song tu bạn nữ mảnh bàn về đến, Bọn hắn nhìn thấy đều muốn tôn sưng một tiếng sư nương. Sư phụ làm như thế, từ có đạo lý, mình hay là không muốn tự chuốc nhục nhã tốt. Rất nhanh, hai người liền xâm nhập đến thiên cơ các hạch tâm địa vực. Pháp trận cấm chế chi lực rõ ràng cường đại hơn nhiều. Bọn hắn biết thiên cơ các là tiến vào bí điện lối đi duy nhất, xem ra là từ Liễu sư muội nơi đó biết được thiên diệu tiên tử bỗng nhiên nói. Trong miệng nàng nói Liễu sư muội, Tiêu Phàm biết, chỉ là Huệ Thiên Hào ngày xưa song tu bạn nữ thiên diệu tiên tử đắc lực nhất giúp đỡ một trong, năm đó cũng coi như phải là thiên diệu cung nhân vật trọng yếu. Mặc dù không biết bí điện cụ thể phương pháp đi vào, lại biết thông hướng bí điện lối vào là tại thiên cơ các. Huệ thiên hào chẳng những hại chết bạn lữ của mình, tựa hồ còn đối nàng thi triển cực kỳ tàn khốc siêu hồn chi thuật. Nếu không, hạo thiên tông sẽ không đem thiên cơ các liệt vào cấm địa. Rất nhanh, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử liền tới đến thiên cơ các trọng yếu nhất khu vực, một cái tinh xảo cỡ lớn pháp trận, thình lình xuất hiện hai người bọn họ trước mắt. Pháp trận này đường kính mấy trượng, bố trí được cực kỳ tinh diệu, các loại phù văn tầng tầng lớp lớp, mệt mỏi chung vào một chỗ, không biết tăng thêm bao nhiêu cấm chế. Dù là tiêu phàm dạng này tạo nghệ trận Pháp Đại Sư, trong lúc nhất thời cũng thấy có chút hoa mắt. Lập tức vận khởi thiên nhãn thần thông, đáy mắt lục mang lấp lánh, cẩn thận xem xét xem ra. Thiên diệu tiên tử nói được rõ ràng, Pháp trận này là hạo thiên tông bố trí ở đây, đem thông hướng bí điện lối đi duy nhất triệt để chặt đứt muốn đi vào bí điện, trước hết phá giải pháp trận này. Chọn vẹn 30 phút sau quá khứ, tiêu phàm không chịu được nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói, không được, muốn phá giải pháp trận này, tuyệt không phải thời gian sớm chiều. Muốn nháy mắt thông qua, nhất định phải có lệnh bài. Nếu không phải là cưỡng ép công phá, nhưng bởi như vậy, khẳng định sẽ náo ra động tính rất lớn chỉ cần nháo trò ra động tính lớn, vậy liền tiên cơ mất hết, hạo thiên tông chấn thủ nơi đây cao thủ đảo mắt liền sẽ chen chúc mà tới. Tô sư đệ, chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao mang ngoại nhân tới đây? Chẳng lẽ quên nơi đây quy củ sao? Đúng lúc này, một tiếng nói giả nua vang lên, ông ông tác hưởng, phảng phất gần ngay trước mắt. Tiêu phàm lấy làm kinh hãi, vội vàng khom người một chút, kính cẩn nói, đồng đều sư huynh, không phải sư đệ quên nơi đây quy củ, ta chỉ là muốn mang nàng đến xem cái này bí điện thông đạo, nhìn nàng phải chăng có tiến vào chi pháp. Bất kể nói thế nào, một sư muội cũng là thiên diệu cung ngày xưa trưởng lão, có lẽ biết được một chút đồ vật đặc biệt trước khi tới đây, vì không đánh cỏ động rắn, thiên diệu tiên tử không chút khách khí, đối tô thiên phong nguyên anh thi triển siêu hồn chi thuật. Hạo thiên tông quả nhiên còn phái cái khác nguyên anh tu sĩ tại thiên cơ các chấn thủ, trong đó thậm chí còn bao quát một vị hậu kỳ đại tu sĩ, chính là tiêu phàm miệng bên trong chỗ xưng đồng đều sư huynh. Đồng đều sư huynh hừ lạnh một tiếng, nói, tô sư đệ nói đùa cái gì? Đại trưởng lão đã sớm đã phân phó, nơi đây nghiêm cấm ngoại nhân đến đây. Người thân là bản tông ngoại đường trưởng lão, chẳng lẽ quên đại trưởng lão phân phó A. À? Nhanh chóng thối lui, không được ở lâu. Vâng, đồng đều sư huynh bất giận, sư đệ cái này liền rời đi tiêu phàm bắt trước tô thiên phong ngữ khí, kính cẩn nói, lập tức xoay người rời đi. Thiên diệu tiên tử không nói một lời, theo sát ở phía sau. Tô sư đệ, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu không, đừng trách ngu huynh không khách khí. Đồng đều sư huynh thanh âm lạnh như băng lần nữa vang lên, không mang mảy may tình cảm, đối vị này Nguyên Anh Trung Kỳ Tô Sư Đệ, vậy mà nửa phần mặt mũi cũng không cho. Hạo Thiên Tông Nguyên Anh tu sĩ thực tế nhiều lắm, tựa hồ kém xa cái khác môn phái nhỏ Nguyên Anh lão tổ như vậy quý giá. Bất quá vắt ngang tại bí điện trên lối đi pháp trận sớm đã khắc sâu vào tiêu phàm trong óc, mục đích của chuyến này đã đạt tới. Cũng có thể rời đi nơi đây về sau lại từ từ nghiên cứu phá giải chi đạo không muộn, lại không cần ở chỗ này đợi lâu, tránh khỏi gây nên đồng đều sư huynh hoài nghi. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử lập tức rời đi Khanh Vân Thành, hướng Nam mà đi. Khanh Vân Thành phía Nam là Đại Tề Quốc gia, Hạo Thiên Tông Hạo Nhật Môn đều tại Tề Quốc Thành lập Sơn Môn. Tề Quốc Đô Thành tên là Hạo Dương, bởi vậy có thể thấy được Hạo Thiên Tông cường thế, ngay cả một nước chi đô đều lấy Hạo Dương làm tên. Hạo Dương Thành cùng rất nhiều thành phố lớn cũng khác nhau, tỉ như Kim Châu Thành, Đô Lương Thành những này thành trì, địa mạch linh khí rồi rào nhất chỗ, thường thường đều tại thành thị chính khu vực Trung ương, thành thị vây quanh khối khu vực này, từng vòng từng vòng ra bên ngoài xây dựng thêm, quy mô càng lúc càng lớn, nội thành bên ngoài phàm nhân tụ cư ngoại thành cũng đi theo không ngừng hướng xung quanh mở rộng. Hạo Dương thành linh khí nồng nặc nhất địa khu, tại thành trì Đông Nam Bộ. Nguyên một phiến liên miên bất tuyệt sơn mạch, trong đó xen vào nhau lấy hồ nước dòng sông cùng phong cảnh danh thắng chỗ, đều đều bị Hạo Thiên Tông chiếm làm của riêng. Hạo Dương thành Đông Nam, ước chừng chiếm cứ toàn thành một địa vực, là Hạo Thiên Tông một nhà độc nhất nắm giữ. Đối với một cái có được nguyên anh tu sĩ gần trăm tên, đệ tử cấp thấp số lượng hàng trăm ngàn siêu cấp đại tông môn đến nói, cái này tựa hồ rất hợp lý, không có gì quá kỳ quái. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên tử một đường phi độn mà đến, mục đích chính là Hạo Dương thành. Tiêu Phàm cẩn thận nghiên cứu qua, muốn không kinh động bất luận kẻ nào, phá giải cái kia pháp trận, duy nhất chắc chắn nhất biện pháp chính là tìm tới lệnh bài. Đương nhiên, nếu như cho Tiêu Phàm đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể tìm tới vô thanh vô tức phá trận chi pháp đáng tiếc là, thời gian của bọn hắn không nhiều đủ. Thiên diệu tiên tử thể nội thần hồn ấn ký, đã càng ngày càng khó lấy áp chế. Lấy hạo nhiên chính khí cưỡng ép chân áp, đã là đánh cực lần cuối, ai cũng khó có thể dự kiến, loại này chân áp sẽ tại khi nào mất đi hiệu lực. Theo Tô Thiên Phong Nguyên Thần cung cấp tình báo, mở ra cái kia pháp trận lệnh bài chỉ có hai mặt, cũng không tại thiên diệu cung, mà là bảo tồn tại hạo thiên tông hai vị đại nhân vật trong tay. Trong đó một vị, là hạo thiên tông đại trưởng lão, một vị khác thì là thủ tọa chấp pháp trưởng lão bị đệ tử trong tông tôn xưng là lớn chấp pháp hai vị này đều là thành danh đã lâu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tại hạo thiên tông bên trong có thể xưng cao thủ số một số hai nhất là hạo thiên tông đại trưởng lão thành danh sớm nhất thậm chí có truyền ngôn nói nàng vô cùng có khả năng đặt chân ngộ linh kỳ cảnh giới trở thành toa ma giới tầng chót nhất đại cao thủ về phần hạo thiên tông đương đại tông chủ sớm đã nhiều năm không hỏi thế sự tập trung tinh thần bế quan khổ tu có người nói, Âu Dương tông chủ kỳ thật đã đặt chân Ngộ Linh Kỳ. Nhưng cũng có người nói, vị này danh chấn thiên hạ Âu Dương tông chủ, sớm đã bởi vì luyện công mà ổ hỏa nhập ma, điên cuồng mà chết. Chỉ là bởi vì Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ chưa đặt chân nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, lúc này mới tận lực giấu giếm Âu Dương tông chủ tin chết, từ đại trưởng lão, thủ tọa lớn chấp pháp cùng hậu kỳ đại cao thủ liên hợp chấp trưởng tông môn đại sự. Chờ đợi thiếu tông chủ thành công tiến giai hậu kỳ cảnh giới, lại chính thức để hắn tiếp nhận vị trí tông chủ nghe đồn đủ loại chưa kết luận được nhưng cái này đều cùng tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử không quan hệ mặc kệ là hạo thiên tông đại trưởng lão hay là thủ tọa lớn chấp pháp đều không phải mục tiêu của bọn hắn hai vị kia thành danh còn tại thiên diệu tiên tử trước đó công lực so với nàng thâm hậu hơn nhất là quan trọng chính là đại trưởng lão đã bế quan nhiều năm chưa từng ra ngoài thủ tọa lớn chấp pháp hơn phân nửa thời điểm cũng là tọa chấn tổng đàn từ không dễ dàng ra ngoài xâm nhập hạo thiên tông tổng đàn đánh bại hai vị này bên trong một vị, cướp được lệnh bài. Lại bình yên vô sự rời đi, dạng này nằm mơ ban ngày, ngay cả làm đều không cần làm. Dù coi như thiên diệu tiên tử nhất quán tâm cao khí ngạo, chưa từng phục người, cũng không có có điên cuồng như vậy suy nghĩ. Kia thuần túy là tự tìm đường chết, bất luận cái gì nhìn qua hoàn mỹ vô khuyết thiết kế hoặc là bố trí, kỳ thật đều sẽ có sơ hở, chỉ cần dùng tâm đi tìm, nhất định có thể tìm tới lỗ thủng. Hạo Thiên Tông lỗ thủng là bọn hắn trận pháp đại sư Hạo Thiên Tông tinh thông nhất trận pháp chi đạo triệu trưởng lão, cũng không phải là hậu kỳ đại tu sĩ. Làm Hạo Thiên Tông kỳ môn các thủ tọa, triệu trưởng lão hiểu được không ít tạp học, chẳng những tinh thông trận pháp bố trí, thuật kỳ hoàng tạo nghệ khá cao, thậm chí đối linh vu chi thuật đều có đọc lướt qua. Nhiều như vậy tạp học, không hề nghi ngờ sẽ chiếm dùng hắn quá nhiều thời gian tu luyện, vì vậy triệu trưởng lão tại Hạo Thiên Tông địa vị tuy cao, danh vọng dù long, tu vi thật sự cũng chỉ có nguyên anh trung kỳ cảnh giới, mà lại cùng Tô Thiên Phong đồng dạng, vừa mới tiến cấp không lâu, nghe nói là vì kéo dài tuổi thọ của hắn, tổng môn không tiếc bất cứ giá nào mời hai vị hậu kỳ đại tu sĩ một cùng ra tay, đem cảnh giới của hắn cưỡng ép cất cao. cuối cùng miễn cưỡng chống nổi lôi kiếp, đặt chân nguyên anh trung kỳ thiên diệu cung thiên cơ các cái kia tinh diệu pháp trận chính là từ triệu trưởng lão tự mình chủ trì bố trí. kia hai khối thông quan lệnh bài cũng từ hắn tự tay chế tác. trên lý luận triệu trưởng lão có thể chế tác hai khối thông quan lệnh bài liền có thể chế tạo ra thứ ba khối tới. Đây chính là cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hạo Thiên Tông không có người ý thức được đây là cái lỗ thủng. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tại tu chân giới cũng đã là người đứng đầu hảo thủ, Phượng Mao Lân Giác. Mà lại là tại Hạo Thiên Tông tổng đàn, chẳng lẽ ai còn dám to gan lớn mật xông đến Hạo Thiên Tông tổng đàn đến dương oai không thành. Kia quả nhiên là sống được không kiên nhẫn, nếu như không phải bước tại bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử cũng không nguyện ý bốc lên dạng này phong hiểm bọn hắn xác thực không có một chút chắc chắn nào. Tại Hạo Thiên Tông ban xuống cách xù treo thưởng bắt cầm hai người bọn họ thời điểm, không xa xa chạy đi trốn đi, ngược lại thẳng không xứng sờ trèo lên hướng tiến vào Hạo Thiên Tông tổng đàn, chưa tự tìm đường chết bên ngoài, lại không có cái khác tốt hơn giải thích. Đây là một chuyến điên cuồng lữ trình, không cùng luân so phong hiểm mang ý nghĩa, tại cả trong cả quá trình bọn hắn không thể có một tơ một hào sơ hở, không thể có nửa bước đi sai bước nhầm, nếu không liền sẽ vạn kiếp bất phục. Từ Khanh Vân thành đến Hạo Dương thành một triệu bên trong xa. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên tử không có sử dụng truyền tống trận, mà là một đường phi độn mà tới. Đương nhiên, đem tu vi của mình áp chế đến Kim Đan hậu kỳ, tốc độ bay cũng là phổ thông Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tốc độ bay. Tiến vào Đại Tề quốc chi sau, chẳng khác gì là tiến vào Hạo Thiên Tông phạm vi thế lực, chỗ đi qua, bất kỳ cái gì một cái tiểu thành thị đều có thân cận Hạo Thiên Tông bên trong môn phái nhỏ tồn tại, khắp nơi đều là Hạo Thiên Tông tai mắt thám tử hai tên xa lạ nguyên anh tu sĩ, một nam một nữ, liền như vậy nghênh ngang hướng phía Hạo Dương Thành bay trốn đi, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Trên thực tế, đang đến gần Hạo Dương Thành thời điểm, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử còn cố ý quấn một cái không lớn không nhỏ vòng tròn, từ Hạo Dương Thành bên ngoài trải qua, vây quanh Hạo Dương Thành phía nam, đón thêm gần tường thành. Mặc dù dạng này tiểu kỹ xảo lên không được tác dụng quá lớn, nhưng tất cả tiểu kỹ xảo chung vào một chỗ, có đôi khi liền có thể giấu giếm được đại địch cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tiêu Phàm tin tưởng vững chắc điểm này, nhưng chính là bởi vì cái này một vòng đi vòng, để Tiêu Chân Nhân tất cả kế hoạch đều phá đi. Xa xa, Hạo Dương thành to lớn hình dáng, thấy ở xa xa. Kia là một cái cự thành, quy mô không dưới đô lương thành. Lấy Tiêu Phàm hai người dưới mắt tốc độ bay, ước chừng còn có hơn một canh giờ, liền có thể trước khi mặt trời lặn đuổi tới trong thành. Từ Tô Thiên Phong Nguyên Thần thu hoạch được không ít Hạo Thiên Tông bí mật, mặc dù muốn bằng này tiếp cận hạo thiên tông những cái kia hạch tâm nhất phòng cấm có chút khó khăn, nhưng muốn tiếp cận kỳ môn các, bái phỏng một chút triệu trưởng lão, hay là làm được. Đương nhiên, bọn hắn còn muốn trước chờ một chút cơ hội, nhìn xem triệu trưởng lão gần đây sẽ hay không ra ngoài, có thể ở ngoài thành động thủ, kia là không còn gì tốt hơn. Tại hạo thiên tông tổng đàn trực tiếp động thủ bắt người, tất nhiên là bị buộc bất đắc dĩ một chiêu cuối cùng. Đúng lúc này, xa xa một chiếc tàu cao tốc chính hướng bên này kích xạ mà đến, tàu cao tốc về sau, thì có hai chiếc càng lớn chiến thuyền bám đuôi đuổi sát. Lấy Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên tử ánh mắt đến xem, cái này ba chiếc tàu cao tốc tốc độ bay cũng không tính là bao nhanh, xem trường tàu cao tốc cấp bậc cũng không phải quá cao. Thiên Diệu Tiên tử liếc qua, liền là lãnh đạm nói, phía sau chính là Hạo Thiên Tông tuần tra chiến thuyền đối Hạo Thiên Tông tình hình, Thiên Diệu Tiên tử biết không ít. Tiêu Phàm sắc mặt lại hơi đổi, hắn để ý không phải Hạo Thiên Tông tuần tra chiến thuyền, loại này đẳng cấp chiến thuyền, có thể khẳng định là người điều khiển tu vi cũng sẽ không quá cao. Một chút kim đan kỳ trở xuống đệ tử cấp thấp, đối bọn hắn hoàn toàn không cấu thành mặc cho hạ uy uy hiếp. Hắn để ý là phía trước đào tàu kia chiếc tàu cao tốc. Tàu cao tốc bên trên phát ra khí tức, hắn hết sức quen thuộc. Vậy mà là hạo nhiên chính khí, lúc trước kia chiếc chạy trốn tàu cao tốc, bên trong tu sĩ vô cùng có khả năng cùng vô cực môn có chút liên quan. Đến toa ma giới mấy chục năm, chỉ ít cho tới bây giờ, tiêu phàm chưa đụng phải bất luận một vị nào tu luyện hạo nhiên chính khí đồng môn. Lại không nghĩ tới, sẽ tại cách hạo dương thành chỗ không xa gặp được tình hình như vậy. Hiểu rõ lại nói thiên diệu tiên tử nhẹ nói, tiêm tiêm làm vung tay lên, trong hư không một trận gợn nước ba động hiện lên, nàng cùng tiêu phàm thân hình liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại này tiện tay thi triển đi ra huyễn thuật, muốn giấu giếm được cùng giai cao thủ thần niệm điều tra, tự nhiên không có khả năng. Nhưng muốn che giấu kim đan kỳ trở xuống đệ tử cấp thấp, lại là hào không làm khó dễ. Phía sau hai chiếc chiến thuyền tốc độ bay rõ ràng so phía trước tàu cao tốc nhanh một bậc, trong nháy mắt liền kéo gần thêm không ít khoảng cách. Phía trước tàu cao tốc cứ việc cực tốc phi đột, vẫn như cũng không thể tránh né bị hai chiếc chiến thuyền càng đuổi càng gần. Mắt thấy chiến thuyền cùng tàu cao tốc khoảng cách đã rút ngắn đến 20 trượng bên trong, chiến thuyền đầu thuyền bỗng nhiên đứng ra một tên người khoác kim sắc chiến giáp tu sĩ, vung trong tay kim sắc lôi chùy, trùng điệp đập vào đồng dạng là kim sắc lôi khoan phía trên oanh một tiếng vang trầm, lôi khoan phía trên lấp lánh ra một cỗ kim sắc lôi điện, thô hơn cánh tay, lóe lên mà ra. Chỉ thấy đằng trước thuyền ngọc khoang thuyền đỉnh bốc lên một cỗ khói đặc, chính đang phi độn thuyền ngọc một trận gấp gáp lay động, tốc độ lập tức chậm lại, lúc la lúc lắc hướng phía dưới rơi xuống. Hai chiếc chiến thuyền bên trong truyền đến lớn tiếng reo hò, lập tức tách ra hai bên, một trái một phải đuổi theo. Thật vất vả, bốc khói tàu cao tốc mới một lần nữa ổn định thân thuyền, nhẹ nhàng lắc một cái, tựa hồ lại muốn phi độn mà đi hai chiếc chiến thuyền bên trên đồng thời toát ra số đạo kim sắc lôi điện, tiếng sét đánh bên trong, không dung tình chút nào nhao nhau bổ chúng tàu cao tốc. Trong nháy mắt, tàu cao tốc liền bị kim sắc lôi điện bao phủ. Ầm vang một tiếng, tàu cao tốc cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên nổ bể ra tới. Mấy đạo nhân ảnh từ tàn tạ tàu cao tốc bên trong bắn ra, đều đều bạch y tung bay, giờ này khắc này, thân sắc lại chật vật dị thường, từng cái vừa sợ vừa giận lớn tiếng chửi rủa nhìn về phía hai chiếc chiến thuyền ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ, lo nghĩ thậm chí vẻ tuyệt vọng. Hắc hắc, tiếp tục chạy, nhìn các người có thể chạy đi nơi đâu. Hạo Thiên Tông, các người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Một tên áo trắng tu sĩ giống giận, ba tháng ác chiến, ác chiến. Lúc này, hai chiếc chiến thuyền bên trong đã trào ra mười mấy tên người khoác giáp trụ tu sĩ, đem mấy áo trắng tu sĩ vây vào giữa, từng cái tay cầm các loại lôi điện binh khí, nhìn qua có thể biết ngay, đều đều là Hạo Thiên Tông đệ tử, Sáu tên là Kim Đan Kỳ Tu Vi, trong đó hai tên là Kim Đan Hậu Kỳ. Còn lại người, thì đều đều là Trúc Cơ Hậu Kỳ Tu Vi. Mới ra chiến thuyền, liền là bày ra trận thế, đem áo trắng các tu sĩ bao quanh vây khốn, cho thấy phải cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện. Trái lại bị vây lại mấy bạch bào tu sĩ, tình huống liền hoàn toàn không giống. Bởi vì tàu cao tốc bắn nổ nguyên nhân, cả đám đều 10 điểm chật vật. Hết thảy 7 người, đều có kim đan kỳ tu vi, bất quá nhiều số đều là kim đan sơ kỳ tu vi, chỉ có một người là trong kim đan kỳ. Nhưng cái này bảy tên tu sĩ kim đan khí tức đều rất không ổn định, chợt mạnh chợt yếu, cho người ta cảm giác bọn hắn tựa hồ là phục dụng một loại nào đó dược vật, bị cưỡng ép nâng lên dưới mắt dạng này cảnh giới. Lăng đạo hiếu, thức thời, liền ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, chúng ta có thể coi như việc này không có phát sinh, cũng không truy cứu. Nếu không, nhưng liền đừng trách chúng ta không khách khí lúc trước xét đánh tàu cao tốc tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ cười hắc hắc, nói. Người này ước chừng 30 tuổi niên kỷ, mặt mũi tràn đầy đều là ngạo sắc, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tựa hồ chính mình đạo ra mỗi câu lời nói đều là vương pháp, người khác trừ tuân thủ, quyết không thể sách ra bất kỳ dị nghị gì. Cùng các ngươi trở về, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Chúng ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng tuyệt sẽ không cùng các ngươi lại trở về khi lô đỉnh cầm đầu vị kia trong kim đan kỳ áo trắng tu sĩ phẫn nộ quát, cái cổ ở giữa gân xanh nổi lên, phẫn nộ tới cực điểm. Hắc hắc, liền xem như khi lô đỉnh, cũng so diệt môn mạnh đi. Ngươi thế nhưng là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, chẳng lẽ liền không cho các ngươi vô cực môn truyền thừa suy nghĩ một chút sao? a à, lăng trưởng giáo, ha ha, ha ha ha, ngạo khí kim đan hậu kỳ tu sĩ ngửa mặt lên trời cười ha ha lập tức hai bên chiến thuyền bên trên hạo thiên tông tu sĩ đều cười vang không thôi. Trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, hạo thiên tông cầu tặc, lão tử cùng các ngươi liều. Họ lăng tu sĩ sau lưng một tên hai mười mấy tuổi, dáng người khỏe mạnh nam tu, nổi giận gầm lên một tiếng, cua trường kiếm trong tay, hướng ngạo khí kim đan hậu kỳ tu sĩ thẳng bổ nhào qua. Tu vi của người này ngược lại là miễn cưỡng bước vào kim đan sơ kỳ cảnh giới. Trong tay cái này miệng trường kiếm chất liệu lại thực tế thấp kém, cũng chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí mà thôi. Bình thường đến nói, kim đan kỳ trở lên tu vi, liền có thể thúc đẩy pháp bảo, trúc cơ kỳ trở xuống cảnh giới, chỉ có thể thúc đẩy pháp khí. Đa số tông môn dòng chính tu sĩ, chỉ cần vừa tiến vào kim đan kỳ. Sư môn kiểu gì cũng sẽ ban cho một món pháp bảo phòng thân, sau đó mình cũng sẽ trăm phương ngàn kế lại siêu tập mấy món pháp bảo, lớn mạnh thực lực bản thân. Chỉ có những cái kia đặc biệt nghèo túng tán tu hoặc là môn phái nhỏ xuất thân kim đan sơ kỳ tu sĩ, xấu hổ ví tiền giống tuếch mới có thể mua không dậy nổi pháp bảo. Chỉ có thể lấy pháp khí hộ thân, bất quá nhiều số cũng là phẩm tướng cực giai thượng phẩm pháp khí, trung phẩm trở xuống pháp khí bình thường chỉ có luyện khí kỳ đệ tử mới sẽ sử dụng. Tu sĩ trẻ tuổi này cảnh giới đã bước vào kim đan kỳ, lại tại sử dụng một kiện ngay cả phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ cũng nhìn không thuận mắt thấp kém trung phẩm pháp khí, có thể thấy được ngày bình thường ra sao chờ quẫn bách. Lấy tu vi của hắn như thế, pháp khí như vậy, đừng bảo là cùng ngạo khí tu sĩ đối đầu coi như ngay cả liều mạng tư cách đều không có. Ngạo khí tu sĩ cười ha ha âm thanh bên trong, trong tay lôi chùy vung lên, một vệt kim quang lè lè hồ quang điện vạch phá bầu trời, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đánh vào tu sĩ trẻ tuổi trên trường kiếm răng rắc một tiếng, trường kiếm nứt làm mảnh vỡ, tứ tán vẩy ra. Tu sĩ trẻ tuổi kêu lên một tiếng đau đớn, một cái lảo đảo ngã trở về, cánh tay phải ống tay áo bị lôi điện đốt một nửa, cánh tay đốt phải đen nhánh, muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Chỉ bằng chút bản lãnh này, cũng dám cùng ta Âu Dương Thanh phong đấu, quả thực liền là muốn chết. Ngạo khí tu sĩ vừa thu lại lôi chùy, cười lạnh liên tục. Như không phải là bởi vì muốn bắt các ngươi khi lô đỉnh, chỉ bằng các ngươi cái này mấy khối phế liệu, cũng có thể ngưng kết kim đan thành công. Nằm mơ đi thôi, Âu Dương sư huynh, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm. Tranh thủ thời gian động thủ thanh mấy tên khốn kiếp này đều bắt về đi, nếu là chết mất một hai cái, các trưởng lão trách tội xuống, nhưng cũng bất hảo bàn giao một tòa khác chiến thuyền bên trên tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ kêu lên tốt động thủ đi ta chính là nghĩ mãi mà không rõ chỉ bằng cái này đáng thương vô cực truyền thừa năm đó lại dám tự xưng chính đạo thứ nhất tông quả nhiên là chuyện cười lớn lại là một trận cười vang động thủ âu dương thanh phong vung trong tay kim sắc lôi trùy liền muốn đập ra chỉ bằng ngươi như thế chút bản lãnh cũng dám xem thường vô cực truyền thừa quả nhiên là chuyện cười lớn đúng lúc này trong hư không vang lên một cái thanh âm lạnh lùng. Ai, Âu Dương Thanh Phong một tiếng gầm thét, bỗng nhiên dừng lại thân thể, ngẩng đầu hướng chỗ cao nhìn lại. Là ai tránh ở nơi đó, cút ngay cho ta ra. Oanh, một lời chưa tất, trên trời cao nhấp nhoáng một đạo tinh xảo ngân hồ, vào đầu hướng Âu Dương Thanh Phong bổ xuống. Cái này một đạo phích lịch tới kỳ quặc vô so, 10, 20 người một hai 12 trong mắt, Sửng sốt không thấy được nửa cái bóng người, không biết cái này phích lịch từ đâu mà đến. Âu Dương Thanh Phong căn bản là không có thời gian đi truy cứu cái này. Mắt thấy Ngân Hồ nháy mắt liền tới đỉnh đầu của mình, vị này Hạo Thiên Tông đệ tử đích truyền, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ không kịp làm ra khác bất kỳ phản ứng nào, đành phải vội vã cầm trong tay lôi chùy đi lên dơ lên, nghênh tiếp cái kia đạo nhìn như tinh tế, cũng không có bao nhiêu uy danh tia chớp màu bạc. Nếu như là cái khác công kích, hắn có lẽ sẽ còn do dự một chút, muốn hay không lấy mình bản mệnh pháp khí đi đón đỡ, nhưng cái này lôi điện công kích, lại là không cần nghĩ, tự nhiên mà vậy liền đem lôi trùy dơ lên. Hạo Thiên Tông Hạo Dương Thần Lôi, danh xưng đến Dương Thần Lôi, uy chấn Nam Châu đại lục mấy chục ngàn năm, tuyệt không phải chỉ là hư danh. Xoẹt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngân sắc hồ quang điện bỗng nhiên đánh trúng kim sắc lôi trùy. Tất cả mọi người bỗng nhiên đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy muôn vàn khó khăn tin một màn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thật giống như một kiện đồ sứ bỗng nhiên bị đánh nát, kim chói lôi trùy mặt ngoài, bỗng nhiên nổ tung một đường vết rách. Rất nhanh, cái này lỗ lớn liền cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt, cả chuôi lôi chùy đều xuất hiện vô số vết rách, giống một kiện vỡ vụn như đồ sứ, phân thành vô số mảnh vỡ. Đây là nhất làm cho người rung động, ngay sau đó, cái kia đạo ngân sắc hồ quang điện xuyên thấu qua vỡ vụn lôi chùy, đem xé rách lỗ hổng lan tràn đến Âu Dương Thanh Phong trên cánh tay. Bao quát Âu Dương Thanh Phong ở bên trong, mọi người trơ mắt nhìn xem, cánh tay của hắn cũng giống vỡ vụn đồ sứ như thế, khoảnh khắc vỡ thành vô số mảnh vỡ, huyết nhục vẩy ra. Lại sau một khắc, Âu Dương Thanh Phong cả người cũng giống như đồ sứ vỡ vụn mà ra, biến thành một đoàn huyết vụ. Mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, không ai bị nổi hạo thiên tông dòng chính truyền nhân, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có một đoàn đỏ tươi huyết vụ. Nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Chuyện gì xảy ra, là ai, ai dám đánh lén chúng ta hạo thiên tông đệ tử trọn vẹn chố mất thời gian uống cạn nửa chén trà hạo thiên tông mười mấy tên tu sĩ mới nhao nhao hô kêu lên loạn cả một đoàn tiêu phàm thân hình trong hư không nổi lên áo trắng tung bay diện mạo phi phàm ngươi là ai lại dám giết chúng ta hạo thiên tông đệ tử lá gan không tiểu lại là một trận nhao nhao chửi rùa phích lịch một tiếng lại là một đạo ngân sắc hồ quang điện từ tiêu phàm giữa ngón tay bắn ra một tên khác kim đan hậu kỳ giáp sĩ liên tục né tránh cũng không kịp liền cùng âu dương thanh phong đồng dạng trong khoảnh khắc bị lôi điện trẻ thành một đoàn huyết phụ bất quá thoáng qua ở giữa hạo thiên tông hai chiếc chiến thuyền thủ lĩnh liền bị diệt giết không còn một mống không tốt là nguyên anh tu sĩ là nguyên anh lão quái mọi người chạy mau còn lại hạo thiên tông đệ tử rốt cục lấy lại tinh thần phát giác được tiêu phàm cảnh giới lập tức dọa đến hồn phi phách tán phát một tiếng hô liền hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà chạy ỷ thế hiếp người nối giáo cho giặc đáng chết Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không chút do dự hai tay một dương, hơn 10 đạo lôi điện bắn ra. Lập tức đầy trời ngân xà loạn vũ, lôi quang lóa mắt. Đảo mắt hơn 10 đạo phích lịch liền đuổi kịp chạy trốn tứ phía hạo thiên tông đệ tử, chỉ nghe liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chốc lát cũng chỉ còn lại có huyết vụ đầy trời. Lấy tiêu phàm năng lực, còn tại kim đan kỳ thời điểm, liền đã quét ngang tất cả cùng dai vô địch thủ, bây giờ tiến giai nguyên anh, pháp lực đại tăng, những này bình thường tu sĩ kim đan, nơi nào có thể ngăn cản được hắn một chiêu nửa thức. Tự nhiên giơ tay ở giữa liền bị diệt sát phải sạch sẽ, ngay cả một cái đều không thể chạy mất. Tiêu phàm ống tay áo lại là lắc một cái, một cơn lốc càn quét mà qua, huyết vụ đầy trời bị quét sạch sành xanh, xanh. Vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ áo trắng tu sĩ ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa hồ bị cái này kinh khủng giết chóc chấn nhiếp, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Các ngươi đều là vô cực môn đệ tử A. À. Thẳng đến Tiêu Phàm giọng ôn hòa tại bọn hắn vang lên bên tai, mới rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh. "Đúng đúng, chúng ta đều là vô cực môn đệ tử. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, lại không biết tiền bối tôn tính đại danh, cùng chúng ta vô cực môn, cùng chúng ta vô cực môn tiền bối tổ sư, có cái gì giao tình a?" Họ Lăng Tu sĩ vội vàng hấp tấp hướng lấy Tiêu Phàm vái chào tới đất, lắp bắp nói. Bất quá trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc, ngay cả nửa điểm tự tin đều không có. Cái khác áo trắng tu sĩ cũng cùng tại phía sau liên tục không ngừng thở dài tuân lệch, từng cái trong lòng đều là nghi hoặc, không biết vị này cứu mạng cao nhân tiền bối, đến cùng cùng bản môn có thứ gì nguồn gốc, vậy mà không tiếc đắc tội cường đại về phần cực điểm Hạo Thiên Tông, xuất thủ đem bọn hắn đều cứu được. Hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, Tiêu Phàm mỉm cười, bỗng nhiên giơ tay lên, hư không hướng phía dưới một trưởng nhấn ra. Áo trắng tu sĩ không khỏi quá sợ hãi, trong lòng ám kêu không tốt, kiệt lực muốn né tránh, lại nơi nào né tránh được rồi tâm niệm vừa mới khẽ động, to lớn cự lực liền lấy trước mắt, nháy mắt đem bọn hắn mấy người đều bao phủ tại tràn trề hạo nhiên chính khí phía dưới, ngay cả nửa phân kháng cự chi lực đều không có, hạo nhiên chính khí liền chui vào trong cơ thể của bọn hắn, trực thấu kinh mạch tạng phủ. Họ lăng tu sĩ đầu tiên là dọa đến mặt như màu đất, nhưng lập tức liền cảm nhận được cỗ này to lớn cự lực không giống bình thường, trong chốc lát lại lộ ra mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, cuồng hỉ kêu to lên. Là, là hạo nhiên chính khí, là hạo nhiên chính khí ngay sau đó áo trắng tu sĩ liền nhao nhao ở giữa không trung quỳ xuống lại. vô cực môn vãn bối đệ tử lăng thiên hoa bái kiến tiền bối sư tôn không dám xin hỏi sư tôn cao tính đại danh cầm đầu vị kia họ lăng tu sĩ cung cung kính kính đập phía dưới đi hắn mặc dù tu vi thấp lại là thật sự vô cực môn đệ tử bây giờ kiến thức đến tiêu phàm như thế thuần hậu thuần chính hạo nhiên chính khí nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi tiêu phàm trầm giọng nói các người đều đứng lên đi nơi đây không phải tự thoại chỗ chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện mặc dù thiên diệu tiên tử huyễn thuật không hề tầm thường, dù sao cũng là vội vã bày ra đến huyễn trận, mà lại tại giữa không chung, muốn thời gian ngắn giấu giếm được cấp thấp tu sĩ, tự nhiên hào không làm khó dễ, nhưng nơi này là thông hướng hạo dương thành con đường duy nhất, ngày bình thường lui tới tu sĩ cấp cao rất nhiều, rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Chưa vào thành, liền đã trước hết giết mười mấy tên hạo thiên tông tuần tra đệ tử, phiền phức không tiểu. Vâng, cần tuân sư tôn phân phó lăng thiên hoa cung cung kính kính đập cái đầu, đứng dậy, đứng xuôi tay, chậm đợi tiêu phàm phân phó. Lập tức tiêu phàm nhấn một cái độn quang, dẫn theo mọi người hướng chân chỗ tiếp theo rừng rậm kích bắn đi, tại một chỗ nồng vụ lượn lờ trong sơn cốc, ống tay áo lắc một cái, bày ra hoa đảo huyễn trận, đem hết thảy đều ngăn cách ra. Lúc này mới xoay người lại, chậm rãi nói, ta họ tiêu, các người đều là vô cực môn truyền nhân A. Kỳ thật hắn vừa rồi đã từng điều tra mấy người này thể nội tình hình, Mặc dù pháp lực thấp, tựa hồ còn có chút hỗn tạp không thuần, nhưng đúng là vô cực môn truyền thừa công pháp, điểm này chắc chắn sẽ không sai. Chỉ bất quá vô cực môn sớm đã xuống dốc ngàn năm, cứ việc còn có chút chi nhánh chi thứ tản mát tại các nơi, lại phần lớn tu vi dưới đáy, không có thành tựu. Mà ở Hạo Dương thành thế mà còn có hay không cực đệ tử tồn tại, cái này liền để Tiêu Phàm trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Theo Thiên Diệu Tiên Tử lời nói, Hạo Thiên Tông cùng vô cực môn mặc dù cùng thuộc chính đạo tông môn, lại nhất quán không hòa thuận, Hạo Thiên Tông như thế nào khoan dung vô cực môn con cháu chi nhánh tại Hạo Dương Thành sinh tồn. Lăng Thiên Hoa vội vàng nói, khởi bẩm sư tôn, ta cùng xác thực đều là vô cực truyền nhân hắn pháp lực thấp, nhìn không ra tiêu phàm cụ thể tu vi, nhưng dễ dàng như thế diệt sát một đám Hạo Thiên Tông tinh nhuệ kim đan đệ tử, trong đó còn bao gồm hai tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, khẳng định là nguyên anh kỳ cao thủ không thể nghi ngờ. Ồ, các ngươi tại Hạo Dương Thành tu luyện a, thành tình hình của các ngươi kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi tiêu phàm chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén tại mọi người trên mặt một quét qua qua. Chỉ thấy cái này mấy tên vô cực đệ tử từng cái thần sắc lại là hưng phấn lại là kính sợ, nhưng cũng không có kinh hoàng giả mạo chi ý, xem ra không giống có trá. Vâng, sư tôn, long đồ các kính cần nói, lập tức bắt đầu bẩm báo. Tiêu phàm lẳng lặng nghe, song nghi dần dần nhau, lại nguyên lai lăng thiên hoa bọn người chẳng những là vô cực truyền thừa, hơn nữa còn là rất chính tông vô cực truyền thừa, là từ đô lương thành vô cực sơn thiên tôn lĩnh bên trên rời chỗ ở xuống tới vô cực đệ tử dòng dõi hậu nhân. Ngàn năm trước kia, vô cực môn bỗng nhiên xuống dốc, ngay sau đó liền phát sinh toàn bộ Nam Châu đại lục tìm kiếm vô cực môn trấn giáo trí bảo càn khôn đỉnh sóng gió lớn, không biết từ địa phương nào truyền tới cách xù treo thưởng. Đem đại đa số tu sĩ đều kích thích điên cuồng lên, tựa như phát điên truy sát vô cực môn lưu thủ tại toa ma giới đệ tử bởi vì vô cực môn tinh nhuệ thất thủ tại không gian thông đạo bên trong lưu thủ tại toa ma giới đệ tử nhân số cố nhiên đông đảo cao thủ chân chính cũng rất ít lại rắn mất đầu mất chỉ huy càng là ngưng tụ không thành sức chiến đấu bất ngờ không đề phòng rất nhanh liền bị người phân mà diệt chi tổn thất nặng nề dòng giã trải qua qua mấy chục năm không ngừng truy sát vô cực môn dòng chính truyền nhân cơ hồ toàn quân bị diệt còn lại không nhiều các đệ tử đại đa số mai danh ẩn tích thay đổi môn đình không dám tiếp tục tự xưng là vô cực truyền thừa. Ở trong đó, có một nhóm vừa mới nhập môn không lâu đệ tử cấp thấp, bị Hạo Thiên Tông di chuyển đến Hạo Dương Thành đến ở lại, vẫn như cũ dùng vô cực môn danh hiệu, đồng thời tự xưng chính tông. Tại Hạo Thiên Tông che chở phía dưới, cái này một chi vô cực truyền thừa, ngược lại là bảo tồn lại, không người nào dám đến khi phụ, trừ Hạo Thiên Tông chính mình. Hạo Thiên Tông cử động lần này là dụng ý gì? Tiêu Phàm chậm rãi hỏi có thể có dụng ý gì, bất quá là mèo khóc con chuột giả từ bi thôi. Tên kia tính khí nóng nảy tu sĩ trẻ tuổi nhịn không được kêu lên, lời vừa ra khỏi miệng mới ý thức tới tôn trưởng phía trước, mình làm như vậy có chút vô lễ, bận biểu tức không người tả tội, đệ tử lỗ máng, mời sư tôn thứ tội. Tiêu phàm khoát tay áo, ra hiệu không sao, lăng thiên hoa cười khổ nói, khanh sư đệ nói không sai, hạo thiên tông năm đó đem ta chờ tổ tiên từ đô lương thành rời đến hạo dương thành, xác thực chính là không có lòng tốt bọn hắn muốn mua danh chuộc tiếng, dùng cái này hướng ngoại giới tuyên dương, bọn hắn hạo thiên tông đối vô cực môn có kéo dài chi công một mực ẩn thân ở chỗ tối thiên diệu tiên tử bỗng nhiên truyền âm nói, có truyền ngôn nói, năm đó tìm kiếm, càn khôn đỉnh cách xù lệnh treo giải thưởng, chính là hạo thiên tông phát ra tới. Đây là bọn hắn thường dùng mánh khóe thừa dịp vô cực môn tinh nhuệ thất thủ, lợi dụng toàn bộ Nam Châu đại lục tu chân giới chi lực, đem vô cực môn còn lại thế lực nhổ tận gốc, triệt để diệt trừ, đúng là cơ hội tốt nhất nhưng lại thu nhận vô cực môn bộ phân đệ tử cấp thấp, tốt tẩy thoát tự thân hiểm nghi, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Bất kể nói thế nào, Hạo Thiên Tông hay là chính đạo 10 đại tông môn một trong, cái này danh dự là rất quan trọng. Bất quá dưới mắt, những này đều chỉ là truyền ngôn thêm phỏng đoán, lại cũng không thể bởi vậy liền cho Hạo Thiên Tông định tội. Đương nhiên, coi như chứng cứ vô cùng xác thực, Hạo Thiên Tông cũng là không sợ chút nào. Từ ngàn năm nay, Hạo Thiên Tông càng thêm hưng thịnh. Trừ phi là đảo ngược thời gian, Trở lại vô cực môn thời kỳ mạnh mẽ nhất mới có thể để Hạo Thiên Tông cúi đầu nhận sai. Bằng không mà nói, ai dám đến nhà hỏi tội? Qua nhiều năm như vậy, Hạo Thiên Tông khắp nơi chèn ép chúng ta, không cho phép chúng ta ra ngoài du lịch, cũng không cho phép chúng ta đào bới linh thạch, không cho phép kinh doanh sinh ý, tổng tất cả đều muốn phục tùng Hạo Thiên Tông an bài. Các đệ tử nghĩ muốn tiến giai, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Càng là có thiên phú tu luyện, càng là bị chèn ép đến kịch liệt. Không dối gạt sư tôn nói, chúng ta mấy người kia, đều xem như tư chất không tệ, nhưng Thủy Trung dừng lại tại rất thấp cảnh giới, nhiều năm qua không được tắc tiến vào nói đến đây, Lăng Thiên Hoa không chịu được phẫn hận khó bình. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, hắn biết Lăng Thiên Hoa không có nói láo, ngay tại vừa rồi, hắn đã lấy hạo nhiên chính khí sơ bộ từng điều tra mấy người này linh thể. Cái này Lăng Thiên Hoa chính là hiếm thấy dị linh thể, gần với thuần linh thể tu chân thiên tài. Nhưng hắn chân thực cảnh giới, cũng bất quá là vừa vặn ngưng kết kim đan mà thôi, cái này trong kim đan kỳ cảnh giới, tựa hồ là phục dụng một loại nào đó dược vật về sau, cưỡng ép tiến dai mà đến. Cái khác mấy tên tu sĩ kim đan thể nội tình hình, cơ hồ cùng lăng thiên hoa giống nhau như đúc. Nghe lăng thiên hoa cùng hạo thiên tông truy sát giáp sĩ đối thoại, tựa hồ hắn đã là hạo dương thành vô cực môn tu vi cao nhất người, là trưởng giáo. Năm đó uy chấn thiên hạ chính đạo thứ nhất tông, thế mà xuống dốc đến thế, đường đường trưởng giáo chân nhân, vẻn vẹn chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi. Bởi vậy có thể thấy được, Hạo Thiên Tông năm đó thu lưu vô cực môn đệ tử, xác thực chỉ là mua danh chuộc tiếng. Đã nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả mua danh chuộc tiếng đều không cần thiết. Ngàn năm đã qua đời, ai còn sẽ nhớ được năm đó vô cực môn? Vậy các ngươi vì sao muốn chạy trốn? Phát sinh loại nào biến cố? Tựa hồ các ngươi đều bị phục cưỡng ép kích thích tiềm lực dược vật tiêu phàm trầm giọng hỏi. Vừa nhắc tới lời này đầu, Lăng Thiên Hoa đám người nhất thời đều lộ ra cực độ phẫn hận thần sắc, tu sĩ trẻ tuổi thậm chí cắn phải răng lạc lạc rung động kia hạo thiên tông khinh người quá đáng, vậy mà đem chúng ta coi như luyện công thải bổ lô đỉnh, muốn đem chúng ta vô cực đệ tử từng cái giết hại hầu như không còn. Lăng thiên hoa cắn răng nghiến lợi nói, luyện công thải bổ lô đỉnh, tiêu phàm sau nghi vận thành một cái chữ xuyên, đúng vậy, sư tôn, đệ tử không dám có nửa câu hoang ngôn, lừa gạt tiền bối tôn trưởng. 20 năm qua, hạo thiên tông bỗng nhiên tăng cường đối ta chờ trông giữ, trước kia chỉ là không cho phép chúng ta đi xa hiện tại thậm chí ngay cả Hạo Dương Thành đều không cho rời đi, nhất định phải đợi trong thành. Đồng thời cho chúng ta ăn một chút nghe nói là có thể tăng bồi dưỡng vị đan dược, kỳ thật lại là cưỡng ép kích thích tiềm năng của chúng ta, để chúng ta trong khoảng thời gian ngắn đều có thể đột phá một cái bình cảnh, bên trên một cảnh giới. Loại này dược vật đối thân thể cực kỳ có hại. Lúc ấy chúng ta còn không biết bọn hắn giáp tâm hại người, tưởng rằng bọn hắn lương tâm phát hiện lòng từ bi. Ai ngờ không lâu sau đó, liền lần lượt có đồng môn huynh muội mất tích bị hạo thiên tông người mang sau khi đi, liền cũng không trở về nữa. Mang đi đều là cửa bên trong tu vi cao nhất người. 20 năm qua, đã trước sau đem cửa bên trong có kim đan kỳ tu vi đệ tử tất cả đều mang đi, từ đây sống không thấy người chết không thấy xác. Thẳng đến trước đây không lâu, đệ tử mới cực kỳ ngẫu nhiên biết được, những cái kia bị mang đi đồng môn, vậy mà tất cả đều thành hạo thiên tông luyện công lô đỉnh, bọn hắn đều bị rút khô toàn thân chân nguyên pháp lực, trở thành phế nhân lang thiên hoa cắn răng, nói từng chữ từng câu. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, trở thành Hạo Thiên Tông luyện công lô đỉnh. Hạo Thiên Tông cùng chúng ta vô cực môn công pháp truyền thừa khác biệt quá nhiều, lại có thể nào dùng vô cực môn đệ tử khi lô đỉnh? Cái này đệ tử cũng không rõ ràng, nghe nói là có một vị Hạo Thiên Tông trưởng lão, thậm chí còn là Âu Dương Tông chủ dòng chính con cháu, muốn tu luyện chúng ta vô cực môn hạo nhiên chính khí, lại không nguyện ý chậm chế quá nhiều công phu, vì vậy liền dùng chúng ta vô cực đệ tử khi lô đỉnh, trợ giúp hắn luyện công. Qua nhiều năm như vậy, đã có 16 vị đồng môn lọt vào người này giết hại. Đệ tử bọn người không muốn ngồi chờ chết, lúc này mới mạo hiểm đào tẩu. Ai ngờ không có trốn bao xa, liền bị tuần tra giáp sĩ phát hiện, truy giết tới, may mắn gặp được sư tôn mới cứu tính mạng của bọn ta, nếu bị bắt về, cuối cùng vẫn là chạy không thoát trở thành lô đỉnh vận mệnh. Tu sĩ thọ nguyên vốn là so người bình thường dài hơn nhiều, một khi bị hút khô chân nguyên pháp lực, lập tức liền sẽ trở thành gần đất xa trời lão nhân, thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Hạo Thiên Tông chẳng khác gì là đem những người này đều tàn sát hầu như không còn. Hạo Thiên Tông trưởng lão muốn tu luyện chúng ta vô cực môn Hạo Nhiên chính khí. Hắn ý muốn như thế nào? Tiêu Phàm song nghi nhau càng chặt hơn, mời sư tôn thứ tội, việc này đến cùng có gì nội tình, đệ tử thật là không biết. Thành nội còn có mấy chục danh môn người đệ tử, chính là Hạo Thiên Tông đợi làm thịt cừu non. Mời sư tôn lòng từ bi, cứu bọn họ một cứu. Lăng Thiên Hoa nói, lại quỳ xuống, trùng điệp dập đầu những người khác lập tức đi theo nhau nhau quỳ xuống dập đầu, ai khẩn thanh âm, không rứt bên tai. Tất cả đứng lên tiêu phàm chậm rãi nói, ngữ khí nghiêm khắc. Không nên hơi một tí liền cho người ta quỳ xuống dập đầu. Người sống, phải có cốt khí. Lăng thiên hoa bọn người khẽ giật mình, bận biểu tức cung kính trả lời một tiếng, đứng dậy, đoàn người đều trông mong nhìn qua tiêu phàm, chờ hắn chỉ thị. Tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, hai ba mười món pháp bảo pháp khí bay ra, lập tức giữa không trung bảo lóng lánh, lóa mắt sinh huy những này pháp bảo pháp khí tặng cho các người phòng thân riêng phần mình lấy dùng được a à? không muốn tranh đoạt những này vô cực môn đệ tử tại hạo thiên tông uy áp phía dưới cả ngày kéo dài hơi tàn nơi nào sẽ có cái gì tốt bảo vật hộ thân nhiều lắm là có một kiện bên trong cùng phẩm tướng pháp khí liền đã vô cùng ghê gớm đột nhiên nhìn thấy cái này rất nhiều pháp bảo pháp khí lập tức từng cái mở to hai mắt nhìn nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại đoàn người nằm mơ đều không nghĩ tới một ngày kia còn có thể dùng tới pháp bảo. Những này phổ thông pháp bảo cùng thượng phẩm pháp khí, tự nhiên đều là tiêu phàm sớm chút thời gian tại lệ thú hoang nguyên tham gia đánh cược thời điểm, tại những cái kia vẫn lạc tu sĩ trên thân tìm tới. Mặc dù đa số đều là ma tu ma khí, nhưng tu sĩ chính đạo cũng không phải số ít, quả thực có không ít đồ tốt. Ngoài ra tại thương khung núi thế giới ngầm cổ chiến trường, tiêu phàm cũng thu tập được một chút tu sĩ chính đạo sử dụng pháp bảo pháp khí. Đám yêu thú bình thường cũng không dùng tới, đa số đều cho tiêu phàm. Những pháp khí này cùng pháp bảo tầm thường, tiêu phàm dưới mắt tự nhiên là không dùng được. Tại lăng thiên hoa cùng trong mắt người, những này lại là cả một đời đều khó gặp bảo bối tốt. Nhiều tạ ơn sư tôn ban bảo vật, lập tức lăng thiên hoa bọn người mừng khắp khởi hướng tiêu phàm kho mình hành lễ, liền là tiến lên riêng phần mình lấy một kiện dùng được pháp bảo, quy củ đứng thẳng một bên, không dám lấy thêm, sợ chọc giận vị này bỗng nhiên xuất hiện tiền bối sư tôn. Tiêu phàm cười cười, nói, mỗi người đều có thể nhiều lấy mấy món một món pháp bảo đối địch uy lực không khỏi quá đơn một chút lăng thiên hoa cùng người vui mừng lại lại hướng tiêu phàm hành lễ bái tạ lúc này lại là buông tay buông chân đem tiêu phàm lấy ra những pháp bảo kia pháp khí đều dưa phân chống không cả đám đều lộ ra mừng rỡ dị thường thần sắc vuốt vuốt tới tay bảo vật yêu thích không buông tay tiêu phàm thần sắc nhưng lại nghiêm túc lên nói các ngươi lúc trước đào tẩu đã kinh động tuần tra giáp sĩ không bao lâu bọn hắn liền sẽ phát giác khác thường các ngươi tu vi thấp, tự hành đào tẩu, vô luận như thế nào đều là không trốn thoát được. Toàn bộ đại tế quốc đô là hạo thiên tông phạm vi thế lực. Chỉ cần một cái hiệu lệnh xuống dưới, lăng thiên hoa bọn người ở tại đại tế quốc cảnh bên trong liền nửa bước khó đi, đảo mắt liền sẽ bị bắt trở về. Lăng thiên hoa bọn người giống như bị quay đầu dội một chậu nước đá, lạnh từ đầu đến chân, lúc trước đại hỉ như điên tâm tình một chút rơi xuống đến 18 tầng địa ngục. Mặt như màu đất, tiêu phàm trầm ngâm, cũng thấy 10 điểm khó giải quyết trong hư không lại vang lên thiên diệu tiên tử truyền âm thanh âm, từ tốn nói, ta đưa bọn hắn đi thả nước, nơi đó đã không phải hảo thiên tông phạm vi thế lực. Lại để bọn hắn thông qua truyền tống trận, đi Kim Châu thành tìm nơi nương tựa Bách Hùng Bang, người đi trong thành cứu những người khác, đưa đến an toàn địa phương về sau. Chúng ta lại tụ hợp tốt cùng một chỗ thời gian dài như vậy, thiên diệu tiên tử đối tiêu phạm tính cách đã sớm rõ như lòng bàn tay, biết dạng này sự tình, hắn đã đụng tới. liền tuyệt không có buông tay mặc kệ đạo lý nếu không cũng không phải là tiêu phàm thà nước tại tề quốc đông nam bộ là cách hạo dương thành gần nhất nước láng giềng nơi đó là một cái khác đại tông môn phạm vi thế lực hạo thiên tông xúc giác khó mà đuổi đi nơi nào đương nhiên nếu như hạo thiên tông thật phải nghiêm túc truy cứu đừng bảo là thà nước liền xem như lớn tây nam Hoắc sơn quốc kim châu thành cũng giống vậy thu được bọn hắn lệnh treo giải thưởng chỉ bất quá hạo thiên tông tuyệt sẽ không vì lăng thiên hoa dạng này mấy cái kim đan kỳ cấp thấp tu sĩ làm to chuyện Bọn hắn căn bản không đáng, nếu không, người đưa bọn hắn đi thả nước, ta đi trong thành cứu người hay là ta đi trong thành cứu người đi tiêu phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liền có quyết định. Không thể không thừa nhận, Thiên Diệu Tiên tử không hổ là một cung chi chủ, vô cùng có quyết đoán, một thời ba khắc, liền làm ra hợp lý nhất phương án giải quyết. Mục tiêu của bọn hắn vẫn luôn là ngươi, sẽ không quá để phòng ta. Ta đi cứu người cơ hội cao hơn một chút tiêu phàm lập tức giải thích hai câu kỳ thực là không nguyện ý thiên diệu tiên tử tiến về hạo dương thành mạo hiểm. Thấy tiêu phàm bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không có âm thanh phát ra tới, lăng thiên hoa bọn người liền biết tiêu phàm đang cùng người truyền âm nói chuyện, cũng không khỏi có chút hiếu kỳ bốn phía dò xét, không biết vị tiền bối kia cao nhân, lại ẩn người ở chỗ nào. Bọn hắn chẳng những không nhìn thấy, thậm chí ngay cả một điểm cảm giác đều không có. Những này nguyên anh trưởng bối thần thông, quả nhiên thâm bất khả chắc. Cũng tốt bỗng nhiên tiêu phàm bên người một trận gợn nước ba động, áo đen váy đen thiên diệu tiên tử hiện thân mà ra lập tức làn gió thơm bốn phía lăng thiên hoa bọn người thần niệm quét qua quá khứ như là bùn nghiêu nhập hải lại không một chút tin tức khí tức cường đại quả thực là thâm bất khả chắc nhất thời từng cái quá sợ hãi vội vội vàng vàng xá giải làm lễ cung kính thanh âm đệ tử cùng tham kiến tiền bối nàng này cùng tiêu sư tôn đồng hành tất nhiên cũng là bản môn tôn trưởng thậm chí chính là tiêu sư tôn song tu bạn nữ thiên diệu tiên tử đối bọn hắn hào lờ đi cổ tay trắng lật một cái, trong tay thêm ra một viên màu đỏ viên châu, ước chừng tiểu lớn bằng ngón cái, mang theo nói không nên lời thơm ngọt khí tức, lấy tiêu phàm kiến thức rộng, vậy mà cũng hoàn toàn nhận không ra đây là gì các loại bảo vật, chỉ cảm thấy kia cỗ thơm ngọt khí tức nghe hết sức thoải mái, tựa như sử nữ mùi thơm. Thiên diệu tiên tử đem viên này màu đỏ hạt châu nhỏ đưa tới tiêu phàm trước mặt, lãnh đạm nói, đây là ta tu luyện bản mệnh châu, người nuốt vào đi tiêu phàm hơi cảm giác kinh, mang theo trưng cầu thần sắc nhìn xem nàng chỉ cần cái khỏa hạt trâu này tại trong cơ thể ngươi vậy liền mặc kệ ngàn dặm nghìn dặm ta đều có thể cảm ứng được ngươi tồn tại ngươi cũng có thể cảm ứng được vị trí của ta thiên diệu tiên tử giải thích một câu ngữ khí vẫn như cũ lạnh như băng không mang mảy may tình cảm sắc thái tiêu phàm lẻ loi một mình tiến về hạo dương thành bên trong cứu người còn muốn đem kia mười mấy tên tu vi dưới đáy vô cực môn đệ tử đưa đến địa phương an toàn độ khó chi lớn có thể nghĩ tông môn khác không nói hạo dương thành bên trong riêng là Hảo Thiên Tông tỏa trấn Nguyên Anh tu sĩ liền có hơn mười mấy tên. Trong đó không thiếu hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ cần hơi có sơ sẩy, đừng bảo là cứu người không thành, coi như tiêu phàm mình muốn đào tẩu, độ khó đều rất lớn. Ở đây một chia tay, nếu như không có loại này có thể cảm ứng được với nhau vị trí bản mệnh châu liên hệ, thật đúng là không biết muốn như thế nào mới có thể tập hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, tiêu phàm cũng có thể không cứu người, cùng từ triệu trưởng lão nơi đó đạt được phá trận lệnh bài lại nói vô cực môn còn lại những đệ tử kia tính mệnh liền giao cho trời xanh đi quyết định. Nhưng loại lời này, thiên diệu tiên tử sẽ không hề nhắc tới. Thân là một phái chi tôn, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thiên diệu tiên tử có sự kiêu ngạo của mình. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, đưa tay tiếp nhận viên kiêm mùi thơm nước mũi bản mệnh châu, cẩn thận nhìn thoáng qua, hé miệng, một ngụm nuốt xuống, cửa vào thơm ngọt vô so. Tùy theo một cỗ cực kỳ thanh lương khí tức, theo kinh mạch, thẳng chìm dưới đan điền, Nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều có bị đông cứng cảm giác khác thường. Nếu như không phải Tiêu Phàm luyện hóa Ly Thủy Long Châu, thủy thuộc tính công pháp đột bay mãnh tiến vào, riêng là cỗ này khí tức băng hàn, liền để hắn có chút không chịu đựng nổi. Một vòng kỳ lạ thần sắc, từ thiên diệu tiên tử trong mắt nhanh chóng lướt qua, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là nàng mặc dù che giấu rất khá, lại nơi nào giấu giếm được Tiêu Phàm ánh mắt, trong lòng không khỏi cũng lên một loại cảm giác khác thường, có chút ngượng ngùng, bắt đầu ngại ngùng. Mặc dù không biết thiên diệu tiên tử này bản mệnh châu là tu luyện như thế nào, nhưng đã là bản mệnh châu, tự nhiên vẫn luôn tại thiên diệu tiên tử thể nội thai ngén, sớm chiều ở chung, so nữ hài tử ra nhất từ mật thiếp thân chi vật còn muốn bí ẩn, bỗng nhiên giao cho tiêu phàm ăn vào, thật giống như nữ hài tử đem mình nhất từ mật thiếp thân chi vật, giao ra. Trong đó uẩn ý, quả nhiên là kỳ diệu vô so. Cứ việc hai người đều là nguyên anh kỳ cao nhân, giờ phút này cũng không chịu được xấu hổ phi thường. Này bản mệnh châu ta tu luyện rất nhiều năm, bên trong ẩn chứa ta bản mệnh chân nguyên, quan trọng trước mắt, có lẽ có thể giúp được một tay Thiên Diệu Tiên Tử lại lạnh nhạt nói một câu. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hắn vốn cũng không phải là nói nhiều người, cùng Thiên Diệu Tiên Tử nhìn dặm đồng hành, có đôi khi cả ngày đều chưa hẳn thấy sẽ nói câu nói trước. Hai người đều cảm thấy loại tình hình này 10 điểm bình thường, không có bất kỳ cái gì không đúng. Sư Tôn, Lăng Thiên Hoa bỗng nhiên mở miệng nói ra, kia Hạo Dương Thành bên trong Hảo Thiên Tông vô số cao thủ, sư tôn một thân một mình trước đi cứu người, phải chăng? Các đệ tử thực tế là có chút lo lắng, nếu không, các đệ tử tự hành nghĩ cách đi thả nước, sư tôn cùng vị tiền bối này cùng một chỗ vào thành đi, cũng tốt có thể tương hỗ bảo vệ lăng thiên hoa do dự, thấp giọng nói. Không sao tiêu phàm khoát tay áo, nói, sắc mặt bình tĩnh. Sư tôn, đệ tử nghe nói, vậy tu luyện bản môn công pháp Âu Dương trưởng lão, là hạo thiên tông Âu Dương tông chủ dòng chính con cháu, cũng là 100 năm khó gặp tu luyện kỳ tài, bản lĩnh cao siêu, Hạo Thiên tông sở dĩ để hắn tu luyện bản môn công pháp là vì đi làm một kiện đại sự. Về phần cụ thể là xử lý cái dạng gì đại sự, đệ tử kia liền không được biết. Sư tôn nếu là gặp được người này, còn phải cẩn thận một chút để ý." Lăng Thiên Hoa vội vã nói. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ừm, ta biết. Nếu là có thể đụng phải người này, ngược lại là phải thật tốt cùng hắn đọ sức một phen." Lăng Thiên Hoa không khỏi ngây người. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn nói lời nói này bản ý, là hy vọng tiêu phàm có thể cẩn thận một chút, tận khả năng tránh đi kia cái tên biến thái. Ai ngờ lại kích thích tiêu phàm đấu trí, đây chính là hoàn toàn ngược lại. Thiên diệu tiên tử ống tay áo lắc một cái, một kiện màu đen mang cánh xe bay nổi lên, lập tức tăng tới mấy trượng lớn tiểu. Thiên diệu tiên tử điểm nhẹ gót sen, tay áo bồng bình, đứng ở bay trên xe, đối lăng thiên hoa đám người nói, tất cả lên vâng, tiền bối. Lăng Thiên Hoa bận biểu tức cúi người hành lễ, không dám nhiều lời, cùng một đám đồng môn bên trên xe bay. Không biết tại sao, Thiên Diệu Tiên tử cho bọn hắn uy áp xa so Tiêu Phàm càng sâu, tại Thiên Diệu Tiên tử trước mặt, đoàn người đều đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám thở mạnh một cái. Lên, Thiên Diệu Tiên tử khẽ quát một tiếng, màu đen xe bay nhẹ nhàng lắc một cái, liền phá vỡ huyến trận, hướng vân đầu kích bắn đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn xe bay đi xa, ống tay áo phất một cái, đem trận kỳ trận bàn thu vào, độn quang cùng một chỗ, thẳng đến Hạo Dương Thành. Audio điện tử võ tấn bền Ngươi nói cái gì, khoanh chân ngồi tại trong lương đình Âu Dương Uy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy lương đình bên ngoài, quỳ một chân trên đất một người đàn ông tuổi trung niên, nhàn nhạt hỏi, ngữ khí có phần hơi kinh ngạc, giống như hoài nghi mình nghe lầm. Âu Dương Uy là một vị Mỹ nam tử, điểm này, đãi không thể nghi ngờ hỏi, chẳng những là công nhận hạo thiên tông thứ nhất Mỹ nam tử, tại toàn bộ hạo dương thành đều tiếng tam lừng lẫy không biết có bao nhiêu nữ tu vì hạo thiên tông uy trưởng lão tranh giành tình nhân cho nên ra tay đánh nhau đầu rơi máu chảy vô luận lúc nào xuất hiện trước mặt người khác âu dương uy mãi mãi cũng là như vậy ôn tồn lễ độ như vậy phong độ nhẹ nhàng như vậy ung dung không vội tất cả mọi người công nhận uy trưởng lão là khó gặp thân sĩ chỉ có âu dương uy đệ tử cùng trong phủ bọn hạ nhân mới biết được đây thật là một cái thiên đại hiểu lầm là một cái thật không tốt cười trò cười Tại hạo thiên tông bên trong, cơ hồ mỗi người nghe nói qua, uy trưởng lão tính tình so hắn xoái khí càng nổi tiếng. Tại Âu Dương uy thủ hạ làm việc, nếu như làm hư hại, hậu quả không phải bình thường cái chủng loại kia. Kia người đàn ông tuổi trung niên nguyên bản mọc ra một chương mặt chữ quốc, rất có uy nghiêm, giờ phút này quỳ một chân trên đất, trên trán mồ hôi lạnh lại gợn sóng mà xuống, cơ hồ ngay cả quỳ đều quỳ bất ổn, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống đất ngất đi. Người này cũng có kim đan hậu kỳ tu vi, đặt tại một chút môn phái nhỏ, đã là lão tổ tông loại hình thân phận địa vị. Ở đây, lại dọa đến sợ đến vỡ mật, dù là như thế, nam tử trung niên cũng không thể không kiên trì, run giọng nói, khởi bẩm sư tôn, vậy, vậy mấy cái vô cực môn cặn bá còn lại chạy. Chạy rồi, Âu Dương Uy tựa hồ có chút không dám tin, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, trong mắt lại hiện lên một vòng huyết sắc. Lúc nào chạy, đều chạy người nào, chỉ ít đến lúc này, uy trưởng lão ngữ khí hay là rất bình tĩnh, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, nhìn không ra hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát tác khởi bẩm sư tôn lang thiên hoa bọn hắn mấy người bọn hắn kim đan kỳ tu vi đều chạy nam tử trung niên đầu lưới tựa hồ cũng đánh chấm dứt nói chuyện hàm hàm hồ hồ tất cả kim đan kỳ tu vi đều chạy rồi đúng vậy sư tôn vậy các ngươi là làm gì ăn nhiều người như vậy nhìn mấy người đều nhìn không ngừng ta giáo các ngươi nhiều năm như vậy hàng năm đều hóa bó lớn linh thạch nuôi các ngươi hợp lấy là nuôi một đám rác rưởi sư tôn thứ tội, đều, đều là đệ tử sai lầm, không nghĩ tới, không nghĩ tới mấy cái kia cặn bã còn lại lá gan như thế lớn, cũng dám tự mình chạy trốn. Nam tử trung niên toàn thân mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm trọng y. Nghĩ không ra, ngươi vì sao lại nghĩ không ra, ngươi mọc ra một cái đầu là lấy làm gì, bọn hắn là cái gì ngươi biết không, bọn hắn là lô đình, chính bọn hắn cũng đoán được, bọn hắn là lô đình. Đổi lại là ta, ngươi có thể hay không muốn chạy, nói chuyện, người có thể hay không muốn chạy âu dương uy chậm rãi đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nhàn nhạt hỏi nghĩ muốn chạy nam tử trung niên nơm nớp lo sợ đáp cái này liền đúng rồi người muốn chạy người ta khẳng định cũng muốn chạy a à. biết rõ bọn hắn sẽ chạy các ngươi còn không tăng cường phòng bị ngược lại đại ý như vậy để bọn hắn đều chạy mất tại cái này quan trọng trước mắt không có lô đỉnh người biết ý vị như thế nào sao âu dương uy trong mắt dần dần tinh quang bắn ra bốn phía vâng sư tôn đều đều là đệ tử sai đệ tử sơ sẩy đệ tử đáng chết nam tử trung niên dọa đến hồn phi phách tán tay giơ lên trùng điệp rút mình mấy cái cái tát đánh cho rung động đùng đùng hai bên mặt lập tức liền sưng lên đỏ rực giống như đầu heo đi theo âu dương uy bên người nhiều năm như vậy không có người so hắn rõ ràng hơn vị sư phụ này tính tình nếu biết bọn hắn chạy vì cái gì không đuổi theo khởi bẩm sư tôn đã phái người đuổi theo, xuất động mười mấy chiếc tuần tra chiến thuyền, rất nhanh liền sẽ đem những thứ hỗn chướng này đuổi trở về. Nam tử trung niên vội vàng nói, thật sao, tốt nhất là có thể nhanh lên đem bọn hắn bắt trở lại, nếu là lầm canh giờ, người biết sẽ có hậu quả gì không là, là, đệ tử minh bạch, đệ tử minh bạch. Đúng lúc này, lại một tên trong kim đan kỳ tu sĩ bay chạy vào, mặt mũi tràn đầy hoảng loạn chi sắc, chạy đến bên cạnh trung niên nam tử, quỳ một chân trên đất, cung kính thanh âm, khởi bẩm sư tôn, ra. Xảy ra chuyện, lại xảy ra chuyện gì rồi? Âu Dương uy ánh mắt từ nam tử trung niên trên thân thu hồi lại, rơi vào trên người hắn, nhàn nhạt hỏi. Kia trong kim đan kỳ tu sĩ cứng lại, lập tức cúi đầu nói, mới vừa từ chấp pháp đường bên kia truyền đến tin tức, phải đi ra đuổi bắt vô cực môn mấy cái kia cặn bã còn lại hai đội tuần tra đệ tử, đều, đều mất tích. Mất tích là có ý gì? Trong kim đan kỳ tu sĩ cũng bị Âu Dương uy cái này tra hỏi làm cho sững sốt một chút, lại lại không dám có chút trần chờ lắp bắp nói, mất tích chính là. Chính là mất tích, kia hai đội tuần tra đệ tử, ngay cả cùng bọn hắn chiến thuyền cùng một chỗ, không hiểu thấu không thấy bóng dáng kia vô cực môn người đâu. Ở đâu, bắt đến không có, đối hai đội tuần tra đệ tử mất tích, Âu Dương Uy không thèm để ý chút nào. Hạo Thiên Tông khổng lồ, là phổ thông bên trong môn phái nhỏ muôn vàn khó khăn tưởng tượng. Kim đan đệ tử lấy ngàn mà tính, mất tích hai đội mười mấy tên kim đan đệ tử, tính được cái gì? khởi bẩm sư tôn, vô cực môn, vô cực môn người, cũng mất tích, tìm không thấy, hiện tại ngay cả chấp pháp đường thành trưởng lão đều tự thân xuất mã, tạm thời còn không có kết quả hư, một đám rác rưởi. Âu Dương Uy lạnh lùng từ yết hầu chỗ sâu lóe ra như thế mấy chữ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đặt tại 20 năm trước, vô cực môn những này cặn bã còn lại tình hình đến tột cùng như thế nào, hắn mảy may đều không để trong lòng. Làm hạo thiên tông nội đường trưởng lão, đương đại hạo thiên tông chủ cháu ruột, Âu Dương Uy tại trong tông địa vị chi cao, vượt xa hắn thực tế tu vi cảnh giới. Khi hắn hay là một tên tu sĩ kim đan thời điểm, trong tông nguyên anh các trưởng lão liền khách khách khí khí với hắn, xưa nay không dám ở trước mặt hắn lấy trưởng bối tự cho mình là. Bởi vì Âu Dương Uy đã từng từng chiếm được thúc thúc hắn Âu Dương Tông chủ chính miệng khích lệ, nói hắn là kiệt xuất thiên tài tu luyện. Dạng này lời bình, Âu Dương Tông chủ thế nhưng là cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng cửa ra, dù coi như đối con trai ruột của mình, tương lai hạo thiên tông tông chủ cũng chưa từng đã cho đánh giá cao như vậy. Cho nên Âu Dương uy cơ hồ khỏi phải đảm nhiệm bất luận cái gì trước sự phân công, chỉ cần tập trung tinh thần tu luyện. Tông môn đem hắn liệt làm ưu tiên thuận vị tối cao cấp bậc, so hắn ưu tiên thuận vị càng cao, chỉ có thiếu tông chủ cùng mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tất cả cần dùng vật liệu, linh đan linh dược, đều ưu tiên cung ứng hắn, mà lại có cơ hồ xài không hết linh thạch. Nếu như tại phàm tục thế giới, Âu Dương Uy chính là một tên mạnh mẽ ăn chơi thiếu gia, đồng thời cũng sớm đã bị làm hư. Vô cực môn mấy cái kia cặn bã còn lại, như thế nào lại đặt ở uy trưởng lão trong mắt. Thẳng đến 20 năm trước, tông môn quyết định từ hắn kiêm tu vô cực môn hạo nhiên chính khí, vô cực môn những này tàn dư đệ tử cấp thấp, mới lần thứ nhất tiến vào pháp nhãn của hắn. Tông môn y đạo cao thủ tự mình phối trí mạnh nhất hiệu đan dược, từ chuyên môn đệ tử chấp pháp giám thị vô cực môn đệ tử nuốt vào, trong thời gian ngắn nhất, đem tiềm lực của bọn hắn toàn bộ kích phát ra tới. Sau đó, bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện được hạo nhiên chính khí, liền một cái tiếp một cái chuyển rời đến Âu Dương Uy thể nội. Hạo nhiên chính khí bác đại tinh thâm, nguyên bản thời gian 20 năm còn thiếu rất nhiều hắn tu luyện tới hôm nay cảnh giới, nhưng có loại này bá đạo thải bổ chi pháp, mười mấy hai mươi cái 20 năm mệt mỏi chung vào một chỗ, lại là đầy đủ. Mặc dù còn không đuổi kịp hắn bản môn công pháp thâm hậu như vậy, chỉ cần tiếp qua một hai mười năm, liền có thể đại công cáo thành. Ai ngờ tại cái này quan trọng trước mắt, đám kia vừa mới thúc lô đình, lại tập thể bỏ chạy. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Dùng loại kia bá đạo tuyệt luân thải bổ chi pháp tới tu luyện hạo nhiên chính khí, cố nhiên tiến cảnh thần tốc, nhưng cũng có một cọc không chỗ tốt đó chính là đại công cáo thành trước đó, nửa đường quyết không thể dừng lại. Nếu không liền sẽ phí công nhọc sức, liên đới hắn tu luyện bản môn công pháp đều sẽ chịu ảnh hưởng, làm không tốt liền sẽ cảnh giới giảm lớn đây là âu dương uy quyết không thể chịu đựng nếu như hắn lần này thật có thể kiêm tu hai nhà chi trưởng nói không chừng hạo thiên tông kế tiếp tiến giai hậu kỳ đại tu sĩ chính là hắn thậm chí ngày sau đặt chân ngộ linh kỳ cũng không phải là không có khả năng nếu thật là như vậy nói không chừng thúc thúc hắn sẽ đem vị trí tông chủ truyền cho hắn mà không phải truyền cho hắn đường huynh tiền đồ như gấm tuyệt đối tiền đồ như gấm trại kim đan kỳ kia những người khác đâu âu dương uy âm hiểm hỏi ngữ khí băng hàn khởi bẩm sư tôn cái khác đệ tử cấp thấp vẫn còn, đệ tử đã đem bọn hắn chặt chẽ nhìn quản, tuyệt không cho phép bọn hắn chạy trốn hừ hừ, nếu là ngay cả mấy cái trúc cơ kỳ luyện khí kỳ con tôm nhỏ các ngươi đều nhìn không ngừng, kia muốn các ngươi đám phế vật này còn có cái gì dùng. Vâng, sư tôn, trong kim đan kỳ tu sĩ lúc này mới ý thức được, sư tôn dưới mắt tâm tình quả thực hỏng bét, hay là ngậm miệng lại ít nói chuyện vi diệu. Đi, đi bãi săn Âu Dương uy hừ lạnh một tiếng, ống tay áo lắc một cái, liền gia đình nghỉ mát. Vâng, sư tôn, nam tử trung niên cùng về sau trong kim đan kỳ tu sĩ bận biểu tức cung kính đáp ứng, đồng loạt đứng dậy. Hừ, Âu Dương uy ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên quét tới, dừng lại tại nam tử trung niên trên mặt. Sư tôn, nguyên bản vừa mới khôi phục một tiêu huyết sắc nam tử trung niên lại bỗng nhiên quỳ xuống, dọa đến run lẩy bẩy. Phế vật, Âu Dương uy lại là hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, một cỗ đại lực mãnh liệt mà ra. Song phương cách gần như thế, nam tử trung niên không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền kêu thảm một tiếng, cả người đằng không mà lên, hướng nơi xa bay đi, miệng hơi mở, tại không trung tung xuống một chùm huyết vũ. Trọn vẹn bay ra bảy tám trượng xa, mới phanh một tiếng, trùng điệp đụng trên mặt đất, lại há miệng, máu tươi phun ra thật xa, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Âu Dương Uy lại cũng không nhìn hắn cái nào, dưới chân độn quang cùng một chỗ, trực tiếp cách phủ đệ của mình. Kia trong kim đan kỳ tu sĩ vội vã đi theo, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn tới nam tử trung niên một chút. cứ việc kia là sư huynh của hắn, nhìn qua không chung trong khoảnh khắc hóa vì một cái chấm đen nhỏ âu dương uy bóng lưng nằm xuống đất không ngừng nôn ra máu nam tử trung niên trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng cực độ oán hận thần sắc. trong lúc này trong lòng của hắn trừ thống hận hay là thống hận nơi nào còn có nửa điểm sư đồ tình phân bãi săn đây chính là vô cực môn đệ tử tụ cư chỗ danh sưng cực kỳ vũ nhục mọi người đều biết bãi săn là đi săn chỗ Tại phàm tục thế giới, nhà đế vương đều có mình chuyên môn bãi săn, cung cấp vương công quý tộc đi săn tiêu khiển. Mà tại Hạo Dương Thành, vô cực môn đệ tử trụ sở cũng được xưng là bãi săn. Vận mệnh của bọn hắn, đại khái cũng cùng dã thú không sai biệt lắm, là chờ đợi bị người giết chóc con mồi. Mấy tên kim đan kỳ đồng đạo trốn sau khi đi, còn lại đệ tử cấp thấp sớm đã dọa đến không biết làm sao, bị trông coi Hạo Thiên Tông đệ tử xua đuổi đến trong mật thất dưới đất, chặt chẽ nhìn quản. Mặc dù còn lại ba mươi mấy tên vô cực đệ tử, cao nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, uy trưởng lão phủ lại xuất động mấy tên trong kim đan hậu kỳ tu sĩ trông giữ, cũng coi là như lâm đại địch. Dù là như thế, đoàn người hay là không chịu được trong lòng lo sợ. Lô đỉnh đào tẩu, người người có thua thiệt cương vị. Phút chốc, một đạo bạch sắc độn quang bay vụt mà đến, chính là Âu Dương Uy. Bái kiến sư tôn, mấy tên đệ tử vội vàng ninh đón tiếp lấy, không người tuân lệnh. Hừ, Âu Dương Uy sắc mặt tái xanh, còn lại những cái kia sâu kiến đâu? Khởi bẩm sư tôn, còn lại lũ sâu kiến đều đã tập trung nhìn quản, liền tại mật thất dưới đất hư. Âu Dương Uy lại là hư lạnh một tiếng, ống tay áo lắc một cái, không nói hai lời, liền hướng mật thất dưới đất thẳng bắn đi. Mấy tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám theo sau. Duy chỉ có lúc trước kia dâu ngắn trong kim đan kỳ tu sĩ không thể làm gì, đành phải đi theo phía sau. Trong mật thất dưới đất, ánh đèn u ám, ba mươi mấy tên vô cực đệ tử ngồi vây chung một chỗ, từng cái mặt như màu đất, kinh hoàng bất an, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng tuyệt vọng thần sắc. Một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất lĩnh lấy mấy tên kim đan sơ kỳ đồng môn sư đệ. Ở một bên chặt chẽ trông coi, những này vô cực đệ tử chỉ cần có ai một mở miệng nói chuyện, liền sẽ bị nghiêm nghị ngăn lại. Phanh một tiếng vang thật lớn, mật thất đại môn bị đánh chúng vỡ nát, đá vụn tứ tán bay vụt. Một đám đệ tử cấp thấp dọa đến hết sầm lên, mấy tên luyện khí kỳ tầng dưới tiểu đệ tử, thậm chí dọa đến khóc ra thành tiếng cái này mấy tên tiểu đệ tử vừa mới nhập môn, bất quá mười mấy tuổi niên kỷ, đối với ngoại giới hết thảy đều tỉnh tỉnh mê mê, nơi nào trải qua cục diện như vậy. Nếu không phải bị chế trụ yếu huyệt, không thể động đậy, chỉ sợ sớm đã dọa đến khắp nơi tán loạn. Bụi bặm bên trong, Âu Dương Uy nhanh chân đi đến, hai mắt nhắm lại. Mặt trầm như nước, ngày bình thường ôn tồn lễ độ phong độ thân sĩ sớm đã ném đến lên chín tầng mây, thay vào đó là một bộ cực kỳ dữ tợn ghê tởm sắc mặt, phảng phất một đầu khát máu thành tính dã thú, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Mấy danh chính đang khóc tiểu đệ tử lập tức liền bị dọa đến không một tiếng động. Ở đây mỗi người đều có thể hết sức rõ ràng cảm ứng được nam nhân trước mắt này thân bên trên phát ra kia cỗ bạo ngược khí tức. Thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được nội tâm của hắn cuồng bão bất an. Ngay cả kia mấy tên trông coi hạo thiên tông đệ tử đều trong lòng sợ hãi không thôi. Âu Dương Uy dưới mắt bộ dạng này, tuyệt không chỉ chỉ là tức giận nổi giận, mà là trong cơ thể hắn xác thực chính tại phát sinh một loại nào đó biến hóa, để khí thức của hắn trở nên cực kỳ cuồng loạn bạo ngược. Tựa hồ lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát, bóng người lóe lên, Âu Dương Uy liền đi tới một đám vô cực môn đệ tử trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn, ánh mắt lạnh lùng khát máu. Rất tốt, còn có hơn 30, tất cả chúc cơ hậu kỳ tu vi, đều lựa đi ra Âu Dương Uy lạnh như băng nói. Là, sư tôn, tên kia phụ trách trông coi kim đan hậu kỳ tu sĩ lập tức kho người đáp. Nhanh, chúc cơ hậu kỳ tu vi đều mình đứng ra sau một lát, sáu tên tu sĩ trẻ tuổi đứng dậy, bốn nam hai nữ. Trong đó một tên hai mười mấy tuổi mùa hoa thiếu phụ, rất rõ ràng là còn lại cái này người liên can thủ lĩnh, nó dư năm người đều đứng tại bên cạnh nàng. Mùa hoa thiếu phụ ngóc đầu lên đến, lạnh lùng cùng Âu Dương Uy đối mặt. Uy bọn hắn uống thuốc, nhanh, Âu Dương Uy ánh mắt tại sáu người trên mặt đảo qua, nghiêm nghị thét ra lệnh. Vâng, sư tôn, kim đan hậu kỳ tu sĩ ôm quyền không người, lập tức vung tay lên, mấy tên kim đan sơ kỳ tu sĩ liền bước nhanh đến phía trước người cái này ác tặc lại muốn hố hại chúng ta chúng ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi như nguyện mùa hoa thiếu phụ bỗng nhiên mắng to lên mọi người cắn lưỡi tự sát đừng để ác tặc đạt được tốt nó dư năm người đồng loạt kêu lên ầm ầm nổ vang trong tầng hầm ngầm bỗng nhiên sấm chấp kim quang lóa mắt cắn lưỡi tự sát hắc hắc ở trước mặt ta muốn tự sát không có cửa đâu âu dương uy âm trầm trầm thanh âm vang lên chốc lát lôi điện tiêu tán lộ ra sáu tên vô cực đệ tử thân ảnh chỉ thấy từng cái ngơ ngác đứng đứng ở đó, miệng há lớn, một không thể động đậy được. Mùa hoa thiếu phụ càng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong hai mắt như muốn phun ra lửa, chỉ là dẫy dụa không được. Rất tốt, ta ghi nhớ ngươi, ngươi tính tình rất liệt, ta kỳ thật liền thích giã tính khó thuần nữ nhân. Hắc hắc, nếu không phải ta muốn thải bổ pháp lực của các ngươi, ta còn thực sự muốn lưu ngươi một cái mạng, hảo hảo hưởng dùng một chút. Nhìn xem ngươi cái này tiểu đệ tử, trên giường là dáng dấp ra sao âu dương uy trên mặt lộ ra cực kỳ dâm uế thần sắc đưa tay bốc lên mùa hoa thiếu phụ cái cằm đường đường một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ nói chuyện tựa như đồng lưu manh du côn không có nửa phân cao nhân tiền bối phong độ a à, đúng ta đợi chút nữa có thể hạ thủ lưu tình không đem ngươi hút khô lưu lại cho ngươi một hơi mặc dù như vậy ngươi cũng chỉ còn lại có mấy ngày nhưng hưởng dụng một lần có lẽ còn là có thể đến thanh viên này chú nhan đan ăn hết cũng đừng hỏng bản vạ khẩu vị Âu Dương Uy cười dâm, móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đậu xanh lớn nhỏ thuốc viên, ngón cái tay phải ngón trỏ nắm bắt, tiểu đầu ngón tay nhọn vỉnh lên, đem viên này thuốc viên thả tiến vào mùa hoa thiếu phụ miệng bên trong. Động tác chi ngả ngớn, ngay cả hắn mấy tên đệ tử đều tự giác xấu hổ. Người cái này ác tặc, chết không yên lành, mặc dù đã không thể mở miệng nói chuyện, từ mùa hoa thiếu phụ phun lửa trong hai mắt, lại có thể học tới như vậy lời nói. Âu Dương Uy cười lạnh liên tục, đem bọn hắn áp lên đến ây mấy tên tu sĩ kim đan cung kính trả lời lập tức đem sáu tên bị chế chủ yếu huyệt một không thể động đậy được vô cực đệ tử bắt giữ lấy trong mật thất ương dựa theo lục hợp phương vị mỗi cái phương vị bên trên an bài một người khoanh chân ngồi xuống mặt hướng pháp trận trong ương âu dương uy thân thể nhoáng một cái liền đến pháp trong trận kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất lĩnh lấy mấy tên sư đệ tại đã bị nổ nát mật thất lối vào kính cẩn đứng thẳng tính là vì sư phụ hộ pháp cứ việc tại cái này hạo dương thành bên trong không có khả năng có người dám cùng hạo thiên tông đối nghịch, liền xem như tại lộ thiên phía dưới thi pháp, cũng là tuyệt đối an toàn, nhưng bọn hắn thân làm đệ tử. Đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút lòng trung thành của mình. Sáu tên vô cực đệ tử bị phục dược hoàn về sau, từng cái mặt đỏ tới mang tai, hai mắt lồi ra, đan điền khí hải chỗ như là đun sôi, chân nguyên pháp lực không ngừng bốc lên, trên cổ gân xanh nổi lên. Nhìn về phía Âu Dương Uy trong ánh mắt, tràn đầy thống hận chi sắc. Âu Dương Uy đảo mắt quá khứ, cười lạnh một tiếng, nói, ta biết ngươi không phục, nhưng kia thì phải làm thế nào đây? Tu chân giới nguyên bản là cường giả vi tôn, các ngươi vô cực môn đã xuống dốc ngàn năm lâu, bị người khi dễ kia là đương nhiên. Các ngươi những này sâu kiến, chẳng lẽ còn dám kháng cự bản trưởng lão không thành? Nếu như người khác đều là sâu kiến, vậy xin hỏi các hạ lại là cái gì đâu? Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt tại cửa ra vào vang lên. Ai? Âu Dương Uy bỗng nhiên mà lên, bỗng nhiên hướng cửa mật thất nhìn lại lại chỉ thấy một tên nam tử áo trắng trường thân ngọc lập, đứng tại mật thất ngoài cửa. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, thần sắc nghiêm nghị. Trong mắt lóe ra ánh mắt phẫn nộ, chính là tiêu phàm, ngươi là người phương nào. Tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ giật nảy cả mình, lập tức bạo giận lên. Nguyên bản đào tẩu mấy tên kim đan kỳ lô đỉnh, bọn hắn liền đều đã là người chờ xử tội, thật vất vả sư phụ không có truy cứu. Liền muốn cầm những này vô cực môn người thải bổ luyện công, nhưng lại người như thế không giải thích được chạy tới làm dối, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Cút, tiêu phàm quát lạnh một tiếng, lớn mật cuồng đồ, kim đan hậu kỳ tu sĩ giận tím mặt, không cần suy nghĩ, trong tay lôi chủy nhoáng một cái, liền muốn hướng tiêu phàm xuất kích. Mặc kệ người kia là ai, cũng mặc kệ hắn là thế nào tiến đến, dám đến nơi đây quấy rối, vậy liền giết chết vô luận. Tiêu phàm cười lạnh một tiếng, cánh tay phải vừa nhấc, nhẹ nhàng một trường nhấn ra tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực vào đầu bao phủ xuống, ngay cả nửa phân kháng cự chi lực đều không có, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống, không khỏi quá sợ hãi, nháy mắt mặt mũi tràn đầy kiếm đến đỏ bừng, cuồng thúc đan điền pháp lực, liền nghĩ đứng dậy. Một trận khiến người dùng mình kéo kẹt kéo kẹt thanh âm tải trong mật thất chấn vang lên. Kia là tên tu sĩ này toàn thân khớp nối bạo hưởng thanh âm. Hắn dốc hết toàn lực muốn đứng lên, vừa vừa thấy mặt, liền đối thủ hình dạng thế nào đều không thấy rõ ràng, liền bị ép tới quỷ xuống, mặt mũi này ném lớn, sau đó sư phụ truy cứu tới, nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Cho dù ai cũng biết, hạo thiên tông trưởng lão bên trong, nhất sĩ diện chính là uy trưởng lão. Chỉ tiếc, tại tiêu phàm trước mặt, đây hết thảy đều là phí công. Răng rác, một tiếng càng thêm khiến người dùng mình giòn vang truyền ra, ngay sau đó, chính là liên tiếp răng rác âm thanh. Âu Dương uy tên này cao dai đệ tử, cứ như vậy nằm sấp dưới đất, toàn thân gân cốt vỡ vụn thành từng mảnh lại vô bất kỳ thanh âm gì truyền ra như vậy một mệnh ô hô bị cái này to lớn cự lực ép tới phấn thân toái cốt âu dương uy song mi bỗng nhiên dương lên không thể nghi ngờ hắn từ tiêu phàm ra trong tay cảm nhận được một loại nào đó cực kỳ khí thức quen thuộc chỉ là hắn rốt cuộc không nghĩ tới lại còn có người đem hạo nhiên chính khí luyện đến dạng này cao thâm tình trạng trong lúc nhất thời có chút không dám xác định mắt thấy sư huynh mất mạng còn lại mấy tên kim đan sơ kỳ đệ tử dọa đến hồn phi phách tán, cũng không lo được sư phụ liền tại phụ cận, phát một tiếng hô, chạy tứ phía. Tiêu phàm tay phải năm ngón tay gảy nhẹ, từng đạo tia chấp màu bạc ở giữa không trung nổi lên, bỗng nhiên hướng bọn hắn truy kích mà đi. Không tốt, sư tôn cứu mạng, mấy tên kim đan sơ kỳ đệ tử nhọn âm thanh hét thảm lên, kinh hoàng vô so. Chỉ tiếc cái này lúc sau đã trễ, coi như Âu Dương uy giờ phút này xuất thủ cũng đã không kịp cứu bọn họ. Tiếng sét đánh bên trong, mấy tên kim đan sơ kỳ đệ tử đều bị lôi điện đánh trúng trên đỉnh đầu, ầm vang tới đất, trong nháy mắt liền bị tiêu phàm diệt sát phải sạch sẽ. Từ suốt đạo đến nay, tiêu phàm rất ít xuống dạng này ra tay ác độc. Thực tế hạo thiên tông những người này lấy mạnh hiếp yếu, khinh người quá đáng, đã vượt qua tiêu phàm danh giới cuối cùng là lấy hạ thủ không dung tình chút nào, nhất kích tất sát. Âu Dương Uy lại không có chút nào kinh ngạc, càng không có chút nào thương tiếc, chỉ là gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, trong mắt lộ ra cực độ thần sắc tham lam hạo nhiên chính khí, người cũng là vô cực môn truyền nhân, Âu Dương uy ngữ khí thậm chí có chút mừng rỡ như điên. Tiêu phàm chậm rãi hướng về phía trước, đi tới trước mặt hắn hơn 10 bước chỗ, dừng bước, lạnh lùng nhìn xem hắn. Âu Dương uy tựa hồ bỗng nhiên ý thức được sự thất thố của mình, đứng thẳng người, thay đổi nụ cười yêu nhã, ôm quyền nói, tại hạ Âu Dương uy, hạo thiên tông nội đường trưởng lão, chưa dám thỉnh giáo bạn cao tính đại danh. Ta là tiêu phàm tiêu phàm, Âu Dương uy giật nảy cả mình, phích lịch một tiếng, một kiện kim quang lóng lánh khôi giáp liền đã mặc ở trên người hắn, xoay tay phải lại, cầm một thanh vàng óng ánh lôi trùy, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, ánh mắt lại tại tìm khắp tứ phía, ngay cả con mắt đều không có nhìn tiêu phàm một chút. Rất hiển nhiên, Âu Dương uy sợ hãi cũng không phải là tiêu phàm, mà là cùng tiêu phàm cùng nhau thiên diệu tiên tử. Làm hạo thiên tông nội đường trưởng lão. Hắn không có khả năng không rõ ràng bản tông trước đó không lâu phát ra lệnh treo giải thưởng nội dung. Tiêu phàm bỗng nhiên ở đây hiện thân, chẳng phải là nói, thiên diệu tiên tử liền ở lân cận. Chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cố nhiên không thả trong mắt hắn, nhưng thiên diệu tiên tử như thế thành danh đã lâu đại tu sĩ, từ lại coi là chuyện khác. Tiêu phàm chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, khóe miệng hiện lên một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt mỉa mai chi ý. Âu Dương Uy lập tức lại lấy lại tinh thần, có chút tự diếu cười ha ha một tiếng, nói, ngược lại để cho tiêu đạo hữu chê cười, nơi này là hạo thiên tông tổng đàn, kia yêu nữ cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám xông tới, tự chui đầu vào lưới vì đối phó thiên diệu tiên tử. Hạo Thiên Tông lúc này là thật làm 10 điểm chuẩn bị đầy đủ, thiên diệu tiên tử chỉ cần tại Hạo Dương Thành lộ diện một cái. Lập tức liền sẽ bị Hạo Thiên Tông tinh diệu đại trận trinh chi, sau đó tiến hành vây bắt. Bí mật này, thậm chí tính cả vì Hạo Thiên Tông trưởng lão Tô Thiên Phong đều cũng không hiểu biết, Âu Dương uy tại trong tông địa vị cao hơn nhiều Tô Thiên Phong, thuộc về thành viên hạch tâm nhất, hắn tự nhiên biết. Huống hồ, Âu Dương uy vừa rồi thần niệm nhô ra, cũng không có tại phủ cần tìm tới một tên khác nguyên anh cao thủ khí tức, trong lòng càng là đại định, đối mặt Tiêu Phàm, lập tức lại trở nên khí định thần nhàn. Nếu như thiên diệu tiên tử ở đây, còn cho phép các hạ tử khoe sao?" Âu Dương Uy mỉm cười nói, "Tiêu đạo hữu không khỏi đem đồng bạn của ngươi xem quá cao. Nàng là hậu kỳ đại tu sĩ không giả, nhưng bị đuổi giết nhiều năm như vậy, nhiều lần lọt vào cùng giai tu sĩ vây công, chỉ sợ sớm đã thân chịu trọng thương, lại không có thời kỳ toàn thịnh cảnh giới đi." một cảnh giới giảm lớn hậu kỳ tu sĩ, tại nào đó trong mắt, cũng không coi là bao nhiêu cao minh. Muốn lấy nàng, cũng chỉ là bình thường thôi, ta chỉ là không có nghĩ đến, tiêu đạo hữu vậy mà là vô cực truyền nhân. Điểm này, xác thực vượt quá tại hạ dự kiến khí ngạo nghễ toàn không cái gì thu liếm. Vô cực môn cận bã còn lại, theo lý sớm nên diệt giết sạch, mấy trăm năm qua. Lại chưa từng nghe qua bất cứ tin tức gì, sao còn sẽ có bỏ sót, tiêu đạo hữu thế mà còn tu luyện tới nguyên anh cảnh giới chẳng lẽ tiêu đạo hữu chủ tu công pháp, cũng không phải là hạo nhiên chính khí. Tiêu phàm lạnh lùng nói, vô cực môn cùng hạo thiên tông đến cùng có gì thù hận, người dạng này thống hận bản môn. Thù hận, không có, Âu Dương Uy lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy không quan tâm thần sắc. Một điểm thù hận đều không có, người cũng không nghĩ một chút, chỉ bằng các ngươi vô cực môn hiện tại cái này người xa cơ thất thế bộ dáng, còn giá trị cho chúng ta hạo thiên tông đến cùng ngươi kết oán. Tiêu đạo hữu mời ngươi thấy rõ ràng, Nơi này hơn 30 tên đệ tử, đều là các ngươi vô cực môn truyền thừa. Nếu không phải là chúng ta Hạo Thiên Tông lòng từ bi, những này oát con sớm đã bị giết sạch, các ngươi vô cực môn còn có thể truyền thừa đến hôm nay sao? Chúng ta Hạo Thiên Tông thế nhưng là danh môn chính tông." Âu Dương Uy vừa cười vừa nói, mang theo rõ ràng vui cười cùng khinh thường chi ý. Thân là chính đạo 10 đại tông môn tông chủ cháu ruột, Âu Dương Uy loại này cao cao tại thượng lương hảo tâm thái, cũng là không tính không nguyên nhân bằng vào chúng ta vô cực đệ tử vì lô đỉnh biện pháp là ai nghĩ ra được là ngươi a à, tiêu phàm ngữ khí càng thêm băng lãnh người quen biết hắn đều biết tiêu phàm đây là thật sự nổi giận cái này bạo ngược hung tàn cuồng vọng vô tri âu dương uy tại tiêu phàm trong lòng đã liệt vào tất phải giết người đối với hắn tiêu phàm không có chút nào thủ hạ khoan dùng ý nghĩ ha ha lúc này ngươi lại là đoán sai cái chủ ý này thật không phải ta nghĩ ra được là chúng ta hạo thiên tông đại trưởng lão nghĩ ra được nếu không phải nàng lão nhân ra tự mình điểm tên chỉ họ, để ta tu luyện các người hạo nhiên chính khí, người cho rằng ta sẽ tại loại này loạn thất bát tao công pháp bên trên sóng tốn thời gian A. Chúng ta hạo thiên tông, hạo dương quyết, mới thật sự là chính đạo công pháp. Hạo dương thần lôi, thiên hạ trí dương, quét ngang hết thảy tà ma ngoại đạo. Cần gì phải đi luyện một cái người xa cơ thất thế công pháp gì? Bỏ vốn cầu kết thúc chuyện ngu xuẩn, ai nguyện ý làm Âu Dương uy mỉm cười nói, nhìn qua, hắn cũng không phải là cố ý muốn chọc giận tiêu phàm, tựa hồ chỉ là tại tự thuật một sự thật. Đủ thấy trong lòng hắn, xác thực chính là nghĩ như vậy. Nhưng người bây giờ đang ở làm tiêu phàm cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng nói. Âu Dương Uy nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta trước kia không biết tiêu đạo hữu là vô cực truyền nhân, lần này, chỉ sợ là đại trưởng lão sai lầm. Nàng lão nhân ra nói, muốn mở ra thiên diệu cung bí điện, nếu có tu luyện qua hạo nhiên chính khí vô cực truyền nhân cũng có thể vào. Ta lúc trước còn tin chi không nghi ngờ, thế nhưng là... Hắc hắc, lúc này đại trưởng lão hẳn là thật sai lầm tiêu phàm sau nghi có chút dương lên. Đừng bảo là Âu Dương Uy rất kinh ngạc, ngay cả hắn đều cảm thấy rất kinh ngạc. Tu luyện qua hạo nhiên chính khí vô cực truyền nhân cũng có thể đi vào bí điện. Nếu quả thật có biện pháp như vậy, thiên diệu tiên tử vì cái gì không nói cho hắn. Đương nhiên, thiên diệu tiên tử cũng không có tất muốn nói cho hắn biết, Chính nàng có thể vào, làm gì đem bí mật này nói cho tiêu phàm. Nguyên lai là các người vẫn luôn đang đánh thiên diệu cung bí điện chủ ý. Âu Dương Uy chắc chắn nói, kia là tự nhiên. Nói thế nào thiên diệu cung cũng là 10.000 năm truyền thừa. Lịch đại thích xúc đồ tốt, khẳng định không phải số ít. Chúng ta vì bắt cái kia yêu nữ, mở ra như thế cách xù treo thưởng, cũng không thể làm mua bán lỗ vốn A. Tựa hồ rất kinh ngạc, tiêu phàm thế mà lại hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Được rồi, tiêu đạo hiếu vẫn luôn là ngươi đang hỏi ta hiện tại cũng giờ đến phiên ngươi trả lời tại hạ mấy vấn đề tiêu đạo hữu là nơi nào vô cực chi nhánh làm sao trước đó chúng ta ngay cả một chút tin tức đều không nghe thấy âu dương uy nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm nhiều hứng thú tiêu phàm nhàn nhạt hỏi ngược lại cái này đối ngươi rất trọng yếu sao không không trọng yếu chỉ có đại trưởng lão mới phát giác được điều rất trọng yếu này nàng lão nhân gia luôn luôn nói ngàn năm trong vòng vô cực môn sẽ xuất hiện một cái kỳ tài ngút trời để vô cực môn cho tàn lại cháy a à, nàng lão nhân gia nói là đông sơn tái khởi hắc hắc cho nên bất kỳ một cái nào tu luyện tới kim đan hậu kỳ vô cực môn đệ tử tại nàng lão nhân gia trong mắt đều là tất phải giết người huống chi đạo hiếu thế mà còn ngưng kết nguyên anh nếu để cho đại trưởng lão biết được chỉ sợ sẽ thân tự xuất thủ lấy tính mạng ngươi nhìn qua đạo hiếu cũng không vui lòng để quý tông đại trưởng lão thân tự xuất thủ a à kia là tự nhiên nàng lão nhân gia thân tự xuất thủ ta còn có cái gì niềm vui thú. Không dối gạt tiêu đạo hữu nói, ta đã thật lâu không có thống thống khoái khoái chém giết qua, đạo hữu hẳn là là rất không tệ đối thủ, có thể để ta đánh thống khoái. Hy vọng đạo hữu đừng để ta thất vọng Âu Dương Uy nhìn xem tiêu phàm, trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Rất tốt, ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút quý tông hạo dương thần lôi. Bất quá chúng ta giao thủ thời điểm, cái này mấy tên đệ tử phải bảo đảm an toàn của bọn hắn cái này hiển nhiên Âu Dương Uy ống tay áo lắc một cái, kia sáu tên một không thể động đậy được vô cực môn đệ tử cấp thấp liền từng cái bay lên, hướng na bên cạnh vô cực môn đệ tử bầy bên trong bay đi. Có tiêu đạo hiếu vị này nguyên anh tu sĩ, còn muốn những này con kiến hôi làm cái gì? Chỉ cần ta hút khô người chân nguyên pháp lực, lập tức liền có thể cùng ta chủ tu công pháp hòa làm một thể, thực lực tăng nhiều. Nói không chừng rất nhanh liền có thể xung kích hậu kỳ bình cảnh. Nếu thật là xung kích bình cảnh thành công, tại hạ nhất định hảo hảo tế điện một chút tiêu đạo hữu vong linh. Ha ha, Âu Dương Uy ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười cực kỳ đắc ý. Mặc dù vừa rồi Tiêu Phàm vừa vào cửa liền diệt giết hắn mấy tên đệ tử, nhưng chỉ là mấy cái kim đan kỳ cấp thấp tu sĩ, tại Âu Dương Uy trong mắt bất quá là con kiến hôi tiểu nhân vật, tính được cái gì? Diệt sát những này con kiến hôi, căn bản đã nói lên không là cái gì. Âu Dương Uy đặt chân nguyên anh cảnh giới rất nhiều năm, liếc thấy được đi ra, Tiêu Phàm đưa thân nguyên anh tu sĩ hàng ngũ thời gian cũng không dài chỉ là một cái ngay cả cảnh giới đều còn chưa hoàn toàn vững chắc sơ kỳ tu sĩ, muốn cùng hắn đối đầu, quả thực chính là tự tìm đường chết. Dạng này đại bổ linh dược tự động đưa tới cửa, kia là từ chối thì bất kính. Tiêu phàm tiện tay một dương, mười mấy cái trận kỳ trận bàn bắn ra, trong khoảnh khắc liền chui vào mật thất cửa vào không thấy bóng dáng. Âu Dương Uy lẳng lặng nhìn xem, cũng không ngăn trở, cười lạnh nói, tiêu đạo hữu tâm tư rất kín đáo, còn sợ bị những người khác có biết không, ngươi cho rằng ngươi thật còn có thể từ nơi này đi ra ngoài tiêu phàm từ tốn nói giết ngươi cũng không khó chỉ là không nghĩ kinh động quá nhiều người thôi nơi này dù sao cũng là các ngươi hạo thiên tông hang ổ âu dương uy ánh mắt nghiêm túc hai mắt bắt đầu híp mắt lạnh lùng nói thật sao xem ra đạo hữu đối với mình rất tự tin a à. loại người như ngươi ta thấy nhiều tại tiểu chỗ tu luyện một thành một chỗ thật vất vả mới có thể ra một cái nguyên anh tu sĩ xưng tôn xưng tổ cao cao tại thượng quen thuộc còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ không thành. Tiêu phàm cười lạnh, lại không mở miệng, thanh sáng lóng lánh bên trong, phải rồng giáp nổi lên, đem hắn toàn thân đều bao vây lại. Từ khi hắn ngừng kết nguyên anh về sau, cùng cùng giai tu sĩ giao thủ từ vô bại tích, chỉ bất quá còn chưa từng nghiêm túc cùng một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đơn đả độc đấu qua. Nhất là đây là tại hạo thiên tông tổng đàn, vì vậy vừa lên đến liền chuẩn bị tế ra vảy rồng kiếm trận. Luận công kích sự sắc bén, phải rồng kiếm trận có lẽ còn không phải mạnh nhất, lại kín đáo nhất. hắn chẳng những nhất định phải đánh bại Âu Dương Uy, còn không thể để cho hắn chạy mất. đánh bại một tên Nguyên Anh Trung Kỳ Tu sĩ cùng diệt sát một vị Nguyên Anh Trung Kỳ Tu sĩ là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. a à, có chút y tứ mắt thấy Tiêu Phàm như Lâm Đại địch, Âu Dương Uy lại khóe môi nhếch lên mỉm cười, một bộ dù bận vẫn ung dung dáng vẻ. thân là Hạo Thiên Tông thành viên hạch tâm nhất hắn thân gia hoàn toàn không phải phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể so, có được bảo vật nhiều, phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ khả năng ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này vắng vẻ chi địa đến tiểu bối, vừa mới ngưng kết nguyên anh mà thôi, có thể có cái gì lợi hại bảo vật. Đợi cho vảy rồng giáp nổi lên, Âu Dương Uy mới cảm thấy mình tựa hồ có chút khinh thường cái này hậu sinh. Cái này giáp trụ phía trên, vậy mà tản mát ra pháp bảo cực phẩm mới có linh lực ba động, đồng thời mang theo thượng cổ hồng hoang khí tức dù coi như hạo thiên tông là siêu cấp đại tông, thượng đẳng pháp bảo cực phẩm, thế nhưng cũng ít khi thấy. Không ít nguyên anh trưởng lão, có thể có một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm phòng thân, liền đã rất không tệ. Nhưng Âu Dương uy kinh ngạc, cũng chỉ thế thôi, một kiện pháp bảo cực phẩm, tuyệt không đến mức để hắn quá sợ hãi. Người đây là yêu thú gì vật liệu luyện chế mà thành. Còn giống như không sai dáng vẻ Âu Dương uy cười hỏi, ngữ khí 10 điểm nhẹ nhõm. Tiêu phàm từ tốn nói, ly dao ly dao khó trách mang theo viễn cổ hồng hoang khí tức, loại này giao long huyết mạch truyền thừa đủ xa xưa, bất quá chỉ là quá tạp, cũng không phải là thượng phẩm Âu Dương Uy đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, lập tức liền khôi phục như thường, nhưng mà có thể sử dụng vị thành niên ly giao vật liệu luyện thành pháp bảo cực phẩm, xem ra ngươi tìm vị luyện khí sư kia tiêu chuẩn cũng không tệ lắm, ngươi sao có thể xác định là vị thành niên ly giao? Kia là tự nhiên, lấy các hạ bản sự, chẳng lẽ còn có thể săn giết trưởng thành ly giao? Coi như cái này vị thành niên ly giao, chỉ sợ cũng không phải ngươi săn giết a à. Cũng không biết ngươi đi cái gì vận, thế mà để ngươi nhặt cái có sẵn Âu Dương Uy có chút khinh thường nói. Không thể không nói, người này ánh mắt quả thực không sai. Đầu này ly giao xác thực không phải tiêu phàm một mình săn giết, cũng thật giết không được. Âu Dương Uy đánh giá thanh lóng lánh vảy rồng giáp, mỉm cười nói, ta vốn chỉ là muốn hút làm ngươi chân nguyên, không nghĩ tới còn có thể tiện thể đạt được một kiện pháp bảo cực phẩm. Xem ra hôm nay vận khí cũng không tệ lắm thật sao vậy liền nhìn các hạ có hay không bản sự như vậy. Tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, màu đỏ sầm viêm linh chi nhận nổi lên, sắc bén mũi đao nghiêng nghiêng chỉ xuống đất. a à, chuôi này đao tựa hồ cũng có chút thành tựu, nhìn không ra, các hạ tu vi không cao, trên thân đồ tốt, cũng không phải ít Âu Dương uy không khỏi chật chật liên thanh, đối tiêu phàm càng thêm cảm thấy hứng thú. Viêm linh chi nhận bên trên lộ ra viễn cổ khí thức, thậm chí so vẩy rồng giáp còn nắng hơn, đủ thấy cái này binh khí chỗ bất phàm, Tiêu phàm song tay cầm đao, chậm rãi dơ lên đỉnh đầu, hạo nhiên chính khí dần dần hướng viêm linh chi nhận quán chú mà vào. Trong chốc lát, màu đỏ sậm đao phong liền biến thành màu lam nhạt, mật thất nhiệt độ bỗng nhiên cấp tốc lên cao, dù coi như là hơn 10 trượng bên ngoài vô cực môn giá thấp đệ tử, cũng từng cái mồ hôi đầm đìa, há hốc mồm. Không ngừng thở dốc, ưm, um, là tinh viêm chi lực, không sai không sai, càng ngày càng có ý tứ. Âu Dương Uy vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem tiêu phàm, mỉm cười nói. Xem đao, viêm linh chảm tiêu phàm hai mắt bỗng nhiên mở ra, hét lớn một tiếng, thật dài viêm linh chi nhận, bỗng nhiên hướng về phía trước tật bổ mà ra. Một đạo mắt trần có thể thấy màu lam nhạt gợn sóng, cuồn cuộn hướng về phía trước. Ngay tại viêm linh chảm bổ ra đồng thời, vảy rồng giáp bên trên thanh sáng lóng lánh, 72 chiếc vảy rồng hướng bốn phương tám hướng bắn ra, khoảnh khắc liền ẩn vào hư giữa không chung, không thấy bóng dáng viêm linh trảm nguyên vốn là có che giấu tai mắt người chi ý. Có chút y tứ, Âu Dương Uy nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một mặt cổ phát hương đồng bắn ra, đón gió nhoáng một cái, hóa thành lớn hơn một xích nhỏ, phát ra một cỗ vàng minh mông quang trạch, hướng màu lam sóng lửa minh kích đi lên. Cái kia đạo vàng minh mông màn sáng, phảng phất vật hữu hình, màu lam sóng lửa va chạm tại màn sáng phía trên, lập tức tựa như cùng sóng lớn vỗ bờ, vòng lại trở về vòng lại tốc độ xa so hướng về phía trước tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt, liền trở lại tiêu phàm trước người. Tiêu phàm thể đồng hồ hiện ra một cái màu lam nhạt vòng bảo hộ, đem tất cả tinh viêm chi lực đều hấp thu xuống tới. Trong lòng thầm giật mình, đây là lần đầu đụng phải có thể vòng lại viêm linh chảm bảo vật. Âu dương uy mặt này cổ kính nhìn như cổ phát cổ xưa, nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi phòng hộ uy năng. Người cái này ly giao giáp trụ, là thủy thuộc tính bảo vật, chuôi này đao lại là thuần chính tinh viêm chi lực xung khắc như nước với lửa. Tiêu đạo hiếu, người thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn A à Của Pháp hương đồng tại Âu Dương uy đỉnh đầu xoay chậm chậm, nhàn nhạt, nhạt tia sáng màu vàng đem hắn toàn thân đều bao phủ trong đó. Các hạ mặt này cổ kính, có thể chống cự pháp thuật công kích, lại không biết có thể hay không chống cự pháp bảo bản thể trực tiếp công kích. Tiêu phàm nhẹ giọng hỏi, bình thường có thể chống cự pháp thuật công kích pháp bảo, liền khó mà chống cự pháp bảo bản thể công kích, trái lại cũng thế. Loại kia toàn năng pháp bảo, cực kỳ hiếm thấy đạo hữu không ngại thử một chút âu dương uy hào không hấp tấp vừa cười vừa nói nơi này chính là hạo thiên tông tổng đàn hắn có thời gian cùng kiên nhẫn bồi tiếp tiêu phàm chơi thời gian kéo phải lại lâu hắn đều không lo lắng ta chính muốn thử xem tiêu phàm từ tốn nói bấm tay gảy nhẹ một thanh đen nhánh đoản đao bắn ra trong chốc lát ma khí cuồn cuộn chính là hắc ma đao a à, ma nhận lúc này âu dương uy là thật lấy làm kinh hãi vô cực truyền nhân vậy mà lại sử dụng ma nhận hư chỉ là một thanh ma nhận, cũng muốn quát tháo. Âu Dương Uy lập tức sầm mặt lại, trong tay lôi chùy nhẹ nhàng một dương, số nói kim sắc kiểm điện từ phương hướng khác nhau, hướng về hắc ma đao tật bổ xuống. Hạo Dương Thần Lôi là nổi tiếng nhất đến Dương Thần Lôi, chính là các loại công pháp ma đạo cùng ma đạo binh khí tử địch. Họ tiêu này hậu sinh cũng dám ở trước mặt hắn vận dụng ma khí, quả thực chính là tự tìm phiền phức. Suy số nói kim sắc kiểm điện gần như trong nháy mắt đồng thời đánh chúng hắc ma đao. Để Âu Dương uy giật mình tình hình phát sinh, hắc mà đào vậy mà giữa sát na này mất đi bóng dáng, sau một khắc hiện thân mà ra thời điểm, đã đến cổ kính trước mặt, gần trong gang tấc Mũi nhọn hư hóa, một lời chưa tất, đinh một tiếng, hắc mà đào chính giữa cổ phát hương đồng. Như là tiêu phàm dữ liệu như thế, cổ kính một tiếng gào thét, quang mang bỗng nhiên ảm đạm, đảo mắt hóa thành vài tấc lớn nhỏ, trên mặt kính nhiều một đạo đen nhánh vết đao. Vậy mà linh khí tổn hao nhiều, tốt, rất tốt, một chiêu này ta ngược lại là không nghĩ tới ở trước mặt người ngoài nhất quán phong độ yêu nhã uy trưởng lão rốt cục có chút không giả bộ được, sầm mặt lại, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, lập tức trở nên 10 điểm âm lãnh. Không nghĩ tới nhất quán tự xương danh môn chính tông vô cực truyền nhân. Thế mà lại còn sử dụng ma khí, hắc hắc, quả nhiên là ném các ngươi lão tổ tông mặt A. Tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, đem hắc ma đao thu hồi lại, từ tốn nói, chính tả chi phân, không ở chỗ ngươi làm dùng cái gì binh khí. Tâm chính thì thuật chính, tâm bất chính, dù là ngươi lại tự xưng là danh môn chính tông. Lại tự xưng là chính đạo vệ sĩ, cuối cùng, cũng bất quá là một cái hại người tạc tử thôi tốt một cái tâm chính thì thuật chính, ta ngược lại muốn xem xem, chờ ta đưa ngươi hút khô thời điểm. Ngươi còn có thể hay không tâm chính thuật chính, hồ Âu Dương uy mãnh mà đưa tay bên trong lôi trùy dơ lên cao cao. Trong chốc lát chỉ thấy tiểu tiểu trong mật thất, kim quang đại phóng, phảng phất nháy mắt chuyển qua minh mông trên trời cao, đầy trời lôi điện tung hoành. Đào mắt liền đem cả gian mật thất bao phủ nó hạ. Ngay sau đó, vô số đạo kim sắc hồ quang điện. Hướng Âu Dương Uy trong tay lôi trùy hội tụ mà đi. Chiêu số giống vậy, tiêu phàm từng tại Huệ Thiên Hào nơi đó được chứng kiến, lúc ấy còn đem Huệ Thiên Hào hạo nhật thần lôi mộ nhận là hạo dương thần lôi. Bây giờ xem ra, hạo dương thần lôi cùng hạo nhật thần lôi quả nhiên vẫn là hơi có khác nhau. Hạo dương thần lôi bên trong ẩn chứa trí dương chi lực càng thêm cường đại, càng thêm thuần khiết. Tật Âu Dương uy một tiếng quát lớn, trong tay lôi chùy bỗng nhiên hướng tiêu phàm vung ra, chỉ thấy một đạo thô hơn cánh tay kim sắc hồ quang điện hướng tiêu phàm tật bổ xuống, cũng là kim quang lóe lên, như ý lôi quang tháp bắn ra, thoáng qua hóa thành cao khoảng một trượng thấp bảo tháp. Phích lịch một tiếng, kim sắc hồ quang điện trùng điệp đánh vào lôi quang tháp phía trên, chỉ thấy bảo tháp mặt ngoài vàng bạc hai màu hồ quang điện không ngừng lấp lánh, một lát liền đem cái kia đạo thô hơn cánh tay trí dương lôi điện hấp thu không còn một mảnh không cùng Âu Dương Uy thấy rõ ràng, tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, lôi quang tháp lại bay vụt về bào trong tay áo. Đầy trời lôi quang nháy mắt tan hết, tựa hồ cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Cái gì, đây không có khả năng, Âu Dương Uy sắc mặt rốt cuộc thay đổi, song nghi bỗng nhiên dương lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin chi ý. Một chiêu này xuất kích, cứ việc còn không phải hắn mạnh nhất tuyệt ký, lại thật sự là chính tông nhất hạo dương thần lôi, thế mà làm cho đối phương bảo vật hấp thu đi, nửa điểm không dư thừa. Hạo Dương Uy trước kia đừng bảo là chưa từng nhìn thấy, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Bảo vật như vậy, chẳng phải là bọn hắn Hạo Thiên Tông trời sinh khắc tinh? Mặc dù nói, trừ Hạo Dương Thần Lôi, Hạo Thiên Tông còn có những công pháp khác truyền thừa cùng chí thắng tuyệt chiêu, nhưng Hạo Dương Thần Lôi lại là Hạo Thiên Tông dựa vào chân chính uy chấn thiên hạ tuyệt kỹ thành danh. Hạo Dương Thần Lôi một khi bị khắc chế, toàn bộ Hạo Thiên Tông đều lại nhận to lớn ảnh hưởng. Tiểu bối, người đây là bảo vật gì? âu dương uy hai mắt khát khao tiếp cận tiêu phàm ống tay áo tựa hồ nghĩ dựa vào ánh mắt đem lôi quang tháp từ tiêu phàm thể nổi câu ra tiêu phàm từ tốn nói thế gian trí bảo còn nhiều có thể khắc chế các ngươi hảo thiên tông tuyệt kỹ bảo vật càng là nhiều vô số kể ngươi coi như biết lại có thể thế nào hảo tiểu tử miệng thật đúng là cứng rắn mặc kệ ngươi có bao nhiêu bảo vật toàn diện đều là của ta ngươi mang bảo vật càng nhiều ta càng cao hứng âu dương uy cười lạnh nữ khí đã tràn ngập tự tin Tiêu phàm nhẹ hừ một tiếng, tay phải vừa nhấc, hư giữa không chung, 24 chuôi dài hai thước màu xanh đoạn kiếm, nổi lên, nháy mắt tạo thành một cái kiếm trận, chậm rãi hướng Âu Dương uy cắt mà tới. Thân ở hiểm địa, hay là đánh nhanh thắng nhanh tốt. Một khi kinh động hạo thiên tông những lão quái khắc vật, dù coi như tiêu phàm mình có thể thoát thân, cái này ba mươi mấy tên vô cực đệ tử, lại là vô luận như thế nào đều mang không đi. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến hắn cùng thiên diệu tiên tử kế hoạch ban đầu, hết thảy đều sẽ bị xáo trộn. Kiếm trận, người vậy mà dùng một kiện phòng ngự tính pháp bảo, vải kế tiếp kiếm trận. Nhìn qua cuồn cuộn mà đến 24 chuôi xanh mờ mờ đoàn kiếm, Âu Dương uy quả thực khó có thể tin. Hắn không phải kinh dị kiếm trận này uy lực, mà là kinh dị tại luyện khí sư thiên mã hành không sức tưởng tượng. Luyện chế cái này giáp trụ, nhất định là tông sư cấp luyện khí đại gia. Vảy rồng kiếm trận trải qua tiêu phàm đổi tiến vào, vận chuyển tốc độ xa xa nhanh hơn lực lão quái điều khiển thời điểm, nhưng tương đối mà nói, vẫn tương đối chậm chạp lấy thần niệm chi lực đồng thời điều khiển 72 chuôi vảy rồng kiếm, vốn là độ khó cực lớn. Nếu không phải tiêu phàm thần niệm chi lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, căn bản liền không có cách nào vận dụng khổng lồ như thế kiếm trận. Tự nhiên, nếu như vảy rồng kiếm trận giảm bớt đến mười mấy chuôi đoạn kiếm, thao túng là tự nhiên, uy lực cùng trước mắt kiếm trận tướng so, nhưng cũng là cách biệt một trời. Âu Dương Uy cố nhiên kinh dị tại cái này kiếm trận cổ quái, nhưng cũng không chút kinh hoàng, cười lạnh một tiếng, nói, liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính kiếm trận nói đưa tay vỗ bên hông tại hắn bạch ngọc đai lưng phía trên buộc lên một cái hồ lô màu vàng chỉ có vài tấc lớn nhỏ chạm trổ tinh xảo vô so nhìn một cái cho dù ai đều muốn tưởng là một kiện vật phẩm trang sức âu dương uy tay phải vỗ hồ lô kia bỗng nhiên bay lên đón gió căng phồng lên trong khoảnh khắc liền dài đến lớn gần trượng nhỏ toàn thân tản ra hoàng ánh sáng mờ mịt đi âu dương uy tay trái bấm quyết miệng lẩm bẩm tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau, hướng na hồ lô một chỉ, một đạo pháp quyết bắn ra. Chỉ thấy hồ lô phía trên quang hoa đại phóng, một cỗ vàng minh mông sương mù từ miệng hồ lô bên trong lan tràn ra, chỉ nghe vù vù chi tiếng nổ lớn, từng chuôi hàn quang bắn ra bốn phía lợi kiếm, từ trong sương mù bay ra, những này lợi kiếm, bất quá dài hơn thước ngắn, so phải rồng kiếm còn khéo léo hơn, nhưng số lượng nhiều, lại chừng trên trăm chuôi nhiều. Tiêu phàm song nghi có chút nhân lại, những này đoàn kiếm đều là thực thể, cũng không phải là hư ảnh. Từ trong hồ lô một bay ra ngoài, tiêu phàm liền có thể cảm giác được. Tật, Âu Dương uy tay phải vung lên, chăm dư chuôi đoàn kiếm lập tức mạn thiên phi vũ, hướng về chậm rãi cắt mà đến vảy rồng kiếm nghênh kích đi lên. Trong lúc nhất thời, trong mật thất kiếm khí tung hoành, cắt mặt như đao. Trốn ở bên ngoài hơn 10 trượng vô cực môn đệ tử cấp thấp. Cũng bị cường đại vô song kiếm khí ép tới không ngẩng đầu được lên, chăm chú nhét chung một chỗ, riêng phần mình ôm nhau, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng vẻ lo lắng. Tiêu phàm vừa mới một lúc tiến vào, đại triển thần uy, diệt sát một đống tu sĩ kim đan như là như chém dưa thái rau. Khiến cái này đệ tử cấp thấp tinh thần đại chấn, nhưng bây giờ nhìn qua, Âu Dương uy thực tế cũng không phải dễ sống chung, các loại kỳ chân dị bảo, tầng tầng lớp lớp, có vẻ như thủ đoạn so tiêu phàm càng nhiều. Phục thứ nhất chuôi hồ lô chúng kiếm cùng vẩy rồng kiếm tương giao, phát ra cực kỳ thanh thúy giao kích thanh âm. Hồ lô chúng kiếm bắn ra ngoài, vảy rồng kiếm chỉ hơi hơi dừng lại. Lại tiếp tục cắt hướng về phía trước, xoạt 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 chuôi thứ hai thứ ba thanh hồ lô chúng kiếm nghênh kích đi lên, kim thiết giao kích thanh âm mật như chân châu rơi bàn, êm tai đến cực điểm. Phá, tiêu phàm một tiếng gào to, vảy rồng kiếm thanh quang lóa mắt, lập tức suy suy chi tiếng vang lên, vô số hổ lô chúng kiếm bị từ đó cắt làm hai đoạn. Trong chốc lát, trăm dư chuôi hồ lô chúng kiếm đều bị chặn ngang chặt đứt, rên dỉ bay trở về. Bất quá kiếm trận đẩy về phía trước tiến vào tốc độ, lại tiến một bước chậm lại xuống tới. Tiêu phàm lông mày trong lúc lơ đãng có chút nhau một chút. Hắn rõ ràng cảm ứng được, thần niệm chi lực tiêu hao đang nhanh chóng gia tăng. Hắc hắc, tiểu bối, thật sự cho rằng bản tỏa hồ lô chúng kiếm, chỉ có điểm này uy lực không thành. Nói cho ngươi, ta cái này hồ lô chúng kiếm là thiên địa tạo ra dị bảo, trời sinh kim thuộc tính linh căn. Chỉ cần bản thể không phá, hồ lô bên trong lợi kiếm liền sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận, mãi mãi cũng dùng không hết. Âu Dương Uy cười lạnh nói, tật, theo tiếng quát ngắn này, càng nhiều đoạn kiếm từ trong hồ lô bắn ra, hướng vảy rồng kiếm nghênh kích mà lên. Tiêu phàm thần niệm chi lực bỗng nhiên thúc giục, 24 chuôi vảy rồng kiếm bỗng nhiên trong hư không một trận vặn vẹo, cứ thế biến mất không gặp, trăm dư chuôi hồ lô bên trong kiếm nhất xem chảm tại không chung. Sau một khắc, phải rồng kiếm lại từ trong hư không nổi lên, cũng đã cắt đến Âu Dương Uy trước mặt. Lại tới đây chiêu, Âu Dương Uy giận dữ. Hắc ma đao mũi nhọn hư hóa thần thông, tại bất ngờ không đề phòng, đã để hắn bị thiệt lớn, kém chút hủy đi một kiện bảo vật. Tiêu phàm thế mà một mà tiếp sử dụng một chiêu này. Người sai, đây không phải mũi nhọn hư hóa, đây là huyễn thuật. Tiêu phàm từ tốn nói, lực lão quái tại vảy rồng giáp bên trong trộn lẫn vào hải thận thú gân thú, cả tòa kiếm trận đều dung nhập huyễn thuật công năng, thậm chí ngay cả vảy rồng giáp đều có huyễn hóa năng lực. Hải thận thú vốn là trong biển rộng nổi danh nhất yêu thú một trong, thành niên hải thận thú, năng lực chi lớn, không tại Ngộ Linh Kỳ tu sĩ phía dưới, cũng coi là hải trung vương người. Muốn gạt qua chỉ là một kiện bảo vật hóa ra đến lợi kiếm, tại hải thận thú mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Hừ, Âu Dương Uy hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng không trung một chiêu, trăm dư chuôi hồ lô chúng kiếm bay vụt mà quay về, đảo mắt hóa thành một thanh dài đến hơn 10 trượng cự kiếm, đối gần trong gan tắc 24 chuôi vảy rồng kiếm nhìn cũng không nhìn một chút, song tay nắm chặt cự kiếm chuôi kiếm, giơ lên đỉnh đầu, một tiếng quát lớn Chảm, một kiếm bổ ra, tiêu phàm cũng là cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng trong hư không một chảo, phải rồng giáp bên trên 12 phiến bản mệnh vảy rồng lượn vòng mà lên, cũng hóa thành một thanh dài đến hơn 10 trượng cự kiếm. Cái này 12 phiến bản mệnh vảy rồng là ly giao thân bên trên lực phòng ngự cùng lực công kích đều mạnh nhất bản mệnh lân phiến, tiêu phàm tại đổi tiến vào kiếm trận về sau, đem cái này 12 phiến bản mệnh vảy rồng rút ra, dạng này cố nhiên sẽ yếu bớt kiếm trận uy lực, nhưng lại sẽ cường hóa vảy rồng giáp phòng ngự, làm vì một kiện giáp trụ, tiêu phàm cho rằng, phải dòng giáp chính yếu nhất công có thể vẫn là phòng ngự. Nhất là đang thúc giục động kiếm trận tấn công địch thời điểm, bởi vì thần niệm chi lực tiêu hao quá lớn, đối xung quanh cảnh giới liền chuyện đương nhiên yếu bớt không ít, một cái sơ sẩy liền có khả năng bị người phía sau đánh lén. Quan khẩu này, siêu cường lực phòng ngự lộ ra nhất là quan trọng. Mặc dù nói, tốt nhất phòng ngự chính là công kích, nhưng ở lấy một địch nhiều thời điểm, cái này lý luận xác thực không thích hợp. Trảm tiêu phàm hai tay cầm kiếm, cũng là một tiếng quát lớn, hướng về phía trước bổ ra. Hai thanh cửa kiếm ở giữa không chung giao kích, suy thanh lóng lánh vẩy rồng kiếm từ đó chém làm ba đoạn, thậm chí ngay cả nửa phân đều ngăn cản không nổi. Âu Dương Uy giữ tợn cười lên, ngay sau đó, chém làm ba đoạn vẩy rồng kiếm lại vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, đảo mắt biến thành 12 chuôi tiểu kiếm, vòng qua Âu Dương Uy cự kiếm, hướng hắn tật trảm mà đi. Nguyên bản đứng tại Âu Dương Uy đối diện tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, đột nhiên từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Dương uy một kiếm chảm tại không chung, sau một khắc, 12 chuôi bản mệnh vẩy rồng kiếm cùng 24 chuôi vảy rồng đoàn kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng Âu Dương uy điên cuồng chém mà hạ. Hừ, thuấn di thuật, điêu trùng tiểu kỹ, mắt thấy tình thế nguy cấp, Âu Dương uy vẫn như cũ không chút hoang mang, ngay tại 36 chuôi đoàn kiếm gần người nháy mắt, thân thể nhoáng một cái, vậy mà cũng từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 36 chuôi đoàn kiếm đồng thời chảm không, một trận gợn nước ba động, Âu Dương Uy thân hình tại ngoài mấy trượng hiển hiện ra. Tiểu bối, còn có thủ đoạn gì nữa, đều xuất ra đi Âu Dương Uy một tiếng nhe răng cười, lạnh lùng nói. Tiêu phàm khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia trào phúng chi ý. Chảm, 24 chuôi thanh lóng lánh vảy rồng đoàn kiếm, bỗng nhiên từ Âu Dương Uy trước người nổi lên, siêu một tiếng, đồng thời chém xuống. Âu Dương Uy rốt cuộc lấy làm kinh hãi. Hắn rốt cuộc không nghĩ tới, tiêu phàm vẩy rồng kiếm trận, vậy mà là phân tầng lần. Hắn mặc dù né tránh vòng thứ nhất kiếm trận công kích, tầng thứ hai kiếm trận 24 chuôi đoạn kiếm, sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Cả gian mật thất, đều tại vảy rồng kiếm trận bao phủ phía dưới. Lần này, kiếm trận cùng hắn gần trong gang tắc, tiêu phàm lại không tiếc hao phí đại lượng thần niệm chi lực, hung ác thúc kiếm trận, 24 chuôi đoạn kiếm đảo mắt liền chém tới trước mặt hắn. Mắt thấy nguy cấp, Âu Dương uy hét lớn một tiếng, kia cái cự đại hồ lô màu vàng bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, nháy mắt hóa thành một bộ màu vàng chiến giáp, đem hắn toàn thân đều cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Đinh 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 một trận mưa rơi chuối tây bạo hưởng, 24 chuôi vảy rồng kiếm cấp tốc chạm tại cỗ kia màu vàng chiến giáp phía trên, từng đạo màu trắng dấu vết tại chiến giáp mặt ngoài nổi lên, nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh trừ khử, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Âu Dương Uy cái này hồ lô màu vàng, thật đúng là kiện dị bảo, vậy mà cùng vảy rồng giáp đồng dạng, có thể công có thể thủ, đồng thời lực phòng ngự cực mạnh, ngay cả trộn lẫn vào thiết mẫu bột mài vảy rồng kiếm chém đi tới, đều chỉ có thể lưu lại từng đạo dấu vết. Bất quá tiêu phàm cũng biết, bất kỳ cái gì một kiện bảo vật lực phòng ngự cùng bản thân chữa trị năng lực đều có mức cực hạt, chỉ cần công kích số lần đủ nhiều, đồng thời từ đầu tới cuối duy trì chừng đủ huy năng, món bảo vật này cuối cùng sẽ ngăn cản không nổi. Hô, tầng thứ 3-24 chui vảy rồng kiếm lại nổi lên, hướng hãm thân tại trong kiếm trận Âu Dương uy cắt mà đi. Cách đó không xa hư giữa không chung, tầng thứ nhất 24 chuôi đoàn kiếm, lại ẩn ẩn hiện đã xuất thân ảnh. Kể từ đó, Âu Dương Uy liền biến thành quang bị đánh không thể hoàn thủ cục diện. Tiểu bối, lẽ nào lại như vậy? Âu Dương Uy đến cùng không hổ là hạo thiên tông hạch tâm nhất trưởng lão, tu vi cực cao, càng tại tiêu phàm phía trên, mắt thấy hơn 10 thanh lợi kiếm cuồn cuộn mà đến, không sợ hãi phản giận, hai mắt chừng một cái, miệng lầm bẩm Nguyên bản u ám mật thất dưới đất, bỗng nhiên điện tránh lôi minh, quang mang lóa mắt chỉ thấy trong hư không bỗng nhiên hiện ra vô số kim sắc lôi điện, tràn ngập cả gian mật thất dưới đất. Thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, quả nhiên không hề tầm thường, trong khoảnh khắc liền triệu hoán đi ra vô số lôi điện chi lực. Rất nhanh, cái này vô số kim sắc lôi điện liền hội tụ vào một chỗ, dần dần hóa thành một đầu dài đến hơn 10 triệu kim sắc lôi long, đỉnh đầu sừng thú rõ ràng, miệng mũi đều hiện, cương nha lợi trảo, ngửa mặt lên trời một tiếng thật dài long ngâm, uy áp khí tức đập vào mặt mấy chục trưởng bên ngoài vô cực môn đệ tử cấp thấp, bị cái này lôi lòng khí tức đẻ ép, mấy luyện khí kỳ tiểu đệ tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Những người khác cũng là run lẩy bẩy, mặt như màu đất. Kia lôi lòng đối tầng tầng lớp lớp vẩy rồng đoàn kiếm nhìn như không thấy, nổi giận gầm lên một tiếng, dương nhanh múa vuốt, hướng Tiêu Phàm thẳng bổ nhào qua. Từ giao thủ đến bây giờ, Âu Dương Uy vẫn luôn là lấy công đối công, khinh thường tại phòng thủ, đủ thấy nội tâm của người này kiêu ngạo vô so. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, Hắn là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cảnh giới tại Tiêu Phàm phía trên, lại là Hạo Thiên Tông tông chủ cháu ruột, người mang trọng bảo vô số, đối mặt một tên chỉ là sơ kỳ tu sĩ, nơi nào sẽ nghĩ đến phòng ngự, tự nhiên là tiến công tiến công lại tiến công, mưu cầu lấy tốc độ nhanh nhất, đem Tiêu Phàm cầm xuống. Hút khô tiểu tử này toàn thân chân nguyên pháp lực, cũng để cho đại trưởng lão nhìn xem, đây chính là nàng trong dự ngôn muốn cải biến toàn bộ vô cực môn vận mệnh thiên tài lôi long thể bên trong ẩn chứa kia cỗ cực kỳ cường thịnh khí tức làm cho tiêu phàm trong lòng giật mình đây mới thực sự là nguyên anh trung kỳ thủ đoạn của tu sĩ cảnh giới của người nọ mặc dù cũng không so tô thiên phong cao bao nhiêu nhưng tu luyện hạo dương thần lôi lại rõ ràng muốn tuần khiết được nhiều hắn mới thật sự là đạt được dòng chính công pháp truyền thường người xa không phải tô thiên phong có thể so sánh tiêu phàm pháp lực chi thân sau viễn siêu cùng giai tu sĩ lại cũng không có nghĩa là hắn thật đã mạnh hơn nguyên anh trung kỳ tu sĩ ngưng kết nguyên anh về sau mỗi một bậc thang chi ở giữa tranh lệch sau kim đan kỳ thời điểm càng thêm rõ ràng không biết có bao nhiêu người cả đời đều vây ở sơ kỳ cảnh giới vô luận cố gắng thế nào cũng khó có thể đạp tiến vào trung kỳ cảnh giới nửa bước giống tiêu phàm dạng này có đại lượng linh đan diệu dược liên tục không ngừng ăn lại bị bức ép lấy cưỡng ép luyện hóa vô số cự linh thú vật liệu cùng cự linh quả tuyệt đối là cùng giai tu sĩ bên trong dị loại đổi một cái bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng sớm đã ngăn cản không nổi Đừng nhìn Âu Dương Uy là cái đa bảo đạo nhân, các loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, nhưng đầu này lôi long mới chính thức thể hiện hắn thực lực bản thân. Đây là hắn bản mệnh công pháp, nhưng mà Âu Dương Uy có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tiêu Phàm cũng tinh thông thần thông sấm xét, đồng thời tu luyện hay là bên trên cùng giao diện thánh linh truyền thừa, trực tiếp tại ngân dược lôi bằng trên nội đan lĩnh ngộ được. Một tiếng cao vút chim hót bỗng nhiên phóng lên tận trời, cái này nho nhỏ mật thất dưới đất, phảng phất nháy mắt biến thành vô cùng vô tận thương khung, một đầu ngân dược đại bằng hư ảnh tại tiêu phàm đỉnh đầu nổi lên, sắt mỏ ngân câu, thần tuấn phi phàm, toàn thân ngân hồ lập lòe, hai cánh mở ra, thẳng lên cửu tiêu. Lại chỉ chớp mắt ở giữa, lại trở lại tiêu phàm thể nội, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, tiêu phàm toàn thân lôi lóng lánh, một đôi ngân sắc cánh hư ảnh, tại phía sau hắn triển khai. Một tiếng khe kêu, đón dương nhanh múa vuốt lôi long liền xông tới. Oanh, lôi long cùng đại bằng bỗng nhiên đụng vào nhau, trong chốc lát phích lịch oanh minh, vàng bạc hai màu lôi điện quấn quít lấy nhau, như là trời long đất nở, phong vân biến sắc, vô số phích lịch lôi điện. Ở trong mật thất tứ tán bay vụt, Âu Dương Uy đầu tiên là mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, nhưng liếc hai mắt, chờ lấy nhìn Tiêu Phàm như thế nào quăng mũ cởi giáp, thất bại thảm hại. Tiểu bối này cũng dám cùng hắn mặt đối mặt liều mạng thần thông sấm sét. Quả thực liền là muốn chết, dần dần, Âu Dương Uy trên mặt vẻ trào phúng thu vào, thay vào đó chính là càng ngày càng đậm kinh ngạc. Vậy mà, bất phân thắng bại, cái này sao có thể, vô cực bàng chi truyền thừa tại hạo nhiên chính khí bên trên thắng qua hắn. Còn có thể thông cảm được, cái này không biết trốn ở cái nào nơi hẻo lánh bên trong tu luyện vô cực môn cá lọt lưới, lại có thể tại thần thông sấm xét bên trên cùng mình sánh vai cùng, không rơi mảy may hạ phong, quả nhiên là vô lý. Ngày khác như vô cực môn thật tại trong tay người này đông sơn tái khởi, thần thông sấm xét đều như thế cao minh. Nơi nào còn có hạo thiên tông sinh lộ, kinh ngạc chi dư, âu dương uy giận tím mặt, phô luận như thế nào, đều muốn tại lôi điện chi lực bên trên triệt để ngăn chặn đối thủ, cái này không chỉ là thắng bại vấn đề, mà là mặt mũi chỗ. Hạo Thiên tông trưởng lão tại thần thông sấm sét bên trên bại bởi người khác, cái này là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Âu Dương Uy miệng lẩm bẩm, trong mắt hôm sáng lóng lánh, liền muốn lần nữa tế ra lôi điện tuyệt kỹ. Lúc này, Tiêu Phàm toàn lực cùng lôi long đối kháng, không cách nào lại phân thần điều khiển kiếm trận. Kiếm trận đối Âu Dương Uy công kích đã yếu đi rất nhiều chỉ là y theo một loại nào đó quán tính đang hành động. Loại trình độ này uy hiếp, Âu Dương Uy đã không thèm để ý chút nào. Đúng lúc này, Âu Dương Uy bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, gần trong gan tắc, liên tục không ngừng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Không biết lúc nào, như ý lôi quang tháp đã đến đỉnh đầu của hắn, hóa thành lớn gần trượng nhỏ, xoay chầm chậm, một cái cự đại lôi cầu, ngay tại đáy tháp hội tụ. Kia cỗ hủy diệt khí tức, chính là từ lôi quang tháp đáy tháp lộ ra, khiến người dùng mình. Trong chấp nhóm này, Âu Dương Uy thậm chí cảm nhận được rõ ràng vẫn lạc nguy hiểm. Hắn được chứng kiến lôi quang tháp lực phòng ngự, rất tự nhiên đem lôi quang tháp phân loại làm phòng ngự tính làm chủ pháp bảo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, lôi quang tháp một khi chuyển thành tiến công, uy lực đúng là kinh khủng như vậy. Dù coi như hắn tu luyện chính là chính tông nhất thần thông sấm xét, một khi bị lôi quang tháp đáy tháp hội tụ cái này lôi cầu đánh chúng, cũng tuyệt đối sẽ phấn thân toái cốt, thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều không có cơ hội đào tẩu. Âu Dương Uy không kịp tế ra càng hơn một bậc lôi điện tuyệt kỹ, toàn thân pháp lực bỗng nhiên chuyển hướng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn mau né đi. Thân là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, Âu Dương Uy chém giết kinh nghiệm phong phú dị thường, biết rất rõ, pháp bảo uy lực càng mạnh, biến hóa liền càng nhỏ, chân chính toàn năng pháp bảo là phi thường hiếm thấy. Chỉ cần tại lôi quang tháp phát động công kích trước đó, rời đi công kích của nó khu vực, liền có thể bình yên tránh thoát một kích chím mạng. Nhưng mà dưới chân lại không nhúc nhích tí nào, cái này giật mình coi là thật không thể coi thường. Âu Dương Uy chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, tay chân liền đều bị trói ở, nửa điểm đều dẫy dụa không được. Trong lúc cấp bách ngưng thần xem xét, lại chẳng biết lúc nào, thân thể đã bị một đầu gần như trong suốt óng ánh dây thừng một mực chói chặt ở, vô luận hắn dẫy dụa như thế nào. Tù long tác lại càng trói càng chặt, trực tiếp lâm vào cốt nhục bên trong đi. Đỉnh đầu khí thức nguy hiểm càng ngày càng thịnh cái này vô cực môn tiểu bối mặt ngoài giả bộ chính đại đường hoàng, phụng trộm lại đánh lén như vậy. Quả thực không muốn mặt, trong chất nhóm này, Âu Dương Uy cơ hồ tức nổ phổi. Chỉ là, không muốn mặt về không muốn mặt, Âu Dương Uy trong lòng lại tựa như gương sáng, chỉ cần mình lại trần chờ một lát, chính là phấn thân toái cốt hạ tràng. Một tiếng gào thét, bên kia toa rốt cuộc phân ra được thắng bại, không có chủ nhân đến tiếp sau ra chỉ kim sắc lôi long, rốt cuộc địch không ngừng tiêu phàm chân thân diễn hóa thần thông, bị hóa thân thành đại bằng hình thái tiêu phàm xé thành vô số mảnh vỡ, hóa làm một điểm điểm kim sắc điện mang, tại trong mật thất tản mát, tựa như đen nhánh đêm hè minh phóng diễm hỏa, trói lọi dị thường. Tiêu phàm nhẹ nhàng thư một hơi, phía sau hai cánh tối sầm lại, biến mất không thấy gì nữa, toàn thân lè lè ngân sắc hồ quang điện cũng nháy mắt thu liếm, nâng tay khẽ vẫy hơn 10 thanh màu xanh đoản kiếm hóa thành từng mảnh từng mảnh lớn cỡ bàn tay vảy rồng bay vụt mà quay về bám vào vảy rồng giáp bên trên thanh nóng lánh thật là không uy phong lôi quang tháp một kích toàn lực, uy có thể đến cùng khủng bố đến mức nào, thậm chí ngay cả tiêu phàm chính mình cũng không phải rõ ràng như vậy. Nhưng cho tới nay, phàm là bị lôi quang tháp toàn lực đánh trúng địch nhân, bất kể là ai, cũng mặc kệ tu vi cao thấp, toàn diện đều chỉ có một cái hạ tràng phấn thân toái cốt, hồi phi yên diệt. Âu Dương uy cũng sẽ không ngoại lệ, tiêu phàm trên mặt rốt cuộc lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Cứ như vậy diệt sát đi vị này hạo thiên tông nhất dòng chính trưởng lão cũng tốt, tránh khỏi dây dưa quá lâu, đêm dài lắm mộng nơi này trung quy là hạo thiên tông tổng đàn, dù nhưng đã bày ra huyến trận ngăn cách khí tức, nhưng đến cùng có thể che đậy bao lâu, thật đúng là không có nắm chắc. Giờ này khắc này, tiêu phàm tin tưởng, ngay tại cách đó không xa hạo thiên tông tổng đàn, chỉ ít có không dưới hai vị đại tu sĩ tỏa chấn. Trong đó một vị, hay là Âu Dương Uy đều kính sợ không thôi hạo thiên tông đại trưởng lão. Về phần hạo thiên tông tông chủ, thậm chí có truyền ngôn nói, sớm đã vượt qua nguyên anh kỳ bậc thang, đặt chân hiểu linh kỳ, thành vì cái này giao diện đỉnh phong nhất đại năng giả. Tiêu phàm hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, lời đồn đại này không là thật, vẻn vẹn chỉ là cái truyền ngôn, lại hoặc là, coi như truyền ngôn là thật, vị này ngộ linh kỳ đại năng giả, trùng hợp không tại hạo thiên tông tổng đàn, mà là dạo chơi đi. Trong truyền thuyết, Tu Vi một khi tiến vào ngộ linh kỳ, bình thường đều sẽ đem các loại tục vụ dứt bỏ, chuyên tâm sung kích cảnh giới càng cao hơn, tranh thủ sớm ngày đạt tới ngộ linh hậu kỳ phi thăng huyền linh thượng giới, đi chứng lấy vậy chân chính trường sinh đại đạo cái khác hết thảy sự vụ, đối bọn hắn đều mất đi bất luận cái gì lực hấp dẫn. Lúc trước quyết định cùng thiên diệu tiên tử mạo hiểm tiến vào hạo dương thành tìm kiếm triệu trưởng lão, ý nghĩ thu hoạch lệnh bài, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử liền không có đem mộ linh kỳ tính toán ở bên trong. Nếu thật là như thế, việc này không cách nào làm, sớm làm đừng đánh chủ ý này. Mộ linh kỳ đại năng giả đáng sợ, ngay cả thiên diệu tiên tử như thế ngạo khí người, đều chưa từng chất vấn. Hiển nhiên lôi quang tháp liền muốn phát động một kích toàn lực, bị tù long tác một mực trói lại Âu Dương Uy hai mắt bỗng nhiên đỏ. Đỏ đến giống máu, ngay sau đó, này huyết sắc liền tứ tán chậm rãi lan tràn ra, nháy mắt nhuộm đỏ Âu Dương Uy mặt. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng tuyệt luân uy áp bộc phát ra. Âu Dương Uy khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt, đảo mắt liền vào tới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, trong nháy mắt, thậm chí bước vào hậu kỳ cảnh giới. Tù Long Tác không chịu nổi như thế to lớn cự lực, gào thét một tiếng, bay cuộn trở về, rút vào vảy rồng giáp bên trong, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa tung tích. Tiêu phàm sau nghi một dương, năm ngón tay luân chuyển, liền muốn đem bản thân lôi điện chi lực rót vào lôi quang tháp bên trong, phích lịch một tiếng, thấy hoa mắt, Âu Dương Uy đã tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng, không tốt, là lôi độn thuật bên trong thuấn di thần thông. Tiêu phàm lấy làm kinh hãi, cùng loại thần thông, hắn từng tại mộ dung huynh đệ trên thân lãnh hội qua. Mộ dung huynh đệ chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đã để tiêu phàm cảm giác không được ứng đối. Bây giờ Âu Dương uy công lực đột bay mãnh tiến vào, một chút đạt đến tại Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong, thậm chí cưỡng ép chen tiến vào hậu kỳ cảnh giới, thi triển đi ra lôi độn thuấn di thuật, tuyệt không phải mộ dung huynh đệ có thể so sánh. Nói cho cùng, mộ dung thế gia bất quá là hạo thiên tông một cái bảng chi truyền thừa mà thôi. Tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, dưới chân độn quang cùng một chỗ, đang muốn thi triển theo gió che đậy hình tuyệt kỹ, trước người một trận gợn nước ba động, Âu Dương Uy đã hiện thân mà ra, gương mặt vặn vẹo, giữ tợn dị thường còn muốn trốn, hô một tiếng, song trưởng tề xuất, kinh phong phá mặt như đao, ngay cả tiêu phàm trong chốc lát đều cảm thấy hô hấp không thông suốt. Trong lúc này, dù là tiêu phàm mạnh hơn, lại có muôn vàn pháp bảo vạn loại thần thông, cũng không kịp thi triển, chỉ có thể hai cánh tay vừa nhấc, cũng là song trưởng tề xuất, toàn lực nghinh kích đi lên. Mặc dù tiêu phàm rất rõ ràng, dựa vào bản thân vừa mới tiến cấp không lâu thực lực, muốn cùng một vị bỗng nhiên pháp lực tăng vào trung kỳ tu sĩ cứng đối cứng, thực tế không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng cũng không cách nào khả thi. Âu Dương Uy vặn vẹo trên mặt, hiện lên một vòng nhe răng cười, phảng phất nhìn thấy một đầu chờ đã lâu con mồi, rốt cục rơi xuống tiến vào mình thiết kế tỉ mỉ trong cạm bẫy, chỉ cần đợi chờ mình xâm lược. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bốn cái tay trưởng bỗng nhiên đụng vào nhau. Không có dự tính bên trong va chạm mạch, càng không có dự tính bên trong kinh thiên động địa, trời long đất nở. Mà là, vô thanh vô tức, bốn cái tay trưởng cứ như vậy dính chặt, dính quá chặt chẽ, lại cũng khó có thể tách ra. Tiểu bối, người đại khái không biết đi, chúng ta hạo thiên tông Âu Dương gia tộc có một loại đặc biệt công pháp, có thể nháy mắt kích phát huyết mạch căn nguyên chi lực, để pháp lực tăng vọt Âu Dương uy gắt cao tiếp cận tiêu phàm, giữ tợn vừa cười vừa nói. Tiêu phàm giật mình, khó trách liên tiếp đời bốn, hạo thiên tông tông chủ đều là từ Âu Dương gia tộc dòng chính tử giận đảm nhiệm, nguyên lai là bọn hắn có được dạng này một loại đặc biệt công pháp nhưng lại không biết loại công pháp này là mỗi người chỉ cần một khi truyền thụ liền có thể học được hay là đối thể chất có cái gì đặc biệt yêu cầu nghĩ đến hẳn là tại thể chất trên có đặc biệt yêu cầu nếu là âu dương gia tộc tử đệ người người đều có dạng này năng lực còn đến mức nào huống hồ bởi như vậy loại công pháp này hẳn là cũng cũng sớm đã tiết ra ngoài quá nhiều người biết bí mật là rất khó bảo thủ đây là thường thức người đây là tự mình hại mình tiêu phàm lạnh lùng nói hắn mặc dù không hiểu rõ Âu Dương gia tộc loại này đặc biệt công pháp, nhưng thân là y thánh, theo nghề thuốc nói lẽ thường đến phỏng đoán, cưỡng ép kích phát huyết mạch căn nguyên chi lực, để pháp lực tăng vọt, tuyệt đối là không bình thường, đối thân thể có hại. Bởi vì cái gọi là giết người 10.000 tự tổn 3.000. Cùng loại tình hình, tiêu phàm mình liền không chỉ trải qua một lần. Mỗi lần lấy lôi bằng tinh huyết cưỡng ép kích phát tiềm lực, sau đó đều sẽ bệnh nặng một trận, cần thời gian rất lâu mới có thể điều dưỡng tới. Đây là tại hắn tinh thông y đạo, có được nam cực tiên ông linh dược vườn loại này nghịch thiên pháp bảo, có thể vô hạn cung cấp đại lượng mấy ngàn năm dược linh linh dược tiền để phía dưới. Nếu là đổi một người, chỉ cần kinh lịch một lần, chỉ sợ đối thân thể chính là mãi mãi tổn hại. Người tiểu bối này hiểu được cái gì? Âu Dương uy cười lạnh, khóe miệng tràn đầy khinh thường chi ý. Chúng ta Âu Dương gia tộc công pháp thần kỳ, há lại người tiểu bối này có thể vọng thêm phỏng đoán. Coi như đối thân thể có chút tổn hại, chỉ cần ta hút khô người chân nguyên pháp lực, tự sẽ đền bù, có cái gì tốt lo lắng. Nghe ý tứ này, Âu Dương gia tộc một mình sáng tạo bộ công pháp này, cũng cùng cái khác cưỡng ép kích phát tiềm lực phương pháp đồng dạng, sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương, chỉ bất quá loại này tổn thương hẳn là khả khống, sẽ không quá nghiêm trọng. Nếu không sáng chế loại công pháp này đến, liền không có qua lớn ý nghĩa. Có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này, kia cũng đã rất đáng gờm, có thể xưng kỳ tài. Tiểu Bối Bản tỏa đang giàu chạy mấy cái kia kim đan kỳ vô cực dư nhiệt, trong lúc nhất thời không biết nên đi đâu tìm thích hợp lô đỉnh, người liền tự động đưa tới cửa, thật sự là mưa đúng lúc A, à. hắc hắc. Hắc hắc hắc, Âu Dương Uy tiếng cười càng thêm Dương Dương đắc ý, đấu chuyển tinh di, đại chu thiên vận chuyển, theo cái này hai tiếng quát lớn, tiêu phàm chỉ cảm thấy hai cỗ to lớn hấp lực từ Âu Dương Uy trong lòng bàn tay chuyển đến, lực đạo mạnh, vượt xa khỏi tiêu phàm đoán trước, song trưởng huyệt lao cung buông lòng chân nguyên pháp lực lập tức giống như là thủy triều hướng âu dương uy thể nội thẳng tuôn ra mà ra tiêu phàm giật nảy cả mình vội vàng hít sâu một hơi dồn khí đan điền nghĩ muốn mạnh mẽ ổn định mình chân nguyên pháp lực lại phát hiện căn bản là làm không được ngược lại bởi vì cái này một dùng lực làm cho chân nguyên trải qua càng nhanh hắc hắc người chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu bối có thể sâu bao nhiêu bản lĩnh muốn cùng ta đấu nằm mơ đi âu dương uy cười lạnh liên tục càng rót đầy hơn mặt khinh thường Lúc này, cảnh giới của hắn đã đạt đến tại Nguyên Anh Trung Kỳ Đỉnh Phong, thậm chí nửa chân đạp đến nhập hậu kỳ cảnh giới, tăng thêm lại hấp thu đại lượng vô cực đệ tử pháp lực, cùng tiêu phàm tu luyện hạo nhiên chính khí chính là cùng loại đồng nguyên, dù là tiêu phàm tại đồng bậc tu sĩ bên trong tính được pháp lực thâm hậu, nhưng cùng có thể so hậu kỳ đại tu sĩ Âu Dương Uy tương đối, vẫn có chút không bằng. Dưới mắt loại này so đấu, thuần túy nhất, kẻ lực mạnh thắng lực yếu người bại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mưu lợi pháp môn theo thể lực chân nguyên pháp lực đại lượng trôi qua, trước đó không lâu bị tiêu phàm nuốt vào thiên diệu tiên tử bản mệnh châu, bỗng nhiên tại đan điền chỗ sâu bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, ngạnh sinh sinh đem chính nhanh chóng trôi qua pháp lực ngừng lại, tiêu phàm không khỏi đại hỉ, không cần suy nghĩ, hai tay chấn động, liền muốn hất ra Âu Dương Uy hai tay, tránh thoát đi. Còn muốn chạy, Âu Dương Uy giữ tận cười lên, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Đúng lúc này, một tấm bùa chú từ Âu Dương Uy bên hông bắn ra, ở giữa không trung hóa thành một đoàn đỏ bừng hỏa diễm, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy quanh thân không khí siết chặt, nháy mắt trở nên cứng như kim thiết, thân thể ngay cả một không thể động đậy được. Ngũ hành cấm chế chi lực, lần này đến phiên Tiêu Phàm giật mình, hắn thế mà từ đó cảm nhận được cực quen thuộc ngũ hành cấm chế chi lực, Âu Dương Uy tờ phù lục này, cùng hắn đã từng sử dụng định thân phù, cực kỳ tương tự, hẳn là cùng một loại phù lục. Tiêu Phàm từng dùng loại này bị tu sĩ cấp cao khinh thường ngũ hành cấm chế chi lực nhiều lần chiến thắng cường địch có thể nói là sử dụng định thân phù người trong nghề lại không nghĩ tới âu dương uy vậy mà lại lấy đạo của người trả lại cho người lấy tiêu phàm tu vi hiện tại loại trình độ này ngũ hành cấm chế chỉ cần toàn lực thôi động pháp lực chấn động liền có thể đem cấm chế chi lực xé thành thất linh bát toái không ra hình dạng gì mấu chốt ở chỗ hắn thiếu chính là cái này trong nháy mắt âu dương uy muốn cũng chính là trong chấp nhoáng này cấm chế sau một khắc bàn tay hai người lại lần nữa dính lại với nhau Âu Dương Uy thể nội hấp lực thậm chí so vừa rồi càng tăng lên, Tiêu Phàm cảm giác được thể nội pháp lực trôi qua tốc độ càng nhanh. Tiểu Bối, nghĩ không ra pháp lực của ngươi so phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ muốn hùng hậu được nhiều. Xem ra bản tòa hút khô ngươi về sau, không bao lâu liền có thể xung kích hậu kỳ bình cảnh. Hắc hắc, rất tốt rất tốt. Âu Dương Uy nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt vừa mừng vừa sợ, tràn đầy tham lam, thật giống như nhìn xem một gốc thập toàn đại bổ 10.000 năm linh dược, đang chuẩn bị từng ngụm đem tiêu phàm nhai nát nuốt vào. Tiêu phàm ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cái gì, Âu Dương Uy trong lúc nhất thời còn cho là mình nghe lầm. Liền dưới mắt tình hình này, mù loa cũng nhìn ra được, là hắn chiếm cứ toàn diện thượng phong, tiêu phàm mới có lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, lúc này, tiêu phàm còn có cái gì cá ướp muối lật sinh chỗ trống. Coi như tiêu phàm năng lực lại lớn, tuyệt chiêu lại cao, pháp bảo lại nhiều, này sẽ cũng căn bản liền không thi triển ra được. Mặc kệ là năng lực gì cái gì tuyệt chiêu pháp bảo gì, đều nhất định phải dựa vào tự thân pháp lực đi thôi động. Tiêu phàm hiện tại chân nguyên nội liếm, toàn lực phòng thủ, còn không vững vàng trận cước, pháp lực chính liên tục không ngừng bị Âu Dương uy hấp thu quá khứ, lại cưỡng ép vận dụng chân nguyên lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Trở nên vô cùng suy yếu, bị Âu Dương uy lập tức hút khô. Tiểu bối, người ngược lại rất mạnh miệng, ra ra liền tăng thêm tốc độ, tiến ngươi lên đường. Nói, Âu Dương Uy nhắc lên đan điền chân nguyên, đem đại chu thiên vận chuyển đại pháp vận dụng đến cực hạn. Tiêu phàm thể nội pháp lực trôi qua tốc độ, lại lần nữa tăng tốc. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Phá, đúng lúc này, quát khẽ một tiếng, một cố cường đại tuyệt luân lực lượng, bỗng nhiên tại tiêu phàm vùng đan điền bạo phát đi ra. Cái này có lực lượng mạnh mẽ, thậm chí sau Âu Dương Uy vừa rồi thi triển đấu chuyển tinh di công pháp cưỡng ép kích phát huyết mạch căn nguyên chi lực còn muốn càng mạnh 3 phân nguyên vốn đã suy yếu xuống dưới cơ hồ cùng phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tương đương tiêu phàm khí tức trong người bỗng nhiên trở nên cực kỳ tràn đầy nháy mắt liền xông phá nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong một đường nhảy lên tới nguyên anh trung kỳ đảo mắt lại đột phá nguyên anh trung kỳ đỉnh phong một cước bước vào hậu kỳ cảnh giới đây là chuyện gì làm sao có thể trong chốc lát Âu Dương Uy trợn mắt hốc mồm hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra các hạ cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua chân nguyên phù a à. tiêu phàm thanh âm lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn vang lên nguyên lai ngay tại vừa rồi nguy cấp nhất thời điểm tiêu phàm dẫn bạo tại thể nội bồi dưỡng nhiều năm tấm thứ hai chân nguyên phù ban đầu ở tuyên minh chân quân nơi đó học xong chân nguyên phù phương pháp luyện chế sau tiêu phàm một hơi tại mình trong đan điền bồi dưỡng ba tấm chân nguyên phù tờ thứ nhất tại thương khung núi thế giới ngầm đối mặt nguyên anh hậu kỳ quỷ tu thiên minh tử thời điểm dùng xong. Lúc này phá vỡ thiên minh tử pháp bảo, trở về từ cõi chết. Lúc ấy tiêu phàm vẫn chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi, dẫn bạo tấm kia chân nguyên phù liền bộc phát ra tương đương với nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực khủng bố uy năng. Dưới mắt tiêu phàm đã tiến giai nguyên anh cảnh giới, cái này tấm thứ hai chân nguyên phù ở trong cơ thể hắn bồi dưỡng thời gian cũng nhiều 2-3 năm. Bỗng nhiên dẫn bạo, lập tức liền để cảnh giới của hắn đột phá đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Tự nhiên, cái này chỉ là trong nháy mắt bộc phát, phù lục chi lực một khi thả đặt sạch sẽ, cảnh giới lập tức lại sẽ rơi xuống đến ban đầu tiêu chuẩn. Nhưng tiêu phàm tranh, chính là trong chấp nhoáng này ưu thế. Như vậy cũng tốt so dòng nước, từ cao vãng chỗ thấp đi. Âu dương uy pháp lực so hắn thâm hậu, bộc phát hấp lực to lớn, tiêu phàm liền ngăn cản không nổi, thể nội chân nguyên pháp lực bị hắn hút đi, vô luận như thế nào nghĩ cách, đều thủ không được trận cước. Bây giờ pháp lực của hắn phản siêu Âu Dương Uy, mạnh yếu chi thế, nháy mắt nghịch chuyển. Âu Dương uy thể nội chân nguyên pháp lực, giống như nước thủy chiều hướng kinh lạc của hắn bách hải bên trong quán chú mà tới. Vương bắt Đản Âu Dương uy giống giận, liên tục thôi động pháp lực, muốn ngăn chặn lại này cũng rót tình thế. Bất đắc dĩ mạnh yếu chi thế đã nghịch chuyển, vô luận hắn làm sao nghĩ cách, cũng thủ không được. Thoáng qua ở giữa, Âu Dương uy trên trán liền chảy ra từng tầng từng tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt đại biến. Bất quá chân nguyên phủ uy năng cố nhiên cường đại, dù sao phù lục chi lực khó mà bền bỉ, ngay tại Âu Dương Uy vừa sợ vừa giận thời điểm, lại mãnh cảm giác được, tiêu phàm thể nội sôi trào mãnh liệt cường đại chân nguyên, đang nhanh chóng yếu bớt, mà trong cơ thể hắn pháp lực trôi qua tốc độ, cũng tại chậm lại. Âu Dương Uy không khỏi đại hỉ như điên, tiểu bối, miệng bên trong giận mắng một tiếng, liền muốn mạnh mẽ vận chuyển đại chu thiên vận chuyển đại pháp, đem chân nguyên trôi qua phương hướng lại một lần nữa nghịch quay tới. Đúng lúc này, một cỗ sôi trào mãnh liệt cường đại chân nguyên, này tiêu phàm vùng đan điền bay lên, tiêu phàm song trưởng bên trên truyền đến hút lực đại tăng, Âu Dương Uy vừa mới chậm lại một điểm chân nguyên trôi qua tốc độ, lại một lần nữa đại đại tăng tốc, chẳng những đem hắn vừa rồi hấp thuộc tiêu phàm chân nguyên pháp lực tất cả đều còn trở về, ngay cả mình bản nguyên pháp lực cũng đang bay nhanh trôi qua. Lẽ nào lại như vậy? Âu Dương Uy đầu đầy mồ hôi, cắn răng nghiến lợi giận mắng lên. Trong lúc nhất thời, lại là làm không rõ ràng, cái này biến cố như thế nào phát sinh hắn tự nhiên nằm mộng cũng nghĩ không ra, thiên diệu tiên tử tu luyện một viên bản mệnh châu, càng không nghĩ đến, thiên diệu tiên tử thế mà lại đem viên này bản mệnh châu giao cho tiêu phàm nuốt vào. Chân nguyên phù lúc bộc phát cường đại uy năng, trong nháy mắt kích phát bản mệnh châu. Thiên diệu tiên tử đã từng lời nói, này bản mệnh châu ngưng kết nàng bản mệnh chân nguyên, quan trọng trước mắt, có thể giúp một chút sức lực. Một tên chân chính nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bản mệnh chân nguyên, cường đại cỡ nào, không cần phải nhiều lời. Âu Dương Uy như thế nào ngăn cản được? Vì thuận lợi hấp thu vô cực đệ tử khổ tu hạo nhiên chính khí, Âu Dương Uy chuyên môn tu luyện đại chu thiên vận chuyển đại pháp. Đại chu thiên vận chuyển đại pháp cũng không phải là hạo thiên tông truyền công công pháp, mà là từ hạo thiên tông đại trưởng lão lâm thời sáng tạo ra. Tại hạo thiên tông, đại trưởng lão là một cái rất có sắc thái truyền kỳ nhân vật, là công nhận đại tu sĩ thứ nhất. Ngay cả thường ngày nhất huy nghiêm thủ tịch lớn chấp pháp trưởng lão đều ở nó dưới. Tại trước mặt đại trưởng lão, cung cung kính kính không dám có chút đi quá giới hạn. Vị này đại trưởng lão tu vi cao thâm, công tham gia tạo hóa, là không cần phải nói, nhất làm cho người khen ngợi, lại là nàng thuật bói toán. Nam Châu đại lục không ít tông môn, đều có xem bói mệnh lý truyền thừa, nhất là những cái kia nổi tiếng chính đạo tông môn, xem bói thuật tính toán, càng là danh chấn tứ phương. Tỷ như lúc trước danh xưng chính đạo thứ nhất tông vô cực môn, thuật bói toán cũng là có một không hai thiên hạ. Tương đối mà nói, tại nổi danh nhất chính nói trong tông môn, Hạo Thiên Tông xem bói mệnh lý chi thuật, cũng không đặc biệt nổi danh. Nhưng mà Hạo Thiên Tông đương đại đại trưởng lão, cũng tuyệt đối là một cái ngoại lệ. Âu Dương Minh Nguyệt thuật bói toán, nhiều năm trước liền tên Dương Tứ Hải, không có ai biết Âu Dương Minh Nguyệt thiết thực tuổi tác, nhưng có một loại truyền ngôn nói, Âu Dương Minh Nguyệt hẳn là nhiều tuổi nhất hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ ít đã niêm giám thiên tuế, đến nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trên lý luận thọ nguyên hạn mức cao nhất. Làm đương đại Hạo Thiên Tông chủ đường tỷ, Âu Dương Minh Nguyệt tại Hạo Thiên Tông có được không kém hơn tông chủ Cao Thượng Quyền Uy. Gần đây thường xuyên có truyền ngôn nói, Âu Dương Minh Nguyệt đã tỏa hóa. Liền xem như Hạo Thiên Tông nguyên anh trưởng lão, bình thường cũng không gặp được vị này đại trưởng lão một mặt. Âu Dương Minh Nguyệt đã từng là Hạo Thiên Tông có hy vọng nhất đột phá Ngộ Linh Kỳ đại tu sĩ, nghe nói cuối cùng không có có thể đột phá cái này ràng buộc, chủ yếu cũng là bởi vì nàng thuật bói toán quá tinh, tiết lộ trời cơ quá nhiều, thu nhận thiên phạt, cho nên tại cần gấp nhất trước mắt. Tiến giai thất bại. Chỉ là, một tên như thế tinh thông thuật bói toán đại năng giả, thế mà có thể sống đến nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trên lý luận thọ nguyên hạn mức cao nhất, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Bình thường đến nói, tiết lộ trời cơ quá nhiều người, thường thường đều sẽ hao tổn không thiểu dương thọ. Vị này Âu Dương Minh Nguyệt đại trưởng lão, chẳng những không có giảm thọ, ngược lại sống thiên tuế cũng còn chưa từng tỏa hóa, đủ thấy nó không tầm thường hậu kỳ đại tu sĩ có thể so sánh. Trải qua một vị nữ tính đại tu sĩ sáng tạo ra đại chu thiên vận chuyển đại pháp, lại là bá đạo dị thường. Những cái kia vô cực môn đệ tử tu vi tuy thấp, tu luyện lại là chính tông nhất Hạo Nhiên chính khí, vô cực môn Hạo Nhiên chính khí có một cái đặc điểm lớn nhất, kia liền là phi thường giảng cứu căn cơ vững chắc dục tốc bất đạt là vô cực môn nghiêm khắc nhất môn quy tổ huấn. Toàn bộ vô cực truyền thừa đều không có loại kia có thể đi đường tắt công pháp. Bởi vậy tại vô cực môn, đệ tử có phải là thiên tài tu luyện, kỳ thật khỏi phải khảo thí linh thể linh căn, chỉ cần nhìn tiến độ tu luyện của hắn liền biết tại loại này cơ hồ biến thái cường điệu căn cơ vững chắc tu luyện hệ thống bên trong còn có thể phi tốc tiến dài ra hỏa trăm phần trăm là bất thế gia thiên tài tỷ như nói tiêu phàm chính vì vậy âu dương uy vừa thi triển ra cái này đại chu thiên vận chuyển đại pháp ngay cả tiêu phàm như vậy hùng hậu hạo nhiên chính khí đều thủ không được mạch môn nhưng bây giờ mạnh yếu chi thế nghịch chuyển bá đạo dị thường đại chu thiên vận chuyển đại pháp lại làm cho âu dương uy không ngừng kêu khổ thu lại không được hoàn toàn thu lại không được chân nguyên pháp lực kia tuôn trào tình thế. Chỉ bất quá trong chốc lát, Âu Dương Uy liền cảm giác được tiêu phàm pháp lực mạnh hơn chính mình. Hắn hấp thu chính là vô cực môn đệ tử tân khổ tu luyện hạo nhiên chính khí. Cực kỳ thuần khiết, cùng tiêu phàm tu luyện hạo nhiên chính khí cùng loại đồng nguyên, không có có mặc cho hà trùng đột, vừa tiến vào tiêu phàm thể nội. Lập tức liền cùng tiêu phàm bản thân chân nguyên pháp lực nước sữa hòa nhau, hỗn làm một thể, không phân khác biệt. Tiêu phàm khí tức cường thịnh trình độ, trình thẳng tắp lên cao. Âu Dương Uy, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Người tội ác chồng chất, Tiêu Phàm trầm giọng nói, lạnh lùng tiếp cận gần trong gan tắc Âu Dương Uy, hai mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Thật sao, đến cùng hưu chết vào tay ai, kia còn chưa nhất định đâu. Âu Dương Uy một tiếng nhe răng cười, lại không bảo vệ chặt mình mạch môn, ngược lại toàn thân chấn động, hai cố cường đại tuyệt luân pháp lực, như là hồng thủy vỡ đê, hướng Tiêu Phàm hai tay huyệt lao cung sông tới. Cùng lúc đó, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí thức tại Âu Dương uy thể nội bộc phát ra, kim sắc hồ quang điện, tại hắn thể đồng hồ không ngừng lấp lánh. Hạo Dương quyết, đây mới là Âu Dương uy tu luyện bản mệnh thần thông. Đại Chu Thiên vận chuyển đại pháp bá đạo phi thường, lại cũng chỉ có thể để cho Âu Dương uy nhanh chóng đem những cái kia vô cực môn đệ tử hạo nhiên chính khí hấp thu đến trong cơ thể của mình, muốn triệt để luyện hóa thành pháp lực của mình, còn cần một cái quá trình. Âu Dương uy lúc đầu dự định hấp thu đủ nhiều hạo nhiên chính khí về sau, lại một lần nữa tính luyện hóa, cưỡng ép đả thông, đem hai loại khác biệt chân nguyên pháp lực hòa làm một thể, mượn nhờ cái này luyện hóa dung hợp quá trình, thừa cơ sau khi đột phá kỳ bình cảnh, nhất cử bước vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Hắn bản mệnh công pháp đã tu luyện tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới, nếu như tích xúc hạo nhiên chính khí cũng có thể đạt tới nguyên anh trung kỳ tu sĩ pháp lực tiêu chuẩn, lại đi dung hợp, tiến giai nắm chắc lớn nhất. Bởi như vậy, tương đương với chống giống tăng trưởng gấp đôi pháp lực, dung hợp thời điểm chỗ bộc phát lực lượng khổng lồ, có hy vọng nhất đột phá bình cảnh nhưng trước đó, hắn lại phải hao phí cực lớn khí lực, đến quản thúc thể nội hạo nhiên chính khí, không để cái này dị chủng chân nguyên ở trong cơ thể hắn khắp nơi tán loạn. Hắn hấp thu hạo nhiên chính khí càng nhiều, hao phí bản mệnh chân nguyên thì càng nhiều. Khi mạnh yếu chi thế vừa mới bắt đầu nghịch chuyển thời điểm, Âu Dương Uy còn đang cật lực giữ vững mạch môn, muốn đem cuộc diện đảo ngược, bây giờ mạnh yếu càng ngày càng là cách xa, rốt cuộc đem cái này ảo tưởng không thực tế ném đến lên 9 tầng mây. Việc cấp bách đã không phải là như thế nào bảo trụ thật vất vả tích xúc 20 năm hạo nhiên chính khí, càng không phải là như thế nào hấp thu tiêu phàm chân nguyên pháp lực, mà là như thế nào thoát khỏi khốn cảnh, triệt để đánh bại tiêu phàm. Chỉ đánh bại tiêu phàm, hết thảy cũng còn có vãn hồi cơ hội. Nếu không, liền thật muốn tội ác trồng chất, Âu Dương Uy không hổ là hạo thiên tông hạch tâm nhất trưởng lão, nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chém giết kinh nghiệm phong phú vô so, một chiêu này thật đúng là có tác dụng đột nhiên xuất hiện mãnh liệt chân nguyên pháp lực làm cho tiêu phàm áp lực đột nhiên tăng trong lúc nhất thời có chút bận bịu loạn thừa dịp cái này cơ hội ngàn năm một thuở âu dương uy hạo dương chân khí chấn động mạnh một cái như vậy chấn khai tiêu phàm bàn tay rốt cục khôi phục thân tự do một khi trùng hoạch tự do âu dương uy không cần suy nghĩ dưới chân một sai liền muốn trốn xa mà đi tiêu phàm hấp thu hắn tích xúc thể nội cơ hồ toàn bộ hạo nhiên chính khí khí thức mạnh thẳng tắp lên cao nháy mắt đạt tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Vốn là muốn đạt tới dạng này cảnh giới, dù coi như tiêu phàm có đại lượng cực phẩm đan dược tương trợ, có thể tiết kiệm không ít khổ tu chi công. Cũng chỉ ít cần 2 3 10 năm công phu, đây đã là cực nhanh. Trừ phi có loại kia nghịch thiên linh dược nuốt, có thể trực tiếp bù đắp được mấy chục năm khổ tu. Dưới mắt chợt liền trướng đi lên, lấy Âu Dương Uy Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, đối mặt thời khắc này tiêu phàm, sớm đã không có nắm chắc tất thắng cùng lòng tin rời đi nơi này lại nói, đây là Âu Dương uy nhất tự nhiên mà vậy xuất hiện suy nghĩ. Nơi này dù sao cũng là hạo Dương Thành, là hạo Thiên Tông Tổng Đàn Sở Tại Địa, cao thủ nhiều như mây. Chỉ cần Âu Dương uy đem cầu cứu tin tức phát ra ngoài. Trong chốc lát, liền có chỉ ít 6-7 tên Nguyên Anh Kỳ Sư Huynh Đệ chạy tới trợ chiến. Một khi vây kín hình thành, tiêu phàm liền có thông thiên triệt địa chi năng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nhưng là, sau một khắc, Âu Dương Uy liền phát hiện, mình căn bản liền không động đậy. Cái kia đạo như ẩn như hiện, gần như trong suốt tù long tác, không biết lúc nào cũng đã đem hắn một mực trói lại. Nửa bước đều bước không ra. Tiểu Bối, chỗ này dám như thế? Âu Dương Uy vừa vội vừa giận, há miệng, một ngụm tiểu xảo phi đao lượn vòng mà ra. Cái này phi đao bất quá dài gần tấc ngắn, lưỡi dao hàn mang bắn ra bốn phía, cho thấy phải cực kỳ sắc bén. đón gió mở ra, phòng lớn đến dài 7, 8 tấc ngắn liền muốn hướng quấn quanh trên thân tù long tác cắt mà đi tiêu phàm chỉ lạnh lùng mà nhìn xem hắn cũng không xuất thủ chặn đường kia khẩu phi đao âu dương uy mừng rỡ trong lòng quan trọng trước mắt tiểu bối này thế mà lại phạm sai lầm như vậy liền đang phi đao sắp cắt bên trên tù long tác thời điểm cơ hồ trong suốt tù long tác lóe lên liền không thấy bóng dáng âu dương uy nháy mắt liền cảm thấy tay chân linh hoạt thu hoạch được tự do nhưng mà ngay sau đó âu dương uy bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí thức cực kỳ nguy hiểm đã cùng mình gần trong gang tắc rõ ràng tiêu phàm không có xuất thủ cỗ này khí thức nguy hiểm từ đâu mà đến âu dương uy chỉ tới kịp khó khăn lắm xoay người liền cơ hồ cùng cao lớn thổ ma ngẫu đụng vào sau đó hai tai chỗ hô hô vui vẻ dù coi như là nguyên anh trung kỳ tu sĩ giờ này khắc này cũng đã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào sau một khắc âu dương uy chỉ nghe ẩm vang một tiếng vang thật lớn đầu của hắn ngay tại hai thanh thô to thổ hoàng sắc cự trùy giáp công phía dưới, như là như dưa hấu vỡ ra, máu tươi cùng óc văng khắp nơi. Phù phù, không đầu thi thể ngã nhào xuống đất, ngay tại thi thể đem nhào chưa nhào thời điểm, một đạo hắc mang từ máu me nhảy nhụa cái cổ ở giữa phóng lên tận trời, chính là Âu Dương Uy Nguyên Anh. Cái này Nguyên Anh cao mấy tấc thấp, tướng mạo cùng Âu Dương Uy đồng dạng, mặt mũi tràn đầy vừa kinh vừa sợ chi sắc, tựa hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại chết tại một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thủ hạ hơn nữa còn là hắn cuộc đời xem thường nhất vô cực môn cặn bã còn lại. Tiểu bối, ngươi chờ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên Anh cực kỳ oán độc trừng tiêu phàm một chút, thân thể nhoáng một cái, liền hướng cửa mật thất kích bắn đi, toàn thân lôi lóng lánh. Tiêu phàm vẫn như cũ chỉ là lạnh lùng nhìn xem, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngay tại Âu Dương Uy Nguyên Anh vào tới cửa mật thất nháy mắt, một đạo cao ba thước bóng người màu xám bỗng nhiên từ cổng nguyễn trong trận nổi lên, mập mạp hai tay ôm một vài tấc lớn nhỏ màu trắng xương điểm, ngăn ở Nguyên Anh phía trước. Oán Linh vừa mới vừa hiện thân, Âu Dương Uy Nguyên Anh liền có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, bỗng nhiên đè lại độn quang, dừng ở hư giữa không chung. Đây là vật gì, một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác nguy hiểm, từ Nguyên Anh trong tim bay lên. Be be, Oán Linh vui sướng gọi hai tiếng, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đoàn mây xám, hướng Nguyên Anh càn quét mà đi. Không, tiêu đạo hiếu, tha mạng, hết thảy dễ thương lượng, giờ khác này âu dương uy dọa đến hồn phi phách tán lại cũng không lo được đường đường hạo thiên tông trưởng lão thận trọng đau khổ cầu khẩn chỉ tiếc hết thảy đều đã quá trễ tiếng cầu xin tha thứ trong nháy mắt im bặt mà dừng nguyên anh chỉ tới kịp kêu thảm nửa tiếng liền bị mây xám triệt để nuốt hết không còn có nửa điểm âm thanh ồn ào náo động mật thất dưới đất bỗng nhiên trở nên an yên tĩnh không phải thường phi thường yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả vô cực môn đệ tử cấp thấp đều ngơ ngác nhìn bên này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, cơ hồ hoàn toàn không dám tin. Âu Dương Uy cứ như vậy chết rồi, cái này thôn vệ vô cực môn người mấy tên người tu chân pháp lực cùng sinh mệnh ác ma, Hạo Thiên Tông Hạch Tâm trưởng lão, đối với bọn hắn đến nói, ra sao chờ cao cao tại thượng, đừng bảo là diệt sát, liền xem như phản kháng đều không có năng lực như vậy. Ai ngờ chết ngay bây giờ tại trước mắt của bọn hắn, óc vỡ toang, chết được thảm liệt vô so. Tiêu Phàm trong đan điền, chân khí cuồn cuộn như kinh đào hải lãng, không ngừng bốc lên phun trào, mảy may liền không có ngừng chi ý. Mặc dù từ Âu Dương uy thể nội hấp thu hạo nhiên chính khí cùng hắn tự thân tu luyện hạo nhiên chính khí cùng loại đồng nguyên, dù sao không phải mình tu luyện được, chỗ rất nhỏ hay là hơi có khác nhau, mà lại số lượng thực tế quá nhiều, cần phải thật tốt trải vuốt một chút, đem chỗ rất nhỏ khác nhau hoàn toàn thay đổi, mới có thể chân chính đem cái này ngoại giới quán thâu tiến đến pháp lực lấy về mình dùng. Mấu chốt ở chỗ, Tiêu Phàm hiện tại căn bản cũng không có cái này trải vuốt thời gian. Nơi này chính là Hạo Thiên Tông tổng đàn, Âu Dương Uy lại là đương nhiệm Hạo Thiên Tông chủ cháu ruột, bị mình diệt sát, cứ việc mật thất bên trong bên ngoài đều bố trí che đậy pháp trận, Âu Dương Uy cũng là thần hồn câu diệt, ngay cả nguyên thần cũng không từng đào thoát, nhưng còn sống Âu Dương Uy cùng chết Âu Dương Uy còn là có bản chất nhất khác nhau. Tỷ như bản mệnh bài, Tiêu Phàm biết, tại rất nhiều đại tông môn, trọng yếu nhân viên đều có bản mệnh bài, lưu tại tông môn hạch tâm chi địa, một khi vẫn lạc, bản mệnh bài cũng sẽ lập tức vỡ vụn. Cho nên, hắn ở đây cùng Âu Dương Uy kịch chiến thời điểm, có lẽ sẽ không vì người biết được, bây giờ Âu Dương Uy đã chết. Tiêu Phàm lo lắng, sau một khắc liền sẽ có vô số Hạo Thiên Tông nguyên anh trưởng lão chen chúc mà tới. Hắn tất phải lập tức rời đi nơi này, nhanh, các ngươi đều tới, theo ta đi. Lập tức Tiêu Phàm không chút do so dự, hướng ra bên cạnh mười mấy tên vô cực môn đệ tử cấp thấp vẫy tay một cái, trầm giọng quát: hắn lần này mạo hiểm tiến vào hạo dương thành mục đích đúng là cứu những này vô cực môn đệ tử cấp thấp vâng tổ sư mấy tên cơ linh chút đệ tử cấp thấp nhất trước lấy lại tinh thần vội vội vàng vàng khom mình hành lễ nhút nhát đáp bọn hắn tận mắt chứng kiến tiêu phàm diệt sát nguyên anh trung kỳ âu dương uy tiêu phàm bản thân tu vi không hề nghi ngờ cũng là nguyên anh kỳ cảnh giới không hề nghi ngờ tiêu phàm chính là tổ sư bản môn các ngươi không nên kinh hoàng ta họ tiêu cũng là vô cực truyền thừa lúc trước ngươi chờ trưởng bối lăng thiên hoa bọn người cũng là ta cứu được biết được các ngươi ở đây bị người ta bắt nạt ta cố ý tới cứu các ngươi tiêu phàm nói ngắn gọn vâng đa tạ tổ sư ân cứu mạng đệ tử cùng bái tạ tổ sư sau một lát tiêu phàm mang theo ba mươi mấy tên đệ tử cấp thấp đi tới mật thất bên ngoài trong mật thất tất cả thi thể đều đã thanh trừ sạch sẽ không lưu nửa điểm vết tích tiêu phàm ống tay áo lắc một cái kia chiếc tại Đô Lương Thành giao dịch hội bên trên chụp được đến phong vũ tộc tàu cao tốc nổi lên. Đón gió căng phồng lên, nháy mắt liền hóa thành hơn 10 triệu lớn tiểu. Đệ tử cấp thấp nhóm nhao nhao leo lên tàu cao tốc, tiêu phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền đứng tại thuyền trên đầu. Siêu một tiếng, tàu cao tốc phóng lên tận trời, xem hảo dương thành cấm bay cấm chế như không, trực tiếp xé mở cấm chế, hướng thả nước phương hướng bay đi. Lúc này, muốn tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây thời gian, lại đạo quy thủ cự cử từ cửa thành ra ra vào, vậy đơn giản chính là ngu không ai bằng, không có lệnh bài thông hành, cửa thành thủ vệ cũng quả quyết sẽ không để ba mươi mấy tên vô cực môn đệ tử cấp thấp rời đi. Lớn mật, người nào dám tại hạo dương thành dương oai, sống được không kiên nhẫn rồi sao? Tàu cao tốc vừa mới xé mở cấm chế, liền kinh động phụ cận một chi đội tuần tra, lập tức điều khiển chiến thuyền chạy tới, đồng thời nhao nhao lên tiếng quát lớn. Đừng nhìn hạo dương thành uy chấn thiên hạ, thành trì trên không cấm bay cấm chế lại cơ bản thùng rỗng kêu to, ý nghĩa tượng trưng càng lớn hơn hơn tác dụng thực tế. Đó là bởi vì, qua nhiều năm như vậy, thật có rất ít người dám ở Hạo Dương thành nháo sự. Phàm là có can đảm khiêu chiến Hạo Thiên Tông quyền uy ra hỏa, hiện tại cũng đã hài cốt không còn. Không nghĩ tới cái này liền ra một cái. Cùng chi này đội tuần tra cưỡi chiến thuyền từ nơi không xa chạy tới, phòng vô tàu cao tốc đã sớm đi phải xa, nháy mắt một cái, liền biến thành một cái chấm đen nhỏ, lại nháy mắt, cơ hồ liền nhìn không thấy. Tiêu phàm đem phong vũ tàu cao tốc đập tới tay về sau, liền tự mình làm qua khảo thí, đang trang thượng đầy đủ thượng phẩm linh thạch cấp trung về sau, lại từ hắn đến tự mình thao túng, nếu như không thèm để ý linh thạch tiêu hao, tốc độ bay toàn bộ triển khai, quả nhiên không tại bình thường nguyên anh tu sĩ tốc độ bay phía dưới, so sánh với tiêu phàm mình toàn lực thi triển gió độn thuật độn thuật, tự nhiên còn có vẻ không bằng, nhưng cũng đã khiến tiêu phàm rất hài lòng. Trung quy đây là một chiếc cỡ lớn tàu cao tốc, có thể đủ chứa nổi hơn trăm người. Trước kia còn dự định mang về Bách Hùng Bang, quan trọng trước mắt cần phải, không nghĩ tới trước ngay ở chỗ này dùng tới. Bằng không mà nói, bình thường phi hành pháp bảo thật đúng là không có cách nào đồng thời mang lên 30 mươi mấy tên đệ tử cấp thấp, lấy không dưới nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tốc độ bay tốc độ bay đột. Hạo Dương thành tuần tra chiến thuyền cố nhiên cũng rất có đặc điểm, hòa phong múa tộc tàu cao tốc tướng so, tại tốc độ bay bên trên từ là kém xa tít tắc. Phòng vũ tàu cao tốc vừa mới bay ra Hạo Dương Thành không xa, một tiếng nổi giận đến cực điểm tiếng giống giận dữ, ngay tại Hạo Thiên Tông tổng đàn khu vực trung tâm vang lên, ngay sau đó, một bóng người phóng lên tận trời, đem tổng đàn một cái đại điện đỉnh chóp đồng loạt vén đi. Là lớn chấp pháp, lần này động tính quá lớn, lập tức liền có vô số đệ tử ngửa đầu đi lên nhìn lại, không khỏi lên tiếng kinh hô. Vị này nổi giận trung niên tu sĩ, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, người mặc trường bào màu vàng phớt đỏ, thân bên trên tán phát lấy thâm bất khả chắc khí tức khủng bố, xông lên ra đại điện, liền tốc độ bay toàn bộ triển khai, trực tiếp hướng phía nam đuổi theo mà đi, tựa hồ xảy ra đại sự gì, triệt để chọc giận vị này Hạo Thiên Tông thủ tọa lớn chấp pháp trưởng lão. Hạo Thiên Tông tông chủ cùng đại trưởng lão lâu dài bế quan không ra, không để ý tới thế sự, Hạo Thiên Tông các loại sự vụ ngày thường đều là mấy vị thủ tọa trưởng lão hội cùng thiếu tông chủ xử trí, trong đó chân chính người chủ trì nói chuyện phân lượng nặng nhất, dĩ nhiên chính là thủ tọa lớn chấp pháp trưởng lão, vị này mới là Hạo Thiên Tông xử lý sự vụ ngày thường chân chính tông chủ. Bất quá Hạo Thiên Tông thực tế uy phong quá đáng, dưới chướng đệ tử số lượng hàng trăm ngàn, trong bang sự vụ lớn nhỏ, đều có người chuyên phụ trách, đã rất ít có chuyện gì đáng giá lớn chấp pháp trưởng lão tự mình ra mặt xử trí. Đang lúc mọi người nhao nhao suy đoán, đến cùng phát sinh đại sự cỡ nào thời khắc, lại một bóng người tại đằng không mà lên, theo sát lớn chấp pháp về sau, hướng phía nam bay trốn đi. Người này một bộ lam sam, tuổi chừng lục tuần, thân bên trên tán phát khí tức thế mà cùng lớn chấp pháp đồng dạng thâm bất khả chắc, cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Là cựu trưởng lão, lại vang lên một trận tiếng than thở. Vị này cựu trưởng lão cũng là hạo thiên tông kiệt xuất kỳ tài, chấp trưởng 100 bộ viện, là hạo thiên tông đối các loại công pháp nghiên cứu nhiều nhất, nguyên bác nhất đại tông sư. 100 bộ viện vốn là hạo thiên tông chuyên môn nghiên cứu các loại công pháp chỗ, có thể chúng tuyển 100 bộ viện, đều đối con đường tu luyện có cực đặc biệt nghiên cứu, thế giới người phàm có võ si nói chuyện, hạo thiên tông 100 bộ viện trưởng lão, từng cái có thể nói là tu chân si. Cựu trưởng lão chấp trưởng 100 bộ viện, nó uyên bác có thể nghĩ. Ông trời của ta, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ngửa đầu nhìn trời hạo thiên tông đệ tử cấp thấp nhóm từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, không rõ ràng cho lắm. Tỏa chấn tổng đàn hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vậy mà đồng loạt hướng một cái phương hướng bay trốn đi, thật không biết đến cùng phát sinh không phải đại sự gì, cần hai vị hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể ứng phó được. Ai ngờ ngay sau đó lại có hơn 10 đạo độn quang từ các nơi phi độn mà lên, nhao nhao hướng phía nam vào tới. Đều đều là nguyên anh kỳ trưởng lão, trong đó đa số còn có nguyên anh trung kỳ tu vi. Trong lúc nhất thời, hạo thiên tông tổng đàn trên không lôi lóng lánh, vô số kim sắc hồ quang điện ở giữa không trung lấp lánh, đảo mắt liền đi phải xa. Hạo thiên tông tổng đàn lập tức sôi trào, đệ tử cấp thấp nhóm nghị luận ẩm ý, suy đoán đến cùng chuyện gì xảy ra bất quá từng cái thần sắc hưng phấn không khẩn trương chút nào chi ý cũng thế cần phải khẩn trương sao chẳng lẽ còn có người dám hướng hạo thiên tông tiến công không thành lấy hạo thiên tông bây giờ cường đại hưng thịnh dù coi như là ma đạo thứ nhất tông làm đến nơi đến trốn cũng không sợ chút nào bất quá đối với ngay tại hướng thả nước phương hướng bay đi tiêu phàm mà nói sự tình liền còn lâu mới có được nhẹ nhàng như vậy phong vỗ tàu cao tốc nhanh như điện chấp cực độ phi độn mười mấy tên vô cực môn đệ tử cấp thấp ngồi tại cái này chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy tàu cao tốc bên trong trong lòng lại là kinh nghỉ lại là thấp thỏm càng nhiều thì là mê võng thực tế nghĩ mãi mà không rõ đến cùng bọn hắn làm cái gì cứ thế cảm động trời xanh hạ xuống tiêu tổ sư dạng này một cái đại cứu tinh tới nhưng là rất nhanh tiêu phàm liền trong lòng căng thẳng một loại cực độ bất an phun lên trong lòng của hắn tiêu phàm tay trái khinh động liền chiếm bài học lập tức quay đầu về sau nhìn lại chỉ thấy phía chân trời xa xôi, một đạo cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt bóng người, chính ẩn ẩn hiền lộ ra, đồng thời ngay tại một chút xíu trở nên càng thêm rõ ràng. Tiêu phàm đáy mắt lục mang chấp động, thiên nhãn thần thông vận chuyển đến cực hạn, rốt cuộc thấy rõ ràng, đó là một đuổi gấp mà đến tu sĩ. Tốc độ bay nhanh đến như thế không hợp thói thường, tiêu phàm cơ hồ có thể khẳng định, đây là một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tiêu phàm tâm không chịu được chìm xuống, nguyên cũng biết, tại hạo thiên tông tổng đàn làm xuống như vậy đại sự kinh thiên động địa, giết Âu Dương Tông chủ cháu ruột, tuyệt không có khả năng giống như này nhẹ nhõm chạy thoát. Nhưng truy sát người đến mức như thế nhanh chóng, vẫn có chút vượt quá tiêu phàm dự kiến. Thiên diệu tiên tử đã từng cùng hắn cho tới qua hạo thiên tông uy hiếp lớn nhất mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đối mỗi một vị tình hình, đều tận khả năng kỹ càng nói cho hắn. Chỉ bất quá thiên diệu tiên tử dù sao không phải hạo thiên tông người, đối một chút nhất cơ mật đồ vật, còn là rất khó hiểu được đạt được. Bình thường thủ tọa lớn chấp pháp trưởng lão cùng 100 bộ viện thủ tọa trưởng lão hai vị này đại tu sĩ, đều sẽ tỏa chấn tổng đàn. Chỉ không biết đuổi theo vị này, đến cùng là lớn chấp pháp trưởng lão hay là 100 bộ viện thủ tọa cửu trưởng lão. Sau một khắc, tiêu phàm liền biết mình không cần suy đoán. Đạo thứ hai bóng người cũng tại thương khung một bên hiển lộ ra. Từ hắn không chút nào thấp hơn phía trước đạo nhân ảnh kia tốc độ bay đến xem, không thể nghi ngờ cũng là một vị hậu kỳ đại tu sĩ hai vị hậu kỳ đại tu sĩ đồng loạt xuất mã đến đuổi giết hắn, cũng coi là cho đủ tiêu y thánh mặt mũi. Hạo Thiên Tông mảy may cũng không có xem thường hắn ý tứ. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 70